chương 1192, ta muốn hắn chết. Trương Huyền cũng không có ở địa cung nhiều đáy, rời đi địa cung, về đến nhà, Trương Huyền ở biệt thự viện trước nhìn lướt qua. Thứ phong thân ảnh xuất hiện ở Trương Huyền mi mắt. Đại nhân, ngài đã trở lại. Trương Huyền gật gật đầu, thanh hạm đã trở lại sao? Thứ phong lắc đầu, phu nhân đi tô ra, cụ thể nguyên nhân không có cấp bất luận kẻ nào thuyết minh, bí thư lý bên kia cũng không biết phu nhân rời đi tin tức, phu nhân đi thực vội vàng, yêu cầu làm người đi tô ra hỏi một chút sao. Không cần, Trương Huyền vẫy vẫy tay, thanh hạm có chính mình sự làm, ta không cần thiết nhìn chằm chằm vào, người đi về trước đi, gần nhất mấy ngày, không cần tới. Thứ Phong gật đầu, theo sau rời đi. Trương Huyền về đến nhà, cửa sổ khóa chết, ngồi ở trên sofa, sắc mặt có chút trầm trọng. Đang ở địa cung thời điểm, Trương Huyền còn không có cảm giác được cái gì, nhưng từ địa cung ra tới sau, về nhà trên đường, Trương Huyền càng nghĩ càng không thích hợp, chính mình ở địa cung nội cảm xúc căn bản là không chịu chính mình khống chế. Ra tới lúc sau, suy nghĩ một đường, Trương Huyền cũng không biết chính mình vì sao phải cố tình đi hủy hoại địa cung chung những cái đó tháp cao, liền phảng phất trong lòng có một cuộc tiềm thức ở điều khiển chính mình như vậy đi làm. Mỗi một lần xuống đất cung, chính mình cảm xúc đều sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng. Kia địa cung chung, rốt cuộc là cái gì ở ảnh hưởng chính mình? chẳng lẽ thật là hỏa tinh, nhưng này lại cùng những cái đó tháp cao có quan hệ gì? Vì cái gì chính mình mỗi phá hủy một tòa tháp cao, liền sẽ cảm giác nhiều vài phần phấn khởi. Trương Huyền một mình ngồi ở phòng trong, nhắm mắt trầm tư, việc này không nghĩ ra, hắn thật là không an tâm. Ở khoảng cách hẻ oi bước xa xôi tây bộ lục địa, một tòa được xưng là tuyệt vọng chi cốc đại trong hạp cốc. Này hẻm núi phi thường quỷ dị, từ trên cao xem, chính là viên tinh cầu này trên người thật lớn miệng vết thương. Từng có không ít người thăm dò quá này chỗ hẻm núi, nhưng lại không thu hoạch được gì, đi vào người, không có một cái có thể ra tới, rất nhiều dụng cụ thiết bị đi vào nơi này, toàn bộ không nhạy, đến bây giờ, này chỗ hẻm núi chỗ sâu trong rốt cuộc có cái gì, vẫn là cái mê. Lúc này, tuyệt vọng chi cốc chỗ sâu trong trăm mét, có tám đạo thân ảnh đứng ở chỗ này. Bạch Giang Nam, Bạch Trì, Tương Lai, Hải Thần, Alex, Y chát ngươi, nguyệt thần, tóc đỏ. Bạch Giang Nam cùng Quang Minh Đảo bảy vị vương giả, Bạch Giang Nam đem ở chỗ này đối bọn họ triển khai huấn luyện. Đến nỗi Peace, tuổi đã lớn, hiện tại luyện khí đã theo không kịp, hắn liền tiếp tục đãi ở Quang Minh Đảo, đảm nhiệm lão quản gia nhân vật, mà phí Lôi Tư, bản thân liền không phải chiến đấu thành viên, lần này cũng không bị mang đến. Bạch Giang Nam nhìn quét ánh mắt Minh Đảo bảy vị vương giả, cuối cùng ánh mắt tỏa định ở hẻm núi phía dưới kia vô tận vực sâu thược, trên thế giới này, luôn có một ít tính tình cổ quái người, bọn họ rảnh rỗi không có việc gì, sẽ làm một ít nho nhỏ bẫy dập, còn trêu cợt đời sau người, ta nhiều năm như vậy, du lịch sơn xuyên, gặp qua không ít như vậy trêu cợt, bất quá cũng may, cử tử nhất sinh, còn sống, này hẻm núi phía dưới, liền có như vậy một chỗ. Bạch Giang Nam nói đến này, đem ánh mắt phóng tới Bạch Trì trên người, lấy các người hiện tại thực lực, đi xuống nói, có bảy thành khả năng sẽ chết, phía dưới là một cái tiền bối lưu lại mê cung, theo ý ta tới, cũng chính là kia tiền bối cảm thấy hảo chơi, nhưng đối với các người tới nói, là chí mạng, một khi đi xuống, trừ phi các người có thể đột phá chính mình, trưởng thành đến ngưng khí cảnh, nếu không, tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Bạch Giang Nam đem ánh mắt từ bạch trì trên người thu hồi, ta đâu, cho các người nói nhiều như vậy, đều không phải là là cho các ngươi làm ra lựa chọn, có đi hay là không, mà là ở nói cho các ngươi, đi vào, liền phải liều mạng, đến nỗi lựa chọn, các người không đến tuyển, nếu không nghĩ về sau bị người đinh ở quang minh đảo sỉ nhục trụ thượng, các người hoặc là biến cường, hoặc là, vẫn là chết ở chỗ này hảo, ít nhất, sẽ không bị người phỉ nhổ, ta sư đệ hắn có thể có hiện tại thành tựu, thiên phú là một phương diện. Nhưng càng quan trọng, là hắn dám liều mạng, nếu các người cũng dám chơi, thực mau liền sẽ đổi theo hắn, rốt cuộc, có thể bị tuyển vì quang minh đảo vương giả. Các người cũng không thể so ai kém, hảo, lời nói liền nói này đó, đi xuống đi. Bạch Giang Nam thanh lạc, cánh tay vung lên. Bạch chỉ bảy người, thân thể không chịu khống chế chiều hẻm núi phía dưới tải đi. Bạch Giang Nam trong mắt hiện lên một mặt không đành lòng, nhưng vẫn là trơ mắt nhìn bảy người rơi xuống, biến mất ở hẻm núi cái khe giữa. Hè oi bức, tân tỉnh sa mạc, lâu lan di chỉ, này ngày thường hoang tàn vắng vẻ địa phương, hiện giờ có hơn một ngàn người tại đây tụ tập, những người này tất cả đều ăn mặc hắc y che mặt thấy không rõ diện mạo có vài tên lãnh đạo bộ dáng người chỉ lộ ở mặt nạ bảo hộ bên ngoài trong mắt toàn là nôn nóng tìm được kia tiểu tử sao còn không có lâu lan truyền thừa mở ra yêu cầu môi giới đồng thời cũng yêu cầu lâu lan hậu nhân máu tìm không thấy hắn này truyền thừa không có biện pháp mở ra kia tiểu tử trơn trượt cùng cá trạch giống nhau phi thường giảo hoạt lại giảo hoạt cũng đến bắt được hắn chủ thượng đã giao đại quá, không tiếc bất luận cái gì đại giới, lâu lan truyền thừa cùng Tây Hạ truyền thừa đều phải bắt được tay, này đối chúng ta phản tổ minh mà nói, quan trọng nhất. Hiện tại sai người hướng trong huyện lục soát, từng bước mở rộng tìm tòi phạm vi, chẳng sợ đem toàn bộ hè oi bước phiên cái mặt, đều đến đem kia tiểu tử chảo ra tới. Khoảng cách lâu lan gì chỉ cách đó không xa huyện thành, một cái thân cao 1m7, dáng người viên lăn, trong tay phủng một bao khoai lát, quần áo rách tung tóe trắng nõn mập mạp, 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, gặp người liền hỏi, đại ca, người hiểu được tiên liên ở đâu không? Ta tìm hắn có việc, nhà của chúng ta phần mộ tổ tiên bị người bào. Bị hỏi chính là một trung niên nam nhân, khiêng cái cuốc, mới từ ngoài ruộng trở về, xem mốc tử giống nhau nhìn mập mạp, chu chu môi, lăn. Tiên liên, còn tiên đan đâu, xa tất. Trắng nõn mập mạp bị mắng một run run, nhanh như chấp liền chạy xa. Ở tân tỉnh địa giới, một cổ vô danh thế lực, chính mọi nơi hỏi thăm một người, hình thành thảm thức tìm tòi, mặt hướng toàn hè oi bức, có một loại không tìm đến thể không bỏ qua cảm giác. Cùng lúc đó, rất nhiều luyện khí giả thế lực, cũng sôi nổi chạy tới hè oi bức, về Tây Hạ truyền thừa khai quật một chuyện, đã hoàn toàn truyền đi ra ngoài. Làm cận đại trước hết khai quật truyền thừa, tất nhiên dẫn tới khắp nơi chú ý. Thần ẩn hội cũng phái người tiến đến hè oi bức, về Tây Hạ người thừa kế dương hưng hạ đối người thường động khí một chuyện, cũng muốn với lần này làm ra phán quyết. Hè oi bức, một cái xa xôi tiểu thành thị ngân châu, lúc này trở thành thế giới các thế lực lớn sở chú ý địa phương. Tây hạ địa cung, đã sớm bị cửu cục tiếp thu, Tây hạ truyền thừa ngoài tháp, cũng đứng đầy cửu cục người, muốn cường sông vào, trừ phi đem cửu cục những người này toàn bộ giải quyết, nếu không không có bất luận cái gì biện pháp. Cửu cục cấp ra dương thủ mộ 3 ngày thời gian, đảo mắt liền quá, các thế lực lớn, tề tụ ngân châu. Ngân Châu một gian xa hoa biệt thự giữa. Dương Hưng Hạ nằm ở trên giường, trên người quấn lấy băng gạc. Dương Thủ Mộ ngồi ở mép giường, sắc mặt nghiêm túc nhìn Dương Hưng Hạ. Đương hôn mê gần hai ngày Dương Hưng Hạ trợn mắt nháy mắt, Dương Thủ Mộ thanh âm vang lên, thiếu chủ, người tỉnh. Dương Hưng Hạ cảm thụ được trên người truyền đến chỗ đau, mãn nhãn hận sắc nói, kia Trương Huyền đâu. Ta muốn hắn chết. Trương 1193, thẩm phán đêm trước tắc tiếp nước hương, một chàng biệt thự đơn lập chung. Đã ở trên sofa ngồi 48 giờ trương huyền, chậm rãi mở hai mắt, từ hắn về đến nhà sau, liền vẫn luôn ngồi ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, hắn không có ngủ say, không có trầm tư, mà là vẫn luôn ở xem kỹ tự thân, rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề. Đây là trương huyền bước vào phú thần tới nay, như vậy cẩn thận kiểm tra thân thể của mình, phú thần cảnh cường đại thực lực, cũng xác thật làm trương huyền phát hiện rất nhiều không giống nhau địa phương. Trương Huyền rất nhỏ cảm giác được, chính mình sở phát ra khí, sẽ bởi vì chính mình cảm xúc mà phát sinh biến hóa, loại này biến hóa là cực kỳ bé nhỏ, nếu không có Trương Huyền này hơn 40 giờ trầm tâm tại đây, chỉ sợ cho hắn lại nhiều thời giờ, đều không thể phát hiện. Trương Huyền luyện khí phương thức, cùng người khác bất đồng, người bình thường là chậm rãi đem khí hấp thu, sau đó tinh lọc, lại chuyển vì mình dùng. Mà Trương Huyền bất đồng, nếu nói, người khác luyện khí phương pháp, chính là bình thường đi làm mỗi ngày công tác một chút, sẽ được đến một chút thù lao, như vậy trương huyền luyện khí phương pháp, liền cùng đoạt không có gì khác nhau, so người khác thừa nhận lớn hơn nữa nguy hiểm, trực tiếp đem không khí giữa linh khí thu lấy đến chính mình trong cơ thể, hóa thành mình dùng, tới làm ra một ít công phạt thủ đoạn. Làm như vậy, sẽ làm trương huyền thân thể so thường nhân nhiều thừa nhận mấy lần áp lực, nhưng hiệu quả cũng càng thêm rõ ràng. Này đó không có trải qua tinh lọc khí sẽ càng thêm cuồng bạo, tạo thành lực sát thương lớn hơn nữa, Đồng thời, ở Trương Huyền thân thể thừa nhận thật lớn áp lực trong lúc, thân thể hắn cũng sẽ được đến tăng mạnh, nhưng vẫn luôn làm như vậy Trương Huyền cũng không có phát hiện, chính mình trong cơ thể khí đã sớm đã xảy ra biến hóa. Ở thập phần khí giữa, tổng hội có như vậy nửa phần khí, hiện ra màu đỏ, này khí thể nhan sắc, cùng hỏa tinh giống nhau như đúc, bởi vì Trương Huyền ngày thường liền chính mình trong cơ thể khí đều không thế nào vận dụng, càng đừng nói chú ý tới này 20 phần có một màu đỏ. Hiện giờ, Trương Huyền rốt cuộc phát hiện, chính mình cảm xúc sẽ ảnh hưởng này hồng khí lan tràn, hoặc là nói, hồng khí xuất hiện liền sẽ ảnh hưởng đến chính mình cảm xúc, làm chính mình nội tâm tràn ngập phá hư cùng thị huyết xúc động. Nếu thật là hỏa tinh tạo thành, hay là, là bởi vì kia địa cung nội có cái gì câu động này đó khí, mới có thể ảnh hưởng ta cảm xúc biến hóa. Trương Huyền bối rối thật lâu sau vấn đề, rốt cuộc bị hắn thăm dò một ít đầu óc, nhưng tân vấn đề lại theo nhau mà đến hỏa tinh nội khí phá lệ táo bạo, ảnh hưởng ta cảm xúc, này rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ sợ, muốn lại đi một lần địa cung, mới có thể làm rõ ràng. Trương Huyền chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mở ra biệt thự đại môn, ánh mặt trời chiếu vào Trương Huyền trên người. Trương Huyền hoạt động hạ bả vai, nhìn mắt di động thượng thời gian, buổi chiều 4 điểm. Trương Huyền nghĩ nghĩ, lại về tới phòng trong, từ phòng ngủ giường phía dưới, lấy ra một trương nhiễm huyết gia thú, máu đã hoàn toàn ngâm tiến ra thú giữa. Này ra thú, đúng là lúc trước Trương Huyền từ lâu lan được đến cùng đoạn kiếm cùng nhau mặt khác một kiện đồ vật. Đoạn kiếm cấp Trương Huyền cảm giác là vô cùng sắc bén, mà này ra thú, lúc trước Trương Huyền cũng làm không thực nghiệp, có thể cách trở khí lưu động, tuy rằng lúc ấy Trương Huyền thực lực còn rất thấp kém, nhưng trưởng thành đến bây giờ, Trương Huyền như cũng cảm thấy đoạn kiếm sắc bén vô cùng, này ra thú, tự nhiên cũng kém không đến nào đi, nếu này gia thú có thể ngăn cản trụ dương thủ mộ kiếm ý, kia đối trương huyền mà nói, tuyệt đối là một đại hỷ sự. Lần này, bởi vì muốn thẩm phán Tây Hạ Hậu nhân dương hưng hạ duyên cớ, thần ẩn hội riêng phái ra một người hồng y đại chủ giáo tiến đến, là trương huyền sở quen thuộc xài cửu minh. Mà còn lại một ít thế lực, cũng đều phái ra đại biểu, phải biết rằng, dương hưng hạ hiện tại sở trái với, là toàn bộ luyện khí giả thế giới quy củ, mỗi một cái luyện khí giả thế lực, kia đều là muốn ra tới tỏ thái độ bao gồm phản tổ minh, thần thánh thiên quốc, cũng đều phái người tiến đến. Phản tổ minh phái ra, là lần trước đi trước quá quang minh đảo Long Cốt, phản tổ minh bên ngoài thượng tam đương ra, một chân đã bước vào phú thần hậu kỳ tồn tại. Mà thần thánh thiên quốc đại biểu, còn lại là một cái vô cùng xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân, quyến rũ sáng người, kia một đầu rũ đến vòng eo ngạch màu bạc tóc dài, hoàn mỹ chọn không ra một chút tỳ vết ngũ quan, tiến tây hạ địa cung, liền khiến cho không ít người chú ý tạm thời vứt bỏ lập trường không đề cập tới, đây là một cái chỉ bằng vào mượn diện mạo, là có thể làm rất nhiều người sinh ra hảo cảm nữ nhân, thậm chí liền một đại bộ phận nữ tính, xem nàng ánh mắt giữa, đều mang theo một tia mê muội. Tóc bạc nữ nhân từ vương lăng nhập khẩu tiến vào địa cung, đương nhìn đến kia tòa tây hạ truyền thừa tháp cao khi, lắc lắc đầu, mắt đẹp trung lòe ra một mặt bất đắc dĩ, kết quả là, trương huyền ca ca vẫn là chính mình cầm kiếm nhập mộ đâu, bị người lợi dụng nha. Chessia cô nương, đã lâu không thấy. Đô thành tam đại gia người phụ trách, từ một bên đi tới, nhìn tóc bạc mỹ nữ. Cơ thủ một, mây trắng phi, khương thần, đều thuộc về ngầm thế lực, tự nhiên nhận được cái này quang minh đảo trước năm mầu vương giới người sở hữu. Chessia nhìn đến ba người, lại nhìn mắt ba người sau lưng sở bối đổ vật, che miệng cười, Chessia gặp qua ba vị thúc thúc, nhìn dáng vẻ, ba vị thúc thúc sau lưng người, là quyết định to lớn duy trì trương huyền ca ca cơ thủ một thái độ kiên định gật đầu quân vương các hạ nãi lục tiên sinh truyền nhân lục tiên sinh với ta tam gia có đại ân ta chờ tự nhiên là đứng ở quân vương các hạ bên này có thập phần lực sẽ lấy ra chín phần đồ thành tam đại gia lần này tế ra tổ khí chỉ sợ này đã không phải chín phần lực đơn giản như vậy các người đây là đem át chủ bài đều lấy ra tới a triệu cực từ một bên đi tới ở triệu cực bên cạnh còn đi theo thần ẩn hội hồng y đại chủ giáo đứng đầu xài cửu minh hắn ánh mắt đảo qua mây trắng phi ba người sau lưng sở bối chi vật, từ lục tiên tướng khí cùng binh chia lìa, không còn có nghe nói qua tổ binh hiện thế, không biết lúc này đây, có hay không cơ hội này, có thể một đồ tổ binh phong thái. Vẫn là thôi đi, triệu cực lắc lắc đầu, tổ binh thứ này, lại không phải khí, người tài ba vì khống chế, đô thành tam đại gia cũng không có xuất hiện bắt binh sử, vô pháp hoàn toàn thao tác tổ binh, chỉ sợ mây trắng phi ba vị lão huynh, cũng đều là gia tộc trưởng bối trợ lực, các người mới có thể miễn cưỡng ngự động tổ binh, một khi tình huống mất khống chế, ta nhưng không nghĩ làm này liên nguyên mấy chục mét địa cung toàn bộ sụp đổ. Mây trắng phi gật gật đầu, tự nhiên, nếu có thể tâm bình khí hòa giải quyết lần này sự, có thể bất động dùng tổ binh, tự nhiên sẽ không vận dụng, bất quá. Chúng ta ba người mấy ngày này, cũng nghe nói chút kia Tây Hạ Hậu nhân cách làm, chỉ sợ muốn tâm bình khí hòa giải quyết, rất khó a à. Không tồi, cơ thủ một đạo chúng ta liền vì này Tây Hạ truyền thừa một chuyện mà đến, lo lắng sinh biến, nếu không có ngoài ý muốn, tổ binh tự nhiên sẽ không vận dụng, nhưng nếu thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, trong nhà lão tổ mệnh lệnh, chúng ta sẽ không vi phạm, tự nhiên toàn lực đứng ở địa ngục quân vương kia một bên. Ha ha, có cười lạnh tiếng vang lên, phản tổ minh đại biểu Long Cốt đi tới, này địa ngục quân vương, thật đúng là nhân mạch rộng lớn đâu, bất quá, các người muốn vận dụng tổ binh, trả giá đại giới cũng sẽ không tiểu đi chương 1194, thế lực phân bố. Long cốt thần sắc tham lam đánh giá mây trắng phi ba người sau lưng sở bối đổ vật, không cấm vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Khương thần hừ lạnh một tiếng, Long cốt, các người phản tổ minh, sợ là gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy tổ binh hiện thế đi. Như thế nào có thể nói như vậy đâu, Long cốt cười như không cười, chúng ta phản tổ minh, nhưng vẫn luôn là phi thường thủ quy củ. Các người thủ quy củ, Sài Cửu Minh thần sắc lạnh nhạt nhìn chằm chằm Long Cốt, nhiều năm như vậy, các người phản tổ Minh làm ra sự, không ít đi. Ta tưởng thế giới các thế lực lớn, đối với các người phản tổ Minh cách làm, đều rất có phê bình kín đáo. Sài Cửu Minh lời này vừa ra, chung quanh rất nhiều còn lại thế lực người, đều chiều bên này xem ra. Long Cốt mí mắt vừa lật, các vị, chúng ta hôm nay tới đây, rốt cuộc là vì Tây Hạ truyền nhân một chuyện, vẫn là muốn thẩm phán chúng ta phản tổ Minh A. À tự nhiên là trước thẩm phán Tây Hạ truyền nhân, bất quá người phản tổ minh, sớm muộn gì cũng muốn thẩm phán. Một đạo thanh âm, từ nơi không xa vang lên. Thanh âm này vang lên nháy mắt, kia ngũ quan hoàn mỹ, đầu bạc phiêu phiêu Chessia tức khắc vẻ mặt vui sướng chiều thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, thật giống như là kia ngượng ngùng tiểu nữ sinh, ở tình đậu sơ khai tuổi tác, đột nhiên gặp được chính mình người trong lòng, chẳng sợ chỉ nhìn đến hắn, đều sẽ cảm giác vui vẻ vô cùng. Trương Huyền từ nơi không xa bước đi tới. Long cốt thấy Trương Huyền, trong mắt hiện lên khói mù, rốt cuộc không lâu trước đây, hắn mới ở Quang Minh đảo ăn qua mệt. Tuy rằng việc này có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Long cốt hắn tự mình chuốc lấy cực khổ, nhưng Long cốt vẫn là đem này bút chương tính ở Trương Huyền trên đầu. Trương Huyền xuất hiện, làm rất nhiều ánh mắt đều tụ tập lại đây, này đó các đại luyện khí giả thế lực, đều có thuộc về chính mình mạng lưới tình báo, bao gồm có phản tổ minh ở bên trong châm ngòi thổi gió, nhiều như vậy thiên qua đi, lúc trước Dương Hưng hạ đối Trương Huyền lão bà động thủ, bao gồm Trương Huyền thiếu chút nữa nhất kiếm giết chết Dương Hưng hạ sự, mỗi người trong lòng đều đã rõ ràng, mọi người đều minh bạch, lần này thẩm phán là mọi người đối Tây Hạ hậu nhân phá hư luyện khí giả thế giới quy củ một chuyện muốn cái giải thích. Đồng thời, càng là Lục Tiên đồ đệ, cùng Tây Hạ người thừa kế Chi Gian quyết đấu. Hôm nay, tất nhiên có đại sự muốn phát sinh. Ở Tây Hạ truyền thừa tháp cao trước, đã dựng một cái giản dị sẽ đài đến lúc đó tây hạ truyền nhân liền sẽ ở chỗ này tiếp thu thẩm phán trương huyền nhìn về phía triệu cực ra tiếng nói bọn họ khi nào tới đã an bài người đi qua hẳn là nhanh triệu cực trả lời một tiếng chúng ta trước chuẩn bị đi các vị đều trước ngồi xuống nói xong triệu cực khi trước chiều kia sẽ đài đi đến sẽ đài bố trí giống như là tivi game show thượng những cái đó tuyển tú giống nhau có 5 chương ghế dựa bầy biện ở bên nhau, ở 5 chương ghế dựa đối diện, phóng hai chương, đến lúc đó, Trương Huyền, Triệu Cực, vẫn là dư lại thế giới tam đại đỉnh cấp thế lực đại biểu, sẽ ngồi ở này 5 chương ghế dựa thượng tới thẩm phán sắc sửa ngồi ở đối diện Dương Hưng Hạ Cập Dương Thủ Mộ. Đến nỗi còn lại người, bọn họ thuộc về cái nào trận doanh, cái nào phe phái, liền sẽ đứng ở ai phía sau. Đường Trương Huyền 5 người phân biệt ngồi xuống lúc sau, thuộc về các thế lực lớn bẻ phái trận doanh, một chút liền hiển hiện ra, trong đó nhất xấu hổ, đó là hẻ oi bức cửu cục. Làm hè oi bức bản thổ thế lực, hè oi bức cửu cục lực ảnh hưởng, cũng chỉ giới hạn trong hẻ oi bức bên trong, hiện tại triệu cực phía sau, trừ bỏ đứng cửu cục bên trong người bên ngoài, không có bất luận cái gì một cái thế lực sẽ đứng ở hắn nơi này. Mà thần ẩn hội loại này truyền thừa ngàn năm, trải rộng thế giới các nơi, lấy giữ gìn luyện khí giả hòa bình làm nhiệm vụ của mình tổ chức, người ủng hộ là nhiều nhất, thế giới các nơi thế lực, lớn lớn bé bé, kia người phụ trách tất cả đều đứng ở xài cửu minh phía sau, cùng triệu cực so sánh với, hình thành thật lớn tương phản. Đến nỗi thần thánh thiên quốc, Chessia phía sau, cũng đứng không ít thế lực người phụ trách, gần mấy năm qua, thần thánh thiên quốc hoạt động thường xuyên, cũng lấy được không ít người duy trì. Mà phản tổ minh, tuy rằng không giống triệu cực như vậy thảm, nhưng long cốt sau lưng, cũng có thể dùng hoang vắng tới hình dung, ít ỏi mấy cái thế lực người phụ trách, đứng ở long cốt phía sau, thuyết minh đứng ở phản tổ minh này một phương, những người này ánh mắt không có loạn xem, giống như bọn họ sợ chính mình nhìn về phía nơi khác, liền sẽ đưa tới các loại khinh thường ánh mắt giống nhau. Rốt cuộc, phản tổ minh cách làm, rất nhiều thế lực đều trong lòng biết rõ ràng, kia hoàn toàn phản nhân đạo sinh vật thực nghiệp, là làm tuyệt đại đa số người sở phỉ nhổ. Trương huyền phía sau, có hơn 10 người đứng, không riêng gì đô thành tam đại gia lần này phái tới người, còn có một ít khác thế lực, tuy nói Trương Huyền mới bước vào phú thần, ở luyện khí giả thế giới không có gì căn cơ, nhưng làm lục tiên truyền nhân, vẫn là có rất nhiều thế lực nguyện ý đi theo hắn. Triệu cực cũng không thèm để ý cái gì, bản thân cùng tam đại thế giới đỉnh cấp thế lực so sánh với, hắn cửu cục nhân thể nhược, đây là sự thật. Mọi người ngồi ở thuộc về chính mình vị trí thượng lặng lặng chờ đợi. Trong lúc, Long Cốt thường thường nhìn về phía Trương Huyền phía sau, đem ánh mắt ở mây trắng phi ba người phía sau sở bối tổ binh thường không ngừng nhìn quét cuối cùng nhịn không được mở miệng ta nói các ngươi hè oi bức tam đại gia hiện tại thế giới các thế lực lớn có thể tùy tiện lấy ra tổ binh chỉ có các ngươi có cần hay không tàng đến sâu như vậy a à, nếu đều lấy ra tới không bằng xé mở bên ngoài kia tầng phá bố làm chúng ta nhìn xem lòng cốt lời này làm đại gia ánh mắt đều tập trung ở mây trắng phi ba người trên người từ lục tiên điều hòa thế gian âm dương đem khí cùng binh chia lìa, binh liền không còn có xuất hiện quá bọn họ tầm mắt giữa, bọn họ giữa, cơ hồ đều chỉ nghe qua tổ binh huy danh, nhưng lại trước nay chưa thấy qua tổ binh rốt cuộc là vật gì, cũng vô pháp tưởng tượng, cái dạng gì binh khí có thể làm phàm tục lấy thượng, là có thể địch nổi có thể ngự khí cao thủ. Mây trắng phi sờ sờ chính mình phía sau sở bối chi vật, nhìn mắt long cốt, tin tưởng ta, người sẽ không muốn gặp đến nó toàn cảnh. Cơ thủ một cùng khương thần hai người không có ra tiếng ta nói long cốt, đây là nói chơi đâu, vẫn là cho chúng ta thị uy đâu. Sai cửu minh buồn cười một tiếng, tổ binh loại đồ vật này, cũng là người muốn gặp là có thể thấy. Người có loại thực lực này, vẫn là nói, các người phản tổ minh tính toán hôm nay liên hợp Tây Hạ truyền nhân, hoàn toàn đánh vỡ toàn bộ luyện khí giả thế giới quy củ, tới cảm thụ hạ tổ binh uy lực. Ta nói sai cửu minh, ngươi nhưng đừng cố ý cho ta bát này nước bẩn. Long cốt đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, Tây Hạ Hậu Nhân làm chuyện gì, nhưng cùng chúng ta phản tổ minh một chút quan hệ đều không có. Đúng không, Sai cửu minh nhìn chằm chằm long cốt, nhưng vì cái gì, các người phản tổ minh người, vẫn luôn đều ở cùng Tây Hạ Hậu Nhân tiếp xúc đâu. Hay là bọn họ chỉ là đơn thuần nam nữ cảm tình, hỗ sinh tình tố không thành. Thế nào, không được sao, long cốt phản nói, chúng ta phản tổ minh người liền không thể đi nói cái luyên ái. Chẳng lẽ các người thần ẩn hội này đều phải quản? muốn hay không đem hè oi bước phía chính phủ cũng quản thượng A. Triệu cực vẫy vẫy tay, các người nói chuyện phiếm, cũng không nên đem ta cửa cục mang lên. Chessia ngồi ở một bên, tay ngọc khủyểu tay đầu, từ Trương Huyền sau khi xuất hiện, nàng ánh mắt, liền vẫn luôn dừng lại ở Trương Huyền trên người, không có lại nhìn về phía địa phương khác. Audio điện tử võ tấn bền Trương 1195, thẩm phán bắt đầu. Trương Huyền ca ca, người thật sự thay đổi. Chelsea trong ánh mắt mang theo ái mộ, cũng có chứa một tia vui mừng. Người lại biến thành đã từng kia phúc bộ dáng ở người trong mắt vứt đi nhi nữ tình trường. Người nhận rõ người địch nhân là ai, người lại lần nữa có mục tiêu của người. Như vậy mới là người nên có bộ dáng. Người sinh mà chính là vương giả, đây là người số mệnh vô pháp thay đổi. Thời gian chậm rãi qua đi, địa cung nội thanh âm cũng càng ngày càng ít. Mỗi người đều biết khoảng cách thẩm phán thời gian càng ngày càng gần. Một phen thiết kiếm, từ địa cung lối vào bay nhanh mà đến, vững vàng cắm trên mặt đất, chuôi kiếm theo thân kiếm phát ra run rẩy. Một cổ sắc bén hơi thở nháy mắt tràn ngập toàn bộ truyền thừa tháp phạm vi. Ở đây người, tất cả đều sắc mặt ngưng trọng, dương thủ mộ cả đời nhất kiếm, nhất kiếm cực cảnh, này nhất kiếm chi uy, ở đây người, không người dám khinh thường. Kia dày nặng cửa đá lối vào, dương thủ mộ thân ảnh dần dần xuất hiện, Dương Hưng Hạ đi theo Dương Thủ Mộ phía sau, có thể nhìn đến, Dương Hưng Hạ cánh tay thượng còn quấn quanh băng gạc, ngày đó Trương Huyền ở trên người hắn lưu lại thương, còn không có hảo toàn. Bất đồng với Trương Huyền tự thân cường hắn, có thể tự thân chữa thương, loại trừ Dương Thủ Mộ lưu tại trong thân thể hắn kiếm khí. Dương Hưng Hạ thực lực thấp kém, Dương Thủ Mộ tuy rằng cường đại, nhưng cũng thể hiện ở hắn kia cực cảnh nhất kiếm thượng, muốn giúp Dương Hưng Hạ chữa thương, không dễ dàng. Tới, sai cửu minh, triệu cực, còn có đô thành tam đại gia mây trắng phi ba người, tất cả đều ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía chậm rãi đi tới dương thủ mộ. Dương thủ mộ tuy rằng dáng người cầu lũ, nhưng hắn tạo thành uy áp, sợ so ở đây tất cả mọi người hiếu thắng, những cái đó không biết dương thủ mộ thân phận thế lực đại biểu, tất cả đều ở nghi hoặc, người này, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trước nay chưa từng nghe qua như vậy nhất hào cao thủ. Chỉ có Chessia, từ đầu đến cuối, một chút cũng chưa bị còn lại người ảnh hưởng, nàng ánh mắt vẫn luôn đều dừng lại ở Trương Huyền trên người, chẳng sợ Dương Thủ Mộ kia nhất kiếm sắc bén tung hoành thời điểm, nàng như cũng nhìn chăm chú vào Trương Huyền, phảng phất trước mặt người nam nhân này mới là nàng toàn thế giới. Dương Thủ Mộ tiền bối, ngồi đi, Triệu Cực hướng đối diện hai chương ghế dựa, làm một cái thỉnh thủ thế. Dương Thủ Mộ gật gật đầu, ngồi vào kia ghế trên đi. Dương Hưng hạ đi tới, lại không có ngoan ngoãn ngồi xuống mà là một chút liền chú ý tới phía trước Chessia, cái này làm cho hắn hai mắt tỏa ánh sáng, không ngừng đánh giá cái này tuyệt mỹ nữ nhân, đương hắn nhìn đến, cái này tuyệt mỹ nữ nhân ánh mắt vẫn luôn đều dừng lại ở Trương Huyền trên người thời điểm, trong lòng đối Trương Huyền oán niệm, càng thêm thâm. Dương thủ mộ ngồi xuống sau, nhìn quét trước người, theo sau mở miệng, chư vị, nhân ta tây hạ một chuyện, làm phiền các vị, xa xôi vạn dặm mà đến, không chậm trễ đại gia thời gian, thỉnh bắt đầu đi. Dương thủ một tiền bối, người hẳn là biết, luyện khí giả thế giới, có luyện khí giả thế giới quy củ. Triệu cực tuy rằng không phải ở đây thân phận tối cao người, nhưng làm chủ nhà hắn, vẫn là trước hết ra tiếng, từ lục tiên điều hòa thế gian âm dương, đem khí cùng binh chia lìa sau, khắp nơi đều ký kết điều ước, luyện khí giả tự thành nhất thể, này ước cho tới bây giờ, đã qua mấy trăm năm, mỗi một người luyện khí giả, đều tuân thủ điều ước, nhưng Tây Hạ truyền nhân, lại tùy ý xé bỏ điều ước, đây là tại đây mấy trăm năm qua trường hợp đầu tiên. Dương thủ mộ gật gật đầu, nhìn mắt cắm ở một bên mặt đất, đã đình chỉ run rẩy thiết kiếm, nói nói các ngươi tuyên án kết quả đi. Sai cửu minh làm thần ẩn hội đại biểu, lúc này đứng dậy ra tiếng, căn cứ điều ước, tự mình ở người thường trước mặt ngự khí giả, đem chỗ lấy tử hình, thế giới bất luận cái gì một cái luyện khí giả thế lực, đều có tư cách chấp hành, bất quá. Sai cửu minh chuyện vừa chuyển, nhìn mắt một bên trên mặt đất thiết kiếm, tiếp tục nói niệm ở dương hưng hạ vì tây hạ duy nhất truyền nhân tử hình như miễn nhưng trừng phạt giống nhau muốn chịu chúng ta thần ẩn hội cấp ra kiến nghị là tuy rằng tây hạ truyền thừa đã phá nhưng ba năm nội dương hưng hạ không được đụng vào tây hạ truyền thừa hắn tâm trí chưa từng quá quan bắt được truyền thừa cũng là khắp cả luyện khí giả thế giới làm hại này ba năm ta thần ẩn hội yêu cầu giám thị dương hưng hạ hết thảy hành động hơn nữa cho đánh giá nếu đánh giá hợp lý đem rút khỏi đối Dương Hưng Hạ giám thị, thả không can thiệp Tây Hạ truyền thừa một chuyện. Dương thủ mộ lại lần nữa gật đầu, lại nhìn về phía những người khác, kia còn lại các vị ý kiến đâu? Triệu Cực nhún vai, thần ẩn hội cách làm, ta tán đồng. Ở hôm nay tiếp xúc phía trước, xài Cửu Minh liền cùng Triệu Cực lén tiếp xúc quá, Hàn Huyên một ít có quan hệ lần này thẩm phán sự, đối với thần ẩn hội lần này nói ra ý kiến, Triệu Cực cũng không hiểu biết, nhưng nghe Sài Cửu Minh nói đây là hội trưởng tự mình an bài xuống dưới, thỉnh cầu hè oi bức cử cục cần phải phải đáp ứng. Này thần ẩn hội lớn lên mặt mũi, triệu cực vẫn là muốn bán. Thần Thánh Thiên Quốc đại biểu Chessia, căn bản từ đầu tới đuôi liền không có nghe người khác nói gì, nàng lần này tới này mục đích, giống như chỉ có một, chính là hết sức chuyên chú đi xem nam nhân kia, còn lại hết thảy, đều cùng nàng không quan hệ. Dương thủ mộ lại đem ánh mắt nhìn về phía long cốt lòng cốt lắc lắc đầu nói ta đảo không phải thực nhận đồng như vậy tuyên án này tây hạ hậu nhân thiệp thế chưa thâm các ngươi hè oi bức có câu cách ngôn kêu người không biết không tội ta tưởng nếu hắn cũng không rõ ràng có như vậy hạn chế chỉ là bởi vì nhất thời tức giận nhiệt huyết hướng đầu động thủ cũng là có thể tha thứ rốt cuộc hắn lúc ấy đối mặt chính là đại danh đỉnh đỉnh địa ngục quân vương a theo ta đoạt được đến tư liệu này tây hạ hậu nhân cả đời giữa liền gà vịt cũng chưa giết qua mà kia địa ngục quân vương, cả đời giữa, giết người vô số, đối mặt loại người này, ta tưởng khẩn trương cũng là không thể tránh được. Ha ha, lòng cốt, các người phản tổ minh nói chuyện, cũng thật liền cùng đánh giám giống nhau. Sai cửu minh ra tiếng, này dương hưng hạ lúc ấy đối phó người, nhưng cũng không phải gì đó địa ngục quân vương. Kia nhưng nói không chừng, lòng cốt lắc lắc đầu, theo sau đứng dậy, hướng dương hưng hạ nhìn lại, ra tiếng nói, tây hạ hậu nhân, người nói cho ta, lúc trước ngươi lựa chọn động khí hay không bởi vì cảm nhận được này địa ngục quân vương tồn tại bị hắn hơi thở sở áp bách dẫn tới dương hưng hạ tuy rằng không phải cái gì người thông minh nhưng cũng không phải cái xuẩn chứng nơi nào phân biệt không rõ trong sân thế cục lập tức gật đầu nói đúng vậy là như thế này ngươi xem lòng cốt mở ra đôi tay ta phỏng đoán hẳn là này địa ngục quân vương cố ý cấp tay hà hậu nhân tạo áp lực dẫn tới Tây hà hậu nhân không chịu nổi áp lực động thủ rốt cuộc hai người thực lực chênh lệch quá lớn, cho nên, cùng với làm ta tin tưởng cả đời này liền gà vịt cá cũng chưa giết qua Tây Hạ hậu nhân ra tay đối phó người thường, ta càng nguyện ý tin tưởng mặt khác một loại khả năng, là này địa ngục quân vương, cố ý áp bách Tây Hạ hậu nhân, cưỡng bách đối phương động thủ, có khác sở đồ. Triệu cực cười lạnh một tiếng, lòng cốt, người cảm thấy người cái này cách nói, có người sẽ tin sao? Tin hay không không sao cả, lòng cốt bĩu môi, ta chỉ là thuyết minh ta lập trường mà thôi. Chương 1196, đoạn kiếm trị uy. Long Cốt lời này nói, đích xác không tồi. Hôm nay, mọi người tới đến nơi đây thẩm phán Tây Hạ hậu nhân, đều không phải là là nói cái gì đạo lý lớn, cái gọi là quy tắc, kia đều là từ cường giả chế định, ở thế giới này, giảng đạo lý là kẻ yếu hành vi. Long Cốt nói ra như vậy một phen lời nói, đại biểu chỉ là hắn lập trường, phản tổ minh, đứng ở Tây Hạ hậu nhân bên này. Hôm nay cùng với nói là đối dương hưng hạ thẩm phán, chi bằng nói là khắp nơi mượn cơ hội này tới một hồi đánh cờ. Này dương hưng hạ, nhiều nhất cũng chính là cái lời dẫn mà thôi. Cổ ngữ có ngôn, phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, này luyện khí giả thế giới bình tĩnh nhiều năm như vậy, không những sẽ không làm người trở nên tâm bình khí hòa, ngược lại sẽ bởi vì nào đó quy củ tồn tại, làm một ít nguyên bản tiểu thù tiểu oán càng thích càng nhiều. Long cốt, người lời này, Giống như có rất nhiều ý khác a. À. Sai cửu Minh đôi mắt không ngừng nhìn quét Long Cốt Đây là tính toán vì các người phản tổ Minh tương lai cô ra giải vây Sai cửu Minh, ta chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi Long Cốt đôi tay ôm ngực Chẳng lẽ còn không cho phép ta phản tổ Minh phát biểu chính mình ý kiến Này luyện khí giả thế giới Nên các người thần ẩn hội một nhà độc đại Long Cốt, người này loạn chụp mũ bản lính Còn phải lại luyện luyện a. À. Sai cửu Minh trả lời Lòng cốt hừ lạnh một tiếng, ta này có phải hay không loạn chụp mũ, ta tưởng ở đây chư vị đều rất rõ ràng, các người thần ẩn hội, tự xưng là cực cao, càng là đem chính mình trở thành này luyện khí giả thế giới lãnh tụ, phàm là nào đó thế lực có điều động tác, đều có các người thần ẩn hội tham dự, khi nào, một cái đánh giữ gìn hòa bình cờ hiệu tổ chức, bắt đầu thẩm thấu người khác bên trong sự. Long cốt này một phen nói nói năng có khí phách, mục đích, đó là khiến cho người khác phẫn nộ. Quả thực, Đường lòng cốt này một phen nói ra sau, không ít đứng ở xài cửu minh thế lực phía sau đại biểu, trong mắt đều lộ ra khác thường thần sắc. Xài cửu minh nơi nào nhìn không ra long cốt là có ý tứ gì, quát lạnh một tiếng, long cốt, người thiếu tại đây lật ngược phải trái, đừng quên hôm nay tới mục đích. Nga, long cốt nhướng nhướng chân mày, người xài đại chủ giáo còn nhớ rõ có mục đích ha. À? Hảo hai vị, triệu cực ra tới hòa giải, chúng ta vẫn là trước làm chính sự đi, về Tây Hạ truyền nhân một chuyện, hôm nay cần phải có cái phán quyết tiêu chuẩn, nếu không, này thiên hạ truyền thừa dữ dội nhiều, muốn mỗi người đều võng khai một mặt, không đi so đo, kia về sau thế giới này, cũng thật liền lộn xộn. Vậy hỏi một chút dương thủ Mộ tiền bối hảo, xem hắn, có nguyện ý hay không tiếp thu người thần ẩn hội đề nghị. Long cốt cười nói, ánh mắt nhìn về phía dương thủ mộ. Dương thủ mộ ngồi ở đối diện ghế dựa thượng, ngẩng đầu nhìn mắt bị cửu cục thật mạnh vây quanh truyền thừa tháp, nhẹ giọng mở miệng nói, ta Tây Hạ truyền thừa đến nay, đã có gần ngàn năm thời gian, cộng sinh sáu đại người giữ mộ, ta dương thủ mộ từ sinh ra ngày đó bắt đầu, đã bị giao cho thủ mộ chi danh, ta sinh mà liền vì Tây Hạ truyền thừa, Tây Hạ thiếu chủ, không thể có việc, hiện giờ Tây Hạ truyền thừa khai quật, dù cho ta thiếu chủ có thiên đại sai lầm, đều nên bị tha thứ, đến nỗi các người theo như lời. Chờ đợi ba năm, lại tiếp truyền thừa, thời gian này lâu lắm, ta không đồng ý, nếu là một năm, cũng có thể. Hảo, Sai Cửu Minh cơ hồ không có suy xét liền ra tiếng, "Một năm cũng hảo, chỉ cần Tây Hạ truyền nhân có thể tuân thủ quy củ, tại đây một năm nội thông qua ta thần ẩn hội khảo hạch, một năm sau, lại kế thừa Tây Hạ truyền thừa, không người sẽ nói thêm cái gì." Dương Thủ Mộ gật đầu, "Một năm thời gian, không lâu lắm, không tính đoạn, ta có thể tiếp thu, nhưng tại đây phía trước, ta còn có một cái yêu cầu." Sai Cửu Minh ôm ôm quyền, Dương Thủ Mộ tiền bối mời nói dương thủ mộ bỗng nhiên nhìn về phía trương huyền vừa muốn mở miệng trương huyền liền trước ra tiếng đối này phán quyết ta không phục dương hưng hạ tùy ý động khí đã trái với luyện khí giả thế giới quy tắc vô luận như thế nào đều nên sát dương thủ mộ cũng ở đồng thời mở miệng trương huyền thương ta thiếu chủ tất trừ hai người nói chuyện một trước một sau thanh âm lại là đồng thời rơi xuống ở hai người trong ánh mắt đều mang theo nùng liệt sát ý trương huyền đứng dậy màu tím kiếm mang ngưng tụ trong tay dương hưng hạ trái với hiệp ước nên sát ta cũng nói dương thủ mộ đồng dạng đứng dậy hắn tay phải hư không nắm chặt kia cắm trên mặt đất thiết kiếm bỗng nhiên rút về đến hắn trong tay thiếu chủ nãi tây hạ duy nhất truyền nhân chẳng sợ phạm vào thiên đại sai đều là có thể bị tha thứ người muốn giết thiếu chủ liền từ thân thể của ta thượng trước bước qua đi bằng không ta kiếm chỉ có thể trước chảm ngươi một cổ vô cùng cường đại mũi nhọn ở dương thủ mộ quanh thân thổi quét, theo sau thẳng đến trương huyền mà đi, nham thạch mặt đất bởi vì này mũi nhọn bắt đầu vỡ ra, cuốn lên đại lượng đá vụt. Trương huyền hít sâu một hơi, đối mặt dương thủ mộ này nhất kiếm, hắn bỗng nhiên phất tay. Một đạo màu tím thần mang hiện lên. Tại đây màu tím thần mang xuất hiện nháy mắt, sai cửu minh, long cốt, triệu cực, thậm chí bao gồm dương thủ mộ, đều là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ở trương huyền này nhất kiếm giữa, Bọn họ cảm nhận được, sau so Dương Thủ Mộ kiếm trong tay càng sâu mũi nhọn. Phải biết rằng, Dương Thủ Mộ kia chính là cực cảnh nhất kiếm a. Trương Huyền bất quá mới bước vào phú thần, như thế nào có thể chém ra như vậy nhất kiếm? Trương Huyền trong tay, nồng đậm màu tím thần mang hạ, ai cũng không có thấy Trương Huyền trong tay sở cầm một phen đoạn kiếm. Từ ngày đó buổi tối, Trương Huyền từ mây trắng phi ba người trong miệng biết được này lâu lan đoạn kiếm có được cùng tổ binh đồng dạng hơi thở sau. Trương Huyền liền suy nghĩ, rốt cuộc như thế nào đi khai quật này đoạn kiếm chân chính uy lực. Trương Huyền không hiểu biết khí, đối tổ binh hiểu biết, cũng cận tồn ở chỗ nghe nói mà thôi, nhưng hắn không ngừng một lần nghe được quá, khí cùng binh chia lìa, một khi đã như vậy, vậy dùng nhất nguyên thủy phương pháp, làm khí cùng binh kết hợp hảo. Có được cách nghĩ như vậy sau Trương Huyền, đã từng hơi chút nếm thử một chút, hắn thật sự phát hiện, nếu chính mình cầm trong tay này đem đoạn kiếm tới ngự khí nói, đích xác có thể làm chiêu thức uy lực tăng lên một cái cấp bậc. Đương nhiên, quá cường chiêu thức sẽ bởi vì này đoạn kiếm sinh ra cái gì hậu quả, Trương Huyền cũng không có đi nếm thử, lúc này đây, vẫn là hắn lần đầu, cầm trong tay đoạn kiếm, dùng ra diệt thế ma kiếm, đây cũng là hắn, lần này dám chính diện đối kháng dương thủ mộ tư bản. Nhất kiếm ra, đồng dạng mũi nhọn thổi quét. Hai cổ bất đồng kiếm ý va chạm ở bên nhau. Dương thủ mộ cả đời nhất kiếm, kiếm ý thuần khiết, liền ở một cái hằng tự thượng, hắn gắng đạt tới nhất kiếm đâm ra, không thắng liền bại. Mà Trương Huyền, tu luyện diệt thế đồ lục, một cái diệt tự, hắn toàn bộ thần ý, tâm chi sở hướng, một vĩ lấy hàng, địch tới liền diệt, tuyệt không lui về phía sau nói đến. Hai cổ kiếm ý, đều là mạnh mẽ vô cùng, đều là vừa ngạnh mãnh liệt, phát sinh đối đâm, tại tiến hành ngắn ngủi yên lặng sau, hướng bốn phía tan đi, phát sinh bạo phá. Kiếm ý sở tiếp xúc địa phương, mặt đất xuất hiện vô số đạo vết rách, cũng không có tạo thành đất nước thạch băng, nhưng những cái đó vết rách lại là xuống đất mấy chục mét, chỉ bằng vừa mới này kiếm ý đối chạm vào khi sở phát ra uy lực, nếu là khô mộc lão nhân cái loại này cấp bậc, chỉ sợ sẽ nháy mắt tiêu tán. Có được đoạn kiếm tăng lên sau Trương Huyền, phá lệ khủng bố. Chương 1197, thất sát ngôi sao. Đường kiếm phong tiêu tán, Trương Huyền cùng Dương Thủ mộ tương đối mà coi. Dương thủ mộ nhìn trước mặt kia xuất hiện vô số tế phùng mặt đất, ánh mắt lộ ra khen ngợi thần sắc, không hổ là lục tiên đồ đệ, chỉ có như vậy thực lực, lại có thể chém ra như vậy nhất kiếm, bất quá, loại này kiếm chiêu, ngươi lại có thể chém ra nhiều ít đâu. Thế giới này là thủ hằng, ngươi được đến cái gì, liền phải trả giá tương ứng. Dương thủ mộ nói, cánh tay lại lần nữa phung lên. Trương huyền đồng giảng, lại lần nữa múa may trong tay màu tím thần mang lại là kiếm ý tương chạm vào, nhưng lúc này đây, Trương Huyền sở chém ra kiếm ý, hoàn toàn không có vừa mới như vậy cường hãn, trực tiếp bị Dương Thủ Mộ đè ép một đầu. Lại xem Trương Huyền, trong tay màu tím kiếm mang đã ảm đạm rồi rất nhiều, nguyên bản như có thực chất bộ dáng trở nên hư ảo lên. Trương Huyền bất động thanh sắc thu hồi trong tay đoạn kiếm. Đích xác như Dương Thủ Mộ theo như lời như vậy, như vậy chiêu thức, đối Trương Huyền mà nói, tiêu hao thật lớn, hắn đích xác dùng không ra vài lần mây trắng phân ba người nhìn mắt trương huyền kia kiếm khí tung hoành quá địa phương theo sau liếc nhau trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vài phần ngưng trọng bọn họ ở trong đó cảm nhận được tổ binh hơi thở kiếm khí lại một lần tiêu tán mỗi người đều có thể nhìn ra vừa mới kia hai kiếm đã là làm trương huyền tiêu hao thật lớn dương thủ mộ tiền bối triệu cực nhanh chóng lắc mình đến trương huyền trước người người nói người tây hà hậu nhân nhưng bị tha thứ trương huyền hắn nãi lục tiên duy nhất truyền thừa người trăm triệu không thể đối hắn ra tay. Lục tiên, một cái chết người mà thôi. Dương Hưng hạ phát ra khinh miệt tiếng động. Làm càn, cơ thủ một hét lớn một tiếng, lục tiên sinh, há là người loại này tiểu bối có thể chửi bới. Như thế nào, Dương Hưng hạ cổ một ngẩng, một cái người chết, ta còn không thể nói. Khiến cho này họ trương nương cái này người chết tên tác oai tác phúc không thành. Tiểu bối, người làm càn, trương huyền phía sau, một người hét lớn một tiếng, trực tiếp bạo khởi, hướng dương hưng hạ mà đi, người này, cũng là lục diễn người theo đuổi chi nhất, lần này lộ diện. Là ngươi làm càn, dương thủ mộ cầm kiếm hoành lập, ta tây hạ thiếu chủ, cũng là các ngươi có thể giáo huấn. Lan, dương thủ mộ lại nhất kiếm bổ ra, lúc này đây, không có trương huyền cầm binh ngăn cản, ở đây người, không người có thể tiếp dương thủ mộ này cực cảnh nhất kiếm. Mây trắng phi một bước tiến lên trước, cánh tay phóng tới phía sau, nắm kia khối che đậy phía sau chi vật cũ bố, liền phải dùng sức. Từ từ, xài cửu minh đè lại mây trắng phi bả vai, hướng mây trắng phi lắc lắc đầu, còn chưa tới tế tổ binh thời điểm, có người tới. Xài cửu minh vừa dứt lời, một trận tiêu minh thanh, như gió nhẹ giống nhau, ở mọi người bên tai vang lên. Tiếng tiêu thực nhẹ, mang theo một loại kỳ quái giai điệu, tại đây giai điệu hạ, dương thủ mộ chém ra kiếm phong tự nhiên tiêu tán. Sai cửu minh ánh mắt nhìn về phía kia địa cung nhập khẩu cửa đá phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói, này tiếng tiêu, bao lâu chưa từng nghe qua, thất sát ngôi sao, vì hứa hẹn, tử thủ côn luân sơn hòa tử nhân quật trước, nhiều ít năm qua đi, tiếng tiêu lại lần nữa vang lên, chẳng lẽ nói, kia côn luân sơn hòa tử nhân quật. Ha ha ha, dương thủ mộ, người sống đến từng tuổi này, vẫn là như vậy cố chấp. Một đạo tiếng cười to vang lên, cùng với này nói tiếng cười to, một bộ thân xuyên áo tang thân ảnh xuất hiện, người này đầu đội đấu lạp, tay cầm một cây xanh biếc ngọc tiêu, hắn nhìn về phía mọi người nơi ở ra tiếng, thanh âm khàn khàn, cùng kia gió mát phất mặt tiếng sáo sinh ra thật lớn tương phản. Dương thủ mộ quay đầu, nhìn về phía áo tang trong tay ngọc tiêu, hơi hơi ngây người sau ra tiếng, thất sát một lần nữa cầm tiêu, hay là kia côn luân sơn hoạt tử nhân. Áo tang khẽ lắc đầu, từ đây, lại vô côn luân sơn hoạt tử nhân. Lời này vừa ra, ở đây cảm kích đại nhân vật, tất cả đều thân thể chấn động, mắt lộ không thể tin tưởng chi sắc. Côn Luân Sơn, hòa tử nhân, sở vô địch. Năm đó quét ngang lục hợp bát hoang, chẳng sợ cuối cùng ngồi trên Côn Luân trong núi mấy chục năm, kiệu uy danh cũng đủ để cho nhân tâm run. Nhưng hiện tại, thế nhưng nói, Côn Luân Sơn, lại vô hòa tử nhân, này. Trương huyền đồng tử co rụt lại, hắn đương nhiên minh bạch áo tang nói chính là cái gì. Sở tranh, Trương Huyền tuy rằng chỉ thấy quá một mặt, nhưng đối với cái này sư thúc, Trương Huyền có rất sâu ấn tượng, lúc trước ở hòa tử nhân quật nội, sở tranh chuyên môn lưu lại Trương Huyền, giao đãi một ít việc, những cái đó sự, Trương Huyền nhớ rõ rành mạch, đó là một vị đại nghĩa người, hắn cách làm, làm Trương Huyền cảm thấy kính nể. Nhưng hôm nay, còn chưa tái kiến hắn, lại nghe đến này phiên tin tức. Dương thủ mộ mắt lộ ra tiếc núi chi sắc, một thế hệ thiên kiêu, đã từng ta nhìn lên tồn tại, lại tan thành mây khói khống linh cường giả bao trùm hết thảy nhưng trung quy đánh không lại năm tháng áo tang đem trong tay ngọc tiêu vũ một cái hoa tại đây đồng thời áo tang trên đầu đấu lập nháy mắt vỡ vụn lộ ra hắn kia trương vết thương trải rộng gương mặt năm đó đại nhân ở ta một bước nhập ma khi đem ta kéo lại đối ta tri ân giống như tái tạo hiện giờ đại nhân đã không ở chỉ vì ta lưu lại cuối cùng một cái mệnh lệnh chẳng sợ liều mạng ta áo tang này mệnh cũng muốn ngăn cản Tây Hạ truyền thừa khai quật. Đương thổ tự rơi xuống nháy mắt, áo tang thân thể chung quanh phát ra thúy lục sắc quang mang, này quang mang nhan sắc cùng áo tang trong tay ngọc tiêu tương đồng, hình thành một đạo cột sáng, đem áo tang hoàn toàn bao phủ. Áo tang trên người khí thế, đang ở lấy một loại cực hạn tốc độ hướng về phía trước bò lên. Dĩ vãng đối mặt áo tang, Trương Huyền đều có một loại thực nhẹ nhàng cảm giác, bởi vì thực lực của hắn, sớm liền siêu việt áo tang, nhưng hiện tại, áo tang trên người truyền ra khí thế, làm Trương Huyền đều cảm nhận được một loại áp lực. Như vậy biến hóa ước chừng rằng có mười mấy giây, đường cột sáng tan đi, áo tang như cũ đứng ở nơi đó, hắn vẻ ngoài không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng hắn hiện tại trên người sở triển lộ khí thế, làm mỗi người đều cảm nhận được hô hấp khó khăn. Trương Huyền phía sau mây trắng phi lẩm bẩm nói, năm đó, tham lang, thất sát, phá quân ba người, bị gọi thế gian này nhất sáng người ba viên tinh, mỗi một người, đều có vô cùng cường hãn thực lực, nhưng ba người lại đều bởi vì đủ loại nguyên nhân, mai danh ẩn tích, không nghĩ tới, hiện giờ, thất sát lại hiện. Cơ thủ một chút đầu, này ba người tính cách bất đồng, trong đó lại lấy thất sát nhất làm người sợ hãi, chủ túc sát, tư sinh tử, thất sát này danh, năm đó làm người sợ hãi, nhưng nghe nghe sát phạt quá nặng, đã nhập ma, lại không nghĩ rằng, là bái ở sở tiên sinh môn hạ. Khương thần đạo, hiện giờ thất sát, khuyết thiếu dĩ vãng kia ngập trời sát khí, có vẻ càng thêm trầm ổn rất nhiều, không biết rốt cuộc là hiện tại hắn cường, vẫn là dĩ vãng hắn cường. Đứng ở một bên Triệu Cực nghe được, lắc lắc đầu, mặc kệ là hiện tại vẫn là trước kia, chỉ cần hắn cầm lấy Ngọc Tiêu, này thiên hạ gian đỉnh cao nhất cường giả, tất nhiên phải có tên của hắn. Sai Cửu Minh nhìn áo tang biến hóa, ra tiếng nói, "Áo tang, hội trưởng có lệnh, cũng không phải một hai phải ngăn cản Tây Hạ truyền thừa khai quật, chỉ cần Tây Hạ truyền nhân có thể hối cải để làm người mới." liền nhưng tiếp thu truyền thừa. Áo tang khẽ lắc đầu, thần ẩn hội trường nói cái gì, ta không sao cả, đại nhân giao đãi sự, ta áo tang đó là ném mệnh, cũng muốn làm được, tưởng lấy này tây hạ truyền thừa, trước chém ta. Dương thủ mộ đem kiếm hoành với trước người, dựng chỉ nhẹ đạn thân kiếm, thân kiếm phát ra một tiếng. Không thể tưởng được, ta dương thủ mộ, thế nhưng ở ngắn ngủn thời gian nội, giao thủ ba vị thiên tinh trong đó chi nhị, này với ta mà nói, là lớn lao vinh hạnh chương 1198, ta muốn ngươi. Một người cầm trong tay thiết kiếm, một người cầm trong tay ngọc tiêu. Dương thủ mộ bên cạnh, đạo đạo mũi nhọn cuốn động, người khác không nhúc nhích, nhưng kia kiếm ý, đã phát ra. Từng trận tiếng tiêu, hiện lên ở mỗi người bên tai, nghe thế tiếng tiêu, mỗi người đều có một loại tâm tình hoàn toàn bình tĩnh trở lại an hòa cảm, ngay cả trương huyền, kia nhăn lại mày, đều nhịn không được thả lòng. Bất quá thực mau, Trương Huyền thân thể run lên, mắt lộ ra kinh mang, hắn biết rõ, ở chiến đấu giữa, loại cảm giác này là phi thường nguy hiểm, áo tang sát khí liền giấu ở này ôn hòa giữa. Gần bằng vào một khúc tiếng tiêu, liền có thể như vậy ảnh hưởng đến người cảm xúc, áo tang có thể nói khủng bố. Hai đại cao thủ, còn không có chính diện giao phong, nhưng kia khí thế đã làm rất nhiều người không chịu nổi, theo bản năng lui về phía sau. Yên lặng vài giây sau, hai người đồng thời động kiếm phong thổi quét, dễ nghe âm thanh nháy mắt trở nên trào dâng lên, một ít thực lực kém một chút người, nghe thế âm thanh, mặt như giấy vàng, một ngụm máu tươi phun ra. Ở đây, không ai có thể thấy rõ hai người động tác, chỉ nghe ầm vang một thanh âm vang lên, toàn bộ địa cung đều ở phát sinh, mà đại chiến giữa hai người cũng rất có ăn ý, trực tiếp đánh hướng địa cung chỗ sâu trong. Dương thủ mộ lo lắng dự uy thương đến Dương Hưng Hạ. Áo tang đồng dạng có hắn lo lắng hai người ở đối mặt như vậy địch thủ khi, đều không có dư lực lại chiếu cố thượng người khác. Tây hạ truyền thừa tháp chung quanh, lòng cốt nhìn mắt địa cung chỗ sâu trong, lại quét một chút đang đứng ở kia tiến hành khôi phục trương huyền, trong mắt hiện lên một mà tàn nhẫn, đột nhiên hét lớn một tiếng, động thủ. Này hét lớn một tiếng, lòng cốt phía sau người, đã sớm làm tốt chuẩn bị, cơ hồ ở nháy mắt liền hướng bên cạnh còn lại thế lực người làm khó dễ. Còn lại thế lực người, còn không có từ vừa mới áo tan tiếng tiêu giữa phục hồi tinh thần lại, kết quả liền lọt vào đánh lén, tức khắc mấy người bị thương. Xài Cửu Minh trước hết phản ứng lại đây, hét lớn một tiếng, Long Cốt, người muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Long Cốt cười lạnh một tiếng, ta đều nói, chúng ta phản tổ Minh duy trì Tây Hạ truyền nhân đi truyền thừa thuộc về đồ vật của hắn, đương nhiên muốn giúp hắn một tay, thế giới này cũng không phải là các ngươi thần ẩn hội nói tính. Long cốt đem bàn tay đến chính mình sau cổ áo chỗ, theo sau cánh tay dùng sức phung lên, một phen màu xám cốt kiếm bị long cốt rút ra, cầm trong tay, cốt trên thân kiếm che kín dày đặc lại thật nhỏ gai ngược, có thể tưởng tượng, bị này cốt kiếm gặp phải một chút, sẽ có bao nhiêu khó chịu. Địa cung nhập khẩu cửa đá, phát ra oanh một tiếng, hoàn toàn sập. Gần trăm đạo thân ảnh từ cửa đá bên ngoài vọt vào, một người tóc vàng mỹ nữ đầu tàu gương mẫu, hướng còn sướng sờ ở nơi đó dương hưng hạ hét lớn, Dương Hưng Hạ, người còn thất thần làm gì, mau đi lấy truyền thừa. Dương Hưng Hạ có chút đờ đẫn gật gật đầu, nhấc chân chiều truyền thừa tháp chạy tới. Sài cửu minh nhìn vọt vào tới những người đó, sắc mặt khó coi, long cốt, các người phản tổ minh, đã sớm chuẩn bị tốt đi. Ha ha, long cốt phát ra cười khẽ thanh, hay là, liền hứa các người thần ẩn hội đi nào đều mang theo một đám người, không cho phép chúng ta phản tổ minh làm như vậy. Thực hảo, sai cửu minh gật đầu, ta hy vọng ngươi có như vậy thực lực, thừa nhận như vậy hậu quả, các ngươi phản tổ minh, hiện tại chính là đứng ở Tây Hạ truyền nhân bên này, công nhiên trái với toàn bộ luyện khí giả thế giới hiệp ước. Trái với lại như thế nào, ngươi thần ẩn hội không còn sớm liền tưởng diệt trừ chúng ta phản tổ minh sao, vậy nhìn xem, ngươi có hay không này thực lực. Long cốt nhất kiếm chém ra, thẳng đến xài cửu minh mà đi. Xài cửu minh trên người màu đỏ áo choàng không gió tự động, áo choàng thượng kia thái dương tiêu chí toàn bộ nổi lên kim sắc quang mang. Triệu cực đôi mắt nheo lại, nhìn những cái đó từ cửa đá ngoại dũng mãnh vào, nhằm phía truyền thừa tháp phản tổ minh thành viên, tự tại điểm thượng một cây thuốc lá, theo sau hít sâu một ngụm, đem xương khói chậm rãi phun ra, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới a, à, thế giới này đại loạn ngọn nguồn, thế nhưng là từ hè oi bước bắt đầu, bất quá, bình tĩnh lâu như vậy, cũng nên đến một lần nữa tẩy bài lúc. Triệu cực xuyên thấu qua nồng đậm xương khói, nhìn mắt những cái đó hướng hắn vào tới phản tổ minh thành viên, hắn đem thuốc lá ngậm ở ngoài miệng, trở tay chiều đứng dậy hạ ghế dựa, ăn mặc đại hoa quần cộc, lay động nhoáng lên chiều những người đó đi đến, này tư thế, giống như là trực tiếp nhất đầu đường ẩu đả giống nhau. Trương huyền ánh mắt, vẫn luôn đều tỏa định ở dương hưng hạ trên người, đương dương hưng hạ nhằm phía truyền thừa tháp thời điểm, trương huyền đôi mắt giữa sát khí lập lè, cũng vọt qua đi. Long cốt ở cùng xài cửu minh đại chiến khi, cũng thỉnh thoảng sẽ chú ý tới Trương Huyền, đương nhìn đến Trương Huyền chiều dương hưng hạ đuổi theo đi sau, hướng xài cửu minh cười lạnh, xài cửu minh, ngươi còn tính toán tại đây ngăn đón ta sao? Nếu ngươi lại đánh với ta đi xuống, chỉ sợ kia tây hạ hậu nhân sẽ chết tại đây địa cung, ngươi cảm thấy, dương thủ mộ nếu sau khi trở về, chỉ nhìn đến một khối tây hạ hậu nhân thi thể, sẽ thế nào? Lòng cốt lời này vừa ra, xài cửu minh hiển nhiên động tác chậm vài phần, ánh mắt ngay sau đó chiều truyền thừa tháp kia nhìn lại. Long cốt cũng không có mượn cơ hội này lại động thủ, ngược lại ngừng tay chung động tác, xài cửu minh, ngươi là tưởng trước cùng chúng ta tử chiến đâu. Vẫn là đi trước giải quyết về Tây Hạ truyền nhân sự. Nếu Tây Hạ truyền nhân thân chết, Dương Thủ Mộ không mang tất cả giết chết Trương Huyền, lấy Trương Huyền thân phận, nếu thật tại đây loại trường hợp Hạ bị giết, ta tưởng, toàn bộ luyện khí giả thế giới, lại thả bằng tĩnh ngày đi. Khác không nói, chỉ là kia Bạch Giang Nam, liền đủ để cho toàn bộ luyện khí giả thế giới phiên thiên, lục tiên những cái đó người theo đuổi, cũng sẽ không mang tất cả xuất thế, đến lúc đó ta chỉ đưa người bốn chữ, thiên hạ đại loạn. Xài cửu minh trên mặt toàn là ngưng trọng, đứng ở tại chỗ, gắt gao nhìn chầm chầm long cốt. Long cốt mở ra đôi tay, nhún vai, như thế nào, xài cửu minh, ta cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng. Ngươi tốt nhất không cần chơi cái gì hoa chiêu, xài cửu minh cảnh cáo một tiếng, lại không lý long cốt, chiều truyền thừa tháp đuổi theo. Dương Hưng Hạ ở tóc vàng nữ nhân yểm hộ hạ, từ loạn cục trung tiến vào truyền thừa tháp, truyền thừa tháp bên trong không gian không lớn, Dương Hưng Hạ ngẩng đầu liền có thể nhìn đến treo ở tháp đỉnh, bị xích sắt sở quấn quanh vỏ kiếm. Dương Hưng Hạ trong mắt, lộ ra gấp không chờ nổi thần sắc, chỉ cần này truyền thừa bắt được, hết thảy cũng liền kết thúc, tuy rằng không biết này vỏ kiếm nội rốt cuộc ẩn chứa cái dạng gì bí mật, Dương Hưng Hạ cũng sẽ không đi tưởng, hắn chỉ cần đem thứ này giao cho phản tổ minh liền có thể dương hưng hạ mau lấy truyền thừa tóc vàng nữ nhân vừa lòng hưng phấn không ngừng thúc giục nói nhưng dương hưng hạ lại đột nhiên không nóng nảy hắn đứng ở tại chỗ hướng tóc vàng nữ nhân lắc lắc đầu người còn lăng cái gì mau a à, tóc vàng nữ nhân thấy thế lại lần nữa thúc giục nói không vội dương hưng hạ ra tiếng ta đột nhiên cho rằng các người phản tổ minh cho ta thù lao giống như có điểm quá thấp ta tưởng tăng giá tăng giá Tóc vàng nữ nhân sửng sốt, theo sau vội vàng hỏi, người nghĩ muốn cái gì? Bao nhiêu tiền? Không, ta không cần tiền. Dương Hưng hạ liếm liếm môi, một đôi mắt không ngừng ở tóc vàng nữ nhân trên người đánh giá, trong mắt tràn ngập chiếm hữu dục, ta muốn ngươi. chương 1199 người có thể tiếp ta mấy thành lực. Tóc vàng nữ nhân bởi vì Dương Hưng hạ nói sửng sốt, nàng thực sự không nghĩ tới, Dương Hưng hạ sẽ vào lúc này đưa ra như vậy điều kiện tóc vàng nữ nhân có thể cảm nhận được Dương Hưng Hạ kia một đôi tùy ý ở chính mình trên người đánh giá hai mắt. Thế nào, bồi ta một đêm, chính là yêu cầu của ta. Dương Hưng Hạ trong mắt, tràn ngập mãnh liệt chiếm hữu dục, nữ nhân này, hắn đã nhìn chằm chằm lâu lắm lâu lắm. Nữ nhân sửng sốt hai giây sau, đột nhiên xinh đẹp cười, hảo a, à, ngươi chỉ cần đem truyền thừa giao cho ta, đừng nói một đêm, bao lâu thời gian đều có thể, ta tùy kêu tùy đến. Hảo. Dương Hưng Hạ trong mắt nhảy ra cực nóng, đây chính là ngươi nói. Đương nhiên, tóc vàng nữ nhân gật đầu, hướng Dương Hưng Hạ chấp chấp mắt, hiện tại, người có phải hay không nên đi lấy truyền thừa. Hắn không cơ hội này, Trương Huyền Thanh Âm, từ truyền thừa tháp lối vào truyền đến, hắn tay để màu tím thần kiếm, trong mắt tràn ngập sát ý. Tóc vàng nữ nhân sắc mặt biến đổi, hướng Trương Huyền phóng đi, đồng thời hô, ta ngăn lại hắn, người mau lấy truyền thừa. Ngươi, Trương Huyền ánh mắt lộ ra khinh thường, theo sau nhất kiếm chém ra. Màu tím thần mang thổi quét, tóc vàng nữ nhân liền ngăn cản một chút đều khó khăn, này màu tím thần mang, rất có trực tiếp đem tóc vàng nữ nhân cùng Dương Hưng Hạ cùng nhau chém eo chi thế. Này nhất kiếm, Trương Huyền là mượn dùng đoạn kiếm phát ra, bằng vào này hai người, tuyệt đối vô pháp ngăn lại hắn, mục đích của hắn chính là muốn làm thịt Dương Hưng Hạ. Trương Huyền, dừng tay, kim sắc quang mang sáng lên, hoàn toàn tiêu tán trương huyền sở bổ ra màu tím thần mang, xài cửu minh thân ảnh xuất hiện ở trương huyền cùng tóc vàng nữ nhân chi gian. Trương huyền mày nhăn lại, trong mắt xuất hiện một mặt bực bội, như thế nào? Ngươi muốn ngăn ta? Xài cửu minh khẽ lắc đầu, trương huyền, người đừng vội, về dương hưng hạ sự, chúng ta chậm rãi giải, giải quyết, nhưng người này tuyệt đối không thể giết. Trương huyền ánh mắt sắc bén lên, nếu ta một hai phải sát đâu? không thể giết, xài cửu minh vẫn là câu nói kia, về lão bà ngươi sự, ta sẽ cho ngươi một cái vừa lòng giao đái, nhưng dương hưng hạ, không thể chết được. Ta đây liền, trương huyền trong tay, màu tím thần kiếm lại lần nữa ngưng tụ, đỉnh đầu hắn, một đóa màu tím hoa sen hiện lên, phát ra yêu dị quang mang, trương huyền kia tràn ngập sát ý ánh mắt, chuyển rời đến xài cửu minh trên người, hắn thanh âm trầm thấp, liền ngươi một khối sát hảo. Trương huyền tiếng nói vừa dứt, hắn đỉnh đầu màu tím hoa sen bay nhanh xoay tròn lên, tưới xuống vô số màu tím khí mang, ở trương huyền trước người hình thành một tầng khí mạc, nếu cẩn thận quan sát, này khí mạc giữa, hỗn loạn một tia màu đỏ tươi, trương huyền đồng tử tròng trắng mắt bộ phận, cũng tràn ngập đồng dạng nhan sắc. Sai cửu minh cơ hồ ở trong nháy mắt liền ý thức được trương huyền không thích hợp, hắn thân thể run lên, hét lớn, không đúng. Trương huyền, khống chế tốt ngươi cảm xúc. Sát, trương huyền hét lớn một tiếng, lại một lần huy kiếm, lúc này đây, mang theo đầy trời kiếm mang, này kiếm mang thượng sở toát ra mũi nhọn, làm xài cửu minh đều có một loại không rét mà run cảm giác, hắn khẳng định, chính mình tuyệt đối ngăn không được này đó kiếm mang. Trương huyền xuyên thấu qua đoạn kiếm phát ra chiêu thức, làm uy lực bao nhiêu bội số tăng lên. Xài cửu minh quay đầu nhìn mắt còn đứng ở kia dương hưng hạ, hét lớn một tiếng, không muốn chết liền chạy mau. Tóc vàng nữ nhân cũng ở đồng thời hét lớn, dương hưng hạ, lấy truyền thừa, mau. Dương Hưng Hạ đột nhiên nuốt khẩu nước bọt, theo bản năng liền nghe theo tóc vàng nữ nhân nói, thả người nhảy, chiều kia treo ở giữa không chung vỏ kiếm chộp tới. Đầy trời màu tím thần mang thổi quét mà đến. xài cửu minh hít sâu một hơi, trên người áo choàng sở hữu thái dương tiêu chí toàn bộ sáng lên lóa mắt quang mang, một tầng kim hoàng sắc cái lồng khí từ sài cửu minh trên người phát ra, ngăn cản trương huyền sở chém ra này đầy trời thần mang màu tím thần mang ở chạm vào cái lồng khí thời điểm biến tất cả tiêu tán, mà xài cửu minh trên người áo choàng cũng phát sinh biến hóa, có thể nhìn đến, mỗi chặn lại một đạo màu tím thần mang, xài cửu minh trên người áo choàng liền sẽ nhiều xuất hiện một cái thon dài khẩu tử. đây trời thần mang dữ dội nhiều, chỉ là ngắn ngủn vài giây, xài cửu minh trên người áo choàng cũng đã rách ngước, mà kia kim hoàng cái lồng khí cũng trở nên bạc nhược lên. Nhưng này ngắn ngủn vài giây thời gian, cũng đủ dương hưng hạ, vào tay vỏ kiếm. Đường lúc này đây, Dương Hưng hạ tay chạm vào vỏ kiếm khi, hắn cũng không có như trên thứ như vậy bị văng ra, vỏ kiếm phát ra một loại mạc danh hấp lực, làm Dương Hưng hạ bàn tay gắt gao dựa vào đi lên. Quấn quanh vỏ kiếm xiềng xích bắt đầu tự nhiên bóc ra, tại đây đồng thời, toàn bộ địa cung cũng đang run rẩy lên. Truyền thừa tháp nội, đầy trời thần mang tiêu tán, Trương Huyền trong tay màu tím kiếm mang cũng hoàn toàn ảm đạm đi xuống, Giống như Hư Vô, có thể rõ ràng nhìn đến hắn cầm ở trong tay kia một phen đoạn kiếm. Trương Huyền mồm to thở dốc, đã kiệt lực. Mà xài Cửu Minh, còn lại là quần áo rách nát, khóe môi treo lên máu tươi, cũng bị nội thương không nhẹ. Ha 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 ha, Sài Cửu Minh, đa tạ ngươi. Một đạo làm càn tiếng cười vang lên, lòng cốt bước đi tiến vào, nhìn thoáng qua kiệt lực Trương Huyền, theo sau ánh mắt chuyển qua Trương Huyền trong tay sở cầm đoạn kiếm mặt trên, trong mắt toàn là tham lam này đó là kia lâu lan khai quật môi giới sao, hiện tại trải qua tiên liên tay, chỉ sợ đã hoàn toàn giải phong đi, thật là muốn đa tạ người đâu, trương huyền. Long cốt trong tay màu trắng cốt kiếm hoa trên mặt đất, theo long cốt đi lại, phát ra chói tai thanh âm. Sai cửu minh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, long cốt, người muốn làm cái gì? Không làm cái gì a à? long cốt lắc lắc đầu, chỉ là tưởng từ chúng ta tiên liên trên người, thu hồi một chút thuộc về chúng ta phản tổ minh đồ vật mà thôi. Nga, thuận tiện thử lại, này tiên liên được không sát, nếu dễ giết nói, vậy thuận tiện làm thịt. Xài cửu minh nộ mục trợn lên, người dám. Có cái gì không dám, long cốt bĩu môi, dù sao vừa mới cùng trương huyền đánh chính là ngươi, lại không phải ta long cốt, trương huyền muốn chết, này bút chướng, cũng đến tính đến ngươi xài cửu minh trên đầu, ngươi cho rằng, hiện tại ngươi, còn có thể ngăn được ta. Long cốt khi nói chuyện, trong tay cốt kiếm nhẹ nhàng vung lên nguyên bản liền thân bị trọng thương sài cửu minh thân thể không chịu khống chế tung bay đi ra ngoài trực tiếp ngã trên mặt đất long cốt không hề nhiều xem sài cửu minh liếc mắt một cái hướng trương huyền đi đến trương huyền mồm to thở dốc hắn không có nhiều lời vô nghĩa hiện tại khôi phục mới là quan trọng nhất long cốt đánh giá trương huyền trong mắt mang theo khinh thường a à, tiên liên các ngươi quang minh đảo thực cuồng vọng sao ta hiện tại đến muốn nhìn một chút, ngươi còn có cái gì cuồng vọng tư bản tận khả năng lấy ra tới hảo. trương huyền bàn tay vừa lật, màu tím quang mang lại lần nữa ngưng tụ, tuy rằng thong thả hư ảo, nhưng cũng chứng minh trương huyền quyết tâm, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. di, còn tưởng phản kháng, long cốt đột nhiên cười, không bằng như vậy đi, chúng ta tới chơi cái trò chơi, nhìn xem ngươi hiện tại trạng thái, ta dùng mấy thành lực có thể giết ngươi. long cốt phiên tay hiện tại là một thành lực Nga. Long cốt nhất kiếm hoành bài, xếp hạng Trương Huyền trên người. Phanh, một tiếng trầm vang, Trương Huyền bay ngược đi ra ngoài. Trương 1200 Tây Hạ Chi Chủ. Bị Long cốt nhất kiếm chụp bay ra đi Trương Huyền còn không có rơi xuống đất, Long cốt liền lại khinh thân mà thượng. Trương Huyền, ta bất quá một thành lực ngươi cứ như vậy, nếu ta ra hai thành lực, ngươi sẽ như thế nào? Long cốt nói, lại lần nữa nhất kiếm phách về phía Trương Huyền. Trương Huyền căn bản là vô pháp khống chế chính mình, lại bị Long Cốt chụp bay về phía một cái khác phương hướng. Trương Huyền vừa mới cùng xài cửu minh đối đua nhất chiêu, hắn thế muốn sát Dương Hưng Hạ, đã kiệt lực, hiện tại đối thượng cái này đã một chân bước vào phú thần hậu kỳ cao thủ, thật là một chút năng lực phản kháng cũng chưa. Trương Huyền bị chụp phiên trên mặt đất, tạp khởi đại lượng bụi mù. Long Cốt đứng ở Trương Huyền trước người, trên cao nhìn xuống nhìn quăng ngã phiên trên mặt đất Trương Huyền, trong tay cốt kiếm kia tinh mịn gai ngược thượng dính đầy thật nhỏ thịt nát, tất cả đều là từ Trương Huyền trên người câu xuống dưới. Lòng cốt mặt mang cười nhạo, chật chật chật, đây là cái gọi là tiên liên sao? Bất quá như vậy sao, nhìn dáng vẻ, này một đóa tiên liên, còn chưa trưởng thành, liền phải chết non a à. Lòng cốt đôi tay hợp cầm kiếm bính, đem tay cử qua đỉnh đầu, mũi kiếm chiều hạ, mũi nhọn nhắm ngay Trương Huyền trái tim vị trí. Long cốt trong mắt hiện lên một mặt hàn ý, Trương Huyền, tái kiến, nhớ kỹ, muốn mạng ngươi người không phải ta, là xài cửu minh. Long cốt tiếng nói vừa dứt, trong tay kiếm phong, dùng sức xuống phía dưới đâm tới. Mũi kiếm sắc bén, nếu đâm đến Trương Huyền trên người, lấy Trương Huyền hiện giờ trạng thái, liền một chút phản kháng đều không thể làm được, dù cho là phú thần cảnh, bị đâm thủng trái tim, cũng giống nhau khó sống. Liền tại đây cốt kiếm phong mũi nhọn phá Trương Huyền áo ngoài khi, lòng cốt đột nhiên cảm giác một trận cứng rắn chặn chính mình lợi kiếm mũi nhọn, không đợi hắn có điều phản ứng, Trương Huyền bàn tay mãnh chụp mặt đất, cả người nhanh chóng nhảy lên, căn bản không có làm một tia suy xét, quay đầu liền chạy. Lòng cốt hơi hơi sửng sốt, chợt nghĩ tới cái gì, hừ lạnh nói, hảo một cái tiên liên, liền kia ra thú đều mặc ở trên người sao. Như vậy cũng tốt, đỡ phải ta lại đi tìm. Lòng cốt hít sâu một hơi, nhích người chiều trương huyền đuổi theo. Truyền thừa trong tháp, kia quấn quanh vỏ kiếm xiềng xích hoàn toàn bóc ra, rơi trên mặt đất, vỏ kiếm hấp thụ ở dương hưng hạ trong tay, không ngừng run rẩy. Mà toàn bộ địa cung cũng run rẩy càng thêm kịch liệt, vô số đá vụn từ địa cung phía trên nện xuống, nguyên bản còn ở đại chiến hai sóng người, sôi nổi ngừng tay chung động tác. Địa cung chỗ sâu trong, lưỡng đạo thân ảnh chạy nhanh mà đến. Dương thủ mộ nhìn kia truyền thừa tháp biến hóa, trên mặt toàn là vui mừng rốt cuộc, Tây Hạ truyền thừa, rốt cuộc khai quật, ta dương thủ mộ, nhìn đến truyền thừa khai quật ngày này, cảm tạ tổ tiên. Dương Hưng hạ hai đầu gối quỷ xuống đất, mặt hướng truyền thừa tháp phương hướng, đôi tay nâng trong tay thiết kiếm, vẻ mặt thành kính. Áo tang sắc mặt khó coi, trong tay hắn xanh biếc ngọc tiêu không ngừng xoay tròn, tại đây trong quá trình, xanh biếc ngọc tiêu hóa thành một cây màu xanh lục bổng ảnh, này bổng ảnh chiều dài 10 mét, yêu cầu hai cái người trưởng thành tay cầm tay mới có thể ôm hết áo tang hét lớn một tiếng thả người nhảy lên một bổng quét về phía truyền thừa tháp dương thủ mộ làm như không thấy hắn khẽ lắc đầu truyền thừa đã khai bất luận kẻ nào vô pháp ngăn cản đương này thật lớn bổng ảnh sắp tiếp xúc đến truyền thừa tháp khi một đạo thật lớn bóng kiếm từ trên trời giáng xuống thẳng tắp cắm hạ đem toàn bộ truyền thừa tháp hoàn toàn bao phủ áo tang múa may bổng ảnh ở đụng tới này thật lớn bóng kiếm nháy mắt hoàn toàn tiêu tán lại xem kia bóng kiếm không chịu một chút ảnh hưởng. Áo tang phía sau, vô số bổng ảnh hình thành, theo áo tang một lóng tay, che trời lấp đất hướng truyền thừa tháp mà đi, nhưng đều ở chạm vào bóng kiếm nháy mắt, cái gì cũng chưa dư lại. Truyền thừa tháp đỉnh đột nhiên bạo liệt mở ra, cầm trong tay vỏ kiếm dương hưng hạ, lẳng lặng phiêu phù ở tháp trên đỉnh phương. Kia bị dương thủ mộ thác ở trong tay lợi kiếm, như là đã chịu nào đó lôi kéo giống nhau, hướng trời cao bay đi, theo sau tự nhiên trở xuống vỏ kiếm nội. Dương Hưng hạ phù với trời cao giữa, ánh mắt mọi nơi quan sát, đương nhìn đến một phương hướng khi, hắn khóe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười, tay trái cầm kiếm vỏ, tay phải niết hướng chuôi kiếm. Trương Huyền, ta xem ngươi, như thế nào chạy? Dương Hưng hạ hét lớn một tiếng, dùng tay dùng sức vừa kéo, kia thiết kiếm bị hắn từ vỏ kiếm chung rút ra, tại đây thiết kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, kia bao phủ toàn bộ truyền thừa tháp thật lớn bóng kiếm cũng đột nhiên rút khởi. Dương Hưng hạ mũi kiếm một lóng tay, kia thật lớn bóng kiếm nháy mắt mặt hướng Trương Huyền nơi vị trí, theo sau, hóa thành một mặt lưu quang. Trương Huyền nguyên bản liền ở Long Cốt đuổi giết hạ không ngừng chạy trốn, giờ phút này lại bị này thật lớn bóng kiếm sở theo dõi, này bóng kiếm uy thế, liền áo tang đều không thể lay động, đừng nói lúc này Trương Huyền, chẳng sợ toàn thịnh thời kỳ Trương Huyền, cầm trong tay đoạn kiếm, cũng vô pháp chống lại. Bóng kiếm tốc độ thực mau, mau đến Trương Huyền căn bản không kịp phản ứng, muốn làm ra né tránh đều khó thật lớn bóng kiếm hóa thành lưu quang, từ trương huyền trong cơ thể hoàn toàn xuyên qua, theo sau lại biến thành bóng kiếm bộ dáng. Mà nguyên bản đang ở chạy trốn trương huyền, đột nhiên dừng lại bước chân, lăng tại chỗ, hắn ánh mắt, đều tại đây một khắc, trở nên ngây dại ra. Một giây sau, một khối da thú, từ trương huyền quần áo nội rơi xuống. Này khối tẩm huyết da thú, còn không có rơi xuống trên mặt đất, cũng đã nứt vì hai nửa, này lâu lan khai quật môi giới, ở dương hưng hạ này nhất kiếm hạ, hoàn toàn tổn hại. Trương huyền tròng trắng mắt chỗ màu đỏ tươi dần dần biến mất, khôi phục bình thường, hắn thân thể ở ngắn ngủi tạm dừng sau, đột nhiên về phía trước lảo đảo một bước, một ngụm máu tươi phun ra. Dương hưng hạ khóe miệng treo lên một mặt nhìn ngẫm tươi cười, đây là truyền thừa lực lượng sao? Không tôi, ta thực thích, liền trước dùng ngươi trương huyền, tới tế kiếm hảo, không biết ngươi mệnh, hay không đúng như con rán giống nhau, yêu cầu ta đi giết phải biến. Dương Hưng hạ lại lần nữa múa may trong tay lợi kiếm, ai cũng không biết, này truyền thừa, rốt cuộc mang cho Dương Hưng hạ như thế nào biến hóa. Triệu cực nhìn truyền thừa tháp phía trên, lẩm bẩm nói, này Tây hạ truyền thừa địa cung nội, linh khí dư thừa, truyền thừa động lại ngàn năm, sở tích cóp hạ lực lượng, vô cùng cường hãn, Dương Hưng hạ hôm nay lấy lấy truyền thừa, có thể ngắn ngủi lợi dụng địa cung nội linh khí, ở ngay lúc này, ở chỗ này, hắn là vô địch. Trương huyền sắc mặt trắng bệch, Hắn muốn nhấc chân, lại phát hiện chính mình căn bản sử không thượng một chút sức lực. Từ thợ săn đến con mồi thân phận chuyển biến, thường thường liền ở như vậy trong nháy mắt. Trương Huyền cũng có rất nhiều thứ, từ con mồi biến thành thợ săn, lại không nghĩ rằng, lúc này đây, biến thành con mồi sẽ là chính mình, thân thể kiệt lực, trong tay đoạn kiếm hoàn toàn vô pháp sử dụng, kia gia thú cũng nứt thành hai nửa, thật lớn bóng kiếm mang cho Trương Huyền một loại vô pháp chống cự tuyệt vọng cảm. Ở mũi đao thượng liếm huyết người Tùy thời đều khả năng muốn gặp phải sinh tử khốn cảnh, ai cũng không biết, ngày mai cùng ngoài ý muốn, sẽ cái nào trước tới. Thật lớn bóng kiếm lại lần nữa phù không, mũi kiếm thẳng chỉ Trương Huyền. Tại đây thật lớn bóng kiếm trước mặt, Trương Huyền thật giống như là một con nho nhỏ phi trùng, cái gì đều không phải. Bóng kiếm rời đi, làm áo ta nhìn đến cơ hội, trong lúc nhất thời, vô số bổng ảnh lại lần nữa ngưng tụ, tất cả đều huy hướng phiêu phù ở truyền thừa tháp đỉnh Dương Hưng Hạ hai đầu gối quỳ xuống đất dương thủ mộ thả người nhảy, canh giữ ở dương hưng hạ trước người, muốn đả thương ta tây hạ chi chủ, đến trước từ ta trên người vượt qua đi. Vào lúc này, dương thủ mộ đối dương hưng hạ xưng hô, đã hoàn toàn thay đổi. Trường trăm linh một núi sông đồ. Đầy trời côn ảnh hướng dương hưng hạ gào thét mà đi, lại đều bị dương thủ mộ sở ngăn cản. Ngăn cản hắn, mau, triệu cực hét lớn một tiếng, hắn không thể ngồi xem trương huyền xảy ra chuyện ngăn lại cửu cục cùng thần ẩn hội người long cốt cũng đồng thời hạ đạt mệnh lệnh hai bên người lại một lần chiến đấu ở bên nhau trong khoảng thời gian ngắn căn bản rất khó phân ra thắng bại càng đừng nói có thể có người đi ngăn cản dương hưng hạ khác không nói chỉ là dương thủ mộ cùng áo tang sở chiến đấu địa phương đối người khác tới nói kia đều là vùng cấm truyền thừa tháp phía sau khương thần một bước tiến lên trước không thể lại đợi trương huyền không thể xảy ra chuyện hai vị trợ ta Cơ thủ một cùng mây trắng phi nhìn nhau, đồng thời gật đầu, hảo. Khương Thần một phen kéo xuống phía sau phá bố, ở phá bố bị kéo xuống nháy mắt, Khương Thần phía sau chi vật, cũng coi như là lần đầu tiên xuất hiện ở mọi người trong mắt. Đây là một cây mặt ngoài nhìn như không duyên cớ vô kỳ cột đá, cột đá có thành niên nam nhân cánh tay phẩm chất, mặt trên có khắc một ít cổ quái hoa văn. Khương Thần thủ ở bên hông nhoáng lên, lòng bàn tay liền bị cắt qua một lỗ hồng, máu tươi chảy ra. Khương thần hít sâu một hơi, lấy dính máu tay bỗng nhiên bắt được này căn cột đá. Mây trắng phi cùng cơ thủ một cũng tại đây trong lúc nhất thời, làm ra cùng khương thần đồng dạng động tác, cắt qua chính mình bàn tay, nắm lấy cột đá. Ba người máu tươi theo cột đá chảy xuôi. Khương thần trong miệng lẩm bẩm, tổ tiên tại thượng, khương gia con cháu bất hiếu, không người nhưng có bắt binh khả năng. Hiện giờ, khương thần nguyện lấy thân huyết, thỉnh động khương gia tổ binh, lục tiên sinh đối ta khương gia đại ân đại đức, không có gì báo đáp, lần này hành vi, nãi Khương gia duy nhất có thể làm còn ân chi hành vi, vọng Khương gia tổ tiên, không nên trách tội con cháu. Thỉnh tổ khí, Khương thần hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, theo sau, hai mắt bỗng nhiên mở, tại đây một khắc, mắt lộ ra kim mang, trong miệng hét lớn, núi sông đồ. Ba người trong tay, cột đá thượng mảnh nhỏ bắt đầu bóc ra, cột đá cũng tự động trôi nổi với ba người đỉnh đầu, từng mảnh đá vụn bóc ra, lộ ra này cột đá phía dưới vốn dĩ diện mạo. Đây là một bức bức hỏa cuộn tròn, bức hỏa cuộn tròn hai đầu kim mang quấn quanh, bức hỏa cuộn tròn với giờ khắc này hoàn toàn giãn ra. Đường bức hỏa cuộn tròn hoàn toàn triển khai giờ khắc này, toàn bộ địa cung run rẩy, nháy mắt bình tĩnh trở lại. Khương gia tổ khí, núi sông đồ. Truyền thuyết, Khương gia này tổ khí núi sông đồ nội, ẩn chứa này thiên hạ gian sở hữu sơn xuyên con sông, đương núi sông đồ triển khai nháy mắt có thể đem một cái thế giới chân áp. Bất quá, truyền thuyết trước sau là truyền thuyết, cổ đại tiên hiền rốt cuộc có gì đại năng, không người có thể tưởng tượng, rất nhiều lịch sử ghi lại, đều bị lịch sử ma diệt, dần dần trở thành thần thoại. Có thư ký tái, lão tử lưu lại 5.000 đạo đức kinh, tây gia hàm quan, kỵ nghiêu phi thăng mà đi, này ghi lại rốt cuộc là thật là giả, ai biết được. Bất quá, phàm là có ghi lại lại có thể truyền thừa xuống dưới đồ vật, tất nhiên không phải tin đồn vô căn cứ, ở nhỏ yếu khi, khả năng sẽ cảm thấy này hết thảy đều chỉ bằng không tưởng, mà khi nhìn đến càng ngày càng lâu ngày, liền sẽ phát hiện, cái gọi là suy đoán không tưởng, bất quá là một loại tự mình an ủi mà thôi. Khương gia tổ khí núi sông đồ, Khương gia từ xưa sở lưu truyền tới nay, truyền thừa tự nào không có dấu vết để tìm. Khương gia này một dòng họ, bản thân liền mang theo rất nhiều thần thoại sắc thái. Cái gọi là tổ khí, rốt cuộc ra sao nguyên lý, thời gian đã qua đi lâu lắm không ai có thể hoàn toàn minh bạch, hiện tại chỉ có thể suy đoán, này núi sông đồ nội, hẳn là có nào đó trận pháp, tụ tập linh khí. Núi sông đồ hoàn toàn triển khai, bình phục hang động. Núi sông đồ phía dưới, mây trắng phi, cơ thủ một, khương thần ba người, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, bọn họ vừa mới này đây tự thân tinh huyết thúc dục khương ra tổ khí, đối bọn họ loại này không có nắm giữ khí người tới nói, là trái với lẽ thường sự. Cơ thủ một cái chán ứa ra hãn, Lão Khương, tổ khí tiêu hao viễn siêu chúng ta tưởng tượng, người có nắm chắc sao? Không được, Khương thần cắn chặt răng, chúng ta vô pháp ngự khí, lại không có bắt binh khả năng, tế ra tổ binh, đã là cực hạn, muốn ngăn địch, căn bản vô pháp làm được, hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là mang theo trương huyền chạy, hoặc là liền buông tay một bác, hoàn toàn giải trừ tổ binh phong ấn, hẳn là có thể giải quyết cái kia dương hưng hạ. Tuyệt đối không thể, mây trắng phi lạnh lùng nói, Kia Dương Hưng hả có chết hay không không sao cả, nhưng nếu giải trừ tổ binh phong ấn, này địa cung đều phải bị hủy, đừng quên, mặt trên ở, nhưng đều là người thường, nếu địa cung bị hủy, Ngân Châu một cái con đường đều phải chỉnh thể sụp xuống. Không nghĩ, cơ thủ một làm ra quyết định, lão Khương, mang Trương Huyền chạy. "Hảo." Khương Thần gật gật đầu, nhắm hai mắt, phát ra một tiếng kêu rên, có thể nhìn đến, Khương Thần khóe miệng, đôi mắt, lỗ mũi, thậm chí lỗ tai đều hướng ra giật máu tươi, đủ để thấy, này ngự động tổ binh, đối hắn tiêu hao, có bao nhiêu đại. Huyền phù ở khương thần đỉnh đầu núi sông đồ hóa thành lưu quang, hướng trương huyền bay vút mà đi, ở dương hưng hạ kia kiếm mang đâm chúng trương huyền phía trước, sau phát tới, trực tiếp đem trương huyền thổi quét, theo sau chiều địa cung ngoại bay đi. Đi, khương thần trợn mắt, buồn quát một tiếng, hắn khóe mắt mang huyết, nhìn phá lệ dọa người. Cơ thủ một cùng mây trắng phi một tả một hữu nâng trụ khương thần, cũng chiều ngoài động đuổi theo. Chạy, dương hưng hạ trong mắt toàn là tàn nhẫn, hướng trước người dương thủ mộ quát, lão đông tây, nơi này giao cho ta, người mau đi đem họ trương cho ta làm thịt. Đây là mệnh lệnh, cần tuân tây hạ chi chủ thánh lệnh, dương thủ mộ không người, theo sau tránh thoát áo tan nhất chiêu, hướng ra phía ngoài đuổi theo. Áo tan nhìn mắt đuổi theo ra địa cung dương thủ mộ. Lại nhìn nhìn phiêu phù ở truyền thừa tháp phía trên dương hưng hạ Hít sâu một hơi cũng không có để ý tới đuổi theo ra đi dương thủ mộ Sở tranh cấp áo tang mệnh lệnh là tổ chức Tây Hạ truyền thừa khai quật Này đối với áo tang tới nói là quan trọng nhất sự Khương thần cũng không có thúc giục núi sông đồ mang Trương Huyền thoát đi rất xa Mới ra địa cung Trương Huyền liền từ núi sông đồ nội rớt ra tới Núi sông đồ cũng rơi trên mặt đất Một lần nữa khôi phục thành bức hỏa cuộn tròn bộ dáng Tổ khí tuy mạnh, nhưng cũng phải có năng lực thúc dục thế ra không ra bắt binh sử, liền vô pháp vận dụng tổ khí. Cơ thủ một ba người đuổi theo ra sau, một người khiêng trương huyền, một người khiêng khương thần, quay đầu liền chạy, kia núi sông đồ bị khương thần một lần nữa cột vào phía sau, dùng phá bố tùy tiện vừa che cái. Hiện tại, đã là buổi tối 10 giờ, này vương lăng khu vực, có thể nói là không có một bóng người, bóng đêm hạ, mây trắng phi cùng cơ thủ một hai người mỗ đủ kính, không rên một tiếng, liều mạng chạy như bay. Dương thủ một tốc độ so hai người không biết nhanh nhiều ít, một đạo kiếm mang bỗng nhiên đánh úp lại, ở cơ thủ một cùng mây trắng phi hai người trước người trên mặt đất vẽ ra một đạo vết rách, làm hai người bỗng nhiên dừng bước. Cơ thủ một cùng mây trắng phi hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cái loại này tuyệt vọng. Đối mặt dương thủ một loại này cao thủ, bọn họ hai người, giống như là con kiến giống nhau. Dương thủ một tuy rằng trong tay vô kiếm, nhưng hắn cả người, giống như là một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm, cho người ta vô cùng cường đại lực áp bách. Cơ thủ vừa thấy tròng trắng mắt phân phi, nhỏ giọng nói, người mang trương huyền đi trước, nơi này giao cho ta. Cơ thủ vừa nói, kéo xuống chính mình phía sau kia tầng che đậy tổ khí phá bố, một phen thật lớn, nhưng nhìn như rách nát bất kham diều, xuất hiện ở dương thủ mộ trong mắt. Trương 1202 người cái gì cũng đều không hiểu. Cơ ra tổ khí, chiến phủ, diều thân nhìn như rách nát diều hình thật lớn bối ở cơ thủ một thân sau cực kỳ không phối hợp cơ thủ một phản tay đem phía sau diều lớn gỡ xuống cầm ở trong tay nhìn áo tang khương thần vẻ mặt suy yếu đứng ở một bên cái chán không ngừng toát ra mồ hôi xem hắn bộ dáng ngay cả đứng đều cực kỳ khó khăn bất quá vô luận là khương thần vẫn là cơ thủ một đều không có phải đi ý tứ bọn họ tới khi liền tưởng rất rõ ràng nếu trương huyền gặp được phiền toái chẳng sợ chính mình chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối không thể làm Trương Huyền xảy ra chuyện. Cõng Trương Huyền mây trắng phi quay đầu nhìn thoáng qua chính mình hai vị lão hiếu, không có làm chút nào tạm dừng, cõng Trương Huyền liền tiếp tục chạy trốn. Dương thủ mộ nhìn trước mắt cơ thủ một, lắc lắc đầu, ta cùng với đô thành cơ ra cũng không ân oán, lần này chỉ là tôn ta tây hạ chủ nhân chi lệch, tiến đến muốn Trương Huyền mệnh, cũng không muốn thương tổn ngươi. A, à, tây hạ chi chủ, cơ thủ vẻ mặt thượng mang theo khinh thường, chỉ bằng hắn, cũng ghép đôi lục tiên sinh đồ đệ động thủ. Bất quá là một cái chiếm cứ địa lợi phế vật mà thôi, nếu không có ở truyền thừa địa cung bên trong, 10 cái hắn, cũng không gây thương tổn trương huyền một sợi lông. Dương thủ mộ đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên hét to nói, ngươi làm càn. Này một tiếng hét to, dương thủ mộ quần áo không gió tự động, mà cơ thủ một, tắc bị một cổ vô hình chi lực đẩy ra mấy thước xa, hai chân trên mặt đất vẽ ra lưỡng đạo trường ngân. Dương thủ mộ người như lợi kiếm, trên người mũi nhọn tất lâu. Ta tây hạ chi chủ, không người có thể vũ nhục. A, à, hào một cái tây hạ chi chủ, ta đến muốn nhìn một chút. Này không biết trời cao đất dày, liền lục tiên sinh đều dám vũ nhục phế vật. Ở ngươi sau khi chết có thể sống bao lâu? Cơ thủ một tay lòng đang dìu thượng một hoa, máu tươi chảy ra, nắm với cán búa trong miệng lẩm bẩm. Cơ gia tổ tiên, cơ gia tử tôn bất hiếu, không người có bắt binh khả năng. Hiện giờ vì báo ân đức, cơ thủ một lấy tự thân tinh huyết, vận dụng tổ binh, này cử hành vì, vọng tổ tiên tha thứ. Cơ thủ một nhắm hai mắt, hắn lòng bàn tay chảy ra máu tươi, bám vào này chiến phủ phía trên. Chiến phủ phát ra một loại quỷ dị màu đỏ quang mang. Cơ chi nhất họ, nơi phát ra lâu lắm, khó có thể ngược dòng ngọn nguồn, ở thật lâu trước kia trong truyền thuyết, cơ, bị gọi thần họ, có thể thấy được dòng họ này có như thế nào đại biểu tình ý nghĩa cơ gia tổ khí chiến phủ, tương truyền có thể là kia giữa trời đất đệ nhất đem diều, bởi vì một phách, hao tổn thật lớn, từ thiên giới lưu lạc đến nhân gian, đây là thuộc về cơ gia tổ khí truyền thuyết. Chiến phủ thượng màu đỏ quang vội càng thêm nồng đậm, cơ thủ vẻ mặt sắc trắng bệch, hắn bắt lấy chiến phủ tay chậm rãi buông ra, chiến phủ như cú phiêu phù ở không trung Một hàng nước mắt, từ cơ thủ liếc mắt một cái giữa dòng ra. Hôm nay, cơ thủ một tế ra cơ gia tổ khí, vì chấn tây hạ người giữ mộ, báo lục tiên sinh đại ân, tổ khí tế ra, vô pháp khống chế, nếu tạo ngập trời sát nghiệp, ta cơ thủ một vạn tử nạn cứu, nếu khả năng, ta cơ thủ một nguyện trăm kiếp luân hồi làm xúc, tới hoàn lại lần này sát nghiệt. Cơ thủ vừa nói lời nói gian, lặng lặng ngồi xếp bằng đến trên mặt đất, phảng phất chung quanh hết thảy, rốt cuộc cùng hắn không quan hệ. Dương thủ mộ nhìn kia phiêu phù ở không trung phát ra màu đỏ quang mang chiến phủ, thân là tây hạ người giữ mộ, dương thủ mộ đương nhiên rõ ràng cái gọi là tổ khí đại biểu chính là cái gì tổ khí một khi sau khi thức tỉnh mất khống chế sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả dương thủ mộ cũng phi thường rõ ràng nhưng rõ ràng về rõ ràng dương thủ mộ muốn sát trương huyền quyết tâm vẫn là không có giảm bớt hắn vì tây hạ mà sống dương hưng hạ mệnh lệnh chính là dương thủ mộ nhất định phải đi làm sự dương thủ mộ hư không vẫy tay vô số khí kiếm từ dương thủ mộ phía sau hình thành mũi kiếm chỉ hướng kia phiêu phù ở giữa không trung chiến phủ. Theo dương thủ mộ duỗi tay một lóng tay, vô số khí kiếm, giống như vạn kiếm quy tông, toàn bộ hướng kia huyết hồng diều lớn mà đi. Huyết hồng diều lớn như là cảm nhận được đến từ ngoại giới uy hiếp, không ngừng phát sinh run rẩy. Ngồi xếp bằng trên mặt đất cơ thủ trợn mắt khai hai mắt, trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ còn có quyết tuyệt, trên tay hắn kết ra một loại phức tạp mà lại kỳ quái trận pháp. Khương Thần nhìn đến cơ thủ một tay chung động tác, cũng là mắt lộ ra bi ai, thân là đô thành tam đại gia thành viên, Khương Thần đương nhiên biết cơ thủ một tay chung này ấn pháp đại biểu chính là cái gì, một khi kết ấn hoàn thành, vậy tương đương hoàn toàn từ bỏ đối tổ binh khống chế, thoát ly khống chế tổ binh, là làm người sợ hãi. Theo cơ thủ một tay thượng kết ấn biến hóa, cơ thủ một sắc mặt càng thêm khó coi lên. Tổ binh, động. Chậm đã. Một bàn tay, ở cơ thủ một kết ấn đến cuối cùng thời điểm, ấn thượng cơ thủ một bả vai, cũng quấy dày cơ thủ một kết ấn. Đầy trời kiếm mang đâm tới, một cao gầy thân ảnh cánh tay bỗng nhiên vung lên, đầy trời bóng kiếm tất cả tiêu tán. Xin lỗi, có chút đào hoa nợ tình muốn xử lý, cho nên đã tới chậm, bất quá may mà chính là, không có phát sinh cái gì quá mức không song sự. Cao gầy thân ảnh đi đến cơ thủ một thân trước, mặt hướng dương thủ mộ. Nhìn trước mặt bóng dáng, cơ thủ một lẩm bẩm xuất thân, tham lang tinh, người miêu mạc bạch dâu. Dương thủ mộ, người thật đúng là một cái mâu thuẫn người A. Thời khắc mấu chốt tới rồi người miêu ra tiếng, người tử thủ Tây Hạ truyền thừa, ở truyền thừa bị phá thời điểm, giận tím mặt, hiện giờ, lại gấp không chờ nổi hy vọng kia Tây Hạ truyền nhân kế thừa đại thống, người người này, đầu óc có vấn đề. Miêu ra, ta dương thủ mộ cả đời chỉ vì Tây Hạ, tùy ngươi nói như thế nào, chỉ cần là với Tây Hạ có lợi sự, ta dương thủ mộ dù cho di số ngàn năm cũng không sao. Ha ha, người miêu khẽ cười một tiếng, hảo một cái cả đời chỉ vì Tây Hạ, người dương thủ mộ, luôn mồm là vì Tây Hạ, bất quá là vì chính mình chấp niệm, người trong lòng so với ai khác đều phải cao ngạo, Tây Hạ truyền thừa nhiều năm như vậy, không có người kế thừa Tây Hạ đại thống, tuy rằng đây là thủ lăng người chức trách, nhưng mỗi một cái thủ lăng người, kỳ thật nhất muốn nhìn, là Tây Hạ truyền nhân kế thừa đại thống ngày đó, mà ở Ngươi dương thủ mộ thủ lăng trong lúc, Tây Hạ truyền thừa khai quật, Tây Hạ trong lịch sử chỉ có ngươi một cái thủ lăng người chứng kiến này hết thảy. Ngươi dương thủ mộ, nói đến cùng, cũng bất quá là vì bản thân tư dục mà thôi. Dương thủ mộ lắc đầu, tùy ngươi nói như thế nào, truyền thừa khai quật, Tây Hạ truyền nhân lý nên kế nhiệm đế vị, này vô pháp thay đổi, cũng là truyền thừa mục đích. Truyền thừa mục đích, người miêu đột nhiên cười to ra tiếng, ha ha ha, hảo một cái truyền thừa mục đích. Các ngươi thủ lăng người, thật sự là vô tri đáng sợ. Ngươi thật cho rằng, dưới bầu trời này rất nhiều truyền thừa lưu lại, là vì làm hậu nhân kế thừa sao? Nếu chỉ là đơn giản như vậy, này đó truyền thừa, sớm tại mấy trăm năm trước, liền sẽ kể hết xuất hiện, lại như thế nào lưu đến bây giờ? Người dương thủ mộ, căn bản là không biết truyền thừa chân chính ý nghĩa là cái gì. Người cũng không biết, đưa người Tây Hạ truyền nhân lấy đi truyền thừa là lúc, thế giới này sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa, bất quá, điểm này ta sẽ không chỉ trích ngươi, rốt cuộc, người cách làm, cũng là mục đích của ta. Người miêu đột nhiên chuyển biến nói phong, làm dương thủ mộ hơi hơi sửng sốt. Ha ha, đừng ngoài ý muốn ta nói nhiều như vậy. Người miêu cười, ta chỉ là lập tức muốn gặp đến cái kia đầy người hiên ngang lẫm liệt người, bắt trước một chút hắn nói chuyện khẩu khí mà thôi. Dương thủ mộ nhíu mày, miêu ra đột nhiên xuất hiện, không phải là tới cùng ta nói dẫn đi. Tự nhiên không phải, người miêu lắc đầu, này truyền thừa, các người Tây hạt tùy ý, nhưng Trương Huyền, người không thể giết. Dương thủ mộ phất tay áo, ta Tây Hạ chi chủ nói muốn giết người, không có không thể giết. Ha ha, người miêu lắc lắc đầu, loát loát chính mình rêu mép, người Tây Hạ chi chủ muốn giết người, chính là chúng ta thánh chủ muốn bảo người, há là người muốn giết, là có thể giết. Dương thủ mộ mày nhân lại, các người thánh chủ, các người thần thánh thiên quốc, khi nào đứng ở lục diễn kia nhất phái, nếu ta nhớ rõ không tồi nói, lúc trước lục diễn sở hữu hành vi, tất cả đều là các người thần thánh thiên quốc ở can thiệp đi. Này cùng ngươi không quan hệ, người miêu nhún vai, dù sao, ta thánh chủ nói không thể giết người, liền không thể giết. Ta thật muốn sát đâu, dương thủ mộ phía sau, lại lần nữa ngừng tụ khí mang. Người sát không xong, người miêu tin tưởng mười phần, cực cảnh nhất kiếm, tuy rằng khó có thể ngăn cản, nhưng khuyết tật cũng là rất nhiều, người hiện giờ còn có như vậy chiến lực, xem ra, thất sát cũng không có bước người dùng ra kia nhất kiếm, nếu không, người cũng không có dư lực đuổi theo ra tới, nhất kiếm cực cảnh, khống linh dưới, không người nhưng tiếp, nhưng người, lại có thể thi triển ra vài lần cực cảnh đâu. Mỗi bước vào một lần cực cảnh, đối với người mà nói, đều là nhanh hơn tử vong, người dương thủ mộ hiện giờ thực lực, ít nói có thể sống 300 tuổi, nhưng hiện tại ngươi đã một chân bước vào phần mộ đi, làm ta đoán xem, người hiện tại mỗi nhất kiếm, hẳn là đều là ở thiêu đốt sinh mệnh, Tây Hạ truyền thừa đã khai quật, theo dõi các ngươi Tây Hạ truyền thừa người quá nhiều quá nhiều, Dương Thủ Mộ, người còn có bao nhiêu năm mệnh, đi bảo hộ Tây Hạ truyền thừa đâu. Người miêu mỗi một câu nói, Dương Thủ Mộ sắc mặt liền khó coi một phân, hắn phía sau kiếm mang như cũ ở ngưng tụ. Trở về đi, người miêu tiếp tục mở miệng, người Tây Hạ chi chủ mới vừa tiếp thu truyền thừa, có thể vận dụng truyền thừa lực lượng, nhưng này trước sau là ngoại lực, hắn đồng dạng cũng là ở tiêu hao quá mức chính mình sinh mệnh chỉ là hắn còn quá mức tuổi trẻ, cảm thụ không đến thôi, lấy thất sát thủ đoạn, hoàn toàn có thể háo chết hắn, người tưởng trở về, thấy các người này tân tấn tây hạ chi chủ, biến thành một cái người chết sao. Dương thủ mộ trong mắt xuất hiện một mặt do dự chi sắc, nhưng vẫn là không cam lòng, sát trương huyền, là thiếu chủ kế vị sau, đối chính mình hạ đạt điều thứ nhất mệnh lệnh, nếu không hoàn thành, dương thủ mộ vô pháp hướng chính mình giải thích. Dương thủ mộ, người còn ở do dự cái gì, Người miêu lại lần nữa ra tiếng, chẳng sợ người thật dùng ra kia cực cảnh nhất kiếm, ta ở chỗ này, còn có cơ gia tổ binh, người liền xác định, người thật có thể sát trương huyền. Dương thủ mộ tay ở trên hư không nắm chặt, trong mắt do dự hóa thành kiên định chi sắc, trương huyền hôm nay, hẳn phải chết. Người miêu thân thể chấn động, trong mắt nhẹ nhàng thần sắc, nháy mắt chuyển hóa vì ngưng trọng, hắn tuy rằng ngoài miệng nói nhẹ nhàng, nhưng chân chính đối mặt dương thủ mộ cực cảnh nhất kiếm, hắn biết, chính mình tuyệt đối không có khả năng tiếp được, trừ phi chính mình bước vào khống linh. Nhưng này thiên hạ gian, khống linh mới ít ỏi vài tên, bước vào khống linh, nói dễ hơn làm. Dương thủ mộ, có một số việc, làm không sai biệt lắm, là đủ rồi, người cố chấp, sẽ hại chết quá nhiều vô tội người, cơ gia tổ binh thật sự giải phong, cái này hậu quả, người có thể gánh vác sao. Một bóng người, từ nơi không xa trong bóng đêm chậm rãi đi tới. Người Miêu ở nghe được người này thanh âm nháy mắt, thân thể bỗng nhiên run lên, trong mắt toát ra nồng đậm sợ hãi thần sắc. Kia ngồi xếp bằng trên mặt đất cơ thủ một, cũng ở thanh âm vang lên nháy mắt, bỗng nhiên một cái giật mình, theo sau ở Khương Thần nâng hạ, gian nan đứng dậy. Có một nam tính, mặt hướng hơn 40 tuổi, trên người ăn mặc bình thường hưu nhàn phục, kiểu tóc là đơn giản nhất tóc húi cua, tướng mạo bình phàm, thân cao bình phàm, khí chất bình phàm đã có thể như vậy một cái bình bình phàm phàm người lại làm ở đây này đó cao thủ trong lòng phát run ngay cả dương thủ mộ sở ngưng tụ kiếm khí bởi vì người này một câu toàn bộ tiêu tán này trung niên nam tính bề ngoài liền cùng tên của hắn giống nhau bình thường hắn danh lý dung tài này trung niên nam tính cho người ta tạo thành lực áp bách liền như thế nhân đối hắn tôn xưng giống nhau đáng sợ võ đế lý thị võ đế này một cái được xưng ở lục diễn lúc sau toàn thế giới gần với thần nhất nam nhân. Hắn bị gọi sao trời hạ đệ nhất cường giả. Có người thậm chí đều đang nói, Võ Đế Kỳ thật đã sớm đã vượt qua lục tiên, chỉ là hắn vì vãn bối mới sẽ không bị giao cho tiên danh, mà có tiên chi xưng hô, cũng chỉ có lục tiên một người, cho nên nếu không, Võ Đế đã sớm đó là Võ Tiên. Lý Dung Tài đi rất chậm, hắn thật sự thực bình phàm, đem hắn ném ở đám người giữa, tuyệt đối sẽ không làm người lại nhiều chú ý tới liếc mắt một cái. Hắn chính là thật thật tại tại người qua đường giáp, nhưng cái này người qua đường giáp lại là này thiên hạ gian mạnh nhất người. Lý Dung tài cánh tay vung lên, kia phát ra hồng mang, không ngừng run rẩy chiến phủ lập tức bình tĩnh trở lại, hồng mang tiêu tán, chiến phủ hướng mặt đất rơi đi, ở rơi xuống trong quá trình, lúc trước bị cơ thủ một kéo xuống phá bố, giống như là có người thao tác giống nhau, một lần nữa đem chiến phủ triền hảo. Năm đó Lục Tiền bối chia lìa khí binh, cũng là vì không ngự khí giả vô pháp động binh hiện giờ các ngươi không người có bắt binh khả năng, mạnh mẽ động binh, kỳ thật đã vi phạm lục tiền bối lúc trước bổn ý. Lý Dung Tài hướng cơ thủ lay động lắc đầu, này không gọi báo ân, trở về nói cho các ngươi tộc lão, nếu các ngươi tam tộc không ra bắt binh sử, lại tùy ý động binh, ta sẽ thực hiện lúc trước ký kết hiệp ước, lúc này đây, liền miễn. Lý Dung Tài sau khi nói xong, lại nhìn về phía người miêu, thay ta hướng thiên quốc thánh chủ vấn an, 70 năm trước một trận chiến, ta thắng chi không võ, này cũng vẫn luôn là ta tâm ma, nếu có cơ hội, ta còn muốn cùng hắn tranh tài một hồi. Lý Dung Tài tuy rằng thanh âm bình tĩnh, cũng không có cố tình phát ra cái gì uy thế, nhưng hắn người này, chính là một loại uy hiếp tính, người miêu lui về phía sau hai bước, trả lời, tiền bối, ta thánh chủ chỉ sợ vô pháp ứng chiến. Vô pháp ứng chiến sao? Lý Dung Tài lẩm bẩm lặp lại một tiếng, xem ra mấy năm nay, các vị lão hiếu, đều ở đem hết toàn lực A, trái lại ta Lý Dung Tài, còn có thể bớt thời giờ ra tới một chuyến, nhưng thật ra ta nhất nhàn nhã. Người miêu ôm quyền, tiền bối, nhà ta thánh chủ từng nói qua, chờ kia một ngày đã đến, tuyệt đại bộ phận hy vọng, đều đặt ở trên người của ngươi. Ha ha, Lý Dung Tài tự diễu lắc lắc đầu, hắn nhưng thật ra để mắt ta, ngày đó sự, kia một ngày rồi nói sau, chúng ta trước nói trước mắt sự. Lý Dung Tài lại lần nữa bước ra một bước, này một bước, liền đến dương thủ mộ trước mặt. Dương thủ mộ, theo lý thuyết, này Tây Hạ truyền thừa, không được mở ra, bởi vì Tây Hạ việc, tỏa trấn Côn Luân Sơn Lão Hữu đã rời đi, nhưng nếu khai, cục diện cũng vô pháp phán hồi, tranh đấu là chuyện tốt, có thể khiến người cường đại, nhưng người sát trương huyền phương pháp, quá mức ích kỷ, trương huyền tồn tại, quan trọng nhất, nhà ngươi chủ nhân tuổi trẻ, việc này ta không truy cứu, người có thể đi trở về. Lý Dung Tài nói chuyện ngữ khí tuy rằng bình đẳng, nhưng hắn trong lời nói ý tứ, là chậm rãi chất vấn cùng mệnh lệnh, đây là một loại nguyên tử với linh hồn thượng tự tin, trong thiên địa hết thảy đều phải nghe hắn hiệu lệnh. Dương Thủ Mộ mở miệng, "Ta Tây Hạ chi chủ." Ta nói, Dương Thủ Mộ nói còn chưa nói xong, đã bị Lý Dung Tài đánh gãy, trở về. Lý Dung Tài lại lần nữa phất tay, Dương Thủ Mộ cả người không có chút nào phản kháng tung bay đi ra ngoài, trở xuống địa cung trong vòng. Chương 1204 đại chiến lúc sau cường như dương thủ mộ, cũng bất quá ở Lý Dung Tài phất tay chi gian liền vô pháp chống cự. Tuy rằng cực cảnh nhất kiếm, chỉ có khống linh có thể chống lại. Nhưng cực cảnh nhất kiếm, cũng chỉ có kia nhất kiếm mà thôi, khống linh sở có được, nhưng không riêng gì đơn giản công phạt thủ đoạn. Lý Dung Tài lắc đầu, hướng cơ thủ một đạo, các người đi trước, ta đi tranh địa cung, thất sát có thể vào lúc này tới rồi, tất nhiên là côn luân sơn lão hữu hạ đạt mệnh lệch, lấy kia lão hữu tính cách, chỉ sợ làm thất sát liều chết đều phải ngăn cản truyền thừa khai quật hiện giờ kia một ngày càng ngày càng gần vô luận là thất sát vẫn là tây hạ truyền nhân đều sẽ là tương lai quan trọng nhân vật không thể xảy ra chuyện lưỡng bại câu thương nhưng không hảo a à. lý dung tài dứt lời một bước bước ra lại liền biến mất ở cơ thủ nhất đẳng người trước mặt cơ thủ nhất đẳng người lẫn nhau đối diện khống linh cao thủ là như thế nào tồn tại bọn họ vô pháp tưởng tượng giữa trời đất này ít ỏi vài tên khống linh cường giả Mỗi một người đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Cơ thủ một hướng người Miêu Ôm quyền, đa tạ Mạc huynh này phiên ra tay tương trợ. Không cần cảm tạ ta, người Miêu lắc lắc đầu, nếu không có võ đế tới rồi, chúng ta hôm nay đều khó ở Dương Thủ mộ dưới kiếm lấy lòng, ta còn muốn trở về phục mệnh, hai vị xin cứ tự nhiên. Người Miêu dứt lời, thân hình cũng là biến mất. Nhìn chung quanh trống vắng bộ dáng, cơ thủ một cùng Khương Thần đều thở dài nhẹ nhõm một hơi nếu có thể khó hiểu phóng tổ binh đi đại khai sát giới, lại có ai nguyện ý không duyên cớ tạo hạ ngập trời sát nhiệt đâu. Chúng ta cũng đi thôi, cơ thủ một nâng trụ suy yếu khương thần, hai người bước chậm rãi rời chiều vương lăng phạm vi ngoại đi đến. Đêm nay, Ngân Châu cư dân nhóm đều cảm thấy phá lệ khủng hoảng, mặt đất không ngừng ở phát sinh run nhẹ nhẹ, tuy rằng không có vỡ ra, nhưng cái loại này run dày, đều bị làm người lo lắng khi nào mãnh liệt động đất liền sẽ đột kích, mãi cho đến ban đêm 12 giờ, kia chấn động mới biến mất, bất quá, đứt quãng mấy cái giờ mặt đất, làm người không dám giống dĩ vãng như vậy an tâm ngủ, dẫn tới ngày hôm sau rất nhiều người đều đỉnh một cái hắc hốc mắt đi làm. Sáng sớm, Trương Huyền từ trên giường bò lên, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều truyền đến một trận xé rách đau đớn. Ngày hôm qua địa cung nội, kia chấn mộ kiếm mang hóa thành lưu quang từ Trương Huyền trong cơ thể xuyên qua, tuy rằng kia ra thú vì Trương Huyền ngăn cản tuyệt đại bộ phận thương tổn, nhưng dư uy như cũ là trương huyền khó có thể thừa nhận lưu quang tuy rằng không có ở trương huyền thân thể mặt ngoài tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn nhưng đối trương huyền trong cơ thể phá hư là cực kỳ đáng sợ trương huyền gian nan chuyển động đầu nhìn lướt qua bốn phía phát hiện chính mình lại là nằm ở một cái phòng bệnh giữa phòng nội thực rộng mở dày đặc nước sát trùng vị nhào vào trương huyền hơi thở mây trắng phi trùng hợp đẩy ra phòng bệnh môn đi đến hắn sắc mặt có chút khó coi nhưng đương hắn nhìn đến đã mở to mắt Trương Huyền khi, sắc mặt lập tức tự yêu chuyển hỉ, người tỉnh. Ân, Trương Huyền lên tiếng, hắn cảm giác chính mình hiện tại trạng thái, nói chuyện đều lao lực, như thế nào chạy bệnh viện tới. Ngày hôm qua người thân bị trọng thương, Lão Khương cùng Lão Cơ cũng đều suy yếu lợi hại, ta lại không hiểu khí, cũng không hiểu y, chỉ có thể đem các người ba cái đưa đến bệnh viện tới, vốn dĩ muốn đi quang minh đảo tìm người tới hỗ trợ, bất quá người nếu tỉnh, ta tưởng cũng không cần thiết liên hệ các ngươi quang minh đảo. Trương Huyền cười khổ một chút, mây trắng phi không hiểu ngựa khí, đích xác vô pháp giải quyết chính mình thân thể thượng vấn đề, tuy rằng chính mình trong cơ thể vấn đề, bệnh viện cũng vô pháp giải quyết, nhưng đối với mây trắng bay tới nói, bệnh viện thật là hắn duy nhất lựa chọn. Ai, mây trắng phi thở dài một hơi, dọn một chương băng ghế ngồi vào Trương Huyền bên cạnh, người tối hôm qua, thật sự có chút quá xúc động, kia dương hưng hạ, ngươi hoàn toàn có thể đổi cái địa phương lại sát tìm một cái dương thủ mộ không ở thời điểm hoặc là cửu cục thần ẩn hội loại này thế lực không ở chàng cũng đúng nhưng cố tình các thế lực lớn ở đây người muốn sát tây hạ truyền nhân dương thủ mộ mặc kệ người khác cũng muốn quản nếu không dương thủ mộ phát điên tới cũng sẽ không quang tìm ngươi một người phiền toái Người tối hôm qua hành vi có thất suy xét a à. mây trắng phi phe phẩy đầu ta nhận thức địa ngục quân vương là một cái tâm tư kín đáo người mà không phải một cái xúc động dễ mới vừa người. Trương Huyền Ánh mắt lộ ra một mặt xin lỗi, xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái, tối hôm qua, ta cũng không biết sao lại thế này, chính là khống chế không được chính mình cảm xúc. Ngươi cũng không cần cho chúng ta xin lỗi, ngươi còn trẻ, ngươi thành tựu, là chúng ta này đó lão Đông Tây yêu cầu nhìn lên, ta chỉ là không nghĩ nhìn đến một thế hệ thiên kiêu, sẽ bởi vì tính cách vấn đề mà chết non mà thôi. Mây trắng bay lên thân, người trước nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi đảo chén nước, lại đi xem hắn hai, hai người bọn họ tuy rằng bị thương không nặng, nhưng thân thể tố chất không ngươi hảo, tiêu hao quá lớn, hiện tại còn hôn mê đâu, ngươi có cái gì yêu cầu, ấn xuống đầu giường linh là được. Hảo, ngươi trước vội, Trương Huyền lên tiếng, theo sau nhắm hai mắt, hiện tại hắn còn cần khôi phục. Bước vào phú thần sau, Trương Huyền đối tự thân lý giải, lại đến một cái tân trình tự, có thể làm được rất nhiều dĩ vãng khó có thể làm được sự, tựa như hiện tại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình trong cơ thể nơi nào cơ năng bị hao tổn, do đó tiến hành trị liệu. Thông tục dễ hiểu cách nói chính là, Trương Huyền hoàn toàn có thể nhắm hai mắt, đi rõ ràng chỉ huy một cái bác sĩ khoa ngoại tới cấp chính mình làm một cái trái tim giải phẫu, hắn không cần trợn mắt, là được giải chính mình trong cơ thể nhất trực quan trạng huống, loại tình huống này có chút giống một ít đạo pháp nội sở đề cập nội coi mình thân giống nhau, nếu từ sinh vật góc độ đi lên nói, chính là từ bước vào phú thần sau người thân thể liền sẽ tiến hóa ra một cái tân khí quan, cái này khí quan tác dụng. Chính là ban nhân cảm thụ tự thân, như là tay có thể sờ đến trên đùi miệng vết thương. Nhân thể tiềm lực là không có cực hạn, có người từng nói qua, nhân loại đại não, đến bây giờ mới thôi, khai phá trình độ bất quá 15%, nếu có thể chân chính mở ra, sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa, ai cũng tưởng tượng không đến. Thế giới này là phi thường to lớn, cho tới bây giờ, như cũng có thượng trăm triệu loại không có bị người xử lý giải cùng khai quật vi sinh vật, có vô số loại biển sâu loại cá, trên người chúng nó khí quan, chúng nó sở nắm giữ một ít năng lực, đều là chân thật tồn tại trên thế giới này, chỉ là nhân loại còn không có nắm giữ mà thôi. Không có nắm giữ, cũng không đại biểu không tồn tại. Tựa như Trương Huyền, nếu hắn nói cho người khác, chính mình có thể nhìn đến chính mình trong cơ thể tình huống, chỉ sợ sẽ bị người trở thành ngốc tử, nhưng đây là câu nói kia, không hiểu, không biết, không hiểu, không đại biểu không tồn tại. Thế giới này quá lớn, luôn có như vậy chút có thể lý giải người. Nằm ở trên giường bệnh Trương Huyền, chậm rãi đuổi đi chính mình trong cơ thể sở tàn lưu khí, này một quá trình làm hắn phi thường dày vò, đây là một cái đem cơ bắp xé rách lại trọng tổ lặp lại hành vi, nhưng được đến chỗ tốt cũng là thật lớn. Ở Trương Huyền đau cả người mạo mồ hôi đồng thời, thân thể hắn cường độ lại một lần gia tăng rồi chương 1205 bị người thường đánh hộp máu. Trương huyền nhắm hai mắt, trong cơ thể biến hóa, có thể nói làm hắn đau cũng vui sướng, loại này thân thể kiên cường dẻo dai tính gia tăng, tuy rằng sẽ không làm thực lực của hắn dùng một lần liền phát sinh một cái chất bay vọt, nhưng tới rồi trương huyền loại này cảnh giới, trăm thước can đầu có thể càng tiến thêm một bước, đã là đặc biệt khó được. Cảm giác thân thể thoải mái một ít, trương huyền tạm thời thả chậm khôi phục tiến trình, hắn yêu cầu thoáng hoạt động một chút, Trương Huyền động đậy thân thể, mới vừa đi xuống giường, đỡ đầu giường côn đi rồi hai bước, này hai bước, đau ra Trương Huyền một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại nếu có bệnh viện bác sĩ xuyên thấu qua quang phiến nhìn đến Trương Huyền trong cơ thể tình huống, chỉ sợ sẽ dọa một cú sốc. Trương Huyền trong cơ thể, nội tạng mặt trên có vô số đục lỗ, tất cả đều là địa cung hạ kiếm khí lưu lại di chứng, từ y học góc độ đi lên giảng, Trương Huyền đều không nên ở tại cái này săn sóc đặc biệt phòng bệnh trực tiếp tiến ICU mới là ngạnh đạo lý. Trương Huyền cắn răng, cố nén đau đớn trên người, thích hợp hoạt động một chút cơ bắp mới có thể làm hắn càng tốt đi khôi phục trên người thương thế. Trương Huyền chậm rãi nâng lên chân, hắn ngay cả cất bước động tác đều như là chậm phóng giống nhau, một cái đơn giản cất bước, yêu cầu vài giây mới có thể hoàn thành. Một trận tiếng ồn ào từ phòng bệnh ngoại truyện tiến Trương Huyền trong tai. Ngay sau đó, Trương Huyền sở trụ này gian săn sóc đặc biệt phòng bệnh môn bị người từ bên ngoài một phen đẩy ra, một đám người mấy người thân ảnh xuất hiện ở Trương Huyền trong mắt, những người này có nam có nữ, có già có trẻ, tiếng ồn ào chính là từ bọn họ trong miệng phát ra. Đẩy ra phòng bệnh môn chính là một cái trung niên nữ nhân, trên người nàng xuyên y phục toàn bộ đều là hàng hiệu, trong tay còn nhéo một phen chạy băng băng chìa khóa xe, đẩy mở cửa, thấy Trương Huyền, hét lớn, ai nói không phòng bệnh. Này không phải có sao? mau làm ta lão công trụ tiến vào. Một người hộ sĩ lập tức chạy đi lên, nữ sĩ, thì ngươi nói nhỏ thôi, không cần ảnh hưởng đến mặt khác người bệnh nghỉ ngơi, nơi này có người trụ. Ngươi tính thứ gì, kêu các người viện trưởng tới. Trung niên nữ nhân cười lạnh một tiếng, người này hiển nhiên đã có thể xuất viện, săn sóc đặc biệt phòng bệnh còn để lại cho hắn. Không phải nữ sĩ, tuổi trẻ tiểu hộ sĩ vội vàng xua tay, vị tiên sinh này là đêm qua mới trụ tiến vào, thương thực trọng, tối hôm qua vẫn luôn đều ở hôn mê. Hôn mê, trung niên nữ nhân liếc liếc mắt một cái trương huyền, người nói cho ta, hắn nơi nào thương trọng. Các người rõ ràng có phòng bệnh, lại cố ý đem ta lão công an bài ở bình thường phòng bệnh, các người bệnh viện rốt cuộc có ý tứ gì. Mau đem các người viện trưởng gọi tới. chu nữ sĩ, chúng ta bệnh viện, đích xác không có phòng bệnh. Trương huyền lão người quen má viện trưởng mồ hôi đầy đầu đuổi lại đây, trước hướng Trương Huyền lộ ra một cái xin lỗi ánh mắt, theo sau hướng trung niên nữ nhân giải thích nói, chu nữ sĩ, người xem nếu không như vậy, ta ở khác bệnh viện cho ngươi liên hệ một chương giường bệnh, chúng ta này săn sóc đặc biệt phòng bệnh đã trụ đầy A. Không có khả năng, trung niên nữ nhân thực kiên định lắc lắc đầu, mã viện trưởng, ta không rõ người có ý tứ gì, ta lão công phía trước, nhưng không thiếu giúp quá người vội đi. Các người bệnh viện có mấy lần dược phẩm ra vấn đề, không đều là ta lão công giúp các ngươi giải quyết sao? Chu nữ sĩ, thì ngươi nói chuyện chú ý. Mã viện trưởng lui về phía sau một bước, chúng ta bệnh viện vẫn luôn là từ quỹ đạo xưởng dược lấy dược, đến nỗi ngươi nói dược phẩm có vấn đề, ta tưởng chu nữ sĩ ngươi cùng ngươi ái nhân so với ta rõ ràng hơn là chuyện như thế nào, ngươi ái nhân phụ trách giám thị này một khối, có hay không vấn đề, tất cả đều là ngươi ái nhân một câu sự. Trung niên nữ nhân hừ lạnh một tiếng, Nàng câu nói kia cũng không phải là cùng mã viện trưởng bộ nhân tình, mà là ở uy hiếp, bất quá, mã viện trưởng cũng không có sợ hãi nàng uy hiếp. Hơn nữa quang minh chính đại đem trung niên nữ nhân đối hắn uy hiếp đặt tới bên ngoài đi lên nói. Hành, mã viện trưởng, có ngươi, bất quá, này phòng bệnh ngươi không cho, có người làm. Trung niên nữ nhân hướng phía sau đưa mắt ra hiệu, một người nhìn qua 25 đến 26 tuổi thanh niên bước nhanh đi tới, này thanh niên chỉ mặc một cái áo ba lỗ, có thể nhìn đến hắn phía sau mãn bối xăm mình. Thanh niên đi vào trương huyền trước mặt, nhìn chằm chằm trương huyền, tiểu tử, cho người cái lựa chọn, chính mình cút đi, hoặc là ta đem người quang ra ngoài. Xin lỗi, trương huyền lắc lắc đầu, ta hiện tại có trọng thương trong người, yêu cầu nằm viện. Thanh niên sắc mặt giận dữ, ta hắn sao xem ngươi là muốn chết. Thanh niên nói, một phen nắm khởi trương huyền cổ áo. Lấy trương huyền hiện tại thân thể trạng huống, đích sát tránh không khỏi này thanh niên động tác. Tiểu triệu, đừng nóng vội, đừng nóng vội a. À. Một người đi theo trung niên nữ nhân trung niên nam tính thấy thanh niên động thủ, vội vàng chạy đi lên, kéo ra thanh niên tay, theo sau hướng Trương Huyền nói, ta xem ngươi cũng không chịu cái gì thương, này phòng bệnh ngươi không bằng khiến cho ra tới. Đây là một chút tâm ý, chúng ta ngân châu tân khai mấy nhà khách sạn cũng không tệ lắm, trụ kia khẳng định so trụ này thoải mái. Trung niên nam tính nói, truyền đạt mấy chương trăm nguyên tiền lớn. Trương huyền ánh mắt lộ ra một trận bực bội, ta nói, ta có trọng thương trong người, các người có thể rời đi. Như vậy, ta lại thêm chút, trung niên nam tính lại móc ra điểm tiền tới, ta biết, người có thể ở lại săn sóc đặc biệt phòng bệnh, nhiều ít cũng có chút quan hệ, nhưng người còn trẻ, không cần xúc động, còn có rất nhiều người không thể trêu vào người, liền không cần cho chính mình tìm phiền toái, minh bạch sao. Trương huyền lắc lắc đầu, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta bị trọng thương, nên ở nơi này, chẳng lẽ bị thương nằm viện, cũng là cho chính mình tìm phiền toái không? Ta xem ngươi hắn sao lập tức nên có trọng thương, thanh niên tức khắc phát hỏa, giơ lên nắm tay, liền phải chiều trương huyền trên người huy tới. Đừng xúc động, trung niên nam nhân lập tức ra tiếng ngăn trở, hắn thực minh bạch, ở chỗ này đánh người, nếu nháo lớn, tuy là lấy này thanh niên thân phận, cũng đến có hại, hiện tại là một cái internet thời đại, rất nhiều đồ vật, một chút liền truyền bá đi ra ngoài, nếu bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, kia chính là thực phiền toái. Bất quá này thanh niên, hiển nhiên không có như vậy nhiều ý tưởng, hỏa khí đi lên, liền khống chế không được chính mình nắm tay, một quyền bỗng nhiên tạp đến Trương Huyền bụng. Vốn là trọng thương chưa phục Trương Huyền, bị này một quyền tạp đến bụng, chỉ cảm thấy ít hầu một ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Trương Huyền này miệng phun máu tươi một màn, xem họ chu trung niên nữ nhân, còn có cái kia cùng Trương Huyền giao thiệp trung niên nam nhân một trận hãi hùng khiếp vía. Ngược lại là đối Trương Huyền động thủ thanh niên, thấy như vậy một màn, sắc mặt đại hỉ, hắn không nghĩ tới, chính mình một quyền, thế nhưng có như vậy uy lực, nhìn dáng vẻ, chính mình trong khoảng thời gian này luyện quyền thực dùng được sao? Đang lúc thanh niên còn tại nội tâm mừng thầm thời điểm, một trận hét lớn một tiếng bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Làm gì đâu, cho ta đem bọn họ bắt lấy hiếm thấy thân xuyên chính trang triệu cực vẻ mặt tức giận đứng ở cửa phòng bệnh, tối hôm qua sự tình, từ Lý Dung Tài sau khi xuất hiện liền hạ màn, nhưng giải quyết tốt hậu quả công tác, làm triệu cực vội đến bây giờ, nghe được Trương Huyền ở bệnh viện dưỡng thương sau, triệu cực lập tức liền chạy đến, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, Trương Huyền đều là ở cửa cục địa giới gia sự, mà hắn còn từng cùng Trương Huyền từng có ước định. Kết quả mới vừa đến tới, triệu cực liền nhìn đến Trương Huyền phun huyết một màn, chương 1206 còn tưởng cầu tình sao. Trương Huyền một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Hắn vốn là trong cơ thể trọng thương khó chữa, vừa mới thanh niên đánh tới Trương Huyền trên người một quyền, đối Trương Huyền mà nói, chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Triệu cực trơ mắt nhìn Trương Huyền đôi mắt một bế, một đầu về phía trước tài đi, hắn vội vàng cất bước tiến lên, nâng trụ ngã quỵ Trương Huyền, quát, mau. Người tới, mau, Mã viện trưởng vừa thấy, nơi nào sẽ trần chờ, hô to một tiếng cứu người sau, lập tức kéo qua cáng, mang hộ sĩ đẩy trương huyền hướng cấp cứu phòng bệnh đưa đi. Đi theo triệu cực tiến đến hai gã cửu cục thành viên, đương trường ra tay, đem kia đối trương huyền động thủ thanh niên bắt lấy. Các ngươi làm gì, họ chu trung niên nữ nhân hét lên một tiếng, đem ta nhi tử buông ra. Có biết hay không ta là ai? Câm miệng, triệu cực quát lạnh một tiếng. Ở triệu cực này vừa uống thanh hạ, trung niên nữ nhân theo bản năng nhắm lại miệng, triệu cực là người phương nào, quang nhân hắn bạo nộ mà tản mát ra khí thế, đều không phải người thường có thể thừa nhận. Triệu cực lấy ra một trương giấy chứng nhận bãi ở trung niên nữ nhân trước mắt, đây là cửu cục chấp hành nhiệm vụ khi sử dụng giấy thông hành, mặt trên có tuần bộ tiêu chí. Hiện tại, hắn nhân cố ý thương tổn bị bắt, từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào không được tiếp cận hiểm nghi người. Trung niên nữ nhân nhìn đến triệu cực trong tay giấy chứng nhận sau, sắc mặt đổi đổi, mở miệng nói, đồng chí ngươi hảo, này khả năng có điểm hiểu lầm, ta và các ngươi tuần bộ trưởng nhận thức, ngươi xem. Ngươi hôm nay liền tính nhận thức thiên vương lão tử cũng chưa dùng. Triệu cực phung tay lên, vừa mới người kia phàm là có một chút sơ suất, việc này đã có thể nháo lớn, cho ta mang đi. Triệu cực ra lệnh một tiếng, hai gã cử cục thành viên áp thanh niên liền đi ra phòng bệnh. Thanh niên trong miệng mắng to, không ngừng dùng sức muốn phản kháng tránh thoát, nhưng ở hai gã cửu cục cao thủ thủ hạ, hắn lại dựa vào cái gì có thể tránh thoát. Trung niên nữ nhân vừa thấy tình huống không ổn, lập tức lấy ra di động, bát cái dãy số đi ra ngoài. Bệnh viện cấp cứu trong phòng bệnh, mã viện trưởng cùng với toàn bộ bệnh viện sở hữu chủ trị y sư đều tụ tập ở bên trong này, bọn họ nhìn dụng cụ nội truyền đến trương huyền trong cơ thể phản hồi, một đám cái chán mồ hôi chảy không ngừng, bọn họ làm nghề y nhiều năm như vậy, trước nay chưa thấy qua tình huống như vậy bọn họ không có gặp qua, một người có thể thương như vậy trọng, rốt cuộc, từ bình thường y học góc độ mà nói, giống trương huyền loại này nội tạng đều là vỡ nát, đã sớm hẳn là đã chết. Nhìn nằm ở cấp cứu trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh trương huyền, sở hữu bác sĩ đều hết đường xoay sở, bọn họ thật sự không biết, nên từ phương hướng nào tới xuống tay trị liệu, thậm chí bọn họ cũng không dám cấp trương huyền phẫu thuật, lấy trương huyền hiện tại tình huống thân thể, ở bọn họ nhận chi mà nói, hơi có vô ý liền sẽ vứt bỏ tánh mạng cấp cứu phòng bệnh ngoại. Triệu cực cùng mây trắng phi đứng ở cửa. Triệu cực cho mày, hắn biết được Trương Huyền ở cái này bệnh viện sau, lập tức liền an bài người đem chung quanh phong tỏa, để ngừa phản tổ minh người có cơ hội thừa nước đục thả câu, có thể nói, liền tính dương thủ mộ lại đây tưởng đối Trương Huyền ra tay, triệu cực đều có thể làm người kéo dài một chút thời gian, nhưng triệu cực như thế nào cũng chưa nghĩ đến, kết quả là cho Trương Huyền cuối cùng một kích trọng thương, thế nhưng là một người bình thường một trận dồn dập tiếng bước chân ở triệu cực phía sau vang lên. Triệu cực quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy Ngân Châu tuần bộ cục phi tuần bộ mọc đầy đầu đổ mồ hôi chạy tới. Phi tuần bộ trường, thực cấp sao? Triệu cực nhìn lướt qua vi tuần bộ trường. Cửu cục tại hành động trước, đều sẽ cùng địa phương tuần bộ cục sinh ra liên hệ, hơn nữa ngắn ngủi tiếp quản quyền lực. Vi tuần bộ trường tuy rằng không biết trước mặt người này cụ thể thân phận, nhưng từ phía trước tiếp xúc chung, hắn cũng có thể hiểu biết, đây là một cái đừng nói chính mình chính là so với chính mình lại đại tam tầng người đều không thể trêu vào đại nhân vật vi tuần bộ trường nuốt khẩu nước bọt không có ra tiếng triệu cực lại mở miệng nhìn dáng vẻ vừa mới là có người cùng vi tuần bộ trường ngươi liên hệ đối phương có ý tứ gì là làm chúng ta không truy cứu vẫn là nói như thế nào vi tuần bộ trường cười gượng một tiếng lãnh đạo cái kia đình triệu cực làm cái thủ thế theo sau đem cấp cứu phòng bệnh môn đẩy ra một cái tế phùng, hướng vi tuần bộ trường chu chu môi, người cầu tình trước, muốn hay không trước nhìn xem bên trong là ai. Ngân Châu phía trước đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, ta tưởng ngươi hẳn là nhận thức bên trong nằm người. Vi tuần bộ trường đi đến trước cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa hướng bên trong nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái, làm vi tuần bộ trường hai chân mềm nhún, thiếu chút nữa quỷ gối phòng bệnh trước cửa. Vi tuần bộ trường, liền tính không quen biết chính mình người lãnh đạo trực tiếp, hắn đều sẽ không nhận không ra Trương Huyền. Vì tuần bộ trường trên người rất nhỏ biến hóa, tự nhiên trốn bất quá triệu cực đôi mắt. Triệu cực vẻ mặt nghiền ngẫm nói, hiện tại còn tính toán cầu tình sao. Vì tuần bộ lớn lên đầu lập tức diêu cùng chống bỏi giống nhau. Việc này giao cho ngươi xử lý, triệu cực trầm giọng, minh bạch nên làm như thế nào sao? Minh bạch, minh bạch, vì tuần bộ trường liên tục gật đầu, lãnh đạo, ta đây liền đi xử lý. Vì tuần bộ trưởng nói xong, trốn cũng dường như rời đi, trong lòng đều đem họ chu nữ nhân cấp hận chết, nàng nhi tử, cũng dám đối như vậy một cái đại nhân vật động thủ, chỉ sợ trên đời này, không ai có thể giữ được nàng. Họ chu nữ nhân vẫn luôn liền chờ ở bệnh viện đại sảnh, đương nhìn đến vi tuần bộ trưởng vội vàng từ thang máy ra tới sau, lập tức đón đi lên, lão vi, thế nào, ta nhi tử không có việc gì đi. Không có việc gì, Vi tuần bộ trưởng hừ lạnh một tiếng, sự lớn. Họ chu nữ nhân vừa thấy vi tuần bộ trưởng dáng vẻ này, trong lòng một cái lộp bộp, có một loại cảm giác không ổn. Ta nói, người đứa con này cái gì đức hạnh, chính người hẳn là rất rõ ràng đi. Ngày thường làm một ít động tác còn chưa tính, hiện tại cả gan làm loạn, ai hắn đều dám động. Vi tuần bộ trưởng chất vấn nói, cho người xin khuyên một câu, người đứa con này cũng nên đã chịu giáo huấn, nếu ngươi không nghĩ bị liên lụy, cũng liền ngoan ngoãn không cần lo cho việc này ta giúp đỡ không được. phi tuần bộ trưởng nói xong, phất tay áo liền đi. lão vi, lão vi, họ chu nữ nhân vội vàng bước nhanh đuổi theo. lão vi, chúng ta này nhiều ít năm giao tình, người nói người này. a, à, phi tuần bộ trưởng cười lạnh một tiếng, nhiều ít năm giao tình, ta cũng không có khả năng bởi vì ngươi nhi tử sự liền mệnh đều từ bỏ, người biết ngươi nhi tử động vị kia là ai sao? trung niên nữ nhân ngây người, lắc lắc đầu, nàng không cảm giác Trương Huyền là cái gì đại nhân vật. Hôm nay nhìn thấy Trương Huyền, đối phương trên người xuyên y phục, cũng đều là một ít chưa thấy qua không chính hiệu, loại người này có thể có cái gì bối cảnh đâu. Này đó trà trộn xã hội thượng lưu người, sớm đã có cái loại này xem người trước xem nhãn hiệu thói quen. Vì tuần bộ trường vươn một ngón tay, chỉ chỉ chính mình trên đỉnh đầu, ta tận mắt nhìn thấy đến quá, vị kia cùng số hai mặt đối mặt giao lưu, Lần trước bởi vì vị kia sự, số 2 đích thân tới Ngân Châu. Họ chu nữ nhân như tao xét đánh, ngốc lang ở kia, nàng tuy rằng tự hỏi có chút địa vị, cần phải cùng có thể cùng số 2 nói chuyện với nhau người so, chính mình liền cái rắm đều không phải. Được rồi, vì tuần bộ trường không kiên nhẫn nói một tiếng, người hiện tại, liền chạy nhanh nghĩ cách như thế nào vãn hồi đi, vị kia hiện tại là vào cấp cứu phòng bệnh, người liền đi cầu nguyện, vị kia tốt nhất không có gì sự, bằng không, kia hậu quả chính người tưởng đến nỗi người nhi tử, liền trước nhốt lại, gần nhất vài thập niên, người liền không cần nghĩ tái kiến. Phi tuần bộ trường thanh lạc hậu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền đi. Họ chu nữ nhân lăng tại chỗ, sau một lúc lâu, nàng cuốn quyết lấy ra di động, bát thông một chiếc điện thoại đi ra ngoài, lão triệu, đừng lại tìm người, lần này ra đại sự, hiện tại ngươi ngấm lại biện pháp, đem nhi tử nháo ra tới, người ở tự do quốc không phải có căn hộ sao, chúng ta trước đi ra ngoài tránh tránh, hè oi bức là vô pháp đái. Đừng hỏi như vậy nhiều, hiện tại lập tức đi làm, chờ gặp mặt ta lại cho ngươi nói. Họ chu nữ nhân nói xong, lập tức cắt đứt điện thoại, sách theo bao chiều bệnh viện ngoại đi đến, kết quả mới ra bệnh viện, họ chu nữ nhân đã bị người lấp kín. chu nữ sĩ, muốn đi nào a à? Phạm vào sự muốn chạy, vài tên cửu cục y phục thường che ở họ chu nữ nhân trước người, đừng nghĩ, người lão công cũng bị khống chế được, người không cần sốt ruột, thực mau liền sẽ cho các người một nhà ba người gặp mặt. Họ chu nữ nhân thân mình nhoáng lên, liên tục lui về phía sau vài bước, nàng biết, chính mình một nhà, đây là xong rồi. Nay hết thảy, là hủy ở chính mình kiêu ngạo ương ngạnh thái độ thường, cũng hủy ở chính mình đối nhi tử cương chiều, làm hắn làm chuyện gì, đều không màng hậu quả. Về họ chu nữ nhân một nhà trên người đã phát sinh sự, đối bọn họ một nhà ba người mà nói, là nhân sinh vận mệnh viết lại, nhưng đối với triệu cực đám người tới nói, đây là ý kiến bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Họ chu nữ nhân muốn xử lý như thế nào, triệu cực lười đến đi quản, nhưng trương huyền thân thể trạng huống, hắn là tuyệt đối muốn đi chú trọng, nếu nói, ở hè oi bức địa bàn thượng ở chính mình trước mặt, trương huyền bị người thương thành như vậy, chỉ sợ chính mình kế tiếp phiền toái cũng sẽ không ít, những cái đó lục tiên người theo đuổi, tất sẽ hướng chính mình thảo cái cách nói. Mà trương huyền bị một người thường thương thành như vậy cách nói, hiển nhiên không đủ. Triệu cực cũng đã thông tri cử cục nội y sư, làm hắn bằng mau tốc độ tới rồi, bất quá kia cũng đến ở hơn một giờ sau. Phòng chăm sóc đặc biệt nội, các đại y sư đối trương huyền thân thể trạng huống hết đường xoay sở, đối bọn họ mà nói, trương huyền trong cơ thể mỗi một cái đục lỗ, đều là một hồi phẫu thuật lớn, nhưng hiện tại những cái đó đục lỗ rậm rạp, bọn họ có thể cảm nhận được, chỉ có vô lực. Nếu không có trương huyền như cũ còn vẫn duy trì hô hấp, điện tâm đồ còn tính vững vàng bọn họ chỉ sợ đều phải từ bỏ cho đến một giờ sau triệu cực sở tìm y sư từ đô thành tới rồi đây là một cái hoa giáp lão nhân chuyên tu y thuật tiếp quản mã viện trưởng đám người vị trí phòng chăm sóc đặc biệt nội chỉ để lại lão y sư cùng trương huyền còn có triệu cực còn lại người toàn bộ rời đi lão y sư chỉ là vì trương huyền xem mạch liền cau mày triệu cực đứng ở một bên hỏi tình huống thế nào rất kỳ quái, lão y sư ánh mắt lộ ra dày đặc nghi hoặc thần sắc, hắn trong cơ thể, có ba cổ bất đồng khí ở tán loạt, trong đó một cổ, không ngừng phá hư trong thân thể hắn tổ chức, tràn ngập mũi nhọn, còn có một loại, có vẻ thực thuần tịnh, nhưng lại thực bá đạo, muốn đem phá hư trong thân thể hắn những cái đó khí xua đuổi đi ra ngoài, mà mặt khác một đạo, phi thường ẩn nấp, hơn nữa hơi thở quỷ dị pha tạp, có một loại nói không nên lời cảm giác, này cổ khí, ở không ngừng như tầm ăn lên mặt khác hai cổ khí, lớn mạnh tự thân. Quan trọng nhất chính là, này hết thảy, đều là ở hắn hôn mê trong quá trình đến tự chủ tiến hành, người hẳn là minh bạch ta ý tứ. Tự chủ tiến hành, triệu cực cả kinh, ý của ngươi là, này ba cổ khí đều có linh tính. Đúng vậy, lão y sư gật đầu, từ ngự khí góc độ mà nói, muốn làm trong cơ thể khí có được tự chủ linh tính, kia cần thiết đến đạt tới khống linh chi cảnh, nhưng hắn hiển nhiên không phải khống linh, hơn nữa này ba cổ khí so với khống linh cảnh khí mà nói nhỏ yếu không biết nhiều ít ta chưa từng có gặp qua tình huống như vậy có nắm chắc y hảo hắn sao triệu cực hỏi lão y sư suy tư một phen sau gật gật đầu lý luận thượng mà nói chỉ cần tạm thời đem này ba cổ khí bài trừ tự nhiên là có thể giảm bớt hắn hiện tại bệnh trạng lấy thực lực của hắn trong cơ thể những cái đó thương cũng không phải cái gì vấn đề lớn hiện tại sợ là sợ này đó có được tự chủ linh tính khí ở bị bài trừ thời điểm sẽ xuất hiện cái gì biến cố, loại chuyện này, ta nói không tốt, trừ phi có khống linh cường giả ra tay, như vậy mới có nắm chắc. Triệu Cực lắc lắc đầu, khống linh cường giả, này thiên hạ gian, lại có mấy cái khống linh cường giả, ai sẽ ra tay đâu, lần này, liền làm ơn ngươi. Ân, lão y sư gật đầu, ta tận lực thử một lần, cái này quá trình, khả năng sẽ liên tục thời gian rất lâu, trước đêm này một tầng người thường rời đi đi, ta sợ đến lúc đó vài cổ khí phát sinh va chạm có cái gì biến cố. Hảo, người chuyên tâm trị hắn, còn lại sự giao cho ta. Triệu cực lên tiếng, theo sau ra cửa. Ngân Châu, một nhà biệt thự đơn lập trung. Dương Hưng Hạ, Dương Thủ Mộ, Long Cốt, cùng với tóc vàng nữ nhân, ngồi ở cùng nhau. Dương Hưng Hạ cầm trong tay một phen bảo kiếm, bảo kiếm tồn với vỏ kiếm giữa, có thể nhìn đến, Dương Hưng Hạ đầy mặt khí phách hăng hái. Hừ, lúc này đây, tính cái kia họ trương gặp may mắn cũng liền hắn chạy trốn mau, bằng không tuyệt đối đem hắn đầu cắt bỏ. Dương Hưng hạ trong miệng hùng hùng hổ hổ. Lòng cốt lắc lắc đầu, cùng hắn gặp may mắn không có quan hệ, lúc này đây, võ đế tự mình ra mặt bảo hắn, có thể thấy được Trương Huyền tồn tại có bao nhiêu quan trọng, phải biết rằng, võ đế loại người này là không thể dễ dàng lộ diện, ta từng nghe chủ thượng nhắc tới quá, ở bọn họ trên người có rất quan trọng nhiệm vụ, làm cho bọn họ rời không ra chân. Cái gì chó má võ đế? Dương Hưng hạ vẻ mặt khinh thường bĩu môi, chờ ta hoàn toàn nắm giữ Tây Hạ truyền thừa, đem hắn cùng kia họ Trương cùng nhau sát. Dương Hưng hạ, người thật cai quản quản chính mình miệng. Tóc vàng nữ nhân quát lớn một tiếng, người đầu tiên là trào phúng lục diễn, hiện tại lại khinh thường võ đế, liền tính người hoàn toàn khống chế Tây Hạ truyền thừa, người liền thật cảm thấy chính mình có thể không đem võ đế để vào mắt. Cái loại này người, không phải người có thể tưởng tượng. Huống hồ, người chớ quên chúng ta ước định, Ước định, cái gì ước định? Dương Hưng hạ vẻ mặt nghi hoặc, niết kiếm tay lại tăng lớn vài phần lực, ta như thế nào không nhớ rõ, chúng ta chi gian từng có ước định. Dương Hưng hạ cho tới nay, đều sinh hoạt ở nhà ấm giữa, hắn không thiếu tiền, ở tự do quốc cũng là vô ưu vô lự, hắn có ngưng khí cảnh thực lực, ở người thường trong sinh hoạt cũng là xuôi gió xuôi nước. Nhưng lúc này đây, Dương Hưng hạ trở lại hè oi bức, lọt vào các phiên đả kích, ý thức được thực lực tầm quan trọng, hắn nguyên bản là không nghĩ chảy này đó nước đục, nhưng từ nắm lấy truyền thừa chuôi kiếm kia một khắc, cái loại này cường đại cảm giác, làm Dương Hưng hạ phá lệ tham luyến, hắn đã luyến tiếc, đem truyền thừa lại giao ra đi, hắn đối trương huyền hật, làm hắn còn cần dùng này phân lực lượng, đi chém rất trương huyền đầu. Lòng cốt cùng tóc vàng nữ nhân sắc mặt không khỏi khó coi vài phần, Dương Hưng hạ hiện tại, hiển nhiên là muốn đổi ý. Dương Hưng hạ nắm chặt trong tay vỏ kiếm, hai vị, các người có phải hay không nên rời đi lão đông tây, cho ta tiến khách đi. Dương thủ mộ gật gật đầu, hướng long cốt hai người nói, chủ nhân muốn nghỉ ngơi, hai vị trước rời đi đi. Long cốt gắt gao niết quyền, nhưng trước mắt dương thủ mộ, làm hắn không thể không đem trong lòng lửa giận toàn bộ áp xuống, hắn còn không có tự tin có thể ở dương thủ mộ trước mặt chiếm được tiện nghi. Long cốt làm phản tổ minh tam đương ra, rất rõ ràng hiện tại trên thế giới này cường giả thê đội. Đứng ở đệ nhất thê đội, tự nhiên là thế gian này chỉ có vài tên khống linh cảnh cường giả, mỗi một người đều là vô pháp tưởng tượng tồn tại, bọn họ sẽ không tùy ý xuất thế, cũng sẽ không có người xuẩn đến đi trêu chọc bọn họ. Mà đệ nhị thê đội, tắc chính là dương thủ một loại này tồn tại, bao gồm mấy chục năm trước nổi tiếng thiên hạ ba vị thiên tinh, cùng với số ít còn giấu ở âm thầm cao thủ, những người này đều là phú thần hậu kỳ, hơn nữa che giấu thủ đoạn rất nhiều, khống linh dưới, không có đối thủ. Đệ tam thê đội, còn lại là long cốt cùng xài cửu minh loại này, mỗi một thê đội, đều là một cái đường danh giới. Đến nỗi đệ tứ thê đội, chính là đại đa số phú thần cảnh. Long cốt bất quá đứng ở đệ tam thê đội, trăm triệu không dám ở đệ nhị thê đội dương thủ mộ trước mặt có điều làm càn. Long cốt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm dương hưng hạ. Ta muốn nghỉ ngơi, lão đông tây, người động tác nhanh lên. Dương hưng hạ không kiên nhẫn phất phất tay. Dương thủ mộ lại lần nữa ra tiếng, hai vị cần phải đi. Long cốt hít sâu một hơi, đứng dậy, thật sâu nhìn Dương Hưng hạ liếc mắt một cái sau, xuất khẩu nói, chúng ta đây có thời gian lại đến bái kiến. Nói cho hết lời, Long cốt mang theo tóc vàng nữ nhân, rời đi biệt thự. Ra biệt thự, tóc vàng nữ nhân đầy mặt phẫn nộ. Cái này Dương Hưng hạ, hắn cũng dám đổi ý. Ha ha, Long cốt lại cực kỳ cười một tiếng. Người phụ trách tiếp xúc Dương Hưng Hạ thời gian dài như vậy, chẳng lẽ một chút đều nhìn không ra tới dương hưng hạ người này tham lam trình độ sao? Hắn tham tài háo sắc, nhưng mấy thứ này, cùng lực lượng so sánh với, không đáng một đồng, đối với lực lượng, dương hưng hạ sẽ biểu hiện càng thêm tham lam, về hắn không muốn giao ra truyền thừa chuyện này, đã sớm nên nghĩ tới. Tóc vàng nữ nhân cả kinh, chúng ta đây như thế nào còn? Không cần phải gấp gáp, lòng cốt lắc lắc đầu, dương hưng hạ người này, không có đầu óc, lại đáp thượng một cái tử trung dương thủ mộ, lần này Tây Hạ truyền thừa sự làm lớn như vậy, ở về sau rất dài một đoạn thời gian, Dương Hưng Hạ sẽ trở thành chúng ta tấm mộc, ha ha, Tây Hạ truyền thừa, tạm thời vứt bỏ thì đã sao, hè oi bước trên dưới 5.000 năm, sở lưu lại truyền thừa, dữ dội nhiều, chúng ta chính yếu mục tiêu, là cái này. Long Cốt nói, từ túi áo lấy ra kia trương bị Dương Hưng Hạ nhất kiếm chém làm hai đoạn gia thú. Tối hôm qua Khương Thần khống chế núi sông Đồ Mang đi Trương Huyền đã là cực hạt, đến nỗi này trương gia thú bọn họ không có chú ý tới liền tính chú ý cũng cố kỵ không thường lòng cốt trong mắt tràn ngập hưng phấn thần sắc đây là lâu lan môi giới lâu lan người thừa kế đã chạy trốn chúng ta vào tay hắn huyết mạch chỉ cần có này môi giới lâu lan truyền thừa liền nhưng mở ra cái kia truyền thừa chính là so tây hạ truyền thừa muốn lớn hơn rất nhiều tóc vàng nữ nhân trong mắt toàn là không cam lòng thần sắc kia dương hưng hạ sự liền như vậy tính Hắn là ở lợi dụng chúng ta. Đương nhiên sẽ không, long cốt trên mặt toàn là tự tin. Hãy chờ xem, thực mau, dương hưng hạ liền sẽ cho chúng ta sử dụng. Đến lúc đó, còn muốn đáp thượng một cái dương thủ mộ, kia dương thủ mộ chính là một cái thực dùng tốt tử sĩ A. Đi thôi, khởi hành đi lâu lan, bên này xử, cũng coi như là hạ màn. Thời gian tổng hội ở trong lúc lơ đáng liền trôi đi. Ngân châu bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt ngoại, toàn bộ bệnh viện hàng hiên đều bị quét sạch bác sĩ hộ sĩ người bệnh một sợi không được tiến vào, phía chính phủ người đem này một tầng sở hữu nhập khẩu toàn bộ phong bế. Triệu cực một người đứng ở trống vắng hành lang cuối, gian hút thuốc, triệu cực trước mặt gạt tàn thuốc đã sớm nhét đầy, hắn dưới chân dẫm diệt tràn đầy đầy đất tàn thuốc, toàn bộ gian hút thuốc xương khói lượn lờ, đủ để thấy triệu cực nội tâm có bao nhiêu lo âu. Từ y sư tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt, đến bây giờ đã qua đi suốt mười mấy tiếng đồng hồ, còn một chút động tĩnh đều không có. Y sư nói, không ngừng ở Triệu Cực trong đầu vang lên, Trương Huyền trong cơ thể, như thế nào sẽ có ba cổ khí đâu? Trong đó một cổ là Dương Hưng hạ đánh vào Trương Huyền trong cơ thể kiếm khí, điểm này Triệu Cực có thể lý giải. Trương Huyền ra tay Triệu Cực cũng gặp qua, Trương Huyền khí tràn ngập bá đạo, hẳn là chính là y sư trong miệng nói kia cổ bá đạo đến cực điểm, muốn đem kiếm khí xua đuổi ra Trương Huyền thân thể khí. Nhưng mặt khác một cổ là cái gì? ở trương huyền trong cơ thể cắn nuốt còn lại hai cổ khí đến từ chủ lớn mạnh. Hơn nữa, vì cái gì trương huyền trong cơ thể kia hai cổ khí sẽ có linh tính? Vấn đề này, triệu cực vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn cũng suy đoán quá, hay không bởi vì trương huyền là tiên liên nguyên nhân, nhưng chính là tiên liên, kia cũng không có khả năng nói làm trương huyền trong cơ thể khí có được linh tính, vậy tương đương nói có thể trực tiếp chế tạo một cái khống linh cường giả ra tới. Khống linh cảnh, nào có đơn giản như vậy? Trong lúc này, Triệu Cực cũng liên hệ một ít dĩ vãng bằng hữu, đều không có nghe nói qua trong cơ thể có bao nhiêu cổ linh khí sự. Một người linh khí, từ đến hóa hình kia một ngày, liền chú định này thuộc tính, mà đương nhập phú thần nói, cũng xác định thần ý, mỗi người chỉ có một loại thần ý, cũng chỉ có lĩnh một loại này thần ý mới có thể có thể sử dụng, bước vào phú thần. Cuối cùng, loại này thần hiểu ngầm của bị linh tính, thành tựu khống linh, đây là một cái luyện khí sĩ cường đại căn bản điều kiện cùng quá trình trăm ngàn năm tới, chưa từng có ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng hiện tại, cái này ngoài ý muốn, liền như vậy bãi ở triệu cực trước mắt. Phòng chăm sóc đặc biệt nội, nằm ở trên giường bệnh trương huyền toàn thân cắm đầy ngân châm. Lão y sư đứng ở giường bệnh biên, sắc mặt ngưng trọng đáng sợ. Ở trong phòng bệnh, tổng cộng có ba loại bất đồng nhan sắc quang mang tràn ngập, thuần trắng, huyết hồng, cùng với yêu diễm tử mang. Này ba loại nhan sắc đan chéo ở bên nhau, trong phòng bệnh các loại dụng cụ đã sớm tại đây ba loại nhan sắc khí thể hạ trở nên dập nát, kia đỏ như máu khí tuy rằng ở ba cổ khí chung có vẻ nhất gầy yếu, nhưng lại tương đương ngoan cường, không ngừng như tầm ăn lên còn lại hai loại nhan sắc khí, một chút lớn mạnh, nhan sắc cũng càng ngày càng thâm. Lão y sư tỉ mỉ quan sát đến này ba loại khí thể, trong miệng vẫn luôn ở không ngừng lầm bẩm Nếu cẩn thận đi nghe, sẽ nghe được lão y sư lầm bẩm thanh. Không có khả năng, Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tại sao lại như vậy? Này không hợp lý, này không hợp lý, thứ này hẳn là đã sớm biến mất. Không có khả năng, không có khả năng. Hôn mê giữa trương huyền, hoàn toàn không có ý thức được ở thân thể của mình thượng đã xảy ra cái gì, cũng vô pháp biết, rốt cuộc là cái gì, làm lão y sư như vậy một bước bộ dáng. Liên tiếp mấy ngày qua đi, trương huyền là bị trói mắt ánh nắng sở chiếu tỉnh. Trương 1209 không phải cùng nhau. Trương Huyền theo bản năng dỗi tay xoa xoa đôi mắt, lúc này mới ý thức được, chính mình thân thể đau đớn, đã hoàn toàn biến mất. Hắn vội vàng quan sát hạ tự thân, phát hiện trong cơ thể những cái đó trọng thương, đã hoàn toàn khép lại. Này, sao lại thế này? Trương Huyền đầy mặt nghi hoặc, hắn nhìn bốn phía, chính mình như cũ ở phía trước kia gian săn sóc đặc biệt phòng bệnh ở, chỉ là trên người quần áo đều bị đổi thành bệnh nhân phục. Trương Huyền đứng dậy, hoạt động hai hạ, không có cảm giác được một chút không khỏe, bất quá thực mau, một trận đói khát cảm truyền đến. Trương Huyền cầm lấy đặt ở mép giường di động, kia đã màu đỏ lượng điện nói cho Trương Huyền hiện tại ngày, khoảng cách chính mình hôn mê ngày đó, đã qua đi suốt một vòng. Trương Huyền trong lòng hoảng hốt, một vòng thời gian, này một vòng Tây Hạ truyền thừa sự giải quyết thế nào? Khương thần bọn họ như thế nào? Lại đã xảy ra cái gì? Như vậy một hôn mê đó là một vòng thời gian, làm Trương Huyền có một loại đột nhiên sinh ra mê mang cảm. Trương Huyền nhìn thoáng qua, trong phòng bệnh cũng không có cung cấp chính mình có thể thay đổi quần áo, trang hảo thủ cơ, Trương Huyền kéo ra phòng bệnh môn đi ra ngoài. Mới ra phòng bệnh môn, Trương Huyền liền nhìn đến đứng ở trước cửa triệu cực. Triệu cực nghe được phòng bệnh môn phát ra động tính, xoay người vừa thấy, đương nhìn đến đi ra Trương Huyền khi, trên mặt tức khắc nhảy ra vui mừng, người tỉnh. Trương Huyền hít hít cái mũi, nhìn thoáng qua triệu cực còn kẹp một cây thuốc lá tay phải, ở bệnh viện hút thuốc. Lãnh đạo bộ tịch lấy ra tới. Nói bậy gì đó, triệu cực ném xuống trong tay thuốc lá, vẫy vẫy tay, này một tầng đều không có trụ người, ta này không ở bực này ngươi đâu sao, không cho ta hút thuốc, ngươi còn không bằng làm ta chết hảo, ngươi có biết hay không ngươi hôn mê đã bao lâu. Trương Huyền gật gật đầu, một vòng, trong khoảng thời gian này, thế nào? Đã xảy ra điểm đại sự, đánh một phòng dinh dưỡng dịch ta tưởng ngươi đã đói bụng đi thôi tìm một chỗ một bên ăn cơm một bên liêu nghe nói lão bà ngươi cái kia lục hà khách sạn đồ ăn phẩm không tồi ngươi mời ta vẫn là ngươi thỉnh đi trương huyền ra tiếng ngươi có thể chi trả ta là tự xuất tiền túi triệu cực mắt trợn trắng ngươi kém chút tiền ấy sao trương huyền gật đầu thực trịnh trọng mở miệng kém ta kiếm tiền không dễ dàng thật nhỏ mọn triệu cực bĩu môi ta làm người cho ngươi đưa kiện quần áo tới, ngươi trước đổi thân quần áo đi, đúng rồi, phía trước thương người người kia đã giải quyết, phán 20 năm, còn có hắn. Triệu cực nói còn chưa dứt lời, đã bị Trương Huyền đánh gãy, không sao cả, bọn họ như thế nào, cùng ta không quan hệ. Hiện giờ, Trương Huyền tâm thái đã hoàn toàn thay đổi, dùng thế tục ánh mắt đi xem, Trương Huyền khả năng đã là vân đạm phong khinh, nhìn thấu hết thảy, đối cái gì đều nhất không nổi hứng thú. Nhưng nếu đứng ở trương huyền góc độ tới xem, hắn chỉ là càng thêm thế tục, hắn hiện tại quan tâm, chỉ là những cái đó cùng chính mình nhất chặt chẽ đồ vật. Một giờ sau, trương huyền cùng triệu cực ngồi ở lục hà khách sạn trong đại sảnh, hiện tại đúng là giữa trưa cơm điểm, khách sạn kín người hết chỗ, lục hà khách sạn đồ ăn phẩm vị nói, đã sớm chuyển tới khác thành thị đi, không ít người vì ở lục hà khách sạn bữa ăn ngon một đốn, không tiếc ngàn dặm đặc biệt tới rồi. Không thể không nói, này hương vị thật sự không tồi, chính là đại sảnh không cho hút thuốc bằng không liền càng tốt triệu cực buông trong tay cái thứ ba bát cơm cảm thấy mỹ mãn đánh cái no cách lấy ra một cây thuốc lá ngậm ở ngoài miệng tạp đi chính là không có bậc lửa đô thành cấm yên hẳn là lợi hại hơn đi trương huyền dựa vào ghế dựa thượng ân cho nên ta giống nhau đều thích ở nhà trạch trạch nam nhất thời sảng vẫn luôn trạch vẫn luôn sảng a triệu cực duỗi người a à, trương huyền cười một tiếng Người còn rất chiều vô nghĩa ta trước kia nhảy kính vũ hoa nam một khu soát loa thời điểm ngươi còn sẽ không dùng thương đâu. Triệu cực bĩu môi, biết ta táng ái danh hào sao. Trương Huyền gật gật đầu, hoàng tộc, lược có nghe thấy. Được rồi, không bần, triệu cực phất phất tay, người hôn mê trong khoảng thời gian này, mây trắng vì bọn họ đi về trước, lần này vận dụng tổ khí, bọn họ ba cái đều bị thương nguyên khí, sau đó, Tây Hạ truyền thừa hoàn toàn khai quật, Dương Hưng Hạ không biết vì cái gì cùng phản tổ minh nháo phiên, hai bên còn ở vương lăng kia đánh một trận hiện tại vương lăng cảnh khu đều phong tỏa đang ở chữa trị đâu trương huyền trầm ngâm một chút mở miệng nói ta có một việc không suy nghĩ cẩn thận ngươi nói lấy dương hưng hạ người nọ tính cách ta cùng ngày thân bị trọng thương hắn không có khả năng buông tha ta nếu ta nhớ rõ không tồi ngày đó hắn là khống chế truyền thừa lực lượng đi đúng vậy khương thần bọn họ mang ngươi chạy thời điểm dương thủ mộ đích xác đem các ngươi ngăn cản bất quá, có người đem ngươi cứu. Có người cứu ta, Trương Huyền trong mắt tất cả đều là nghi hoặc ai. Triệu cực hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thần sắc, chậm rãi phun ra ba chữ, Lý Dung Tài. Trương Huyền thân thể chấn động, hắn đương nhiên biết, Lý Dung Tài là người phương nào. Đối với Lý Thị Thị Tộc, Trương Huyền cho tới nay, đều không có bất luận cái gì hảo cảm, từ Lý Gia Thôn đối Tần Nhu làm những cái đó sự bắt đầu, Trương Huyền cũng đã đem Lý Thị coi làm địch nhân. Hơn nữa, Trương Huyền cũng giúp Tần Nhu đi tìm bác sĩ tâm lý, cũng biết, muốn giải trừ Tần Nhu nội tâm sợ hãi, biện pháp tốt nhất, chính là đem lúc trước những cái đó cầm tù tra tấn quá Tần Nhu người, toàn bộ tể rớt. Nhưng hiện tại, Trương Huyền lại biết được, cứu chính mình mệnh người, là Lý Thị Võ Đế. Tin tức này, làm Trương Huyền cảm thấy phá lệ khó chịu, thật giống như cái loại này chính mình liều mạng muốn trả thù người, đột nhiên cho chính mình một cái thiên đại ân huệ giống nhau. Triệu cực chú ý tới Trương Huyền cảm xúc biến hóa, mở miệng nói, lúc trước, ngươi cùng Lý Gia Thôn sự tình, ta cũng biết một chút, kia Lý Gia Thôn đích xác xem như một bá, bọn họ hành động, cũng đích xác ngang ngược, có một chút ta phải nói cho ngươi, võ đế tuy là Lý Thị Người, nhưng rồi lại không phải Lý Thị Người, ngươi cùng Lý Gia Thôn ân oán, không cần tính thượng hắn. Vì cái gì, Trương Huyền khó hiểu. Triệu cực lắc lắc đầu, trong đó nguyên do, ta cũng không rõ ràng lắm. Võ đế lúc trước cùng sư phụ người ký kết quá điều ước, thì tộc sự, hắn đều sẽ không trộn lẫn, trừ phi thật đến sinh tử tồn vong kia một ngày, hắn khả năng mới có thể ra mặt. Ta muốn nói cho người chính là, trên thế giới này, khống linh cao thủ rất ít rất ít. Bọn họ mỗi người tồn tại, đều quan trọng nhất, không phải nói bọn họ bản thân thực lực, mà là nói, bọn họ đối thế giới này mà nói, đều có vẻ trọng yếu phi thường, bọn họ có chính mình chức trách, ta nói như vậy, người có thể minh bạch sao? Trương Huyền lắc đầu, hiểu không triệu cực một phách đầu dù sao lý thị sự ngươi không cần cùng võ đế móc nối bất quá này cũng không đại biểu nói ngươi là có thể cùng lý thị chính diện đối chạm vào đừng nói lý thị loại này hè oi bức truyền thừa lớn nhất thị tộc chính là lý thị mặt sau còn lại mấy đại thị tộc đều nghe đồn nói đã có thức tỉnh huyết mạch người bất quá cái này cách nói còn không có được đến chứng thực thức tỉnh huyết mạch sẽ thế nào cái này ngươi nên biết đi triệu thị sự là ngươi làm ân Trương Huyền lên tiếng, lưu điểm khác đi. Khác cũng không đến lưu lạc, triệu cực rũi người, ta còn có việc, đi trước, ngươi thương vừa mới hảo, mấy ngày nay đừng lãng, hảo hảo dưỡng một dưỡng, quá đoạn thời gian, chỉ sợ còn có đại sự muốn phát sinh a, à, đi rồi. Triệu cực phất phất tay, để lại cho Trương Huyền một cái bóng dáng. Audio điện tử võ tấn bền Trương 1210 chờ ta tìm được tiên liên, Trương Huyền nhìn Triệu Cực bóng dáng, trong đầu hồi tưởng Triệu Cực vừa mới theo như lời nói, thẳng đến Triệu Cực bóng dáng hoàn toàn biến mất ở Trương Huyền tầm mắt giữa. Trương Huyền bỗng nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Này Triệu Cực, giống như còn không có cấp tiền cơm đâu. Trương Tiên Sinh Lâm tổng quy định này bữa cơm ngài là đến thiêm đơn. Khách sạn Đại Đường giám đốc lấy tới một trương biên lai phóng tới Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền gật gật đầu, nhìn mắt trước mặt biên lai này biên lai nhất phía dưới, tam cái dương sang quý đông trùng thuốc lá, làm trương huyền không cấm nhướng mày. Đại đường giám đốc chỉ vào triệu cực rời đi phương hướng. Trương huyền khóe miệng không cấm chiều động vài cái, này triệu cực tốt xấu cũng là cửa cục nhất ca, sao làm chuyện gì đều đi chính là hạ ba đường. Trương huyền cầm lấy bút, vừa mới chuẩn bị ở biên lai thượng ký xuống tên của mình, một bên một đạo tiếng mắng vang lên. Ăn bá vương cơm, tới lục hạ ăn bá vương cơm này tiếng mắng rất lớn, toàn bộ khách sạn đại đường đều có thể nghe rành mạch. Trương Huyền nhíu mày nhìn lại, liền thấy một người tuổi không lớn, dáng người viên lăn mập mạp ngồi ở một trương bên cạnh bàn, ở trước mặt hắn trên bàn cơm bầy mười mấy đạo mỹ vị món ngon, tất cả đều là giá cả nhất sang quý cái loại này. Mập mạp ăn miệng bóng nhảy, đối mặt trước người phục vụ sinh quát mắng, hắn một chút đều không thèm để ý. Ta cho ngươi nói, các ngươi đừng vội a, à, ta chỉ là trước thiếu mà thôi nếu không phải nhà ta phần mộ tổ tiên bị bào, ta khẳng định có tiền, nhà ta phần mộ tổ tiên nhưng có không ít thứ tốt đâu. Các người mấy ngày nay đem ta ăn uống trụ đều quản hảo. Trương Huyền nhìn mập mạp kia miệng bóng nháy bộ dáng, có chút vô ngữ, người này, hoặc là chính là đầu óc không hảo xử, hoặc là chính là tới tìm cha, người sau khả năng tính chiếm 80%. Trương Huyền hỏi hướng trước mắt đại đường giám đốc, thường xuyên sẽ có người tới nháo sự sao? Đại đường giám đốc lắc lắc đầu, chưa từng có phát sinh quá loại sự tình này trương tiên sinh ta lập tức liền đi giải quyết ân trương huyền gật gật đầu không cần ảnh hưởng đến mặt khác thực khách ta minh bạch đại đường giám đốc lên tiếng sau bước nhanh chiều mập mạp sở ngồi kia bàn đi đến trương huyền cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi mập mạp thanh âm thực mau lại nghĩ tới ai 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 các ngươi làm gì a à, đừng kéo ta a à, ta nói ta không phải ăn không uống không chờ ta tìm được tiên liên hắn sẽ cho ta đài thọ Ta không lừa các ngươi." Đã một chân bán ra khách sạn Đại Môn Trương Huyền đột nhiên dừng bước, bỗng nhiên quay người nhìn lại. Mập mạp gắt gao bái trụ bàn ăn, một đôi tiểu mỹ mỹ nhãn nhìn chằm chằm trên bàn mỹ thực không ngừng tỏa ánh sáng, "Đừng kéo ta a, à, ta còn còn mấy khẩu liền ăn no, làm ta ăn xong a." À. Mập mạp sắc mặt đỏ lên, nắm lên một khối điểm tâm nỗ lực chiều chính mình trong miệng nhét đi. Trương Huyền nheo lại hai mắt, nghi hoặc nhìn chằm chằm cái này mập mạp, hắn thực cẩn thận hiện tại thời gian này đột nhiên lộ ra như vậy một người còn làm trò chính mình mặt hô lên tiên liên là trùng hợp đương mập mạp đem trong tay điểm tâm nhét vào trong miệng sau lập tức lộ ra một bộ thỏa mãn tươi cười theo sau tùy ý đại đường giám đốc dẫn người đem hắn ném ra khách sạn môn trương huyền trơ mắt nhìn mập mạp từ chính mình bên người bị ném đi ra ngoài hắn ngăn trở chuẩn bị báo tuần bộ đại đường giám đốc việc này ta tới xử lý minh bạch trương tiên sinh đại đường giám đốc khom người. Trương Huyền nhìn mập mạp cảm thấy mỹ mãn từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ trên người bụi đất, theo sau nhảy nhót chiều khác phương hướng đi đến, từ đầu tới đuôi, xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái. Trương Huyền suy tư một phen sau, yên lặng theo đi lên. Mập mạp này dọc theo đường đi, cơ hồ không có gì mục đích địa, hắn đi vài bước, liền sẽ mọi nơi quan vọng một phen. Trương Huyền theo mập mạp cả buổi chiều, Phát hiện này mập mạp giống như là một cái ruồi nhặng không đầu giống nhau, nơi nơi tán loạn, cũng không biết hắn muốn làm gì. Kỳ Quái a, à, mập mạp đứng ở ngân châu trung tâm thành phố quảng trường, trong tay cầm một cái la bàn, hắn nhìn chằm chằm trong tay la bàn, lẩm bẩm nói, Tiên Liên nên tại đây a, à, như thế nào vẫn luôn ở biến ảo vị trí. Hảo Kỳ Quái a, à, mập mạp quơ quơ đầu, xoa xoa chính mình viên lăn cái bụng, ai, lại đói bụng, lần này nên ăn nhà ai đâu. Mập mạp xem xét liếc mắt một cái, đương nhìn đến một cái đại đại chiêu bài khi, hắn lộ ra đáng khinh tươi cười. Trương Huyền theo mập mạp sở đi phương hướng nhìn lại, tiên vị lâu ba cái chữ to, xuất hiện ở Trương Huyền trong mắt, này khách sạn, là thuộc về Chu Thị, lúc ấy Trương Huyền ở chỗ này còn giải quyết quá không ít vấn đề. Trương Huyền cũng không có đi theo mập mạp đi vào tiên vị lâu, hắn nhìn theo mập mạp đi vào, ở tiên vị lâu ngoại đợi đại khái một tiếng rưỡi sau, Trương Huyền nghe được một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm, theo sau, mập mạp bị người ném ra tới. Bất quá xem mập mạp bộ dáng, hiển nhiên lại ăn no. Trương Huyền đi vào tiên vị lâu nổi, nhìn tiên vị lâu nổi giận đùng đùng đại đường giám đốc, tắc qua đi một chút tiền, xin lỗi, ta này huynh đệ không hiểu chuyện, cấp các vị thêm phiền toái, hắn kia đầu óc có chút vấn đề, vừa mới không nói gì thêm đi. Tiên vị lâu đại đường giám đốc nhìn đến Trương Huyền truyền đạt tiền sau, tức giận giảm bớt rất nhiều, đem tiền tiếp nhận, ta nói bằng hiếu, Người này huynh đệ, người đến quản quản, luôn miệng nói như thế nào nhà mình phần mộ tổ tiên bị bào, còn nói muốn chúng ta giúp hắn tìm cái gì tiên liên, tiểu tâm ngày nào đó bị đương bệnh tâm thần chảo đi vào nhốt lại. Ha ha, Trương Huyền cười lớn một tiếng, ca mấy cái, ta này huynh đệ đầu óc có chút vấn đề, các người đừng để ý, đừng để ý a. À. Trương Huyền vỗ vỗ đại đường giám đốc bả vai, chờ hắn đi ra tiên vị lâu thời điểm, mập mạp đã đi xa. Trương Huyền tiếp tục đuổi kịp mập mạp mập mạp còn cùng buổi chiều giống nhau, tiếp tục ở toàn bộ ngân châu thị loạn dạo, mập mạp sức của đôi bàn chân thực hảo, Trương Huyền theo hắn một ngày, cũng chưa thấy mập mạp ra cái gì hắn. Chờ màn đêm buông xuống khi, mập mạp thuần thục tìm được rồi một nhà 24 giờ tự giúp mình ngân hàng, sau đó đi đến bên trong, tuyển một cái cửa sổ, an tĩnh nằm xuống, hết thảy đều giống như nước chảy mây trôi tự nhiên. Trương Huyền thần sắc một trận hoảng hốt, rất nhiều năm trước, chính mình cũng là như vậy lại đây, từ giờ khắc này, Trương Huyền hoàn toàn tin tưởng, hôm nay ở nhà ăn nghe được mập mạp nói những lời này đó, tuyệt đối là trùng hợp. Thế gian này trời xui đất khiến rất nhiều, không có xảo sự, đâu ra xảo tự. Này mập mạp ngủ hạ kia một khắc, làm Trương Huyền thấy được trước kia thất vọng khi chính mình, giống nhau như đúc, loại này tự nhiên, loại này thói quen, là hoàn toàn trang không ra. Trương Huyền đi vào ngân hàng nội, nhìn nằm ở trong góc đã cho chính mình chiếm hảo địa phương mập mạp, đi đến hắn trước người mập mạp vừa thấy trương huyền lại đây vội vàng bảo vệ chính mình phía sau vách tường mở miệng nói huynh đệ giang hồ quy củ trước tới trước đến nơi này đã là của ta mập mạp nói xong một đôi tiểu mễ mắt không ngừng nhìn từ trên xuống dưới trương huyền tràn ngập nhạy bén trương huyền lắc lắc đầu từ trong lòng rút ra một phen đoạn kiếm dơ dơ lên nhận thức cái này sao mập mạp đôi mắt một chút liền trừng thẳng ốc ngày đây là ta tổ tông đồ vật ngươi ngươi là Ngươi ở tìm ta, Trương Huyền đem đoạn kiếm thu hồi. Mập mập một cái phi pháp ôm lấy Trương Huyền, qua một tiếng liền khóc ra tới, đại ca A, ta rốt cuộc tìm được ngươi lạp. Trương 1211, cùng ta hồi tổ địa đi. Vừa vặn có người từ ngân hàng từ ngoài đến quá, nhìn thấy như vậy một màn, lộ ra ác hàn biểu tình. Trương Huyền cũng bị này mập mạp tự quen thuộc nhiệt tình trình độ nháo đến sửng sốt, vài giây sau, hắn mới đem mập mạp từ chính mình trong lòng ngực đẩy ra, Hỏi, người nói này đoạn kiếm là ngươi tổ? Tổ tông đồ vật. Đúng vậy, Mập Mạp lau một phen nước mũi, theo bản năng liền chiều Trương Huyền trên người chụp tới. Trương Huyền trừng mắt nhìn Mập Mạp liếc mắt một cái, Mập Mạp hậm hực cười, thu hồi tay ở chính mình trên người cọ cọ, hắc hắc, thói quen, thói quen, này cọ chính mình trên người nhiều ghê tởm a. Này tuy rằng chỉ là Trương Huyền cùng Mập Mạp chính diện tiếp xúc đệ nhất phút, nhưng Trương Huyền đã cảm nhận được này Mập Mạp không biết xấu hổ trình độ. Trương Huyền lui về phía sau hai bước, cùng mập mạp bảo trì một cái an toàn khoảng cách, mở miệng nói, nói một chút đi, ngươi là người nào? Ca, nhà của chúng ta phần mộ tổ tiên đều đã bị bào, người cần phải giúp ta a. À. Mập mạp nước mắt lại chảy ra, một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng, làm bộ còn muốn hướng Trương Huyền trong lòng ngực phát. Ngươi đứng lại đó cho ta, Trương Huyền hét lớn một tiếng. Mập mạp theo bản năng lăng tại chỗ, ghi nhớ, hắn kia trương phía trước ăn xong bá vương cơm còn không có lau khô dầu mỡ miệng rộng dầu lên, một bộ ủy khuất bộ dáng, kiệu u oán ánh mắt, dường như Trương Huyền là thương hắn sâu nhất nam nhân. Trương Huyền xem một trận ghê tởm, vội vàng xoay người, được rồi, ta trước cho người tìm trụ địa phương đi, người cùng ta tới. Trụ địa phương, mập mạp vừa nghe cái này, trên mặt u oán nháy mắt biến mất không thấy, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Trương Huyền, có ăn sao ca. Trương Huyền đầu đều không trở về một chút chiều ngân hàng ngoại đi đến, ăn quản đủ, bất quá tại đây phía trước, người đến nói cho ta ngươi lai lịch. Không thành vấn đề. Trương Huyền mang theo mập mạp, trở lại Tân Khải khách sạn, cấp mập mạp an bài một gian phòng. Này trên đường, mập mạp lai lịch, Trương Huyền cũng không sai biệt lắm rõ ràng. Mập mạp tên là Toàn Len Keng, là tân tỉnh lâu lan người thừa kế, bởi vì cái kia truyền thừa quá mức thần bí cùng quỷ dị, ở thật lâu phía trước, mập mạp nơi nhất tộc liền tập thể sửa tên, nổi lên như vậy một cái tiểu chúng họ. Mập mạp nói cho Trương Huyền, gia tộc bọn họ vẫn luôn đều ở tại hoang mạc giữa, đây là tổ huấn, không cho phép bọn họ rời đi kia phiến thổ địa, sớm nhất lâu lan vừa mới xuống dốc khi, kia phiến địa phương còn thực phồn hoa, xem như mậu dịch giao thông pháo đài, nhưng trăm ngàn năm qua đi, nơi đó đã sớm một mảnh hoang vắng, mập mạp gia tộc bởi vì tổ huấn vô pháp rời đi, quá có thể nói là phá lệ thê thảm thậm chí đối bên ngoài thế giới đều không hiểu biết quá nhiều. Bất quá này nhất tộc như vậy đã thật lâu, mập mạp cũng đều đã thói quen, hắn sở dĩ sẽ rời đi tổ địa, là bởi vì lâu lan truyền thừa bị người xâm lấn, phía trước có người sấn bọn họ tổ địa phong bế khi, đánh cắp môi giới, lại còn có có một cổ thế lực, đang ở lâu lan cổ mà bày trận, một khi trận thành, là có thể sát nhập mập mạp nơi gia tộc cổ mà, đến lúc đó, lâu lan truyền thừa khó giữ được. Trương Huyền cùng toàn len keng ngồi ở tân khải khách sạn trong đại sảnh, các loại mỹ thực bãi ở mập mạp trước người. Trương Huyền nghi hoặc nói, ngươi là thông qua cái gì, xác định ta tại đây. Cái này, mập mạp trong miệng nhét đầy đồ vật, lẩm bẩm một tiếng, tự y nội lấy ra một cái la bàn, tộc lão nghe được, lúc ấy bị đánh cắp môi giới rơi xuống tiên liên trên tay, cái này có thể tìm được môi giới, tìm được môi giới, cũng liền tìm đến tiên liên. Trương Huyền tò mò đánh giá mập mạp lấy ra la bàn, thứ này có thể tìm được môi giới cái gì nguyên lý không biết mập mạp đầu diêu cùng chống bỏi giống nhau đây đều là tộc lão nói cho ta ca tìm được ngươi liền hảo ngươi gì thời điểm có thể cùng ta hồi tổ địa a ta vì cái gì muốn cùng ngươi hồi tổ địa trương huyền kỳ quái ách mập mạp vẻ mặt xấu hổ theo sau vươn dầu mỡ thịt tay gãi gãi cái ót cái này ta cũng không rõ ràng lắm dù sao tộc lão cho ta nói cần phải muốn đem tiên liên thỉnh về đi đến nỗi vì cái gì sao, hắc hắc. Trương huyền trợn trắng mắt, cái này mập mạp, trừ bỏ chính hắn lai lịch hắn có thể nói rõ ràng bên ngoài, còn lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Bất quá Trương huyền cũng được đến một cái tin tức, đó chính là, lâu lan truyền thừa sắp mở ra, hơn nữa từ mập mạp sở biểu hiện đồ vật xem ra, lâu lan truyền thừa, hẳn là so tây hạ truyền thừa muốn đại, chỉ là mập mạp lấy ra cái này là bản công nghệ đen, dương thủ mộ liền không có. Đồng dạng, Trương Huyền cũng mặt bên hiểu biết tới rồi này cổ khoa học kỹ thuật, thật sự thần kỳ, chỉ dùng một cái la bàn là có thể từ mấy ngàn dặm ngoại tỏa định một phen đoạn kiếm đại khái vị trí. Trên thế giới này, đã phát hiện quá rất nhiều cổ quái văn vật, chính là liền hiện đại khoa học kỹ thuật đều không thể phục chế ra tới. Thép vàng bạc bốn long bốn phượng đồng phương án, còn có Việt phương câu tiến bên người bội kiếm, này bội kiếm thượng có một tầng thần bí kim loại, làm này kiếm ngàn năm đều không có gì sắt ngân, bao gồm mộc nhiêu lưu mã, trường sa mã vương đôi sa y, một kiện quần áo mới chỉ có hơn 40 khắc trọng lượng, gấp sau có thể cất vào que diêm trong hộp, hiện đại cũng không có như vậy diệt vật, mọi việc như thế đổ vật, rất nhiều rất nhiều. Mọi người vẫn luôn đều ở suy đoán, thời cổ nhân vi gì sẽ có loại này kỹ thuật, nhưng hiện tại xem ra, thời cổ người nắm giữ quá nhiều hiện đại người sở không hiểu biết đồ vật. Toàn len canh cái này luân bàn, cũng thuộc về trong đó hạng nhất. Trương Huyền trầm ngâm một phen, đem kia đoạn kiếm lấy ra bình đặt lên bàn các ngươi lâu lan đồ vật ta có thể còn cho ngươi nhưng còn có một tầng gia thú ta đánh mất gia thú cái gì gia thú mập mạp vẻ mặt nghi hoặc ca này đoạn kiếm ta lưu trữ cũng vô dụng chúng ta tộc lão nói này ngoạn ý đến ngươi lấy về đi mới dùng được trương huyền lắc lắc đầu ta chính mình trên người còn có chút sự muốn xử lý vô pháp cùng ngươi trở về a à, mập mạp gương mặt kia lập tức khổ xuống dưới liền cơm đều không rảnh lo ăn, ca, ngươi chính là tiên liên A, chúng ta tộc lão nói, có thể giúp chúng ta chỉ có ngươi. Không được, Trương Huyền cự tuyệt. Trương Huyền còn nhớ rõ Huyền Thiên đối lời hắn nói, làm hắn không cần tùy tiện đi vào truyền thừa, Tây Hạ Địa Cung, là Trương Huyền bị dương thủ mộ lợi dụng, đồng thời hắn cảm xúc cũng đã chịu rất nhiều ảnh hưởng, nhưng hiện tại, hắn sẽ không tùy tiện đi làm một ít không sáng suốt quyết định. Mập mạp lại trở nên vẻ mặt ủy khuất, ca, chúng ta chỉ có thể giữa ngươi A. Hắn cùng ngươi trở về không được, các ngươi gia tộc tổ địa đã phong kín, một chốc vô pháp mở ra. Một đạo thân ảnh, ngồi ở Trương Huyền bên cạnh. Trương Huyền trong lòng giật mình, hắn thế nhưng không có phát hiện đối phương là khi nào tiếp cận. Tự giới thiệu một chút, ta kêu mạc bạch Dâu, ngươi có thể kêu chúng ta miêu, ta hiệu lực với thần thánh thiên quốc. Người tới nhìn về phía Trương Huyền, hơi hơi mỉm cười. Ta biết ngươi, Trương Huyền còn chưa nói lời nói, mập mạp liền một phách cái bàn, ngươi là ba vị thiên tinh chi nhất tham lang đúng không, đặc biệt háo sắc gian trá cái kia. Trương 1212, một cái tụ hội. Áo, toàn len ken lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nguyên lai like ngày đó buổi tối là ngươi A. Người miêu phía trước từ Tây Hạ Vương lăng rời đi sau, từng đi một chuyến lâu lan cổ mà, giải quyết một đội phản tổ minh người. Bất quá sao, toàn len ken nắm lên một cây đùi gà nhét vào trong miệng, người tuy rằng đã cứu ta mệnh, nhưng sự thật ngươi thật sự là một cái tham tài háo sắc lão Đông Tây, chúng ta tộc lão nói, ba vị thiên tinh bên trong, liền thuộc ngươi nữ nhân nhiều nhất. Toàn len ken nói đến lúc này, đột nhiên túm rớt trong miệng đùi gà, đứng dậy, vẻ mặt chính xác nhìn người miêu. Cho nên, hôm nay nếu ta toàn len ken nhìn thấy ngươi, ta có một việc, nhất định phải phải làm. Toàn len ken loát khởi tay áo, nhìn chằm chằm người miêu, Hít sâu một hơi, theo sau đột nhiên hai đầu gối quỷ gối người Miêu trước mặt, ôm lấy người Miêu cẳng chân, "Sư phụ, thỉnh thu ta làm đồ đệ đi, ta đến bây giờ liền nữ hài từ tay cũng chưa kéo qua a." À. Người Miêu khóe miệng không cấm vài cái, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, này mập mạp sao cũng là lâu lan người thừa kế, làm người liền như vậy không có điểm mấu chốt sao? Người Miêu theo bản năng chiều Trương Huyền nhìn lại. Trương Huyền còn lại là vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, từ Trương Huyền cùng Toàn Len Keng tiếp xúc đệ nhất phút bắt đầu, Toàn Len Keng vô luận làm ra cái gì, Trương Huyền đều sẽ không có một tia ngoài ý muốn. Toàn Len Keng lại là nước mũi nước mắt một đống, tất cả đều trăng đến người miêu ống quần thượng. Người miêu khóe miệng không cấm lại lần nữa, hắn thu thu chân, kết quả bị Toàn Len Keng ôm thực khẩn. Người miêu trong lòng một hoành, đơn giản không hề đi lý cái này mập mạp, nhìn về phía Trương Huyền mở miệng, ta tới này cho ngươi đưa một phần thiệp mời. Người miêu nói, từ trong túi lấy ra một cái phong thư đẩy đến Trương Huyền trước mặt. Một tháng sau, người miêu ra tiếng, thần thánh thiên quốc đem mời các thế lực lớn cử hành một cái tụ hội, cái này tụ hội, mỗi mấy năm đều sẽ làm một lần, chỉ có cầm thiệp mời nhân tài có tư cách tiến vào, tin tưởng ta, kiềm giữ đơn khác thiệp mời người rất ít. Mời ta, Trương Huyền nghi hoặc, là Chessia làm làm như vậy. Không, người miêu lắc đầu, Chessia điện hạ tuy rằng ở nội địa vị cực cao, nhưng loại này thiệp mời, toàn bộ thần thánh thiên quốc có tư cách phát ra người chỉ có một trương huyền tức khắc minh bạch người miêu theo như lời người là ai hắn lắc lắc đầu ta không rõ ta cũng không rõ người miêu cười tuy rằng nói người thực lực hoàn toàn bùng nổ thời điểm có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo đệ tam thê đội bất quá kia cũng chỉ là ở ngắn ngủn nháy mắt người chân chính thực lực vẫn là ở đệ tứ thê đội trước nay không nghe nói qua loại thực lực này người có thể đơn độc thu được thiệp mời ân Ngươi có thể cho rằng ta là ở phủ nhận thực lực của ngươi, ta đích xác cũng là ý tứ này. Ta đây qua đi, chẳng phải là tự dước lấy nhục sao. Trương Huyền cười cười, đem kia phong thư lại đẩy trở lại người Miu trước mặt. Người Miu cũng không có đi xem Trương Huyền đẩy trở về phong thư liếc mắt một cái, ra tiếng nói, ta biết, bởi vì Chessia điện hạ cùng hạ hầu thanh điện hạ sự, người đối chúng ta thần thánh thiên quốc có chút địch ý, bao gồm lúc trước quang minh đảo thượng sự, nhưng người cẩn thận ngẫm lại, có một số việc, cũng không không nhất định tất cả đều là chuyện xấu. Cái này thiệp mời, ta kiến nghị ngươi nhận lấy, ngươi muốn biết càng nhiều đồ vật, lần này tụ hội, đối với ngươi mà nói, rất quan trọng, ngôn tấn tại đây. Ngươi cũng không phải cái ngốc tử, như thế nào suy xét, là chính ngươi sự, ta đi trước. Người miêu vừa nói, một bên đem chính mình kia tiệt bị toàn len keng trăng nơi nơi đều là nước mũi ống quần xé xuống, sau đó tiêu sái đứng dậy rời đi. Sư phó, người đi đâu? Toàn len ken đứng dậy liền chiều người miêu đánh tới. ở toàn len ken sắp bổ nhào vào người miêu trên người khi người miêu thật sự nhịn không được, bỗng nhiên một cái ra tóc, nháy mắt biến mất tại chỗ. Toàn len ken kia mập mạp thân hình nện ở trên sàn nhà, phát ra cùng quang ngã thịt heo giống nhau tiếng vang. Trương Huyền nhìn chằm chằm trên bàn kia trương thư mời, suy tư thật lâu sau sau đem đồ vật nhận lấy. Trương Huyền đứng dậy, mới vừa xoay người liền nhìn đến toàn len ken vẻ mặt u oán đứng ở chính mình trước người, khoảng cách chính mình không đến 20 cm. Trương Huyền bước chân bỗng nhiên lui về phía sau ba bước, thân sắc trịnh trọng liền cùng đối đãi cường địch giống nhau. Trương Huyền ở toàn len ken này u oán ánh mắt hạ lại lần nữa lui về phía sau hai bước, hít sâu một hơi, thân sắc trịnh trọng nói, người có chuyện, hảo hảo nói. Ta thân ca a, à, toàn len ken hoa một tiếng lại khóc ra tới, tổ địa bị phong, ta không địa phương đi, Người cần phải quản quản ta a à. Người tùy ý, Trương Huyền vừa đi một bên mở miệng, nơi này người tưởng như thế nào trụ như thế nào trụ, muốn ăn cái gì ăn cái gì, hết thảy tính ta, ta còn có việc, về trước ra. Trương Huyền nói xong, cùng trốn giống nhau rời đi, cái này toàn len ken, thực sự có chút quá kỳ ba. Đường Trương Huyền về đến nhà, phát hiện trong nhà đèn như cũ là hắc. Đại nhân, phu nhân đến bây giờ vẫn luôn không có trở về. Thứ phong thân ảnh xuất hiện hướng Trương Huyền hội báo tình huống. Còn không có trở về, Trương Huyền nhíu mày, Lâm Thanh Hạm không lý do như vậy đột nhiên rời đi, không nói một tiếng. Yêu cầu làm người đi Tô Thị hỏi một chút sao, Thứ Phong không người. Không cần, ta chính mình đến đây đi, Trương Huyền phất phất tay, theo sau vào nhà, cấp Lâm Thanh Hạm gọi điện thoại, như cũ đánh không thông. Trương Huyền nghĩ nghĩ, một chiếc điện thoại trực tiếp đánh tới Tô Thị, thuyết minh chính mình thân phận đương Trương Huyền nói ra chính mình thân phận sau, Tô Thị Tân nhiệm tộc trưởng Tô Sa phàm lập tức tự mình tới rồi tiếp điện thoại. Từ thần nông giá Tô Văn Hiến bị chảm, Tô Văn Hiến nhi tử Tô Sa phàm liền đảm nhiệm Tô Thị tộc trưởng, bất quá nói là tộc trưởng, Tô Thị chân chính có quyền lên tiếng người, là Lâm Thanh Hạm, ở Lâm Thanh Hạm dưới, còn có Lâm Thanh Hạm cứu cứu Tô Du, dù sao, thì tộc người, ở Tô Thị ngược lại không có gì địa vị. Tô Sa phàm nói cho Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm cùng Tô Du đi Tô ra cổ mà, xử lý một chút sự tình. Trương Huyền nghe thế, liền hiểu rõ, loại này thì tộc cổ mà là không có tín hiệu, điện thoại đánh không thông cũng bình thường, này cũng có thể giải thích Lâm Thanh Hạm vì sao vội vàng mà đi. Về Lâm Thanh Hạm đi xử lý chuyện gì, Trương Huyền cũng không có quá nhiều đi qua hỏi, hắn không phải cái loại này thói quen chuyện gì đều đi hỏi nhiều một miệng người, đây cũng là phu thê chi gian lẫn nhau tôn trọng. Trương Huyền nằm ở trên giường, vội thời gian dài như vậy, lại hôn mê hơn một tuần hắn sinh hoạt, cuối cùng tại đây một khắc tạm thời bình tĩnh xuống dưới. Trương Huyền nhìn trần nhà, đã phát mười mấy phút ngốc sau, từ trong túi lấy ra người miêu lưu lại kia Trương Phong thư mở ra, ở bên trong có một Trương thư mời. Mời thiệp chúc mừng bối cảnh, là một cái lượng màu bạc xa hoa lâu đài, Trương Huyền dùng tay sờ soạn một chút, kia lượng bạc nhan sắc, tất cả đều là từ bạch kim sở độ đi lên, hơn nữa công nghệ cực hảo, ở bối cảnh lâu đài hai đoan, các có một viên kim cương, độ sáng cực cao, khác không nói, chỉ là này một chương thiệp chúc mừng, liền giá trị mười mấy vạn. Ở thiệp chúc mừng thượng, chỉ viết có hai chữ, trương huyền. Chương 1213, ta muốn kiếm tiền. Trương Huyền đem này thiệp mời lặp lại phiên nhìn mấy lần, phát hiện trừ bỏ tràn đầy khoe dầu ở ngoài, cũng không có khác đặc thù địa phương. Thiết! Trương Huyền đem thiệp mời ném tới một bên, đắp lên chăn, nhắm mắt ngủ. Trương Huyền một giấc này, không có một chút tâm sự, ngủ phá lệ thoải mái, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ, một trận chói tai di động tiếng chuông đánh thức còn ở ngủ say chung Trương Huyền. Trương Huyền mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, cầm lấy một bên trên tủ đầu giường di động. Uy, bí thư lý. Trương Tiên Sinh, công ty ra chút vấn đề, Lâm Tổng không ở, đến ngài tới làm quyết định. Điện thoại chung, bí thư lý thanh âm mang theo vài phần nôn nóng. Ân, ta hiện tại qua đi. Trương Huyền ngáp một cái, rời giường rửa mặt, hắn đột nhiên ý thức được lão bà không ở mấy ngày nay chính mình chỉ sợ cúng thanh nhàn không được lâm thị như vậy đại sạp mỗi ngày tổng hội có một ít việc yêu cầu đỉnh tầng tới làm quyết định lâm thanh hàm hiện tại căn bản liên hệ không đến có chút quyết sách cao quản là vô pháp cũng không có quyền lợi đi làm này không phải nói những cái đó cao quản không có năng lực này mà là đương lâm thanh Hạm thật sự đem sở hữu đồ vật đều giao cho cao quản đi phụ trách như vậy nàng khoảng cách từ nhiệm lâm thị tổng tài nhật từ cũng sẽ không xa Rửa mặt xong sau, Trương Huyền thay một thân sạch sẽ quần áo, tu bổ một chút trên mặt hồ gốc dạ, đứng ở trước gương, nếu chỉ xem diện mạo, Trương Huyền liền cùng cái loại này mới vừa đi vào xã hội thanh niên không có gì khác nhau, nhưng nếu chú ý tới hàn ánh mắt cùng khí chất, sẽ làm người lập tức đem Trương Huyền phân chia ra tới. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Trương Huyền trên người đã sớm mang theo một loại thái sơn sập trước mặt mà không biến sắc đạm nhiên, cùng với một loại phát ra từ nội tâm tự tin. Nhìn trong gương chính mình, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, đã lâu đều không có như vậy nhật tử a, à, còn có điểm hoài niệm đâu, không biết hiện tại thương trường, ta còn có thể hay không chơi đến chuyển. Trương Huyền nghĩ nghĩ, lại đi phòng để quần áo lấy một khối đồng hồ mang ở trên cổ tay, này đó đều là Lâm Thanh Hạm đã sớm cấp Trương Huyền chuẩn bị tốt, như vậy một tá giả, Trương Huyền thật là có một loại thương vụ tinh anh cảm giác. Lôi kéo áo sơ mi thượng nơ, cầm một phen chìa khóa xe, Trương Huyền mới vừa mở ra cửa phòng nhìn trước mắt, ngây người ba giây, theo sau bỗng nhiên đem cửa phòng đóng lại. Cửa phòng vừa mới quan, một trận tiếng đập cửa liền vang lên. Toàn len keng thanh âm cũng từ ngoài cửa truyền tiến vào, ca. Thật tốt quá ca, ta cuối cùng tìm được ngươi. Trương huyền hiện tại thật sự phi thường phi thường hối hận, hắn đêm qua, làm gì muốn đi lý cái này toàn len keng, khiến cho hắn một mình lưu lạc, tự sinh tự diệt không tốt sao. Tiếng đập cửa không ngừng vang lên, Trương Huyền hít sâu một hơi, có thể nhìn đến, Trương Huyền tay trái, không cấm cầm quyền, đây là một loại lấy hết can đảm biểu hiện. Kéo ra cửa phòng, toàn len keng nháy mắt liền phát tiến vào. Trương Huyền đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền một cây cây trổi đứng vững toàn len keng đầu, làm toàn len keng khoảng cách chính mình một mét ở ngoài. Có cái gì, ngươi liền nói. Có thể nhìn đến, Trương Huyền thân thể thành công, loại này tư thế, nhất phương tiện Trương Huyền phát lực, Hắn có thể ở tùy thời trốn đi. Toàn len keng tùy ý Trương Huyền lấy cây trổi đứng vững đầu mình, vẻ mặt nghiêm mặt nói, ca, ta tưởng đi theo ngươi học kiếm tiền. Kiếm tiền, Trương Huyền đầy mặt kỳ quái. Là, toàn len keng dùng sức gật đầu, hôm nay buổi sáng ta nghe bọn hắn nói, cái kia khách sạn đều là của ngươi, ta cũng tưởng có được một cái như vậy khách sạn, kiến ở chúng ta trong thôn. Cái loại này ngồi thượng nhà xí cảm giác thật sự là quá thoải mái. Còn có cái kia giường cũng quá mềm a à. ta muốn cho chúng ta trong thôn người đều có thể trụ thượng trương huyền dùng hồ nghi ánh mắt đánh giá toàn len keng liền bởi vì cái này còn có toàn len keng trên mặt không khỏi lộ ra một bộ đáng khinh bộ dáng còn có này đó thu thập phòng nữ hài tử ta muốn cho các nàng đi chúng ta thôn ở ngày hôm qua người khác cho ta nói chỉ cần ta có tiền muốn cái gì dạng nữ hài tử đều có ca ta tưởng có tiền ngươi trương huyền vừa định mở miệng Toàn len keng một phen chụp bay cây trổi, chiều trương huyền vọt lại đây, đồng thời trong miệng khóc kêu cầu xin, ca người nhưng nhất định phải giúp giúp ta a à. phanh dây tiếp theo, toàn len keng mập mạp thân hình bay ngược đi ra ngoài, quăng ngã ở ngoài phòng trong sân. Trương Huyền lông mày chiều chiều thu hồi vừa mới đá ra chân, hắn vẫn là không nhịn xuống, hướng toàn len keng động thủ. Đi thôi, ta cho người tìm chút thư, người trước xem, tự ngươi nhận thức đi. Ân nhận thức, toàn len ken gật đầu, lúc ấy ta thúc kia tiền vốn bình. Được rồi, đi thôi, Trương Huyền tức giận đánh gãy toàn len ken nói, mang theo toàn len ken thượng một chiếc xe. Trương Huyền lái xe mang theo toàn len ken một đường đi vào lâm thị cao ốc, đường đi vào cao ốc kia một khắc, toàn len ken kia một đôi tiểu híp mắt liền ở phía trước đài các cô nương trên người không ngừng nhìn, hắn kia một trương miệng liệt khai, nước miếng đều mau chảy ra. Trương Huyền cũng không để ý tới, lôi kéo toàn len keng cổ áo đi lên thang máy, trực tiếp đi vào tổng tài văn phòng. Tiến văn phòng, Trương Huyền liền nhìn đến trên bàn bãi những cái đó văn kiện, tất cả đều là hắn hôm nay muốn xử lý. Trương Huyền tùy tay cầm lấy hai bổn về đầu tư thư ném cho toàn len keng. Người trước xem này hai quyển sách đi, xem xong lại nói. Hảo, toàn len keng như đạt được trí bảo đem hai quyển sách tiếp nhận, theo sau tự giác đi đến một bên trên sofa, tỉ mỉ nhìn đi. Loại này về đầu tư thư, phá lệ buồn tẻ, Trương Huyền cũng mặc kệ toàn len ken có không xem đi vào, chính mình bắt đầu xử lý khởi trên bàn văn kiện tới. Ngân Châu Lục Hà Khách sạn chung một gian xa hoa phòng xếp nội. Một người trung niên nam tính ngồi ở phòng xếp nội bàn ăn trước, ăn khách sạn chuẩn bị tinh xảo bữa sáng. Một người tuổi trẻ nữ nhân đánh ngáp ngồi vào trung niên nam tính trước người, cho chính mình đổ một ly sữa bò, nhìn kỹ, hai người diện mạo còn có ba phần tương tự. Hạ Tổng, Lâm Thị bên kia cấp ra phương án ta suốt đêm nhìn, cùng dĩ vãng so sánh với, có vẻ nhu hòa rất nhiều, liền cùng thay đổi chấp hành người giống nhau. Này tuổi trẻ nữ nhân lớn lên thật xinh đẹp, nói chuyện khi trên người tản ra một cổ nồng đậm tự tin. Trung niên nam tính nhìn mắt cái này xinh đẹp nữ nhân, trên mặt lộ ra một trận bất đắc dĩ, ngọt ngào, này lại không người ngoài, người một hai phải kêu ta hạ tổng sao. Kêu ta một tiếng ba có như vậy khó. Không được, hạ ngọt ngào lắc lắc đầu công tác chính là công tác hiện tại ta này đây người bí thư ra tới cùng lâm thị nói chuyện hợp tác nên thế nào liền thế nào tùy ngươi đi trung niên nam tính bất đắc dĩ nhún vai hạ tổng về lâm thị ngày hôm qua cấp ra phương án ngươi thấy thế nào hạ ngọt ngào hỏi thực hiện nhiên a à, trung niên nam tính cầm lấy một cây bỏ vào trong miệng lâm thị quyết sách thủ đoạn hoàn toàn không có phía trước sắc bén vậy chỉ có thể thuyết minh một vấn đề bọn họ tối cao lãnh đạo tầng cũng không có làm ra quyết đoán, phía dưới người biết đến át chủ bài hữu hạt, hiện tại cấp ra chúng ta phương án, chính là bảo đảm hợp tác, cùng với miễn cưỡng lợi nhuận, không dám loạn trào giá. Hạ ngọt ngào trong mắt hiện lên một mặt ánh sao, nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta từ từ đàm phán, có thể tranh thủ đến càng nhiều chỗ tốt. chương 1214, Hạ Thị Lâm Thị Tập đoàn nội Trương Huyền vẫn luôn từ buổi sáng vội đến giữa trưa, mới xử lý xong trồng chất ở lâm thanh hạm bàn làm việc thượng văn kiện trương huyền lắc lắc đầu không thể không cảm khái có một số việc buông lâu lắm lại làm lên đích xác sẽ có chút cố hết sức đặt ở dĩ vãng hắn chinh chiến thương trường thời điểm liền hôm nay này đó quyết sách chỉ dùng xem một cái liền biết nên làm như thế nào có chút đồ vật thậm chí đều không cần xem trương huyền đều có thể đoán được đối thủ sẽ phát cái dạng gì chiêu bất quá tuy rằng dùng suốt một buổi sáng thời gian nhưng trương huyền hiệu suất so với lâm thanh hạm mà nói, vẫn là muốn nhanh không ít, thả hắn làm ra quyết sách, cường độ càng cao, rốt cuộc, trương huyền ở lúc trước là bị dự vì Wall Street chi thần người. Này sáng sớm thượng thời gian, toàn len keng vẫn luôn đều ghé vào nơi đó, nhìn trương huyền cho hắn kia hai bổn đầu tư thư, xem mùi ngon, tập trung tinh thần. Trương huyền nhưng thật ra rất là ngoài ý muốn, này đầu tư thư là thực buồn tẻ, khó được toàn len keng có thể xem đến đi xuống. Bất quá, đương trương huyền đứng dậy nhìn về phía toàn len keng thời điểm trong lòng ngoài ý muốn tức khắc tiêu tán này toàn len keng là ở mùi ngon lật xem này hai quyển sách bất quá hắn chú ý điểm không phải nội dung mà là đối với những cái đó bìa mặt thượng thương nghiệp với trẻ nữ các tinh anh chảy nước miếng trương huyền đi qua đi một cái tắt phiến đến toàn len keng cái ót thượng đây là người muốn kiếm tiền phương pháp toàn len keng lau một phen khóe miệng nước miếng ca ta này tất cả đều xem xong rồi tùy tiện trở mình một phen toàn xem xong rồi, Trương Huyền không tin. Đúng vậy, toàn len keng dùng sức gật đầu, tìm đầu tư sao, chính là từ ở trong tay người khác lừa tiền đến chính mình dùng. Trương Huyền khóe miệng trừ trừ, người nói, đảo cũng là như vậy cái đạo lý, đi thôi, ăn cơm trước. Trương Huyền biết, hắn cùng toàn len keng giải thích, là giải thích không thông. Toàn len keng vừa nghe ăn cơm, mới vừa lau khô khóe miệng lại có nước miếng chảy xuống tới, từ trên sofa nhảy lên, đi, ăn cơm, Ta đã sớm đói bụng. Trương Huyền lắc lắc đầu, này toàn len keng, tư tưởng đảo cũng đơn thuần, chính là muốn ăn cùng nữ nhân. Lâm Thị Cao ốc ngoài cửa. Hạ Tổng cùng với Hạ Ngọt Ngào ngồi ở một chiếc chạy băng băng xe thương vụ chung. Hạ Ngọt Ngào thân xuyên một thân giỏi giang âu eo chế phục, cả người có vẻ phi thường có khí chàng. Hạ Tổng nhìn mắt ngoài cửa sổ Lâm Thị Cao ốc, ra tiếng nói, người thật quyết định ở cái này thời gian tới nói ngươi hẳn là biết này đại biểu chính là cái gì đi đương nhiên hạ ngọt ngào tự tin cười ta cơm điểm lại đây chính là nếu muốn áp bọn họ một đầu nếu lâm thị quyết sách đã xuất hiện vấn đề chúng ta đây liền có thể lợi dụng điểm này tới mở rộng chúng ta ích lợi hạ tổng sinh ý còn không phải là như vậy sao hạ tổng nhìn hạ ngọt ngào này phiên bộ dáng bất đắc dĩ lắc lắc đầu người a người một hai phải cùng ngươi ca so một chút sao hắn từ nhỏ liền tiếp xúc này đó mà ngươi bất quá vừa mới tốt nghiệp, tích lũy kinh nghiệm đối với ngươi mà nói rất quan trọng. Hạ tổng, ngươi đừng quên, Hạ Ngọt Ngào đẩy ra cửa xe, ta ở đại học trong lúc cũng chính mình kinh doanh một nhà công ty, ngươi xem trọng đi, ta kinh nghiệm cũng không so ngươi cái kia phó tổng muốn kém cái gì. Hạ Ngọt Ngào nói xong, bán ra thon dài hai chân, đi xuống xe đi, đi nhanh hướng Lâm thị cao ốc mà đi. Hạ tổng đi theo Hạ Ngọt Ngào phía sau xuống xe, rốt cuộc không nói thêm cái gì lần này sự, hắn đã toàn quyền giao cho chính mình cái này nữ nhi phụ trách. Hạ ngọt ngào bước đi tiến lâm thị sau, lập tức có người tiến lên tiếp đái. Đương nói ra chính mình ý đồ đến sau, hạ ngọt ngào cùng hạ tổng hai người bị đưa tới phòng khách nội, phụ trách tiếp đái người là bí thư lý, hạ thị là lâm thị sắp tới muốn đạt thành quan trọng hợp tác đồng bọn chi nhất, thực chịu coi trọng. Bí thư lý đầu tiên là vì hai người pha hảo trà, theo sau nói, hạ tổng, hiện tại là cơm trưa thời gian, ta đi trước cấp hai vị chuẩn bị chút cơm điểm. Không cần, hạ ngọt ngào phất tay, vẫn là trước hết mời các ngươi lâm tổng ra tới, chúng ta nói chuyện hợp tác sự đi. Xin lỗi, bí thư lý không người, xin lỗi nói, lâm tổng trong khoảng thời gian này có việc cũng không ở công ty, hiện tại công ty hết thảy sự tình, đều là từ trương tổng tới phụ trách. Trương tổng, hạ ngọt ngào ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhưng nàng trong lòng lại ở mừng thầm, quả nhiên liền cùng lường trước giống nhau, Lâm thị quyết sách giả cùng phía trước cũng không phải một người, cái này cái gọi là trương tổng, hắn cấp ra phương án, so với Lâm Thanh Hạm mà nói, quả thực kém không ngừng một cái cấp bậc, hoàn toàn chính là bao cỏ một cái, chỉ là xem hắn cấp ra phương án, hạ ngọt ngào liền có nắm chắc, bằng vào chính mình năng lực, có thể đem hắn áp chết, làm hạ thị lần này hợp tác chung lấy được lớn nhất hóa ích lợi. Bí thư lý gật đầu, Lâm Tổng không ở trong khoảng thời gian này, công ty hết thảy quyết sách đều là có thể từ trương tổng tới làm quyết định hảo, hạ ngọt ngào nâng chung trà lên, vậy thỉnh các ngươi trương tổng lại đây đi, hợp tác nói xong, chúng ta còn phải đi về. Hai vị chờ một lát, bí thư lý lên tiếng sau, rời khỏi phòng khách, theo sau đi vào công ty nhà ăn. Lúc này, lâm thị nhà ăn, trương huyền sở ngồi vị trí thượng, bị một chúng tiến đến ăn cơm chưa lâm thị công nhân, dùng một loại xem quái vật giống nhau ánh mắt nhìn, bất quá, bọn họ xem cũng không phải trương huyền mà là ngồi ở trương huyền đối diện toàn len keng. Lâm thị thức ăn luôn luôn thực hảo, ở toàn len keng trước mặt, ước chừng bầy biện bảy cái trồng lên không chén, bảy tám căn đùi gà ăn thừa xương cốt bị ném tới một bên, toàn len keng trước mặt bốn cái cơm đĩa bị ăn liền mâm đều tỏa sáng. Toàn len keng tuy rằng dáng người tròn xoe, là cái tiêu chuẩn mập mạp, nhưng như vậy sức ăn cũng có chút quá dọa người. Chính yếu chính là, toàn len keng cũng không có bởi vì này đó liền ăn no, hắn còn ở mồm to lay thứ tám chén cơm toàn len keng một bên hướng trong miệng mãnh tắc, một bên còn không quên lẩm bẩm ca, này quả thực ăn quá ngon a à, ngươi người không biết, ta ở ra tới trước, trước nay liền không có ăn qua mấy thứ này, quá thơm, quá thơm. Trương Huyền nhìn quét toàn len keng này tròn xoe dáng người, các người tổ địa đều ăn cái gì? Hướng cùng trứng gà, toàn len keng không có suy tư liền trả lời. Trương Huyền nhịn không được hướng toàn len keng dựng cái ngón tay cái, quang ăn hướng cùng trứng gà liền trường như vậy dáng người, thứ này ăn khởi đồ vật tới đến nhiều nỗ lực a à. bí thư lý đi nhanh đi vào trương huyền sở ngồi địa phương trương tiên sinh hạ thị người lại đây nói chuyện hợp tác hạ thị trương huyền chỉ là hơi tưởng tượng liền biết hạ thị là ai hắn phía trước ở lâm thị kế hoạch thư chung thấy được cùng đối phương hợp tác kế hoạch thời gian này tới nói chuyện hợp tác trương huyền khóe miệng treo lên một nụ cười hắn sớm tại bao nhiêu năm trước liền chơi xoay thương trường có thể nào không rõ ràng lắm hạ thị người hiện tại tới, lão ôm suy nghĩ như thế nào. Từ hạ thị làm ra kế hoạch thư, Trương Huyền là có thể nhìn ra một chút hạ thị giã tâm, cái này hạ thị, tư bản cũng thực hùng hậu, bọn họ là tưởng lần này hợp tác giữa, tận khả năng đi áp chế lâm thị A. À. Trương Huyền hướng bí thư lý nói, ngươi cho bọn hắn nói, ta lập tức liền đi. Minh Bạch, bí thư lý lui ra. Bí thư lý chân trước mới đi, toàn len keng liền bay nhanh lùa cơm. Ăn nhanh như vậy làm gì, Trương Huyền gắp một chiếc đũa đồ ăn, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nháp. Ca, không phải có việc gì thế. Chuyện gì có thể có ăn cơm quan trọng. Trương Huyền đứng lên, người ăn từ từ, ta đi phao ly trà uống. Trương 1215, tìm cái người bình thường tới nói. Phòng khách chung. Bí thư lý đem Trương Huyền hồi phục truyền đạt cấp hạ thị hai người. Hạ ngọt ngào nghe được Trương Huyền hồi phục sau, trong lòng mừng thầm càng sâu, nàng đã khẳng định, chính mình có thể lần này đàm phán giữa chiếm cứ thượng phong, một khi chính mình đem hiện tại cái này toàn hè oi bước nổi bật nhất thịnh lâm thị bắt lấy, trở lại công ty sau, ai còn dám nói chính mình nhàn thoại. Bọn họ chỉ biết nói chính mình là hạ phó tổng, mà sẽ không nói chính mình là ai ai nữ nhi. Hạ tổng ra tiếng nói, ngọt ngào, người lần này cách làm, có chút quá mạo hiểm, lần này cùng lâm thị hợp tác, đối chúng ta tới nói, cũng trọng yếu phi thường, người như vậy thịnh khí lăng nhân, thực dễ dàng làm người phản cảm, nếu đối phương không ăn ngươi này bộ, chúng ta đã có thể lâm vào bị động. Hạ Tổng ngươi yên tâm, Hạ ngọt ngào tin tưởng mười phần nói, ta có sáng tạo công ty kinh nghiệp, từ một người biên nhận thư chung, là có thể nhìn đến người này tính cách cùng điểm mấu chốt, ta tin tưởng ta năng lực. Hạ Tổng nghe chính mình nữ nhi như vậy nói, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hạ ngọt ngào cùng Hạ Tổng hai người ngồi ở phòng khách chung. Chiếu Hạ ngọt ngào ý tưởng tới, cái này cái gọi là Trương Tổng, sẽ thực mau xuất hiện ở chính mình trước mặt, sau đó thật cẩn thận cùng chính mình tiến hành lần này hợp tác đàm phán. Hạ ngọt ngào này nhất đẳng, đó là nửa giờ. Ước chừng nửa giờ thời gian, hạ ngọt ngào đều không có nhìn thấy có người tiến vào, cái này làm cho hạ ngọt ngào mày liễu nhân lại. Hạ tổng thở dài một hơi, nữ nhi A, à, người lúc này đây, chỉ sợ trông nhầm, người tới thử đối phương điểm mấu chốt, nhưng đối phương lại đồng dạng ở thử chúng ta điểm mấu chốt, người hiện tại chỉ có hai lựa chọn hoặc là lưu lại, đang đợi chờ hợp tác đàm phán xa suốt với Hạ Phong, hoặc là hiện tại liền đi, lại lần nữa thử bọn họ điểm mấu chốt, người lựa chọn cái nào. Không thể đi, Hạ ngọt ngào cắn khẩn ngân nha, niết quyền đạo, chúng ta có thể chờ một chút, ta có tin tưởng. Người có tin tưởng liền hảo, Hạ Tổng vỗ vỗ chính mình nữ nhi bả vai, ngọt ngào, nhớ kỹ, hợp tác có thể hay không thành, ba ba sẽ không trách ngươi. Nhưng ba ba không nghĩ bởi vì lần này sự, Đối với ngươi tạo thành cái gì ảnh hưởng, ngươi hiểu chưa? Hạ tổng, ngươi yên tâm đi. Hạ ngọt ngào hít sâu một hơi, ta không ngươi tưởng như vậy yếu ớt. Lại qua nửa giờ, Hạ ngọt ngào bụng phát ra một đạo lộc cộc thanh, chứng minh nàng đã đói bụng. Giữa trưa thời gian, lại là buồn ngủ đánh úp lại, làm Hạ ngọt ngào ngồi ở chỗ này, cảm giác phá lệ khó chịu. Đang lúc Hạ ngọt ngào mơ màng sắp ngủ khi, phòng khách môn bị người đẩy ra. Trương Huyền từ ngoài cửa đi đến trong tay bưng một cái chén trà. Toàn len ken vẻ mặt đáng khinh đi theo Trương Huyền phía sau, đương nhìn đến ngồi ở phòng khách hạ ngọt ngào sau, toàn len ken cặp kia tiểu hiếp mắt nháy mắt trừng lão đại, đôi mắt đăm đăm. Không thể không nói, hạ ngọt ngào vô luận là từ dáng người, vẫn là diện mạo, cùng với khí chất tới nói, đều là cực kỳ xuất chúng. Hạ ngọt ngào bởi vì Trương Huyền tiến vào, từ cái loại này nửa ngủ nửa tình trạng thái trung bỗng nhiên bừng tỉnh. Xin lỗi hai vị, đợi lâu, giữa trưa tổng muốn nghỉ trưa một chút, bằng không sẽ nhàn thực mỏi mệt, không có tinh thần. Trương Huyền bưng chén trà, ngồi ở hạ ngọt ngào đối diện, ánh mắt tùy ý ở hạ ngọt ngào trên người nhìn quét. Hạ ngọt ngào vốn là đợi hồi lâu, tâm tình khó chịu, lại bị Trương Huyền như vậy ánh mắt đánh giá, hừ lạnh một tiếng, Trương luôn là đi. Cuối cùng không thưởng, Trương Huyền cười cười, chỉ là Lâm Tổng không ở, ta giúp đỡ xem một chút. Vô luận có phải hay không Tổng, như vậy chậm chế khách nhân, hẳn là không phải ta hè oi bức lễ nghi, cũng không phải các ngươi lâm thị đạo đãi khách đi. Hạ ngọt ngào trong thanh âm mang theo một chút chất vấn. Trương huyền nâng chung trà lên, đối với ly nhà thổi nhẹ khí, ngượng ngùng, chúng ta lâm thì có như vậy quy định, ở thời gian nghỉ ngơi là không nói chuyện công tác, hiện tại thời gian này, ta trên thực tế đã là trái với công ty điều lệ, vị này nữ sĩ, nếu chúng ta không phải tới cãi nhau, có phải hay không có thể nói một chút hợp tác sự. Hạ ngọt ngào mày liếu vừa nhíu, lại muốn mở miệng. Hạ tổng vỗ vỗ hạ ngọt ngào bả vai, ý bảo nàng không cần ra tiếng, theo sau chính mình nói, không nghĩ tới trương tổng như thế tuổi trẻ, hôm nay nghỉ trưa thời gian quấy dày, thật là chúng ta không đúng, nhưng tin tưởng trương tổng cũng có thể nhìn ra, chúng ta hạ thị thành ý. Hạ tổng một câu, liền đem hạ ngọt ngào từ lúc miệng trượng trung kéo ra tới. Hạ ngọt ngào có chút không cam lòng nhìn thoáng qua trương huyền, tại đây lần đầu giao phong giữa, Hạ Thị đã rơi vào hạ phong. Kỳ thật sinh ý, có đôi khi cùng nam nữ cảm tình là giống nhau, đương hai người đều đối với đối phương có ý tứ thời điểm, nếu không có gì ích lợi trộn lẫn, kia không có gì quan hệ, cần phải trong đó hỗn loạn một ít ích lợi, ai muốn trước thượng cột, kia ai liền ở vào hoàn cảnh xấu. Trương Huyền rũi người, Hạ Thị thành ý, chúng ta lâm thì tự nhiên là thấy được, chúng ta đây liền tới nói chuyện hợp tác đi. Hai vị là tưởng ở chúng ta Ngân Châu làm một bộ phận đầu tư, yêu cầu chúng ta lâm thị mà. Hạ ngọt ngào điều chỉnh một chút cảm xúc, hít sâu một hơi sau, gật gật đầu, không tồi. Đầu tư, trương huyền phía sau toàn len keng đôi mắt nháy mắt sáng lên, hướng hạ ngọt ngào nói, tỷ tỷ, các ngươi làm cái gì đầu tư a? À? Ta kia hiện tại có một miếng đất, hiện tại có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm, hơn nữa thường xuyên qua đi đào bảo đâu. Nếu các ngươi tưởng đầu tư, ta miếng đất kia thực không tồi. Hạ ngọt ngào hồ nghi nhìn thoáng qua toàn len keng, theo sau đem nghi vấn ánh mắt phóng hướng Trương Huyền, ý tứ đang hỏi Trương Huyền cái này mập mạp là người nào. Trương Huyền nhún vai, duỗi tay chỉ chỉ đầu mình, hắn nơi này có chút vấn đề, làm lơ liền hảo, chúng ta vẫn là tới nói nói về đầu tư kế hoạch đi, hai vị ý tứ là, chúng ta lâm thị miếng đất này, không ràng buộc cho các người 30 năm sử dụng quyền, mà các người trong lúc này lợi nhuận, sẽ lấy ra 30% với chúng ta lâm thị. Đúng vậy, hạ ngọt ngào gật đầu, ở chúng ta quy hoạch giữa, kia một ngàn mẫu đất, đem bị chế tạo thành một cái siêu đại hình thương nghiệp quảng trường, bao gồm chung cư, cùng với dân dụng nơi ở, chúng ta hạ thì có chính mình tài nguyên, có thể tiến cử rất nhiều ngân châu tạm thời sở không có đồ vật, này đối về sau tiền cảnh tới nói, là phi thường tốt. Trương Huyền nghe xong hạ ngọt ngào theo như lời, đột nhiên cười lên tiếng. Hạ ngọt ngào lại lần nữa nhíu mày, Trương luôn là đối ta nói, có cái gì bất đồng ý kiến sao? Không không không, Trương Huyền vẫy vẫy tay, Ý kiến ta nhưng thật ra không có, chỉ là ta muốn hỏi, số liệu đâu? Quý công ty sẽ không chỉ là tưởng lấy một cái nguyện cảnh ra tới, liền cùng chúng ta nói chuyện hợp tác đi. Các ngươi cụ thể số liệu là cái gì? Có thể tại tiền tam năm cho chúng ta Lâm thị như thế nào bảo thủ ích lợi? Cùng với quý công ty như thế nào bảo đảm các ngươi ở 30 năm nội sẽ không phá sản? Trương tổng, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta hạ thị lớn như vậy cơ nghiệp sẽ tùy tiện phá sản sao? Hạ ngọt ngào cả giận nói. Trương Huyền gật gật đầu, đúng vậy, ta chính là như vậy cho rằng. Trương Huyền nói xong, trực tiếp đứng dậy, nâng chung trà lên uống một ngụm, không hề xem hạ ngọt ngào, mà là đối với hạ ngọt ngào phía sau hạ tổng nói, nếu quý công ty thực sự có thành ý, có thể tìm một người bình thường cùng ta nói, ta đối sinh hoạt ở xã hội không tưởng tiểu cô nương nói không đến một khối đi. Trương 1216, lại thương nghị. Trương Huyền giọng nói lạc hậu, xoay người liền đi. Người đứng lại đó cho ta. Hạ ngọt ngào hét lớn một tiếng, hai đại bước vừa đến Trương Huyền trước mặt, ngăn trở Trương Huyền đường đi, người cho ta nói rõ ràng, người có ý tứ gì. Trương Huyền nhún vai, khinh thường nói, cứ như vậy người, còn tới thử ta lâm thị điểm mấu chốt. Hay là ở các ngươi trong mắt, ta lâm thị tùy ý là có thể bị người kỵ đến trên đầu. Ha ha, Trương Tổng, người hiểu lầm. Hạ Tổng lại lần nữa ra tiếng, đi lên trước tới, đem hạ ngọt ngào kéo đến chính mình phía sau trương tổng về lần này hợp tác hoàn cảnh chung số liệu chúng ta đã chuẩn bị tốt trương tổng ngươi cho ta cái hòm thư ta hiện tại an bài người cho ngươi phát qua đi trương huyền gật gật đầu lúc này mới giống cái tới nói chuyện hợp tác bộ dáng sao bằng không quang có thái độ cũng không đủ a à. trương huyền quay người ngồi xuống dựa vào trên sofa đồng thời cấp hạ tổng nói một cái hòm thư vài phút sau trương huyền di động tiếng chuông vang lên là có một phong điện tử biêu kiện phát tới. Trương Huyền một tay bưng chén trà, một tay cầm di động, không ngừng lật xem. Trương Huyền không ra tiếng, Hạ Tổng cũng không mở miệng, Hạ ngọt ngào ngồi ở Hạ Tổng bên cạnh, trong mắt toàn là oán niệm nhìn chầm chầm Trương Huyền. Hạ Tổng vỗ vỗ Hạ ngọt ngào phía sau lưng, ý bảo làm nàng thả lòng. Hơn 10 phút sau, Trương Huyền buông di động, theo sau đứng dậy, đi cho chính mình chén trà giữa thêm mãn nước ấm. Hạ Tổng thấy như vậy một màn, thở dài, thấp giọng nói, nữ nhi A, à, lúc này đây, chúng ta gặp được chính là cao thủ A, à, chỉ sợ sự tình đều không phải là ngươi tưởng như vậy lạc. Hạ Tổng hướng trương huyền bóng dáng chu chu môi, hắn mỗi một cái cách làm, đều là ở hướng chúng ta gây áp lực, hắn mỗi một cái rất nhỏ động tác, đều là ở thử chúng ta điểm mấu chốt, người này nhìn tuổi trẻ, nhưng hắn thủ đoạn, chính là tương đương đanh đá chua ngoa, ngươi là vô pháp cùng hắn giao phong, từ từ ngươi nhiều chú ý một chút hắn đàm phán thủ pháp, tin tưởng ta, đối với ngươi mà nói, là một cái khó được học tập cơ hội. Hạ tổng vừa dứt lời, Trương Huyền liền đi rồi trở về. Đem chén trà đặt lên bàn, Trương Huyền khẽ tựa vào trên sofa, mở miệng nói, số liệu ta đã nhìn, làm phi thường kỹ càng tỉ mỉ, các ngươi đã làm ngân châu thị trường điều tra sao? Đã làm 3 tháng thời gian, Hạ tổng trả lời nói, này 3 tháng tới chúng ta đại khái thống kê ngân châu thị dân tiêu phí trình độ cùng với tiêu phí phương hướng, bởi vì toàn bộ Tây Bắc mậu dịch khai thông, ngân châu thị dân thực dễ dàng, cũng rất vui lòng đi tiếp thu mới mẻ đồ vật, thả bởi vì địa mạo hoàn cảnh nhân tố, nơi này cư dân càng hướng tới Giang Nam phong cách vùng sông nước, đây cũng là chúng ta hạ thị tính toán ở ngân châu chế tạo Giang Nam vùng sông nước thương nghiệp khu, tập hoàn cảnh cùng thương nghiệp vì nhất thể. Trương Huyền vươn mấy cây ngón tay qua lại ở trên mặt bàn gõ, các người dự toán đầu tư là nhiều ít. Hạ Tổng vươn một ngón tay tới, 1500 triệu. Ha ha, Trương Huyền đột nhiên cười, 1500 triệu. Thứ ta nói thẳng, các người đầu tư tiền, ở trong khoảng thời gian ngắn khó có thể hồi bổn, chúng ta lâm thị này một ngàn mẫu đất, có thể tại đây đoạn thời gian, làm ra càng tốt đồ vật, 1500 triệu. Đối chúng ta lâm thị mà nói, cũng không phải cái gì vấn đề, cho nên còn thỉnh các người nghĩ kỹ rồi lại nói. Hạ Tổng hít sâu một hơi, trong lòng không cấm đối Trương Huyền dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Trương Huyền nói, nghe đi lên bất quá là một đống vô nghĩa, lại hơi mang chút khoe ra ý tứ, nhưng hắn lời này ẩn chứa ý tứ, lại là rất nhiều, đệ nhất là hướng Hạ Thị thể hiện rồi thực lực, đệ nhị là nói cho Hạ Thị, ta cùng không cùng ngươi hợp tác, đều không sao cả. Trương Huyền này một phen lời nói, càng là thực xảo diệu tránh đi một cái mấu chốt vấn đề, đó chính là, Hạ Thị sở tiến cử đồ vật con đường, Lâm Thị cũng không có, nhưng Trương Huyền đã đem Hạ Tổng mang nhập một cái lầm khu. Theo lý mà nói, lấy Hạ Tổng kinh nghiệm, căn bản sẽ không dễ dàng như vậy đã bị lầm đạo. Nhưng Trương Huyền từ xuất hiện đến bây giờ, đều từ cấp Hạ Tổng gây áp lực tâm lý, làm Hạ Tổng đi theo hắn đi đi. Làm ta nhìn nhìn lại các người thành ý đi, Trương Huyền tiếp tục ra tiếng, chúng ta Lâm Thị ý tứ là, miếng đất này, chúng ta có thể ấn niên hạn tới thuê cho các ngươi mà tiền thuê giá cả muốn căn cứ lúc ấy thị trường tình huống tới điều chỉnh, các người hạ thị tương lai phố buôn bán tiền lời, chúng ta lâm thị muốn bắt 30%, nếu các người hạ thị ngoài ý muốn phá sản, chúng ta lâm thị có quyền từ cái kia phố buôn bán thượng tìm về tổn thất. Trương huyền này một câu, trực tiếp đem lợi thế phiên gấp đôi, đất tiền thuê, kia cũng không phải là một cái tiểu nhân con số, thả muốn căn cứ ngay lúc đó thị trường giá cả tới đi, thị trường giá cả là cái gì? Nói câu không chút nào khoa trương, lấy Lâm Thị hiện giờ ở Ngân Châu địa vị, bọn họ tưởng xào lên nào khối địa ra, là có thể xào lên nào khối địa ra. Đến lúc đó thị trường giới, còn không phải Lâm Thị nói tính. Càng vì quan trọng một chút là, Trương Huyền yêu cầu, nếu Hạ Thị trong lúc này phá sản, Lâm Thị có quyền đối cái kia phố buôn bán làm ra xử lý. Hiện tại, cùng Lâm Thị hợp tác lớn nhất chỗ tốt là cái gì? Chính là đem chính mình cùng Lâm Thị cột vào một cái chiến tuyến thượng, lấy Lâm Thị hiện giờ khổng lồ tài chính lưu, không chút nào khoa trương nói, chẳng sợ cái kia 10 năm tiền nhân người đều dùng, hiện giờ đã phá sản siêu nghiêu chất lượng di động công ty, Lâm Thị như muốn bản sống, kia cũng bất quá là trong một đêm sự mà thôi. Trương Huyền hiện tại làm ra yêu cầu này, chính là muốn Lâm Thị chỉ lo thân mình, ngươi làm cái gì ngươi liền làm, làm chuyện xấu cùng ta Lâm Thị cũng không có gì quan hệ, chúng ta cũng không tổn thất. Hơn nữa, nhất trí mạng một chút là, Lâm Thị cũng không có đem này đất bán cho Hạ Thị, một khi này phố buôn bán làm đi lên, thật đến 30 năm sau, Lâm Thị hoàn toàn có thể cố định lên giá. Thương nhân, không có lợi thì không dậy sớm, Trương Huyền là một cái tuyệt đối thương nhân, bất luận cái gì sự tình, đều lấy tự thân chỗ tốt xuất phát. Trương Huyền đưa ra này vài giờ đều giấu ở hắn nói chung, đối với Hạ Thị tới nói, đều là cần thiết muốn giải quyết vấn đề, nếu không ở tương lai, tuyệt đối sẽ bị Lâm Thị nắm cái mũi đi. Nhưng Hạ Thị hiện tại, lại không có gì biện pháp, có thể nói thẳng minh bọn họ không đồng ý, hiện tại này đàm phán, dựa vào đó là hai bên thủ đoạn cùng tâm lý đánh cờ. Lâm Thị yêu cầu phát triển, không có khả năng đóng cửa làm xe, chẳng sợ không cùng Hạ Thị hợp tác, cũng sẽ có khác tập đoàn. Mà Hạ Thị cũng yêu cầu Lâm Thị này cây đại thụ. Hạ Tổng nhíu nhíu mày, Trương Tiên Sinh, người nói này đó lợi thế, có chút quá nặng, đối với thương nhân mà nói, ích lợi là mấu chốt nhất. Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu, nếu ích lợi như vậy mấu chốt ta lâm thị vì cái gì muốn thả ra ngàn mẫu mà chờ một cái không biết thu vào đâu nếu quý công ty có phương diện này tin tưởng ta tưởng yêu cầu của ta cũng không tính quá mức nếu quý công ty chỉ là nghĩ đến tiểu đánh tiểu nháo nói khó nghe điểm các ngươi đều thực xin lỗi chúng ta lâm thị miếng đất này hạ tổng hít sâu một hơi trương tổng ta cảm thấy phương diện này chi tiết chúng ta có thể lại thương nghị hạ tổng lời này cũng là có chứa nhất định uy hiếp thành phần cái gọi là lại thương nghị chính là có thể hay không hợp tác, khác nói. Chương 1217, đến từ nhà ta phần mộ tổ tiên. "Hảo a," Trương Huyền không có do dự liền gật đầu trả lời, hai vị có thể chậm rãi suy xét, ta đi tìm bí thư lý cho các người đảo ly trà, chuẩn bị chút cơm điểm. "Không cần," Hạ tổng đứng dậy, "Chúng ta mặt sau sẽ cùng Trương tổng ngươi lại liên hệ." "Hành, ta đây đưa hai vị." Trương Huyền làm một cái thỉnh thủ thế, Trương Huyền đem hai người đưa ra công ty, nhìn theo hai người thượng một chiếc chạy băng băng thương vụ. Vừa lên xe, hạ ngọt ngào động lại một bụng lửa giận nháy mắt bộc phát ra tới, cái này họ Trương, cái gì ngoạn ý. Quả thực giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, hắn phản hồi lại đây kế hoạch thư, căn bản là không phải cái dạng này. Ngọt ngào a, à, hạ tổng an ủi nói, nếu từ đối thủ góc độ mà nói, cái này tuổi trẻ Trương Tổng, thật là có vẻ gian trá, hơn nữa tác phong làm người thực không thoải mái, nhưng từ một cái thương nhân góc độ mà nói hắn mỗi một câu đều có thể nói đến trọng điểm mặt trên điểm này là ngươi cùng ngươi ca đều không bằng hắn rất kỳ quái chưa từng có nghe qua hẻ oi bức thương trường có như vậy nhất hào người trẻ tuổi lấy năng lực của hắn không nên như vậy không có tiếng tam gì mới đúng ta xem hắn chính là bành trướng hạ ngọt ngào tức giận nói cái này họ trương bành trướng tới rồi cực hạn thật cảm thấy hắn lâm thị liền cái gì cũng không thiếu sao có hắn ý nghĩ như vậy Lâm Thị sớm muộn gì đóng cửa, chúng ta lại không phải một hai phải theo chân bọn họ hợp tác. Hạ tổng thở dài, nhưng hiện tại đối chúng ta Hạ Thị mà nói, tốt nhất hợp tác đồng bọn chính là Lâm Thị ngọt ngào. Người phải nhớ kỹ, thương nhân a à, ngàn vạn không thể hành động theo cảm tình, ích lợi mới là mấu chốt nhất. Người phải biết rằng ở thủ hạ của ngươi có mấy ngàn danh công nhân là đi theo ngươi ăn cơm, bọn họ lựa chọn Hạ Thị chính là đối chúng ta một loại tín nhiệm. Chúng ta không thể làm chính mình cảm xúc ảnh hưởng tới rồi quyết định của chính mình. Ta mặc kệ, Hạ Ngọt Ngào đôi tay ôm ở trước ngực, tuyệt đối không thể làm cái này họ Trương như vậy đắc ý, hắn không phải thích phô trương sao? Vậy làm hắn bãi đi hảo, sớm muộn gì có một ngày sẽ có hắn sốt ruột thời điểm, tài xế, lái xe. Hạ Ngọt Ngào nói xong, chính mình Hoa đang ngồi ghế, một tiếng cũng không cổ họng. Hạ tổng trên mặt toàn là bất đắc dĩ, hắn biết chính mình cái này nữ nhi ngày thường đều xuôi gió xuôi nước quán, hiện tại gặp được một chút suy sụp, hơn nữa vẫn là ở bạn cùng lứa tuổi nơi này, trong lòng liền toàn là không vui. Hạ Tổng cũng không nói thêm nữa cái gì, hắn thực minh bạch, đây là một người trưởng thành khi cần thiết phải trải qua quá trình, vừa mới cái kia Trương Tổng có thể biểu hiện như vậy đanh đá chua ngoa, này cùng hắn sợ ăn qua mệt, chịu quá ủy khuất, là có quan hệ trực tiếp. Lâm Thị Giữa Toàn len Ken Truy ở Trương Huyền phía sau mặt, ca, kia chính là 1.5 tỷ A, bạch cho ngươi ra xây nhà ngươi đều không cần. Cái hảo phòng ở, bên trong khẳng định sẽ có rất nhiều xinh đẹp nữ hài tử, còn có rất nhiều ăn. Toàn len keng vừa nói, một bên nước miếng lại chảy xuống dưới. Trương huyền lý cũng chưa lý toàn len keng, trở lại văn phòng, tiếp tục xử lý đỉnh đầu thượng sự đi. Lâm Thanh Hạm vừa đi chính là thời gian dài như vậy, Lâm Thị lưu lại rất nhiều chuyện chờ đợi Trương Huyền tới làm quyết sách. Vẫn luôn vội đến buổi chiều tan tầm điểm, Trương Huyền cuối cùng đem sự tình toàn bộ xử lý xong. Ngồi ở bàn làm việc trước rỗi người, Trương Huyền sửa sang lại hạ trên bàn văn kiện. Cửa văn phòng bị người gõ vang, bí thư lý đi đến, trong tay cầm một phong thư mời. Trương Tiên Sinh, đêm nay có một cái từ thiện đấu giá hội, là nhằm vào xuân đằng viện phúc lợi, nguyên bản Lâm Tổng sẽ tham dự, bất quá hiện tại, chỉ có thể ngươi đi. Bí thư lý đem thư mời phóng tới Trương Huyền trước mặt bàn làm việc thường. Trương Huyền gật gật đầu, hảo. Nếu là cùng Xuân Đằng Viện Phúc Lợi có quan hệ, Trương Huyền không đạo lý không đi cổ động. Trương Tiên Sinh, kia không có việc gì ta liền trước đi ra ngoài. Người đi vội đi. Chờ bí thư lý rời đi văn phòng sau, toàn len keng từ một bên trên sofa ôm bụng đi tới. Một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nhìn Trương Huyền, ca, chúng ta có phải hay không nên đi ăn cơm? Trương Huyền một phách chán, đem trong tay thư mời đưa cho toàn len keng, cầm cái này, dựa theo mặt trên địa chỉ, cơm quản đủ, miễn phí. Thật sự, toàn len keng hai mắt tỏa ánh sáng, một tay đem thư mời từ Trương Huyền trong tay đoạt lại đây, sau đó giống như món ăn chân quý mỹ vị giống nhau, Phùng ở chính mình trước mũi, dùng sức hít sâu một hơi. Không đúng, toàn len keng sắc mặt đột nhiên biến đổi, ca, này tờ giấy có vấn đề. Vấn đề, Trương Huyền nghi hoặc, này thư mời là bí thư lý cho chính mình, có thể có cái gì vấn đề. Ân, toàn len ken vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, ca, ta, ta từ này tờ giấy thượng, nghe thấy được nhà ta phần mộ tổ tiên hương vị. Ngươi, nhà ngươi phần mộ tổ tiên, trương huyền khóe miệng trừ trừ. Đúng vậy, toàn len ken vẻ mặt khẳng định bộ dáng, chính là nhà ta phần mộ tổ tiên hương vị. Trương huyền hơi chút tưởng tượng, lập tức minh bạch toàn len ken là có ý tứ gì, ngươi là nói, phát này trương thư mời người, cùng các ngươi lâu lan truyền thừa có quan hệ, hắn khẳng định đi bào quá nhà của chúng ta phần mộ tổ tiên. Toàn len Ken vô cùng khẳng định nói, từ ta khi còn nhỏ tộc lão liền nói, ta cái mũi so cậu còn linh, có chút hương vị, ta vừa nghe là có thể phân biệt ra tới. Trương huyền sắc mặt trầm xuống. Lần này từ thiện đấu giá hội, có phản tổ minh nhúng tay. Này phản tổ minh, rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Trương huyền lấy quá thư mời, nhìn một chút lần này khởi sướng phương tên, là một cái tên là nhạc thiện xí nghiệp. Trương Huyền lập tức làm người đi tra xét một chút cái này nhạc thiện công ty đế, thực mau phải tới tin tức, này nhạc thiện công ty, thành lập đã có hơn 20 năm, này hơn 20 năm, vẫn luôn đều làm văn vật khai quật cùng nghiên cứu, sở hữu khai quật ra văn vật, nhạc thiện công ty đều sẽ đem đại bộ phận không ràng buộc tặng cho phía chính phủ, sau đó một bộ phận nhỏ làm từ thiện bán đấu giá, còn có một bộ phận nhỏ dùng để gắn bó nhạc thiện công ty bình thường khai quật kinh phí. Ở ban đầu, Nhạc thiện công ty còn bị người coi như là làm bộ làm tịch, cô ca thiện như vậy một làm, chính là hơn 20 năm, này hơn 20 năm qua, nhạc thiện công ty tổng cộng quyên tặng văn vật, giá trị vượt qua chục tỷ, từ thiện bán đấu giá đoạt được cũng có gần 4 tỷ, tất cả đều quyên tặng đến các địa phương. Hiện tại, nhạc thiện công ty tuy rằng từ kinh tế trên thực lực tới giảng, còn không đến quốc nội tam tuyến, nhưng ngay cả cái loại này đứng đầu xí nghiệp người phụ trách, đều phải bán cho nhạc thiện một cái mặt mũi. Nhạc thiện này hơn 20 năm cách làm, làm cho bọn họ chỗ dựa, đã biến thành phía chính phủ, mỗi một lần nhạc thiện làm từ thiện đấu giá hội, đều sẽ có rất nhiều người bán mặt mũi tiến đến, bên trong không thiếu một ít phía chính phủ thân ảnh. Trương Huyền xem xong này đó tư liệu sau, trong lòng càng trầm trọng vài phần, nếu, này nhạc thiện công ty cùng Phản Tổ Minh có quan hệ nói, kia này Phản Tổ Minh, hạ này bàn cờ, cũng quá lớn. Trương Huyền nhìn mắt toàn len khen hỏi, mập mạp, người nếu trình diện, có thể xác định là người nào đó đi qua nhà ngươi tổ địa, hoặc là nào đó đổ vật từ nhà ngươi tổ địa ra tới sao? Không xác định, toàn len keng đầu diêu cùng chống bỏi giống nhau, trừ phi ngươi làm ta cẩn thận phân biệt một chút khí vị. Hảo, Trương Huyền đáp, ta cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi giúp ta đem cùng nhà ngươi tổ địa có quan hệ người hoặc đồ vật, tìm ra. Trương 1218, Nhạc Thiện cùng Phản Tổ Minh Đêm nay, Ngân Châu từ thiện đấu giá hội tổ chức địa điểm, là ở một nhà tư nhân hội sở giữa, có khả năng thu được thư mời đều là một ít ở tây hạ tỉnh có uy tín danh dự tồn tại. Toàn len keng ăn mặc một thân âu phục đi theo trương huyền phía sau, này thân sang quý âu phục mặc ở hắn tròn xoe trên người, thoạt nhìn phá lệ vui mừng. Ca này quần áo ăn mặc không thoải mái a, à? toàn len keng không ngừng túm chính mình cổ áo, này quần áo đâu đều là giả, từ từ như thế nào trang đồ ăn a. À? Trương huyền trợn trắng mắt. Hợp lại ngươi đâu chính là dùng để trang đồ ăn bái? Đúng vậy, toàn len keng thực nghiêm túc gật gật đầu. Chất lượng hảo điểm còn có thể trang canh đâu? Kia nhưng thật ra ta sai lầm. Trương Huyền vẻ mặt xin lỗi, ta hẳn là cho ngươi chuẩn bị đỉnh đầu mũ. Đúng vậy, toàn len keng trịnh trọng gật đầu. Mũ thịnh nhiều. Trải qua tối hôm qua đến bây giờ cùng toàn len keng tiếp xúc, Trương Huyền đã minh bạch, cùng thứ này giao lưu, không thể dùng bình thường mạch não hai người đưa ra thư mời nội, đi vào hội sở giữa. Giống nhau loại này từ thiện đấu giá hội trước, đều sẽ để lại cho mọi người thời gian tới nhuộm đẫm không khí, cho nên ở bán đấu giá phía trước, cũng đều sẽ có một ít giao lưu vũ hội, cùng với tự giúp mình lãnh cơm. Không cần tưởng, ở đi vào yến hội thính nháy mắt, toàn len keng liền một đầu chui vào kiêm muôn màu muôn vẻ tự giúp mình lãnh cơm giữa. Trương Huyền tắc bưng một ly rượu vang đỏ, ở yến hội trong phòng đi dạo, tới từ người khác trong miệng nghe một ít về nhạc thiện tập đoàn tin tức đối với nhạc thiện tập đoàn mọi người danh tiếng đều là nhất trí hảo trương huyền theo dõi một cái mười mấy người trẻ tuổi tụ tập thân ảnh này đó tuổi trẻ thân ảnh giữa có nam có nữ đều là trình diện những cái đó thương nhân hậu bối mang đến nơi này thấy chút việc đời trương huyền bưng một ly rượu vang đỏ đi qua đứng ở những người này bên cạnh nghe bọn họ nói cái gì anh em người thực lạ mặt a à một người thanh niên nhìn về phía trương huyền trương huyền lộ ra một bộ lược hiện quẫn bách tươi cười ta tới không như thế nào tiếp xúc quá nghe được trương huyền nói tới vài tên nam tính đều lộ ra vẻ mặt tươi cười ở một cái cái vòng nhỏ hẹp giữa đợi đến thời gian lớn lên người so mới gia nhập người sẽ có một loại mạc danh cảm giác về sự ưu việt mà ở trong hoàn cảnh này một ít người trẻ tuổi chi gian lẫn nhau thổi phồng nhanh nhanh bọn họ xây dựng một cái thuộc về chính mình tiểu thế giới một cái sẽ làm bọn họ cảm giác phi thường thoải mái cùng tốt đẹp tinh thần thế giới. Đương cái này tinh thần thế giới có người ngoài gia nhập thời điểm, cái loại cảm giác này giống như là một cái mãn cấp đại hào, đang xem một cái tân thủ thôn ra tới tiểu hào. Trương Huyền run run cười, các vị, lần này cái này từ thiện đấu giá hội nói như thế nào a? À? Ta vừa tới, không biết quy củ. Vậy ngươi cũng thật đến hảo hảo nghe xong, một người thanh niên lập tức lộ ra một bộ cao hứng bộ dáng, hắn nhìn về phía bên cạnh vài tên nữ tính ra tiếng nói bao gồm các ngươi tham gia cũng đều nghe hảo nhạc thiện tập đoàn tổ chức từ thiện đấu giá hội ta cũng tham gia quá không ít lần cái này đấu giá hội kỳ thật chính là khắp nơi hướng phía chính phủ kỳ hảo một cái cơ hội ai đều biết nhạc thiện là dân doanh xí nghiệp nhưng này phía sau đứng nhưng chính là phía chính phủ cho nên nói từ từ chụp đồ vật càng đáng giá ở phía chính phủ nơi đó lộ mặt cơ hội cũng liền càng nhiều các vị đều là người làm ăn hẳn là có thể minh bạch này trong đó chỗ tốt đi. Kia đương nhiên, nhìn dáng vẻ, lần này đấu giá hội, trên thực tế vẫn là một hồi đánh cờ A. Khó trách sẽ có nhiều người như vậy tham gia, cùng phía chính phủ giao hảo cơ hội, nhưng không có nhiều như vậy. Tại đây danh thanh niên sau khi nói xong, có không ít người ra tiếng phụ họa, một bộ đanh đá chua ngoa cùng nhìn thấu hết thảy bộ dáng. Trương Huyền không có ra tiếng, hắn thực minh bạch những người trẻ tuổi này tâm lý, Đối với cái này đấu giá hội, kỳ thật đều không phải là là cái gì hướng phía chính phủ kỳ hảo, chỉ là các xí nghiệp lớn tiến hành một cái tỏ thái độ, ra tiền người, chính là nói minh, chính mình sẽ không đi nhúng tay về nhạc hiện khai quật di tích cổ, chính mình sẽ không tham dự trong đó, càng sẽ không nghĩ đi phân một ly canh, kia một ly canh là thuộc về phía chính phủ. Những người trẻ tuổi này hiện tại nói như vậy, đơn giản là tưởng biểu hiện bọn họ đanh đá chua ngoa một ít mà thôi. Những người trẻ tuổi này nghĩ như thế nào? cùng trương huyền cũng không có quá lớn quan hệ hắn đến này tới chỉ là vì tìm hiểu về khác tin tức mà thôi trương huyền thấy những người trẻ tuổi này đều nói không sai biệt lắm ra tiếng hỏi các vị biết lần này văn vật là từ đâu tới sao cái này nhạc thiện tập đoàn thật lợi hại a à? bao nhiêu người tưởng làm một kiện văn vật đều làm không đến nhạc thiện tập đoàn nhưng thật ra tưởng như thế nào đào liền như thế nào đào trương huyền vấn đề này vừa ra ở đây này một vòng người tất cả đều theo bản năng đem ánh mắt phóng tới tên kia trước hết ra tiếng thanh niên trên người. Này thanh niên vừa mới chính là nói, hắn tham gia quá vài lần từ thiện đấu giá hội, hẳn là biết đến nhiều nhất. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt, tên này thanh niên trong lòng phá lệ thỏa mãn, hắn lộ ra một bộ thần bí biểu tình, theo sau nhỏ giọng nói, người hỏi vấn đề này, thật đúng là lợi hại, nhạc thiện đồ vật từ từ đâu ra ta đương nhiên biết, chẳng qua, ta vô pháp nói cho các người A, à, nơi này liên lụy thật sự là quá nhiều. Trương Huyền không có tiếp tục hỏi đi xuống, bởi vì hắn rõ ràng, sự tình đều đến này phân thượng, liền tính chính mình không hỏi, cũng sẽ có người hỏi, nếu không một người hỏi, tên này thanh niên, cũng sẽ nhịn không được chính mình nói ra. Giống như Trương Huyền đoán trước giống nhau, một người tóc ngắn tuổi trẻ nữ nhân lập tức ra tiếng nói, ai nha, người cũng đừng úp úp mở mở, này lại không người khác, ngươi liền nói bái. Chính là, chúng ta sẽ không nói đi ra ngoài. Trung quanh cái loại này ham học hỏi cùng tò mò ánh mắt, lại lần nữa làm tên này thanh niên trong lòng sảng khoái, hắn ra tiếng nói, "Hành, ta đây liền nói cho các ngươi, bất quá các ngươi ngàn vạn đừng cho người khác nói a." À. "Yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói." "Ta cho các ngươi nói a, à, này nhà thiện tập đoàn khai quật ra tới đồ vật, đều sẽ đem một đại bộ phận tặng cho phía chính phủ, cho nên bọn họ rất nhiều khai quật hạng mục, đều là phía chính phủ ngầm đồng ý, rất nhiều không cho khai quật địa phương." phía chính phủ đều cho phép bọn họ tiến vào, liền tỷ như lần này. Thanh niên nói đến này, lại lần nữa bán cái cái nút, đợi vài giây sau, hắn mới tiếp tục ra tiếng. Ta nghe được, lúc này đây, nhạc thiện là đào tân tỉnh Lâu Lan di chỉ, Lâu Lan các ngươi hẳn là biết đi. Nơi đó thực quỷ dị, nghe nói nhạc thiện bởi vì khai quật Lâu Lan di chỉ, còn đã chết không ít người đâu, lúc này đây bán đấu giá đồ vật, đều là từ Lâu Lan ra tới. Ta thiên, Lâu Lan A. Nơi đó cũng dám đào. Chính là nói, này nhạc thiện lá gan cũng quá lớn đi. Trương Huyền đứng ở một bên, nghe thế, trong lòng đã xác định, này nhạc thiện tập đoàn, tuyệt đối cùng phản tổ minh trốn không thoát quan hệ. Này phản tổ minh lấy loại này phương pháp, tới thu hoạch hẻ oi bước phía chính phủ cho phép, đi bốn phía tìm cùng khai quật một ít truyền thừa. Trương Huyền không có lên tiếng nữa, tìm hiểu đến chính mình muốn biết đồ vật sau, liền chuẩn bị rời đi. Trương Huyền vừa mới xoay người phải đi, một đạo sinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở Trương Huyền trước mắt. Đối phương nhìn đến Trương Huyền khi mày liễu vừa nhíu. Hạ Ngọt Ngào hôm nay phi thường không vui, lấy Hạ thị địa vị, nàng Hạ Ngọt Ngào ở thương trường phương diện có thể nói là xuôi gió xuôi nước, cơ hồ không có gặp được cái gì suy sụp, cái này làm cho Hạ Ngọt Ngào nội tâm giữa phi thường tự tin. Nhưng hôm nay ở Lâm thị phát sinh sự, đem Hạ Ngọt Ngào kia cho tới nay đều tự tin tâm hoàn toàn đánh nát, hơn nữa người kia thái độ, cũng làm nàng phi thường khó chịu. Lần này nhạc thiện ở Ngân Châu tổ chức từ thiện đấu giá hội, hạ thị người vừa vặn tại đây, cũng liền bán nhạc thiện một cái mặt mũi, tiến đến tham gia. Hạ ngọt ngào vừa mới tiến yến hội thính, liền thấy được cái kia làm nàng hôm nay một buổi trưa đều tâm tình phi thường khó chịu người. Hạ ngọt ngào lập tức đi tới, nhìn lướt qua tre ở chính mình trước người Trương Huyền, sắc mặt không kiên nhẫn nói, cút ngay, đừng khi ta lộ những cái đó phía trước còn đứng ở bên nhau nói bát quái nam nữ nhìn đến bên này vẫn luôn đều bị coi như người tâm phúc đang nói chuyện thanh niên lập tức đi rồi đi lên ngọt ngào người làm sao vậy tâm tình giống như không tốt lắm nhìn thấy một cái thảo người ghét đồ vật tâm tình đương nhiên sẽ không hảo hạ ngọt ngào chán ghét nhìn lướt qua trương huyền kia thanh niên sao có thể nhìn không ra hạ ngọt ngào đối trương huyền địch ý lập tức cũng là vẻ mặt địch ý nhìn trương huyền theo sau hỏi hạ ngọt ngào, ngọt ngào, tiểu tử này chọc ngươi. Tính, ta không nghĩ để nào đó cuồng vọng tự đại mặt hàng. Hạ ngọt ngào không kiên nhẫn phất phất tay. Thanh niên cười lạnh một tiếng, cuồng vọng tự đại. Ở ngọt ngào trước mặt cuồng vọng tự đại, có một số người, thật là không rõ ràng lắm chính mình có mấy cân mấy lượng A. Thanh niên không rõ ràng lắm Trương Huyền cùng hạ ngọt ngào chi gian phát sinh quá cái gì, nhưng vừa mới mọi người đều lấy hắn là chủ tâm cốt bộ dáng, bao gồm Trương Huyền cái này xa lạ gương mặt, đều làm hắn ở đối mặt Trương Huyền khi, nội tâm tràn ngập ngạo nghế. Trương Huyền nhún vai, cái gì cũng chưa nói, mục đích của hắn, không ở cùng những người trẻ tuổi này phát sinh tranh chấp, hắn cất bước phải đi, lại bị thanh niên duỗi tay ngăn lại. Tiểu tử, cấp ngọt ngào xin lỗi. Kỳ quái, Trương Huyền lộ ra nghi hoặc bộ dáng, ta vì cái gì phải cho nàng xin lỗi. Vì cái gì, thanh niên hừ lạnh, muốn ở hạ ngọt ngào trước mặt biểu hiện chính mình, liền bởi vì ngươi chọc ngọt ngào không vui, minh bạch sao? Có y tứ, Trương Huyền đánh giá thanh niên, chúng ta ở công ty hợp tác vấn đề thượng có không giống nhau cái nhìn cùng ích lợi phương hướng, đơn giản là không phù hợp nàng suy nghĩ ích lợi, ta liền phải cho nàng xin lỗi, kia muốn hay không ta trực tiếp đem công ty đưa cho nàng a?" Chê cười, thanh niên quát, ngọt ngào trong nhà hạ thị, không biết có bao nhiêu người tìm quan hệ tưởng cầu hợp tác hiện tại có thể cùng hạ thị nói sinh ý, này liền nên là ngươi vinh hạnh, ngươi còn muốn làm đến ngọt ngào không vui. Ta nói cho ngươi, đừng nhìn kia cái gọi là lâm thị hiện tại nổi bật chính thịnh, bọn họ tưởng cùng hạ thị hợp tác, kia đều đến xem hạ thị sắc mặt. Ân, ta minh bạch, trương huyền gật đầu, hạ thị trọng công sao, ở hè oi bức đích xác làm được không tồi, ta tưởng chúng ta lâm thị sẽ suy xét hay không tiếp tục cùng hạ thị hợp tác, đa tạ nhắc nhở. Trương Huyền nói xong, nhếch miệng cười, theo sau phất tay rời đi. Trương Huyền nói, làm này thanh niên bỗng nhiên sửng sốt, bọn họ lâm thị. Có ý tứ gì, đây là cái lâm thị người. Thanh niên cảm giác trong lòng hoảng hốt, liền hỏi hạ ngọt ngào, ngọt ngào, người kia là ai a? À? Đích sắc kiêu ngạo thực. Chính là cái kia lâm thị người phụ trách, hạ ngọt ngào vẻ mặt khó chịu, cũng không có chú ý tới thanh niên đã bắt đầu hoảng loạn biểu tình, kia lâm thanh hạm không ở, lâm thị liền từ hắn phụ trách, người này phá lệ cuồng vọng. Thanh niên sắc mặt nháy mắt biến, chính mình vừa mới trào phúng, là Lâm thị người phụ trách. Vừa mới thanh niên tuy rằng ngoài miệng nói Lâm thị tưởng cùng Hạ thị hợp tác đều đến xem Hạ thị sắc mặt, này kỳ thật bất quá là ở liếm hạ ngọt ngào, thật muốn làm thanh niên nhìn thấy Lâm thị người, tuyệt đối là thí lời nói cũng không dám nói bậy một câu. Thanh niên nhìn Trương Huyền rời đi bóng dáng, ruột đều hối thanh, này Hạ thị thiên kim dám cùng Lâm thị bãi mặt, đó là có tư bản, chính mình nhưng không cái này tư bản nếu bị chính mình lão tử biết chính mình hôm nay liền lâm thị người đều trào phúng, phỏng chừng sẽ cho chính mình chân đánh gãy. hơn nữa người kia nếu là làm lâm thị nhầm vào chính mình nói, chính mình gia nghiệp này nhưng giữ không nổi a. À. càng là có của cải người, càng là sẽ đi sợ hãi một ít đồ vật. thanh niên sợ tới mức bối sống nguội hán, trong đầu đã ảo tưởng vô số bị lâm thị nhầm vào ý tưởng, không nghĩ tới trương huyền căn bản là không đem hắn để ở trong lòng. hiện tại trương huyền suy nghĩ chỉ có về phản tổ minh sự. Nếu cái này nhà thiện tập đoàn có phản tổ minh bối cảnh, kia bọn họ lần này làm cái này từ thiện bán đấu giá là vì cái gì? Nếu chỉ là cùng thường lui tới giống nhau, làm một ít chính thống bán đấu giá, lấy cầu từ phía chính phủ nơi đó bắt được khác di tích khai quật quyền hạn, kia còn hào thuyết, nhưng Trương Huyền hiện tại sợ là sợ, phản tổ minh có cái gì khác cách làm, rốt cuộc, nơi này là Ngân Châu. Mà phản tổ minh cũng rất rõ ràng, chính mình sinh hoạt ở chỗ này. Còn có một chút, toàn mập mạp sở người được khí vị, rốt cuộc là nhân thân thượng, vẫn là vật trên người. Nếu là vật trên người, phản tổ minh vì sao sẽ đem lâu lan truyền thừa tổ địa đồ vật, lấy lại đây đâu? Yến hội trong phòng, vang lên yêu nhã giai điệu. Trương Huyền tìm được rồi chính ghé vào một bên vùi đầu khổ ăn toàn mập mạp. Toàn mập mạp ăn khởi đồ vật tới, chút nào không thèm để ý hình tượng, hắn nói đem ăn trang đến trong túi đều không phải là nói giỡn, này một thân sang quý Âu phục thượng dùng để trang trí ngoại đâu, sinh sôi bị mập mạp xé mở, trang điểm đồ vật đi vào. Trương Huyền thông qua kia ngoại đâu hình dáng tới phân tích, mập mạp trang chính là đùi gà không sai. Toàn len keng nơi địa phương, tập trung không ít mang theo ghét bỏ ánh mắt. Trương Huyền đi qua đi, đối với toàn len keng cái ót chính là một cái tát. Toàn len keng bị người ở sau đầu chụp một cái tát, trước tiên theo bản năng phản ứng, chính là duỗi tay nắm lấy chính mình túi áo, giống như sợ người khác đem hắn trong túi đùi gà cướp đi giống nhau. Đãi mập mạp thấy rõ là trương huyền sau, hậm hực cười, ca là người a. ăn no, trương huyền nhìn thoáng qua trước mặt tiệc đứng đài, nói là bị heo củng quá, cũng có người tin tưởng. toàn len keng gãi gãi đầu, ăn cái lửng dạ. vậy người tiếp tục ăn, ăn xong cho ta nghe nghe, nơi này có hay không các ngươi tổ địa hương vị. trương huyền lời nói vừa mới nói xong, toàn len keng liền mở miệng nói, có a hương vị nhưng dày đặc ta vừa tiến đến đã nghe tới rồi trương huyền ánh mắt dùng mình có thể nói cụ thể phương hướng sao liền ở kia a à, toàn len keng chỉ yến hội thính bên một cái cửa nhỏ khí vị chính là từ kia truyền ra tới tất cả đều là nhà của chúng ta phần mộ tổ tiên hương vị hành người tiếp tục ăn trương huyền nói một tiếng chiều khác phương hướng đi đến toàn mập mạp tâm rất lớn cũng không quản trương huyền muốn đi làm gì một lòng chỉ lo trước mắt mỹ thực Trương Huyền ở yến hội đại sảnh vòng một vòng, cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở toàn mập mạp sở chỉ kia gian cửa phòng thường. Tại đây cửa phòng hai sườn, phân biệt chiếm hữu một người, như là đang xem quản cái gì. Trương Huyền cẩn thận quan sát một chút canh giữ ở này trước cửa phòng hai người, này hai người nhìn như tùy ý đứng ở nơi đó, đôi mắt đánh giá yến hội trong phòng mỹ nữ, nhưng hắn hai thân thể, tất cả đều hơi hơi hướng cửa phòng nơi địa phương nghiêng. Này liền thuyết minh, hai người bọn họ lực chú ý kỳ thật vẫn luôn đều bảo trì tại đây trên cửa lớn, hơn nữa đối phương diện này, phá lệ coi trọng. Trương Huyền phát hiện, hai người kia hô hấp tần suất đều hoàn toàn tương đồng, kia nói cách khác, hai người bọn họ rất có thể tu hành chính là cùng loại công pháp, có thể tiếp xúc đến công pháp người, đối với người thường mà nói, tuyệt đối là cao thủ. Trương Huyền rất kỳ quái, nếu cửa này phóng chính là lâu lan khai quật đồ vật, phản tổ minh đều phải lấy ra tới bán đấu giá, cần gì phải làm đến coi trọng như vậy? lấy hiện tại bên ngoài thượng hình thức mà nói nhạc thiện cùng phía chính phủ có hợp tác phản tổ minh căn bản không cần lo lắng còn lại mới đúng trừ phi là trương huyền đột nhiên nghĩ đến một cái điểm phản tổ minh là muốn lợi dụng lần này từ thiện đấu giá hội đem lâu lan khai quật mũ kiện đồ vật tới rời tay chuyển nhượng cấp đi ra ngoài thứ này không thể giao cho phía chính phủ cũng chỉ có thể trước dùng như vậy hình thức dẫn đầu ra tay cái này là Trương Huyền hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến phản tổ minh sẽ làm như vậy lý do. Trương Huyền quan sát một vòng, ở cái này tư nhân hội sở giữa, cái kia từ người trông coi phòng là hoàn toàn phong bế, trừ phi từ đại môn sông vào đi vào, nếu không lại vô khác khả năng lặng yên không một tiếng động tiến vào phòng giữa, Trương Huyền cũng không có sông vào tính toán. Nếu hiện tại lòng tràn đầy nghi hoặc, kia không bằng đơn giản nhìn xem, phản tổ minh này trong hồ lô, rốt cuộc bán chính là cái gì dược buổi tối yến hội trước sau là tiền diễn, cũng không sẽ liên tục quá dài thời gian. Toàn len canh còn không có hoàn toàn ăn no, toàn bộ yến hội trong phòng âm nhạc thanh liền nhỏ xuống dưới. Đang ở lẫn nhau giao lưu thương nhân nhóm cũng đều ăn ý đình chỉ giao lưu. Toàn bộ yến hội trong phòng, nhất rõ ràng thanh âm, đại khái chính là toàn len keng không ngừng ở kia nuốt đồ ăn. Có nhân viên tạp vụ đem từng chương ghế dựa bãi ở yến hội trong phòng, yến hội thính phía trước nhất, cũng kéo xuống một khối màn sân khấu. Những cái đó bày ra ghế dựa chỗ tựa lưng thượng, dán các xí nghiệp tên, mỗi một cái xí nghiệp đều để lại tam đến năm chương ghế dựa, nhiều người lại bổ, thiếu người triệt rất. Mọi người cũng đều vào giờ phút này sôi nổi tìm viết có chính mình xí nghiệp ghế dựa ngồi xuống. Làm Tây Hạ tỉnh, thậm chí toàn bộ hè oi bức thương nghiệp long đầu, Lâm thị ghế dựa tự nhiên là bãi ở phía trước nhất. Mà hôm nay mới cùng Trương Huyền không đối phó Hạ thị ghế dựa liền ở lâm thị bên cạnh. Này ghế dựa bầy biển, cũng là một loại thân phận tượng trưng. Trương Huyền kéo qua còn ở kia vùi đầu mãnh ăn toàn len keng, ngồi vào ghế dựa thượng. Người từ từ hảo hảo nghe nghe, nhìn xem có hay không ai trên người mang theo nhà ngươi tổ địa hương vị. Ân, toàn len keng người này tuy rằng kỳ ba một chút, nhưng ở chính sự mặt trên, còn tính đáng tin cậy, thấy nói đến nhà mình tổ địa, hắn phá lệ không có nói chính mình còn không có ăn no chuyện này hạ ngọt ngào bãi một khuôn mặt tử, phi thường khó chịu ngồi vào trương huyền bên cạnh ghế dựa thượng. Đãi hạ ngọt ngào ngồi xuống sau, nàng lại xê dịch ghế, ly trương huyền xa một chút. Tại đây ngắn ngủn thời gian nội, toàn bộ yến hội thính ghế dựa, cũng đều ngồi đầy tám phần, còn có một ít trống không chỗ ngồi, cũng đều lục tục bổ túc. Trương huyền nhìn đến, có rất nhiều người đều hướng chính mình đầu tới kỳ hảo tươi cười, chỉ vì chính mình ngồi ghế dựa thượng, viết có lâm thị tập đoàn bốn cái chữ to mà vừa mới tên kia vì cấp hạ ngọt ngào kỳ hảo mà chào phúng trương huyền thanh niên, tắc ngồi ở thứ năm bài ghế dựa thượng này thuyết minh nhà hắn địa vị cùng lâm thị chi gian có bao nhiêu thật lớn thanh niên từ đầu tới đuôi đều đang nhìn trương huyền sở ngồi kia trương ghế dựa, hắn chờ mong trương huyền đột nhiên quay đầu lại có thể nhìn đến chính mình, mà chính mình cũng có thể sấn cơ hội này hướng này kỳ hảo. nhưng làm thanh niên thất vọng chính là từ đầu tới đuôi trương huyền đều không có quay đầu tới. Yến hội thính đèn dần dần tối sầm đi xuống, một đạo đèn tụ quang đánh vào yến hội thính phía trước nhất lễ trên đài, màu đỏ màn sân khấu dâng lên, một người hơn 30 tuổi mỹ diễm nữ nhân, ăn mặc xẻ tà đến đùi sườn xám, hấp dẫn mọi người tầm mắt. Này sườn xám nữ nhân, đó là lần này từ thiện đấu giá hội người chủ trì thêm bán đấu giá viên, ở một bộ thuần thuộc lời dạo đầu lúc sau, đệ nhất kiện thương phẩm, bị người trình đi lên. Các vị đều biết Lâu Lan thần bí, Lâu Lan giữa ẩn chứa quá nhiều không biết bí mật, này một phen đồng kiếm, khai quật với lâu lan địa chỉ cũng ngầm 32 mễ chỗ, đã nghiệm chứng vì cổ lâu lan sản vật, cực có cất chứa giá trị, xét thấy lần này bán đấu giá đoạt được khoản tiền đem toàn bộ dùng cho công ích, cho nên mỗi một kiện chụp phẩm khởi chụp giới, đều là một khối tiền, các vị nhưng tự hành kêu giới. Xuân xám mỹ nữ tiếng nói vừa dứt, ở đây liền có người ra tiếng. 10 vạn. Tuy rằng nói là một khối tiền khởi chụp giới, nhưng ở đây những người này quá ít kim ngạch, bọn họ cũng kêu không ra khẩu. Đương 10 vạn cái này giá cả ra tới sau, cũng không có người cạnh giới. Mỗi người đều rõ ràng lần này đấu giá hội tính chất là cái gì, trừ phi gặp được chính mình đặc biệt thích đồ vật, nếu không, không có người sẽ đi cố tình nâng giới. Rốt cuộc hôm nay trình diện người, có thể nói người người đều phải tất mua một kiện đồ vật trở về, hiện tại nâng giới, đó chính là kết thù tới. Cứ như vậy, đệ nhất kiện chụp phẩm, lấy 10 vạn giá cả, bị người chụp đi. Trương Huyền nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình bên cạnh toàn len keng, nhỏ giọng hỏi: Đây là các người tổ địa đồ vật sao? Không phải. Toàn len ken đầu dùng sức phe phẩy, bất quá hẳn là cùng ta tổ tông đồ vật đặt ở cùng nhau thời gian dài, mặt trên dính chút hương vị, nhưng không phải ta tổ tông đồ vật. Nếu phát hiện có các người tổ địa đồ vật, lập tức nói cho ta. Hảo, bán đấu giá còn tại tiếp tục. Đối với này đó trục phẩm, Trương Huyền cũng không có quá lớn hứng thú. Hắn cũng không có kêu giới ý tứ, ở hôm nay, mỗi người chỉ biết mang đi một kiện chụp phẩm, Trương Huyền còn cần dùng cơ hội này, tới nghiệm chứng một chút chính mình trong lòng ý tưởng. Ngồi ở Trương Huyền bên cạnh hạ ngọt ngào, cũng vẫn luôn không có kêu giới, nàng ánh mắt thường thường sẽ chiều Trương Huyền sở ngồi phương hướng liếc thượng như vậy một chút, ánh mắt giữa mang theo hận sắc, không biết suy nghĩ cái gì. Đêm nay chuẩn bị chụp phẩm rất nhiều, đường đánh ra thứ 12 kiện chụp phẩm sau, một cái thạch chất mâm tròn xuất hiện ở trương huyền tầm mắt giữa. Này mâm tròn bị lấy ra nháy mắt, toàn len keng đồng tử co rụt lại, vội vàng nói, ca, đây là ta tổ tông đồ vật. Toàn len keng lời này vừa mới lạc, trương huyền liền dơ lên tay, 100 vạn. Lâm thị, trực tiếp kêu giới 100 vạn. Đối với lâm thị như vậy cách làm, cũng không có người cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc lấy lâm thị hiện tại nội tình tới nói, 100 vạn cái này giá cả, hợp tình hợp lý, kêu thiếu, thực xin lỗi lâm thị hè oi bức thương nghiệp long đầu cái này xưng hô, kêu nhiều, lại sẽ làm ở đây còn lại xí nghiệp khó làm. Trương Huyền kêu ra giá cách sau, nguyên bản mấy cái chuẩn bị kêu giới xí nghiệp, đều lắc lắc đầu, không có lên tiếng nữa, không ai sẽ đi cùng lâm thị nâng giới. Đang lúc mọi người cho rằng thứ này sắp sửa bị lâm thị chụp đi rồi, một đạo thanh âm đột một vang lên. 200 vạn, trương 1221 người trẻ tuổi cũng muốn ăn mệt chút. Thanh âm này vừa ra, mọi người trong lòng đều là cả kinh, cùng lâm thị nâng giới, này không phải kết thù sao. Mọi người cơ hồ đồng thời đem ánh mắt chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Hô lên 200 vạn người này, là ngồi ở cuối cùng một loạt. Trương Huyền khóe miệng treo lên một mặt mỉm cười, hắn vừa mới sở dĩ cái thứ nhất hô lên giới, chính là muốn nhìn, có hay không người sẽ cùng hắn tiếp, quả nhiên, có người tục trục, Trương Huyền này cũng chứng thực chính mình suy đoán. Phản tổ minh tại đây làm cái này từ thiện đấu giá hội, mục đích là muốn đem nào đó đổ vật nhanh chóng rời đi đi ra ngoài. Hơn nữa, bọn họ khẳng định cũng đã chịu phương diện nào đó áp bách, thời gian phi thường khẩn cấp, bằng không, cũng tuyệt đối sẽ không tuyển ở Ngân Châu cái này địa phương, bọn họ rất rõ ràng, chính mình liền ở Ngân Châu. 300 vạn, Trương Huyền bất động thanh sắc, tiếp tục kêu giới. 400 vạn, cuối cùng một loạt kêu giới thanh lại vang lên. Ở đây người đều giống xem ngốc tử giống nhau nhìn cuối cùng một loạt kêu giới người, đây là một người thanh niên, nhìn qua cũng liền 20 suốt đầu bộ dáng, ăn mặc cũng không tính quý báu. Trương Huyền dựa vào ghế dựa thượng, vươn một ngón tay, một ngàn vạn. Dù sao Trương Huyền đã cùng phản tổ minh xé rách ra mặt, phản tổ minh muốn làm sự, hắn khẳng định sẽ ra tay ngăn trở, đến nỗi tiền, không phải Trương Huyền suy xét vấn đề, huống hồ, hôm nay bán đấu giá tới tiền, cũng tất cả đều là quyên cấp viện phúc lợi, Ngồi ở hàng phía sau kêu giới tên kia thanh niên sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đích xác biết, kia địa ngục quân vương liền ở Ngân Châu, cũng tại đây yến hội trong phòng, nhìn thấy địa ngục quân vương thân ảnh, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, này địa ngục quân vương đôi mắt, lại là như vậy tiêm. Phản tổ minh lúc này đây, chuyên môn đem bọn họ muốn đổ vật, đặt ở trung gian bán đấu giá, nhưng như cũng bị trương huyền liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Tuy ý phản tổ minh như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, ở trương huyền bên người, chính là ngồi một người thể radar. Hai ngàn vạn, thanh niên cắn răng hô lên cái này giá cả, hắn không lo lắng tiền vấn đề, phản tổ minh cũng sẽ không thiếu tiền, hắn hiện tại phiền, là mục đích bị người phát hiện. Năm ngàn vạn, Trương Huyền lại lần nữa nói ra một con số. Sáu nghìn vạn, thanh niên lại lần nữa kêu giới. Trương Huyền ha hả cười, tám nghìn vạn. Ngồi ở hàng phía sau thanh niên nắm tay nắm chặt, hắn há mồm, vừa mới chuẩn bị nâng giới. Ngồi ở bên cạnh hắn một người đột nhiên đá hạ duỗi chân, thanh niên đã mở ra miệng, bởi vì bên cạnh người này một động tác, lập tức nhắm lại. Không cần hô, thanh niên bên cạnh người ra tiếng, Trương Huyền đã biết đây là chúng ta muốn đổ vật, mặc kệ như thế nào kêu, hắn đều sẽ kiên trì đi xuống, đi thôi, chuẩn bị một chút, này thiên hạ đổ vật, lại không phải cần thiết phải bỏ tiền mua. Thanh niên lộ ra một bộ hổ thẹn chi sắc, theo sau oán hận chừng mắt nhìn mắt Trương Huyền, xoay người rời đi. Nhìn đến thanh niên đứng dậy, mọi người đều không cấm lắc lắc đầu, bọn họ không nghĩ ra, nhà này xí nghiệp làm gì như vậy chết cân não, đi theo lâm thị phân cao thấp. Trương Huyền trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, hắn đồng dạng đứng dậy, chuẩn bị đi tiếp nhận cái kia mâm tròn, Trương Huyền không yên tâm thứ này bị đưa tới hậu trường, nếu không tái xuất hiện ở chính mình trước mắt, tất nhiên không phải cái này. Trương Huyền vừa mới đứng dậy, lại là một đạo kêu giới tiếng vang lên. Một triệu, này một tiếng âm, từ đấu giá hội hàng phía trước truyền ra, khiến cho một mảnh ổ lên thanh. Hạ ngọt ngào ngồi ở chính mình vị trí thượng, nàng nhìn đến trương huyền kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng, nàng trong lòng liền một bụng khí, hôm nay giữa trưa, người này cũng là như vậy một bộ biểu tình. Nguyên bản đã chuẩn bị đi tiếp đồ vật trương huyền, nghe thấy thanh âm, đột nhiên sửng sốt, theo sau khóe miệng lộ ra một bộ nghiền ngẫm tươi cười, tiểu cô nương, có chút đồ vật, không phải ngươi có thể lấy, ta cho ngươi một cái cơ hội từ bỏ. Trương Huyền nói xong, hướng lễ trên đài phất phất tay. Một trăm triệu nhỉ? Trương Huyền lại lần nữa kêu giới, là chờ hạ ngọt ngào từ bỏ. Bất quá, hạ ngọt ngào nếu có thể cùng Trương Huyền sạc ra một trăm triệu giá cả, lại như thế nào sẽ bởi vì này hai ngàn vạn mà từ bỏ đâu. Hạ ngọt ngào cắn ngân nha, một trăm triệu tam. Nha nha nha, hiện tại người trẻ tuổi A, thật là hành động theo cảm tình, 100 triệu tam, có thể mua nhiều ít bao hảo yên a. À. Một đảo ăn mặc tao hồng nhạt bờ cát quần, dẫm lên dép lào thân ảnh xuất hiện ở trương huyền trước mắt, đối phương trong miệng ngậm một cây thuốc lá, bất quá cũng không có bậc lửa, vẻ mặt đáng tiếc đặt ở trong miệng tạp đi. Như vậy long trọng trường hợp, người liền xuyên này thân. Trương huyền nhìn thoáng qua người tới. Triệu cực ha ha cười, từ từ đánh lên tới, tây trang dày ra nhưng không có phương tiện, này một thân tiện nghi, đánh hỏng rồi cũng không đau lòng. Triệu cực một câu vui đùa lời nói, cũng là mặt bên nói cho Trương Huyền, từ từ thế cục, nhìn dáng vẻ, phản tổ minh đối kia kiện đồ vật, là nhất định phải được. Đi thôi, người không thích hợp nơi này. Triệu cực hướng Trương Huyền đưa mắt ra hiệu, đến nỗi người trẻ tuổi xúc động, cũng nên học được mua điểm giáo huấn, chúng ta còn có khác sự phải làm. Hành đi, Trương Huyền chưa nói cái gì, nhìn mắt hạ ngọt ngào, hắn cùng nữ nhân này không thân chẳng quen, đã giúp quá nàng một lần, nàng còn như vậy không biết tốt xấu, Trương Huyền cũng không nghĩa vụ lại giúp nàng lần thứ hai. Trương Huyền hướng toàn len keng nói một tiếng tại đây đãi hảo sau, đứng dậy chiều yến hội thính ngoại đi đến. Hạ ngọt ngào thấy Trương Huyền từ bỏ, trên mặt lộ ra một bộ đắc ý tươi cười. Trương Huyền đi theo triệu cực đi ra yến hội thính. Như thế nào, gần nhất phản tổ minh động tác càng ngày càng sinh động. Trương Huyền hỏi một tiếng. Ai nói không phải đâu. Triệu cực lộ ra một bộ cười khổ, đem yên bậc lửa, dùng sức hít sâu một ngụm sau, lộ ra một bộ thỏa mãn biểu tình, lâu lan cái kia mập mạp cùng ngươi ở một khối, ngươi đã biết lâu lan tổ địa bị phong sự đi. Trương Huyền gật gật đầu, biết là biết, bất quá không phải kia mập mạp nói cho ta. Triệu cực nhìn thoáng qua Trương Huyền, mở miệng nói, lấy ngươi hiện tại thân phận, khẳng định sẽ có người tìm tới ngươi, mặc kệ ai nói cho ngươi, này không sao cả, quan trọng là, kia kiện đồ vật, cũng thuộc về môi giới một loại, kia ngoạn ý, phản tổ minh trí tại tất đắc ta rất kỳ quái trương huyền nghi hoặc nhìn triệu cực theo lý mà nói nhạc thiện tập đoàn sau lưng là phản tổ minh chuyện này hẳn là trốn bất quá các ngươi cử cục đôi mắt đi sự tình đã đến này phân thượng có chút đồ vật nên xé rách là có thể xé rách còn giữ làm gì triệu cực ngượng ngùng cười cười kỳ thật a à, nói ra thật xấu hổ ta cũng là gần nhất mới biết được này nhạc thiện cùng phản tổ minh có quan hệ trương huyền trong lòng giật mình ý của ngươi là Triều cực gật gật đầu, bọn họ bố cục thời gian quá dài, cửu cục bên trong đã bị thẩm thấu, kỳ thật đừng nói cửu cục, chính là thị tộc, thần thánh thiên quốc, cùng với thần ẩn hội loại này tổ chức, bên trong đều có phản tổ minh người. Phản tổ minh, rốt cuộc là cái như thế nào tổ chức, Trương Huyền khó hiểu, chỉ là vì bọn họ cái gọi là tạo thần kế hoạch. Cũng không phải, Triều cực lắc đầu, phản tổ minh cụ thể là cái như thế nào tồn tại, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định chính là, cái này tổ chức, sau so người ta tưởng tượng, đều phải cường đại, nội tình cũng đủ thâm hậu. Yến hội trong phòng đấu giá hội còn ở tiếp tục. Vừa mới sự tình, chỉ bị Yến hội trong phòng người coi như là nào đó lăng đầu thanh muốn cùng Lâm Thị đối nghịch, bọn họ sẽ không nghĩ đến, đây là mấy cái thế giới đỉnh cấp thế lực chi gian đánh giá. Triệu cực ngồi ở Yến hội thính ngoại tiếp khách trên sofa, treo một cây thuốc lá, không ngừng hít mây nhả khói, kia nhàn nhã bộ dáng, liền cùng ra tới nghỉ phép giống nhau ta nói, trương huyền ngồi ở triệu cực đối diện, nhìn triệu cực kia vẻ mặt thỏa mãn, nhịn không được phun tào nói, người chiều này yên, là từ lão bà của ta khách sạn lấy đi. người người thanh niên này tư tưởng giác ngộ như thế nào như vậy thấp. triệu cực lập tức phản quát lớn một tiếng, chúng ta hiện tại nói chính là đại sự, người lực chú ý như thế nào, liền tập trung ở một ít về tiền tài vấn đề mặt trên đâu. làm tiền bối, ta cần phải phê bình ngươi a. trương huyền mắt trợn trắng cùng toàn len keng tiếp xúc như vậy ngắn ngủn thời gian, đã làm Trương Huyền làm lơ đại bộ phận vô sỉ, triệu cực này, căn bản là không tính cái gì. Trương Huyền ra tiếng hỏi, người hôm nay tính toán làm sao bây giờ? Trực tiếp tại đây nội thành liền động thủ. Kia không thể, triệu cực vội vàng lắc đầu, ta cử cục tồn tại mục đích là cái gì? Còn không phải là vì giữ gìn xã hội ổn định sao, tại đây nội thành khẳng định là không thể động thủ, phản tổ minh cũng sẽ không, bọn họ liền tính lại điên cuồng, cũng sẽ không làm trò người thường mặt ra tay, kế tiếp chúng ta muốn dựa vào, chính là người thường đỉnh núi lực lượng, người từ từ chú ý khống chế một chút. Người thường đỉnh núi lực lượng, Trương Huyền đối cái này tìm từ hơi chút sửng sốt, theo sau hiểu rõ, ý của ngươi là, không cần khí. Đúng vậy, triệu cực rỗi một cái lười eo, ngựa khí dưới đỉnh núi chiến lực, ta tưởng cái này từ ngữ, ngươi hẳn là sẽ không cảm thấy xa lạ, đi thôi, này đấu giá hội cũng nên kết thúc. Đi hậu trường sao, Trương Huyền ra tiếng, ở hắn nghĩ đến, này phản tổ minh người, tất nhiên sẽ đem trục phẩm ở hậu đài đánh cháo. Triệu cực lắc lắc đầu, cùng ngươi không đối phó cái kia nữ oa, à, đương trường lấy qua trục phẩm, lúc này đây, chỉ sợ người ta, còn phải đảm nhiệm một chút bảo tiêu nhân vật A, à, nhìn dáng vẻ, này người trẻ tuổi lần này đã chịu nhưng không riêng gì giáo huấn, còn sẽ có kinh hách A, à, ha ha. Trương Huyền nhún vai, mỗi người lộ là chính mình tuyển, không có biện pháp. Triệu Cực đột nhiên dùng một loại nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền, ta rất tò mò, người trước kia là như thế nào? Đình, Trương Huyền hướng Triệu Cực làm một cái đình chỉ thủ thế, ta biết người điều tra quá ta trước kia sự, những cái đó sự cũng trốn bất quá các người cử cục đôi mắt, nhưng người không cần hỏi ta, ta sẽ không nói. Ha ha, người kia đoạn thời gian trải qua, đối chúng ta cử cục tới nói, chính là một cái mê a. À. Triệu Cực nheo lại hai mắt, kỳ thật rất nhiều người đều muốn biết. Người ở mai táng lục tiên lúc sau kia ba tháng, rốt cuộc đi nơi nào. Trương Huyền ngậm miệng không nói. Triệu cực thấy Trương Huyền dáng vẻ này, cũng không hề hỏi nhiều, hắn nên điểm, đã điểm tới rồi. Đi đi đi, Triệu cực đột nhiên lại khôi phục kia một bộ cợt nhà bộ dáng, nên đánh nhau, đi mau. Triệu cực giọng nói vừa mới lạc, liền nghe Yến hội trong phòng, vang lên một trận nùng liệt vỗ tay, kế tiếp là một đống cảm tạ lời chúc, này cũng đã nói lên, này đấu giá hội, kết thúc. Thực mau, yến hội thính đại môn mở ra, các đại thương nhân từ bên trong cánh cửa đi ra. Trương Huyền cùng triệu cực ánh mắt, thực tự nhiên lược quá này đó thương nhân, tập trung đến hạ ngọt ngào trên người. Hạ ngọt ngào trong tay phủng một cái tinh xảo hộp quà, kia hộp quà giữa, thình linh liền phóng lúc này đây phản tổ minh mục tiêu, lâu lan khai quật đệ tam khối môi giới. Có thể mở ra lâu lan truyền thừa đồ vật. Triệu cực hít mắt nói, chúng ta phát hiện nhạc thiện cùng phản tổ minh có quan hệ sau, lập tức làm phía chính phủ cấp nhạc thiện tạo áp lực, yêu cầu nhạc thiện đem lần này ở lâu lan được đến văn vật toàn bộ quyên tặng, cho nên bọn họ liền làm như vậy vừa ra, người tồn tại, cũng coi như là cho chúng ta kéo dài thời gian, bằng không bọn họ chỉ sợ, đã mang theo đồ vật đi rồi. Hạ ngọt ngào phủng hộp quà đi ra yến hội thính, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở yến hội thính ngoại trương huyền. Hạ ngọt ngào thấy này họ trương đôi mắt vẫn luôn đều ở chính mình trong tay hộp quà thượng nhìn chằm chằm, trên mặt lộ ra một bộ đắc ý bộ dáng, đồng thời còn dơ dơ lên chính mình trong tay hộp quà, diễu võ dương oai. Triệu cực lắc lắc đầu, hướng Trương Huyền thấp giọng nói, người trước kia nếu là giống nàng giống nhau cách làm, chỉ sợ đã sớm đã chết vô số lần đi. Ha ha, Trương Huyền cười khẽ hai tiếng, suốt cuộc ta đối mặt địch nhân, sẽ không đối ta có cái gì nhân từ cùng nhường nhịn. Ai, Triệu cực thở dài một hơi, thật hâm mộ này đó con nhà giàu nữ a. À sinh ra liền có được rất nhiều người đời này đều khả năng không chiếm được đồ vật không giống chúng ta còn phải chính mình nỗ lực trương huyền rất là ngoài ý muốn nhìn triệu cực liếc mắt một cái người hôm nay này bực tức còn rất nhiều ha ha triệu cực cười lớn một tiếng ta này bất quá là vì thay đổi tâm cảnh mà thôi đi thôi cùng này người trẻ tuổi tán gẫu một chút triệu cực hít sâu một hơi theo sau vẻ mặt chính xác triều hạ ngọt ngào đi đến đương đi đến hạ ngọt ngào trước mặt khi Triệu Cực ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm trước mặt nữ hài, đột nhiên nhếch miệng cười, "Hải, mỹ nữ, ngươi." Lan, hạ ngọt ngào mí mắt cũng chưa nâng một chút, phun ra này một chữ, theo sau lướt qua lăng tại chỗ Triệu Cực, chiều này hội sở xuất khẩu đi đến. Triệu Cực sinh sôi tại chỗ sừng suốt vài giây. Ta cảm thấy nàng làm không sai. Trương Huyền tiếng cười vang lên, "Ngươi vừa mới bộ dáng, toàn toàn khí, phá lệ đáng khinh." Toàn toàn khí triệu cực bởi vì cái này tân danh từ sinh ra nghi hoặc trương huyền nhìn thoáng qua mọi người đã tản mất nhưng như cũ ở yến hội thính ăn uống thỏa thích còn không quên trang đâu toàn len ken trương huyền vỗ vỗ triệu cực bả vai không có việc gì đi thôi ta tổng cảm thấy ngươi đang mắng ta triệu cực sâu kín nhìn trương huyền liếc mắt một cái hai người đi ra hội sở sau hiện giờ sắc trời đã tối sầm đi xuống lập tức có một người thường phục cửu cục thành viên đi tới hướng triệu cực hội báo, người đã ngồi xe đi rồi, an bài người đi theo, hiện tại muốn lập tức đuổi theo đi sao. Không vội, triệu cực nhàn nhã điểm một cây thuốc lá, dù sao nên sốt ruột, là phản tổ minh, lại không phải chúng ta, khiến cho phản tổ minh người trước đuổi theo đi, chúng ta theo ở phía sau liền hảo. Triệu cực nói xong lúc sau, an tâm đứng ở một bên, hút thuốc, một chút cũng không có sốt ruột ý tứ. Ước chừng qua mười mấy phút, Triệu cực phung tay lên, một chiếc bình thường Honda Accord ngừng ở hội sở trước cửa. Đi thôi, triệu cực hướng Trương Huyền cười, hiện tại đã phát hiện phản tổ minh năm nhóm người, nhớ kỹ, từ từ, nhưng ngàn vạn muốn khống chế được chính mình Nga. Ngân châu tuyến đường chính thượng, một chiếc chạy băng băng xe thương vụ chung. Hạ ngọt ngào nhìn đặt ở ghế dựa bên hộp gỗ, trong lòng có một loại hả giận cảm giác, đang lúc hạ ngọt ngào còn ở hưởng thụ loại cảm giác này khi, một trận mãnh liệt va chạm cảm, làm nàng thân thể bỗng nhiên trước huynh đi ra ngoài. Lão bà sắp sinh, bệnh viện bồi hộ chung, các vị thứ lỗi. Mãnh liệt va chạm cảm từ ngoài xe đánh úp lại. Nếu không có hạ ngọt ngào hệ hảo đai an toàn, quang lần này, chỉ sợ cũng làm nàng trọng thương, chỉ là kia đai an toàn lạc trên người nàng sinh đau, tuôn ra túi hơi đem nàng đâm cho một trận choáng váng. Hạ ngọt ngào lấy lại bình tĩnh, dương mắt vừa thấy, mới phát hiện, này xe lại là đụng vào một chiếc xe tải trên thân xe như vậy một màn làm hạ ngọt ngào sợ tới mức bảy hồn ném tam phách này cũng liền hôm nay ngồi xe thương vụ nếu ngồi chính là bình thường xe hơi như vậy một chút khả năng muốn chui vào xe lớn phía dưới đi như vậy đã có thể không vô cùng đơn giản là túi hơi văng ra sao lại thế này không ngủ được chứ ngươi hạ ngọt ngào quát trong giọng nói tràn ngập trách cứ đã chịu va chạm nhất mãnh liệt tài xế nói chuyện đều không nhanh nhẹn không phải, là bọn họ. Không thể không nói, siêu xe an toàn tính đích xác cao hơn bình thường chiếc xe, phòng đâm thiết kế cũng càng thêm hảo, mãnh liệt như vậy va chạm hạ, tài xế thế nhưng còn không có hôn mê. Đương nhiên, này cũng cùng tự thân tố chất có nhất định quan hệ, có thể làm hạ ngọt ngào tài xế, kia tất nhiên đều là trải qua huấn luyện. Nếu đổi một cái tài xế, chỉ sợ cũng không phải đụng vào xe tải trên người, mà là phải bị xe tải đưa bọn họ đâm cho dập nát, rốt cuộc, này cũng không phải là một hồi ngoài ý muốn. Được rồi, hạ ngọt ngào không kiên nhẫn chừng mắt nhìn tài xế liếc mắt một cái, theo sau kéo ra bên cạnh cửa xe, đi rồi xuống xe, dùng sức hít sâu một ngụm mới mẻ không khí. Hướng xe đầu chỗ nhìn lại, toàn bộ xe đầu xà ngang đều đã hoàn toàn đâm chặt đứt. Số lượng màu đen vô bài thương vụ, đột nhiên ngừng ở hạ ngọt ngào bên cạnh, mãnh vừa thấy là đem hạ ngọt ngào sở ngồi này chiếc chạy băng băng thương vụ hoàn toàn vây quanh lên, trở thành một vòng tròn. Xe thương vụ muôn kể hết mở ra, một đạo lại một đạo thân ảnh đi xuống xe thương vụ, toàn nhìn chằm chằm hạ ngọt ngào, chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm hạ ngọt ngào phía sau kia chiếc xe thương vụ, ở bên trong xe có bọn họ lần này nhất định phải được đồ vật. Một chiếc màu trắng xe thể thao phát ra một trận tiếng gầm rú, sử nhập cái này trong vòng. Xe thể thao cửa xe mở ra, một người thân xuyên màu trắng lễ phục xoái khí thanh niên từ xe thể thao thượng đi xuống, thanh niên nhìn hạ ngọt ngào, theo sau giống như biến ma thuật giống nhau, thủ đoạn một phen, một đóa tươi đẹp hoa hồng xuất hiện ở thanh niên trong tay. Thanh niên hướng hạ ngọt ngào lộ ra một cái soái khí tươi cười, theo sau khom lưng, làm một cái yêu nhã thân sĩ lễ nghi, mỹ lệ nữ sĩ, nhìn dáng vẻ ngươi là gặp được phiền toái, dùng không cần ta trước đưa ngươi rời đi đâu. Hạ ngọt ngào nhìn tên này soái khí thanh niên. Đương soái khí thanh niên nâng lên thân nhìn về phía hạ ngọt ngào khi hạ ngọt ngào trên mặt lộ ra một mặt châm chọc tươi cười, cười không thể không nói ngươi loại này truy nữ hải phương thức đích xác không thế nào nhập lưu đúng không thanh niên đột nhiên buông tay trong tay hoa hồng rơi xuống trên mặt đất thanh niên lắc lắc đầu nữ sĩ ta cũng có đồng dạng lời nói muốn nói cho ngươi nga hạ ngọt ngào sắc mặt cao ngạo nói đến nghe một chút thanh niên khóe miệng lộ ra mỉm cười về phía trước đi rồi vài bước đường đi đến ly hạ ngọt ngào không đến một mét khoảng cách khi, thanh niên lắc lắc đầu, không thể không nói, người tự mình cảm giác, còn là phi thường tốt đẹp. Thanh niên tiếng nói vừa dứt đột nhiên phản trừ một cái tát. Bang! Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, lại xem, hạ ngọt ngào kia kiều nộn trên mặt, xuất hiện một đạo rõ ràng bàn tay ấn, này một cái tát, cũng đem hạ ngọt ngào hôm nay chuyên môn đi tinh xảo xử lý quá tóc đẹp chiều tán loạn mở ra thanh niên trên mặt như cũ là kia xoái khí tươi cười. Hạ ngọt ngào tại đây một cái tắt hạ, còn ở phát ngốc, nàng căn bản không nghĩ tới, đối phương thế nhưng sẽ ra tay đánh chính mình. Hắn dám đánh chính mình, hắn dựa vào cái gì, hắn có biết hay không chính mình là ai, hắn có biết hay không, từ nhỏ đến lớn, không ai dám hướng chính mình động thủ. Trong nháy mắt này, vô số nghi hoặc sông lên hạ ngọt ngào trong óc, nơi này có ủy khuất, cũng có phẫn nộ này đại khái là hạ ngọt ngào từ nhỏ đến lớn, bị người chiều bàn tay. Hạ ngọt ngào hốc mắt nháy mắt trở nên đỏ bừng, có thể nhìn đến, có nước mắt ở nàng hốc mắt giữa không ngừng đảo quanh. soái khí thanh niên xem đều không có lại xem hạ ngọt ngào liếc mắt một cái, hắn nâng lên tay vẫy vẫy, đem nàng cho ta mang đi, cầm đồ vật chạy lấy người. Những cái đó từ xe thương vụ trên dưới tới người, lập tức vọt lại đây. Đang ở hạ ngọt ngào tính toán phát hỏa khi, một người trực tiếp nhéo hạ ngọt ngào đầu tóc, đem hạ ngọt ngào lôi kéo đến một bên đi. Hạ ngọt ngào bổn muốn xuất khẩu phát hỏa nói, nháy mắt nuốt tiến trong bụng, dư lại chỉ có sợ hãi. Soái khí thanh niên nhìn mắt bị hạ ngọt ngào đóng lại xe thương vụ môn, dùng sức lôi kéo, này chất lượng cực hảo cửa xe, ở thanh niên này lôi kéo hạ, phát ra oanh một thanh âm vang lên, nháy mắt biến hình. Kéo ra cửa xe nháy mắt, thanh niên liền nhìn đến đặt ở trên ghế sau hộp quà, nơi đó mặt trang đồ vật chính là chính mình lần này mục tiêu thanh niên trong mắt lè ra một tia hàn mang tới lấy thượng đồ vật rời đi nói xong thanh niên liền xoay người có người lập tức chui vào bên trong xe đi lấy đồ vật đương thanh niên đi đến chính mình xe thể thao bên vừa mới kéo ra cửa xe khi liền nghe một đạo thanh âm vang lên vì phòng ngừa thế giới bị phá hư vì giữ gìn thế giới hòa bình quán triệt ái cùng chân thật tà ác một đạo mang màu hồng phấn khẩu trang ăn mặc tao cắt bột than quần, một cái bạch ngực, dẫm lên một đôi dép lào thân ảnh, không biết khi nào đứng ở kia chiếc bị đâm cháy xe thương vụ trên đỉnh. Nhất tao chính là, người này đem khẩu trang khai cái cái miệng nhỏ, một cây thuốc lá xuyên thấu qua này nói cái miệng nhỏ bị hắn ngậm ở trong miệng, theo thuốc lá trước hỏa tinh một minh một ám, có thể rõ ràng nhìn đến, có rất nhiều xương khói đều bị che ở khẩu trang bên trong, tìm khe hở một chút hướng ra toàn. Đứng ở này đạo thân ảnh bên cạnh Trương Huyền, đồng dạng mang theo vừa mở miệng cháo, hắn nhướng mày, ta nói, vừa mới chúng ta không phải nói tốt không cần cái này lời kịch sao. Ngươi dựa vào cái gì tự chủ trương, không nói nói tốt dùng chính phái nhân vật lên sân khấu từ sao. Mang tao phấn khẩu trang triệu cực cười hắc hắc, xin lỗi a, à, không nhịn xuống, kia đổi chúng ta vừa rồi nói tốt. Nói đến này, triệu cực đột nhiên nhéo một cái tay hoa lan, theo sau hắn kia dẫm lên dép lào mũi chân nhón, tại chỗ dạo qua một vòng sau, cánh tay hoảng hốt, chỉ hướng xoái khí thanh niên, ta muốn, đại biểu ánh trăng, tiêu diệt ngươi. Một trận gió nhẹ phất quá, triệu cực nồng đậm lông chân tại đây trong gió không ngừng biến ảo tạo hình. Ha ha, xoái khí thanh niên phát ra một tiếng cười khẽ, vị này cửu cục nhất ca, còn có quang minh đảo quân vương đại nhân, thật đúng là có nhã hứng đâu, hai vị như vậy thích nhân vật sắm vai sao. Ta dừa, triệu cực một phen kéo xuống trên mặt phấn hồng khẩu trang, vẻ mặt giật mình nhìn bên cạnh Trương Huyền, không thể nào. Hai ta ngụy trang thành như vậy hắn cũng có thể nhận ra tới. Đây là cái cao thủ. Ân, Trương Huyền thần sắc trịnh trọng gật gật đầu, tuyệt đối là cao thủ. soái khí thanh niên nhìn đứng ở trên nóc xe, giống như biểu diễn tình cảnh kịch giống nhau hai người, mày nhân lại, hai vị, hai người hình như là tại đây, lấy ta trêu đùa đâu. Trương Huyền hít sâu một hơi, ra tiếng nói, người tốt xấu cũng là cái cao thủ, có thể hay không tự tin một chút, đem giống như hai chữ xóa. Đúng vậy, triệu cực cười hắc hắc, đôi ta chính là ở bắt ngươi trêu đùa a. À. Thanh niên thấy Trương Huyền cùng triệu cực hai người một chút đều không thèm để ý nói là lấy chính mình trêu đùa, sắc mặt tức khắc khó coi vài phần. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, hai vị, các ngươi hay không đã cảm thấy nắm chắc thắng lợi. Di, triệu cực vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi hay không cảm thấy, đôi ta, còn không đối phó được các người phản tổ minh này đó a à miêu a à cầu. Thanh niên khẽ lắc đầu, nếu là ở địa phương khác, ta thấy đến các ngươi hai vị, nhất định quay đầu liền đi, nhưng cố tình, đây là ở khu náo nhiệt chung, hay là hai vị còn tính toán dùng khí tới đối phó ta không thành. Ngươi nhìn nhìn ngươi lời này nói, ngươi này người trẻ tuổi, thật con mẹ nó ngạo khí. Triệu cực một bộ gian dày hậu bối ngữ khí, chẳng lẽ muốn giáo huấn ngươi loại này nhân vật, còn cần thiết đến ngữ khí không thành sao. Thanh niên gật đầu, nếu nói ngự khí, ta tự nhận không bằng hai vị, nhưng ngự khí dưới, ha ha, hai vị bất quá cùng ta là đồng dạng chiến lực mà thôi, lấy hai vị thủ đoạn, thật đúng là không thể lấy ta thế nào. Thanh niên nói, giống như mãnh thú giống nhau, phục phục trên mặt đất, hắn ánh mắt nháy mắt trở nên giống như mãnh thú giống nhau, như đối đãi con mồi giống nhau nhìn đứng ở trên nóc xe trương huyền cùng triệu cực, theo sau bỗng nhiên nhe răng, phát ra một tiếng thú giống. Ta rửa triệu cực trực tiếp khoa tay múa chân một ngón giữa ra tới, các người phản tổ minh đây là gian lận A. Thanh niên quỳ dạp trên mặt đất, có thể nhìn đến, hắn hiện tại nói chuyện, đều có chút mồm miệng không rõ, hiệp ước thượng Quy, định, không cho phép ở, ở người thường trước mặt ngự khí, nhưng cũng không có nói, không thể vận dụng sinh vật. Kỹ thuật, hai vị, cảm thụ hạ ta phản tổ minh giống. Nghiên cứu, thành quả đi. Thanh niên thanh âm trở nên khàn khàn, nói chuyện thời điểm, nhịn không được phát ra một tiếng thú giống. Ngay sau đó, thanh niên tại chỗ một cái bạo thoán, trực tiếp xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt, hắn bàn tay thượng không biết khi nào mọc ra lợi chảo, một chảo chiều Trương Huyền trên người huy đi. Thiết, đứng ở Trương Huyền bên cạnh triệu cực phát ra khinh thường thanh âm, từ giữa đường chặn lại hạ thanh niên múa may lợi chảo, theo sau phản ra một chân, trực tiếp đem thanh niên đặng bay ra đi. Thanh niên rơi trên mặt đất, quay cuồng vài vòng, lại lần nữa phát ra một đạo tiếng hô cái gì rách nát sinh vật kỹ thuật triệu cực bĩu môi liền ngươi như vậy lão tử có thể đánh năm cái khạc khạc thú hóa sau thanh niên thanh âm đã bắt đầu trở nên quỷ dị lên người có thể đánh năm cái nhưng không đủ a à. đều cho ta động thủ giống lại thanh niên lại một tiếng tràn ngập phẫn nộ thú giống hạ những cái đó chưa từng bài minibus trên dưới tới người tất cả đều giống như ở đáp lại hắn giống nhau toàn phát ra tiếng hô sau đó một đám, cũng đều giống như thanh niên vừa rồi giống nhau, tại chỗ phủ phục trên mặt đất, một đám bắt đầu thú hóa lên, tuy rằng không phải cái loại này đỉnh cấp thú hóa, nhưng mỗi người trên người, cũng đều bắt đầu xuất hiện một loại dã thú đặc thù, loại này đặc thù, có thể đại biên độ tăng cường bọn họ thân thể cơ năng. Do đó có được hoàn toàn siêu việt người thường năng lực, nhưng lại sẽ không vượt tuyến đến ngự khí trình tự. Triệu cực nhìn một màn này, bất mãn mắng một tiếng, cay rát ra, này đó hóa rõ ràng là ở chơi xấu A. Trương huyền hướng triệu cực duỗi tay, lấy đến đây đi. Triệu cực sửng sốt, lấy cái gì? Đương nhiên là vũ khí A. Trương huyền vẻ mặt xem ngu ngốc bộ dáng nhìn triệu cực, hơn 20 cá nhân, hai ta một thương một cái, mấy chục giây giải quyết chiến đấu, mau lẹ mà lại nhanh chóng, thật tốt. Ách, triệu cực ánh mắt rõ ràng dại ra một chút, theo sau gãi gãi đầu, người nói nhưng thật ra có đạo lý ha, bất quá ta không mang vũ khí, hắc hắc ta cũng khuyên hai vị tốt nhất đừng cử động hiện đại vũ khí một đạo thanh âm vang lên theo sau liền nghe phanh 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 vài đạo thanh âm vang lên trương huyền cùng triệu cực trơ mắt nhìn đến lại có mười mấy người từ những cái đó làm thành vòng xe thương vụ mặt sau nhảy nhảy vào trong vòng khi bọn hắn rơi xuống đất khi tất cả đều mang theo một trận trầm đục nhìn kỹ những người này rơi xuống đất sau sở dẫm mặt đất đều xuất hiện một đám hố nhỏ ta dừa thật mẹ nó vô sỉ a à. triệu cực mắng to một tiếng nói tốt chỉ mang nắm tay tới kéo bè kéo lũ đánh nhau này lại là người nhân bản lại đặc nương người máy là mấy cái ý tứ a à. triệu cực không ngừng trợn trắng mắt trương huyền thì tại đánh giá này đó tân vào bàn nhân viên này đó thân thể nửa cơ giới hóa người trương huyền cũng gặp qua mấy lần bọn họ không thuộc về phản tổ minh mà là thần thánh thiên quốc hiện tại xem ra về lần này sự nhưng không riêng gì có phản tổ minh thân ảnh a à chỉ là không biết, thần thánh thiên quốc, ở bên trong này, sắm vai cái dạng gì nhân vật. Trương huyền phía trước mới thấy qua người miêu đối phương biểu đạt chính mình ý đổ đến, cùng ngày cũng mặt bên biểu đạt, thần thánh thiên quốc cùng phản tổ minh đều không phải là là một đường. Trương huyền nheo lại hai mắt, hướng triệu cực thấp giọng mở miệng nói, thần thánh thiên quốc lập trường là cái gì? Ai biết được, triệu cực lắc đầu. Trương huyền kinh ngạc nhìn triệu cực liếc mắt một cái, ta nói, người tốt xấu cũng là cửu cục một cái, như thế nào cái gì cũng không biết. Dược, cửu cục nhất ca phải cái gì đều biết không? Triều Cực hỏi lại một tiếng, bọn họ một cái là phản tổ minh, một cái là thần thánh thiên quốc, đều là áp đảo cửu cục phía trên tồn tại. Tân đã đến này hơn 10 người thần thánh thiên quốc dẫn đầu người, đồng dạng nhìn về phía đứng ở chạy băng băng xe thương vụ trên đỉnh hai người, ra tiếng nói, hai vị, ta khuyên các người vẫn là từ bỏ vận dụng hiện đại vũ khí ý tưởng bằng không thật sự đánh lên tới tao ương chính là ở nơi này người chúng ta vẫn là dùng nhất nguyên thủy phương pháp vật lộn mới hảo tên này thần thánh thiên quốc người vừa nói cổ tay của hắn cũng bắt đầu biến ảo lên chỉ thấy cổ tay hắn lấy một cái không quy luật phương thức quay cuồng theo sau lộ ra mấy cây tối om pháo quản ta ni ma triệu cực thô khẩu một câu tiếp theo một câu các ngươi đặc nương này cũng kêu vật lộn muốn hay không lão tử đi khiêng cái bốn người hỏa tới cùng ngươi chơi a à? Xin lỗi, Thần Thánh Thiên Quốc dẫn đầu người hơi hơi mỉm cười, chúng ta thân thể chính là cái này cấu tạo, cho nên nói, hai vị, chúng ta này cũng không tính gian lận a. À. Tại đây danh Thần Thánh Thiên Quốc dẫn đầu người ta nói lời nói công phu, còn lại Thần Thánh Thiên Quốc thành viên cũng đều móc ra từng người trên người vũ khí, nhắm ngay Trương Huyền cùng Triệu Cực, những người này bị cải tạo bộ vị không giống nhau, mỗi người móc ra vũ khí địa phương cũng đều bất đồng có ở trên cổ tay, có trên vai, còn có người 10 căn ngón tay chính là 10 cái pháo quản. Uy uy uy, triệu cực nhìn những cái đó lấy ra vũ khí thần thánh thiên quốc thành viên, vội vàng mở miệng, cái kia cởi quần cái kia, mau dừng lại người động tác, ta đã biết vũ khí của ngươi ở đâu, ngươi không cần ở trước mặt ta khoe khoang. Một hồi thực nghiêm túc chiến đấu chuẩn bị giai đoạn, ngạnh sinh sinh bị triệu cực này một câu mang chật phong cách. Hai vị, thần thánh thiên quốc dẫn đầu người ra tiếng, ta thừa nhận, Hai vị ở luyện khí giả thế giới, cũng là cao thủ đứng đầu, là có thể phất tay liền quyết định ta chờ sinh tử tồn tại, nhưng tại đây khu náo nhiệt, ta khuyên hai vị vẫn là hào hảo xem kỹ một chút tự thân, ở bất động khí dưới tình huống, hai vị có vài phần phần thắng đâu. Audio điện tử võ tấn bền. Thần Thánh Thiên Quốc dẫn đầu người trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười. Từ ngự khí dưới lĩnh vực tới giảng, mặc kệ là phản tổ minh sinh vật kỹ thuật vẫn là thần thánh thiên quốc này đó nửa máy móc người, đều có hoàn toàn nghiền áp người thường ưu thế. Vài phần phần thắng, triệu cực đôi mắt nheo lại, hỏi ngược lại, ta lại tò mò, các ngươi cho rằng chính mình có vài phần phần thắng. Thập phần, thần thánh thiên quốc dẫn đầu người trên mặt tự tin tươi cười không giảm, này lâu lan truyền thừa khai quật, đã là tất thành việc, hai vị cần gì phải như vậy, ở khu náo nhiệt nhất lên một phen đại chiến đâu. Thật muốn đánh lên tới, chịu ảnh hưởng lớn nhất, còn đều là người thường xảo triệu cực búng tay một cái chúng ta cũng có thập phần phần thắng ta có một cái nghi vấn trương huyền đột nhiên ra tiếng nhìn về phía thần thánh thiên quốc dẫn đầu người thần thánh thiên quốc dẫn đầu người cười cười địa ngục quân vương các hạ ngài mời nói trương huyền trong mắt có nùng liệt tò mò thần sắc các ngươi rốt cuộc là từ đâu ra tự tin nói chúng ta đánh lên tới sẽ ảnh hưởng đến người thường đâu ân đương trương huyền thanh âm rơi xuống nháy mắt tại đây đã tối tăm bóng đêm hạ, vô số thân xuyên hắc y, mang theo màu đen mặt quỷ mặt nạ thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chung quanh, bọn họ đứng ở trên nóc xe, xuất hiện ở thân xe bên, phàm là này chung quanh có thể đứng người địa phương, toàn bộ đều tràn ngập màu đen thân ảnh. Dù tẩu tại thế gian địa ngục hành giả, nếu nói ngự khí dưới đỉnh cấp lực lượng, địa ngục hành giả còn không thể xưng là. Nhưng nếu nói ngự khí dưới mạnh nhất lực lượng, kia tuyệt đối có địa ngục hành giả một vị trí nhỏ, mỗi một người địa ngục hành giả đều là vì chiến đấu mà sinh. Thượng trăm chính gốc ngục hành giả thân ảnh đột nhiên xuất hiện, làm thần thánh thiên quốc dẫn đầu người sắc mặt tức khắc khó coi vài phần. Chưa huyền ngự khí lâu như vậy, thần thánh thiên quốc người, chỉ biết cái này địa ngục quân vương cường hãn, lại là xem nhẹ, cái này địa ngục quân vương sở lãnh đạo địa ngục hành giả nhóm. Triệu cực tự nhiên minh bạch địa ngục hành giả cường hãn chỗ, hắn cười đắc ý, thiết, ta đã sớm liệu đến. Trương Huyền không để ý tới Triệu Cực, trực tiếp ra tiếng, động thủ. Trương Huyền thanh lạc, đó là địa ngục hành giả động thủ là lúc, này đó chuyên vì chiến đấu mà sinh địa ngục hành giả căn bản không có dư thừa vô nghĩa, bọn họ làm ra động tác cũng là nhất trực tiếp mất mạng động tác, thẳng đến những cái đó phản tổ minh cùng thần thánh thiên quốc thành viên mà đi. Thần thánh thiên quốc dẫn đầu nhân thần sắc liên tiếp biến ảo, hắn ở phân tích trong sân thế cục. Mà những cái đó thú hóa phản tổ minh thành viên giờ phút này đều đã có chút đánh mất lý trí, sôi nổi phát ra gầm lên giận dữ, theo sau múa may chính mình lợi trảo, mở ra chính mình răng nanh, nhằm phía những cái đó địa ngục hành giả. Thượng trăm tên địa ngục hành giả, bất quá 20 danh phản tổ minh thành viên. Tuy rằng phản tổ minh người trải qua sinh vật kỹ thuật trở nên thú hóa, nhưng địa ngục hành giả kia cũng đều là đứng đầu nhân vật, ở số lượng như thế cách xa dưới tình huống, trận này chiến đấu, đem sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, trực tiếp hiện ra nghiêng về một phía cục diện. Trong nháy mắt, 20 danh phản tổ minh thành viên liền ngã vào vũng máu giữa, địa ngục hành giả tốc độ thực mau, trước một người giết người, sau một người nhặt xác, đương trận này mau lẹ mãnh liệt chiến đấu sau khi kết thúc, chỉ biết nhìn đến trên mặt đất tàn lưu máu tươi, nhưng không có một khối thi thể, có vẻ phá lệ quỷ dị. Trương Huyền đứng ở chạy băng băng xe thương vụ đỉnh, từ đầu tới đuôi đều không có động thượng một chút, hắn nhìn về phía phía dưới, khóe miệng gợi lên một nụ cười, Thần Thánh Thiên Quốc các vị, hiện tại các ngươi cho rằng các ngươi phần thắng, còn có mấy thành. Thần Thánh Thiên Quốc dẫn đầu người nhìn chung quanh tình thế, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, bọn họ thật là xem nhẹ địa ngục hành giả tồn tại. Nếu chỉ là này địa ngục quân vương cùng cửu cục nhất ca, ở bất động dùng khí dưới tình huống, cũng vô pháp lấy bọn họ như thế nào. Nhưng là, nhiều như vậy địa ngục hành giả, mỗi một cái, tuy rằng không phải ngự khí dưới đứng đầu chiến lực, nhưng bọn hắn cường đại cũng là không thể nghi ngờ, muốn ở này đó địa ngục hành giả trong tay lấy lòng, thần thánh thiên quốc dẫn đầu người cũng không cho rằng chính mình những người này có thể làm được. Thần thánh thiên quốc dẫn đầu người nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh người, ở kia, có một người địa ngục hành giả phủng một cái hộp quà, kia hộp quà chung chính là bọn họ lần này cần đồ vật, nhưng hiện tại, dù cho này hộp quà liền bãi ở bên người 10 mét chỗ, đối với thần thánh thiên quốc người tới nói, này 10 mét, là bọn họ vô pháp vượt qua vực sâu, dám về phía trước một bước, chỉ có tan xương nát thịt. Cơ hồ không cần tự hỏi, thần thánh thiên quốc dẫn đầu người liền làm ra quyết định, hắn vung tay lên, chúng ta đi. Nói xong, thần thánh thiên quốc mấy người nhảy ra trong vòng. Trương Huyền không có ra tiếng, địa ngục hành giả cũng vô pháp đối bọn họ tiến hành ngăn trở. Ok, sự hiểu rõ, đi, thỉnh ngươi ăn khuya. Triệu Cực một phách Trương Huyền bả vai, nhảy xuống xe thương vụ. Trương Huyền rất là ngoài ý muốn nhìn Triệu Cực liếc mắt một cái. Các ngươi lần này chi phí chung ra tới. Ta nói người có ý tứ gì a? À? Triệu Cực như là đã chịu Thiên Đại ủy khuất giống nhau, ta đường đường cửu cục nhất ca, còn thỉnh không dậy nổi ngươi ăn cái mì sợi sao? Trương Huyền nghe được lời này, mới có thể tiếp thu gật gật đầu, Triệu Cực này hào người, chỉ sợ trăm nguyên trở lên tiêu phí, hắn không có khả năng chủ động nhắc tới. Trương Huyền đồng dạng nhảy xuống xe đỉnh, hai người vừa mới hướng phía trước đi vài bước, ở hai người bọn họ phía sau, đột nhiên vang lên phốc một tiếng. Quay đầu vừa thấy, liền thấy vừa mới tên kia cầm hộp quà địa ngục hành giả cả người tung bay đi ra ngoài, mà một khác danh mang mặt quỷ mặt nạ địa ngục hành giả, còn lại là ôm hộp quà, tốc độ cực nhanh bôn tẩu, ở ngắn ngủn thời gian nội liền biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Sao lại thế này, Trương Huyền sắc mặt cả kinh. Đại nhân, đó là Tân Vương An bài người. Một người địa ngục hành giả đột nhiên quỳ xuống, gỡ xuống mặt nạ rõ ràng là thứ phong trương huyền đôi mắt nheo lại đi đem đồ vật truy hồi tới minh bạch thứ phong cánh tay ở trước mặt đảo qua mặt nạ một lần nữa mang hảo nàng phất phất tay chăm tên địa ngục hành giả nháy mắt hướng quanh thân tan đi trương huyền nhìn thoáng qua triệu cực triệu cực trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ tươi cười nhìn dáng vẻ các ngươi quang minh đảo cũng bị thẩm thấu a à, nói ngươi tìm cái kia người thừa kế gần nhất làm ra không ít chuyện Trương Huyền lắc lắc đầu, hắn động tĩnh rất lớn sao. Ta gần nhất không như thế nào chú ý. Ha ha, chính hắn lén thành lập một cái tân tổ chức, hơn nữa ở nhanh chóng tiêu hóa còn lại bình thường ngầm thế lực, tuy rằng tạm thời còn vô pháp đề cập đến ngự khí lĩnh vực, nhưng lấy hắn cách làm mà nói, sớm muộn gì sẽ chạm vào nơi này, hắn phong cách hành sự so ngươi lúc trước còn muốn quyết đoán, ở gần nhất hai tháng nội, toàn cầu cùng sở hữu 21 cái ngầm thế lực lọt vào diệt môn, trong đó ba cái một bậc ngầm thế lực, còn lại toàn bộ đều là nhị cấp, này hết thảy, đều là người kia người thừa kế làm. Chính hắn thế lực, đối ngoại xưng hô là, triệu cực nói đến lúc này, cố ý nhìn thoáng qua Trương Huyền, theo sau mới tiếp tục nói, hắc ám đảo. Hắc ám đảo, Trương Huyền lẩm bẩm này ba chữ, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm có ý tứ, bất quá, người cách cục, vẫn là có chút nhỏ a à, rõ ràng đã ngồi ở quang minh đảo chủ chi vị, lại lấy quang minh đảo vì mục tiêu, nếu vẫn luôn nói như vậy, con đường của ngươi, khó đi trường A. Cảm tạ các vị chúc phúc, mẹ con bình an, mai kia xuất viện liền không cần bồi hộ, khôi phục bình thường đổi mới, sẽ bổ thượng mấy ngày nay thiếu càng. Phía trước bị phản tổ minh thành viên nắm tóc kéo dài tới trong xe hạ ngọt ngào, cả người phát run nhìn ngoài xe một màn. Thần thánh thiên quốc thành viên lấy ra vũ khí cảnh tượng hạ ngọt ngào cũng không có nhìn đến, đương nàng nhìn đến trương huyền xuất hiện, ngoài cửa sổ xe kia động một chút giết người trường hợp khi, sợ tới mức quần đều ướt mà khi hết thảy kết thúc chung quanh đều bình tĩnh trở lại khi hạ ngọt ngào đột nhiên có một loại khuất nhục cảm sợ hãi sau khi biến mất hạ ngọt ngào căn bản là không tin bên ngoài phát sinh những cái đó đều là thật sự nếu là thật sự phía chính phủ sao có thể mặc kệ này nhất định nhất định là cái kia họ trương dở cho quỷ chính mình đoạt hắn muốn đồ vật hắn liền cố ý tìm người tới diễn như vậy vừa ra hù dọa chính mình hạ ngọt ngào càng muốn càng cảm thấy cái này khả năng tính lớn nhất, nếu không, sao có thể đột nhiên xuất hiện như vậy một đám người tới đoạt chính mình đồ vật, tuy rằng là 100 triệu nhiều chục được tới, nhưng hạ ngọt ngào rõ ràng, thứ này căn bản không đáng giá cái này giới, nếu không phải vì làm kia họ trương không thoải mái, này ngoạn ý 50 vạn chính mình đều sẽ không đi mua. Tuyệt đối là cái kia họ trương, hắn ở trả thù chính mình, cho nên làm như vậy vừa ra tới hù dọa chính mình. Hắn còn dám làm người đánh chính mình. Hạ Ngọt Ngào trong lòng sợ hãi đã biến mất, dư lại chỉ là tràn đầy phẫn nộ. Lâm Thị, từ nhỏ đến lớn chưa từng có người dám như vậy nhục nhã ta. Ta Hạ Ngọt Ngào cùng các người thế bất lưỡng lập. Hạ Ngọt Ngào cắn khẩn ngân nha. Hạ Ngọt Ngào mở cửa xe, nhìn thoáng qua đâm cháy chạy băng băng thương vụ, nhìn đến tài xế không có gì xong việc, Hạ Ngọt Ngào hít sâu một hơi, đi ra ngoài vòng, cản lại một chiếc xe taxi. Bên kia Trương Huyền cùng Triệu Cực hai người ngồi ở một tiệm mì sợi, Triệu Cực mặt trong chén phóng đầy thịt bò, mà Trương Huyền kia một chén tắc chỉ có hai mảnh hành thái ở nước lèo nhất phía trên bay. Triệu Cực cầm lấy một đôi vệ sinh đũa lẫn nhau ma ma, cái kia gì, người gần nhất ha, đang ở luyện khí thời điểm mấu chốt, đến ăn ít điểm huân, ăn thanh đạm đối với người có chỗ lợi, này nhưng đều là ta một mảnh khổ tâm a. Triệu Cực nói xong, kẹp lên hai mảnh thịt bò vào trong miệng, nhắm hai mắt, vẻ mặt hưởng thụ nhấm nuốt trương huyền ngồi ở chỗ kia lẳng lặng nhìn triệu cực đương triệu cực đem trong miệng thịt khối nuốt xuống sau lúc này mới trợn mắt ăn ngon sao trương huyền cười hỏi hảo không 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 triệu cực mới vừa nói một chữ ngay cả liền lắc đầu một chút đều không thể ăn muốn ta nói vẫn là hành thái hương hành đi trương huyền thở dài theo sau mở miệng vừa rồi ở ngươi đài thọ thời điểm ta đem này quán mì mua tới vốn dĩ nói lại cho ngươi thêm hai chén thịt nếu không thể ăn, vậy quên đi, ta chính mình đi làm điểm đi." Trương Huyền nói, bưng chén đứng dậy. Trương Huyền mới xoay người, liền cảm giác có người túm chính mình ống tay áo. "Ca," Triệu Cực một tay lôi kéo Trương Huyền ống tay áo, một tay bưng mặt chén, đáng thương vô cùng nhìn Trương Huyền, "thực xin lỗi." "Lan, cầu ngươi." Hơn 10 phút sau, Triệu Cực bưng tràn đầy một chén thịt bò, cảm thấy mỹ mãn ăn chờ đem một chén thịt bò toàn bộ tiêu diệt sau, triệu cực mới điểm thượng một cây yên, cùng cái đại gia giống nhau ngồi ở chỗ kia, cái kia, tiểu trương A, ta cho ngươi nói, tuy rằng ngươi có tiền, nhưng ngươi còn trẻ, về sau dùng tiền địa phương còn rất nhiều, làm người không thể quá phô trương lãng phí, vừa mới ta chỉ là thử ngươi một chút, ngươi liền miễn phí cho ta một chén thịt bò, này không thể được, ta kiến nghị A, cái này cửa hàng, ngươi có thể cho ta giúp ngươi xử lý, tuyệt đối. Triệu cực còn ở khen khen mà nói, Trương Huyền lấy ra di động nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, đồ vật không truy hồi tới. Triệu cực thanh âm đột nhiên im bặt, vẻ mặt của hắn cũng biến nghiêm túc lên, vẫn là rơi xuống phản tổ minh trong tay sao. Nếu nói như vậy, ta liền đi trước. Triệu cực nói, liền đứng dậy. Đi lâu lan sao, Trương Huyền ngồi ở chỗ kia, hỏi. Ân, Triệu cực gật gật đầu, hiện tại lâu lan cổ mà phong, phản tổ minh gom đủ môi giới lúc sau, liền sẽ nghĩ cách đi mở ra lâu lan truyền thừa, lâu lan truyền thừa, so Tây Hạ muốn đáng sợ rất nhiều, mở ra khi, động tính cũng muốn lớn hơn nữa, lúc này đây, chỉ sợ các thế lực lớn, đều phải bắt tay vói qua. Trương Huyền trầm ngâm một phen, mở miệng nói, ta có thể làm chút cái gì? Tăng lên thực lực, triệu cực không cần suy nghĩ, liền trả lời nói, ngươi là lục tiên bồi dưỡng ra tiên liên, ngươi thiên phú, có thể nói thế gian chi nhất, ngươi thực lực tăng lên tốc độ, càng là làm người vô pháp tưởng tượng, hiện tại ngươi, chỉ cần nỗ lực đi biến cường liền hảo, đường lâu lan truyền thừa mở ra khi, là ngươi cơ hội. Trương huyền nghi hoặc, cái gì cơ hội? Triệu cực hít sâu một hơi, thế gian này nhiều năm như vậy, lưu lại truyền thừa vô số, thật có chút sớm đã biến mất tại thế gian sông dài giữa, chẳng qua, loại này biến mất, chỉ có số ít là tự nhiên biến mất, đại đa số, đều là nhân vi tạo thành, truyền thừa lực lượng, phá lệ cường đại, cho nên, nắm giữ truyền thừa lực lượng người, là không có biện pháp chính mình luyện nữa khí cho nên, muốn cường đại mình thân, chỉ có một biện pháp, kia đó là, cắn nuốt mặt khác truyền thừa. Trương Huyền trong lòng giật mình, cắn nuốt người khác truyền thừa lực lượng tới cường đại chính mình, này rõ ràng chính là luật rừng A. Hiện giờ, truyền thừa còn không có hoàn toàn mở ra, cảm thụ không đến cái gì, nhưng thế giới này truyền thừa nhiều như vậy, một khi thật tới rồi toàn bộ mở ra kia một ngày, thế giới này chẳng phải là sẽ hoàn toàn loạn rớt. Triệu cực tiếp tục nói, được đến tin tức, Dương Hưng Hạ bởi vì truyền thừa sự cùng phản tổ minh trở mặt, người này cực kỳ tham lam, Tây Hạ truyền thừa làm hắn nếm tới rồi ngon ngọt, lần này lâu lan truyền thừa mở ra, hắn tuyệt đối sẽ đi, đến lúc đó là người đánh chết hắn hảo thời cơ, người cùng lâu lan người thừa kế làm tốt quan hệ, đến lúc đó lâu lan giữa, sẽ có người đi kiềm chế Dương Thủ Mộ, đó là người cơ hội. Triệu cực vỗ vỗ trường huyền bả vai, ta đi trước, gần nhất hẳn là người khó được thanh nhàn cơ hội, người phải hảo hảo quý trọng. Lâu Lan sự ngươi cũng đừng quá sốt ruột, gần nhất trong một tháng, Lâu Lan truyền thừa còn khai không được, tưởng phá truyền thừa cấm chế, bằng vào phản tổ minh, nếu người nọ không ra, bọn họ chỉ có thể dựa trận pháp chậm rãi đi ma, này ma bao lâu, ai cũng nói không chừng, nói không chừng mấy năm bọn họ đều mất mặt đâu, ha ha. Trương Huyền đưa lưng về phía Trương Huyền, phất phất tay, bước nhanh đi ra quán nghỉ. Trương Huyền ngồi ở trước bàn, không có ra tiếng. Thật lâu sau lúc sau, Trương Huyền bá ra một chiếc điện thoại, Tổ Hiền đã đi rồi sao? Làm người nhìn điểm, đừng làm cho cửu cục người cha được hắn. Nói xong này đó sau, Trương Huyền cắt đứt điện thoại, đi ra quán nghỉ, nhìn trước mắt ngựa xe như nước đường phố, Trương Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra kiên định thần sắc, mấy ngày nay, hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, cũng đột nhiên ngộ đạo. Từ Trương Huyền tiếp xúc đến khí lúc sau, hắn sở hữu hành vi cùng động tác, cơ hồ đều là ở bị người nắm cái mũi đi, như vậy cảm giác làm Trương Huyền cảm thấy mê mang, hơn nữa ở một đoạn thời gian nội phi thường vô thố. Nhưng hiện tại, Trương Huyền đã tưởng khai, cùng với bị người nắm cái mũi đi, chi bằng, chính mình đi học được khống chế cái này bàn cờ, từ quân cờ, chậm rãi hướng chấp cờ giả thân phận đi chuyển biến. Trương 1227 chia cắt lâm thị Trương Huyền yên lặng đứng dậy, một mình một người đi trở về gia nội, bắt lâm thanh hạm điện thoại, như cũ đánh không thông, Trương Huyền một người ngồi ở phòng khách giữa, hắn xoay người nhìn mắt phía sau treo ở trên tường ảnh cưới, khóe miệng lộ ra một nụ cười, này tươi cười giữa lộ ra kia tì ấm áp, đã thật lâu không có xuất hiện ở Trương Huyền trên mặt. Trong phòng khách không có bất luận cái gì thanh âm, Trương Huyền liền ngồi ở trên sofa, ngơ ngác xuất thần. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Huyền đi vào lâm thị công ty, mới vừa tiến công ty đại sảnh, Trương Huyền liền nhìn đến toàn len keng ăn mặc một thân âu phục, còn đánh một cái cà vạt, trong tay phủng một cái folder, đứng ở đại sảnh giữa. Đường toàn len keng thấy Trương Huyền sau, lập tức hưng phấn chạy đến Trương Huyền trước mặt, giống như người mẫu tuyển tú giống nhau ở Trương Huyền trước mặt dạo qua một vòng, ca, người xem ta giống không giống một cái thương vụ tinh anh. Bí thư lý vội vàng từ một bên chạy tới, mở miệng nói, Trương Tiên Sinh, vị này toàn tiên sinh nói là người bằng hiếu, muốn đi nói một cái hạng mục. Nói hạng mục, Trương Huyền vẻ mặt vô ngữ nhìn toàn len keng trong tay folder phóng kia một quyển về tài chính đầu tư thư, người muốn đi nói chuyện gì hạng mục. Đương nhiên là tìm người đầu tư A, toàn len keng vẻ mặt thiên chân nói, ca, nhà của chúng ta miếng đất kia tuyệt đối là phong thủy bảo địa, ta cho ngươi nói, chúng ta kia. Ngươi không cần phải nói, Trương Huyền che lại toàn len keng miệng, sa mạc phong thủy bảo địa. Ca, ngươi nghe ta nói A, toàn len keng bẻ ra Trương Huyền che ở chính mình ngoài miệng tay, chúng ta nơi đó thật sự thực tốt chỉ là không có tiền bằng không tuyệt đối được rồi ta mang ngươi đi tìm đầu tư trương huyền một phen kéo qua toàn len ken chiều thang máy đi đến toàn len ken vừa nghe lời này hưng phấn đuổi kịp trương huyền chờ tới rồi đỉnh tầng văn phòng chung trương huyền ngồi ở bàn làm việc trước xử lý văn kiện toàn len ken liền đứng ở một bên không ngừng bồi hồi thường thường coi trọng liếc mắt một cái trương huyền một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng Chờ đến mau 11 giờ khi, toàn len keng rốt cuộc là nhịn không được, chạy đến Trương Huyền trước mặt, ca, gì thời điểm mang ta đi kéo đầu tư A. Trương Huyền đứng dậy, thu thập một chút trên bàn văn kiện, hiện tại. Toàn len keng hai mắt tỏa ánh sáng. Ngân Châu Lục Hà khách sạn, lớn nhất một gian hội nghị đại sảnh giữa, toàn bộ phòng hội nghị trang hoàng phá lệ thương vụ hóa, toàn bộ 400 mét vuông phòng, tổng cộng có 21 chương ghế dựa, mỗi một chương ghế dựa chi gian khoảng cách đều phi thường rộng mở, ghế dựa trước bầy hội nghị dùng điện tử bàn bản, màn hình tinh thể lòng, mỗi một chương ghế dựa mặt sau, đều đứng một người tuổi trẻ xinh đẹp người phục vụ, ăn mặc thuần một sắc sứ thanh hoa sườn xám bởi vậy có thể thấy được này phòng hội nghị xa hoa trình độ. Ở Ngân Châu, muốn thuê hạ này phòng hội nghị mở họp là phải trải qua nhất định tài sản đánh giá, chỉ có tài sản đạt tới nhất định cấp bậc mới có thể tiến vào này gian phòng hội nghị nội. Lúc này, phòng hội nghị nội có 20 chương ghế dựa toàn bộ ngồi đầy, ngồi ở chỗ này người, có nam có nữ, tuổi trẻ nhất hơn 30 tuổi, tuổi đại đầu tóc đã trắng, mỗi người đều là thương trường thượng cá sấu khổng lồ. Cái này thương trường, chỉ không phải Ngân Châu, cũng không phải Tây Hạ, mà là toàn bộ hè oi bức. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại ngồi ở này phòng hội nghị nội người, cơ hồ bao dung toàn bộ hè oi bức 20% đứng đầu xí nghiệp người phụ trách một người thân xuyên màu trắng thương vụ váy, nhìn qua hơn 40 tuổi tóc ngắn trung niên nữ nhân ngồi ở ghế dựa thược, nhìn thoáng qua trên cổ tay lam khí cầu, có chút bất mãn nói, đã 11 giờ rưỡi, cái này lâm thanh hàm cũng quá để mắt chính mình, đem chúng ta lượng ở chỗ này, chính mình chậm chạp không chịu xuất hiện. Ha ha, đồng tổng, lâm thị gần nhất một nhà độc đại, này lâm thanh hạm lại là người trẻ tuổi, có điểm ngạo khí là bình thường. Một nam nhân trung niên mở miệng, cũng không biết, Lần này cái này Lâm Thanh Hạc đem chúng ta đều gọi vào cùng nhau, mục đích là cái gì? Khả năng này người trẻ tuổi là tưởng làm điểm cạnh tranh một loại đa dạng đi. Một người hơn 30 tuổi nam nhân ra tiếng, Lâm thị đột nhiên quật khởi, tìm được Lâm thị hợp tác người nhất định rất nhiều, mỗi nhà át chủ bài là cái gì, Lâm thị căn bản là không rõ ràng lắm, này người trẻ tuổi tưởng lấy được lớn nhất ích lợi, lại không biết nên lựa chọn như thế nào, đơn giản nhất phương pháp chính là đem chúng ta gọi vào cùng nhau làm chúng ta đấu thầu lạc thật là thiên chân ý tưởng a à, một người tóc có chút hoa dâm nữ tính mở miệng chúng ta tung hoành thương trường nhiều năm như vậy cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua này tiểu nha đầu đem chúng ta tụ tập đến một khối đến lúc đó thẹn thùng sẽ chỉ là nàng chính mình ha ha lâm thị một cái cùng chúng vé số giống nhau xí nghiệp có thể phiên khởi cái gì lãng năm nghìn trăm triệu vốn lưu động nghe đi lên là rất nhiều nhưng đặt ở một tiểu nha đầu phiến tử trong tay, nhiều nhất một năm, nàng liền sẽ phát hiện, này năm nghìn trăm triệu, căn bản là không đủ nàng bồi. Lâm Thị gần nhất phản hồi ta nhìn, kia bị sưng hô vì đồng tổng trung niên nữ nhân mặt lộ vẻ khinh thường thần sắc, Lâm Thị người, cũng không có cái gì năng lực, bọn họ cấp ra báo cáo cùng kế hoạch thư, không khách khí nói, nếu là đặt ở ta công ty kế hoạch bộ, ta sẽ làm bọn họ tập thể cuốn gói cút đi. Ha ha! kia 30 tuổi nam nhân cười lớn một tiếng, đồng tổng, người lời này đã đủ khách khí, bất quá có chút lời nói, nói thẳng ra tới cũng không sao. Nam nhân nói đến lúc này, nhìn lướt qua chính mình phía sau đứng mỹ nữ phục vụ sinh, theo sau tiếp tục nói, Lâm Thị có thể có hôm nay thành tựu, nói trắng ra là, chính là đi rồi thiên đại cứt chó vật, bất quá bọn họ vận khí lại có thể liên tục bao lâu, các vị, mọi người đều là lão người quen, có một số việc, ta liền triển khai nói, chúng ta đều biết đối phương là người nào, đại gia lần này đều tới Ngân Châu, đơn giản chính là coi trọng lâm thị này khối bánh kem, nếu cái kia họ lâm tiểu nha đầu có can đảm đem chúng ta tụ tập đến cùng nhau. Muốn cho chúng ta tới đấu thầu ra át chủ bài, chỉ bằng chúng ta liền ở hôm nay, đem lâm thị chia cắt, cũng tỉnh lại tranh đấu gay gắt, các vị ý hạ như thế nào. Ha ha, ta tự nhiên là không có gì vấn đề. Đồng tổng cái thứ nhất tỏ thái độ, này họ lâm tiểu nha đầu có chút kiêu ngạo, cho rằng có một cái hẻ oi bức nhà giàu số một danh hiệu, là có thể không đem chúng ta để vào mắt, làm chúng ta tại đây chờ nàng, loại người này cũng nên làm nàng chướng điểm giáo huấn. Có thể, ta xem hành, kia đầu tóc hoa dâm lớn tuổi nữ nhân cũng tỏ thái độ, này hè oi bức sinh ý, là càng ngày càng không hảo làm, lâm thị tỏa ủng lớn như vậy một bút vốn lưu động, lại chỉ nắm ở trong tay, này đối toàn bộ hè oi bức thương giới tới nói, đều là một loại tổn thất, kinh tế phát triển là yêu cầu thương nghiệp tới đẩy mạnh, chúng ta chia cắt lâm thị, cũng là vì quốc gia kinh tế phát triển làm cống hiến sao. Vậy ở hôm nay đi, ta tưởng các vị đều có chính mình biện pháp, cũng có chính mình coi trọng đồ vật, đến nỗi nên làm như thế nào, các vị hẳn là trong lòng đều có phổ. Ở đây những người này, đều âm thầm gật đầu, không nói gì, bọn họ đều là thương trường người trên tinh, coi như ra quyết định thời điểm, trong lòng cũng đã có kế hoạch. Như tầm ăn lên lâm thị, chia cắt lâm thị, này một khối bánh kem, đối bọn họ tới nói, nhưng không tính tiểu, Chương 1228 đàm phán. Phòng hội nghị nội dần dần lâm vào trầm mặc giữa, mỗi người đều ở trong lòng tính kế một ít đồ vật. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, phòng họp đại môn bị người đột nhiên đẩy ra. Ở phòng họp đại môn bị đẩy ra nháy mắt, phòng họp nội người cơ hồ đồng thời chiều đại môn phương hướng nhìn lại. Liền thấy một cái dáng người tròn xoe mập mạp, ăn mặc tây trang, đánh cả vạt, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến. Này mập mạp ăn mặc cùng hắn khí chất đặt ở cùng nhau, thoạt nhìn cho người ta cực kỳ buồn cười cảm giác. Này đi vào môn mập mạp, chính là muốn tìm người làm đầu tư toàn len keng. Toàn len keng vào nhà lúc sau, ánh mắt nhìn quét một vòng, theo sau bước đi đến phòng họp phía trước nhất, nơi đó là mọi người ngồi ở ghế dựa thượng đều có thể thấy rõ địa phương. Ở toàn len keng trước mặt, bày biện một cái microphone. Toàn len keng ho khan hai tiếng, thanh thanh giọng nói, theo sau mở miệng, uy, uy, có thể nghe được sao? Toàn len ken thanh âm thông qua microphone rõ ràng vang ở phòng họp nội. Ngồi ở ghế dựa thượng 20 danh thương nghiệp cá xấu khổng lồ, tất cả đều giống như xem mốc tử giống nhau nhìn toàn len ken. Toàn len ken không chú ý tới còn lại người ánh mắt lo chính mình mở miệng. Hiện tại đâu có cái hạng mục bãi ở các vị trước mặt, ta có một miếng đất, chỉ cần các vị chịu đầu tư xây nhà, nhất định có thể kiếm tiền. Các vị có cái gì ý tưởng sao? Ở đây người không có một cái hé răng. Vô cùng đơn giản một câu liền phải đầu tư, người này đầu óc không phải có vấn đề là cái gì. Toàn len ken thấy không ai hé răng, lại ho khan một tiếng, khụ khụ, khả năng ta nói không đủ kỹ càng tỉ mỉ, kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút đi, ta miếng đất kia rất lớn, có sơn, trên núi có rất nhiều ăn, có thủy, thủy thực thanh triệt, hơn nữa không khí thực hảo, các vị đều minh bạch sao. Ở đây, vẫn là không ai hé răng. Toàn len ken mày nhân lại, một phách trước mặt bầy biện microphone cái bàn, ta nói. Các ngươi rốt cuộc đầu không đầu tư, hé răng A, à, đều là người câm sao. Tên kia họ đồng trung niên nữ nhân trừ trừ khóe miệng, không có nhịn xuống ra tiếng, lăn. Toàn len keng cổ co rụt lại, hậm hực đi ra phòng họp. Trương Huyền liền đứng ở phòng họp cửa, nhìn toàn len keng đối hắn miếng đất kia miêu tả, không ngừng trợn trắng mắt, thứ này liền như vậy tới tìm đầu tư. Toàn len keng vừa đi ra phòng họp, nhìn về phía đứng ở phòng họp cửa Trương Huyền, bĩu môi, viên lăn trên mặt tràn ngập khinh thường, ta, bên trong đều một đám nghèo bức, đầu không dậy nổi. Ân, đối, Trương Huyền dùng sức gật gật đầu, ta nghe ra tới, người hạng mục rất lớn, người bình thường đầu không dậy nổi. Đó là, toàn len keng vẻ mặt kiêu ngạo, ta miếng đất kia siêu cấp đại. Hành, nhà hàng buffet ở phía trước rẽ trái, ta đi trước vội. Trương Huyền mở miệng, vừa dứt lời, Toàn len keng đã bày ra ra cùng hắn dáng người hoàn toàn không hợp tốc độ, chiều nhà hàng buffet phóng đi. Nhìn toàn len keng bóng dáng, Trương Huyền một trận vô ngữ, hắn sửa sang lại một chút trên người quần áo, đi vào phòng họp chung. Phòng họp nội người thấy lại có người đi đến, có vừa mới toàn len keng duyên cớ, bọn họ xem Trương Huyền ánh mắt, cũng như là đang xem mốc tử. Trương Huyền đi vào phòng họp sau, cũng không có mọi nơi quan khán, mà là trực tiếp đi đến còn sót lại kia một trương không ghế dựa thượng ngồi xuống sau, Trương Huyền cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là sốc lên trước người tinh thể lỏng bàn bàn, tập trung tinh thần nhìn hơn 10 phút. Tại đây hơn 10 phút giữa, phòng học còn lại 20 người, tất cả đều nhìn chằm chằm Trương Huyền. Hô! Trương Huyền đột nhiên thở vào một hơi, sau đó khép lại trước mặt tinh thể lỏng bàn. Hảo, trước tự giới thiệu một chút, ta họ Trương, Lâm Tổng gần nhất có việc đi công tác, Lâm Thị sở hữu sự tình, hiện tại đều từ ta tới quyết định ta vừa mới nhìn một chút các vị đầu tới kế hoạch thư, chư vị đều là muốn cùng Lâm Thị hợp tác đúng không? Họ đồng nữ nhân cười một tiếng, Trương Đồng thật đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn đâu, từ ngươi vào cửa đến bây giờ, như vậy ngắn ngủn thời gian liền xem xong chúng ta cấp kế hoạch thư. Vẫn là Trương Đồng đã sớm xem xong, vừa mới cố ý lượng chúng ta đâu. Họ đồng nữ nhân mở miệng liền tràn ngập mùi thuốc súng, nếu hiện tại đã quyết định muốn chia cắt lâm thị, lớn tiếng dọa người là phi thường quan trọng thương trường như chiến trường, mà ở trên chiến trường, khí thế đặc biệt quan trọng, khí thế cường đại giả, nhưng bất chiến mà khuất người chi binh, hiện tại họ đồng nữ nhân mở miệng liền hỏi tội, chính là tưởng áp đảo Trương Huyền, ở nàng xem ra, như vậy một người tuổi trẻ người, cho dù có điểm năng lực, nhưng kinh nghiệm vẫn là ở kia bãi, chỉ cần có thể khí thế thượng áp đảo hắn, là có thể ở phía sau nói chuyện chung, đem hắn nắm cái mũi đi. Trương Huyền ha hả cười, các vị quả nhiên đanh đá chua ngoa, ta giấu không được các vị, mấy thứ này, thật là ta tới phía trước xem. Vậy ngươi vừa rồi kia hơn 10 phút, là tự cấp chúng ta phô trương lạc. Tên kia hơn 30 tuổi nam nhân mở miệng. Đúng vậy, Trương Huyền ở mọi người ngoài ý muốn trong ánh mắt gật đầu, các vị đều là thương trường thượng cá sấu khổng lồ, ta như vậy một người tuổi trẻ người, không lay động điểm phổ, còn không phải bị các ngươi ăn liền xương cốt đều không dư thừa. Thật là buồn cười, đầu tóc hoa dâm nữ nhân ra tiếng, chúng ta là tới nói chuyện hợp tác, người này vô trương bộ dáng, nhưng làm ta nhìn không tới cái gì thành ý. Bọn họ nói như vậy, chính là muốn hợp nhau hỏa tới cùng nhau áp bách Trương Huyền. Kia không có biện pháp, Trương Huyền nhún vai, muốn hợp tác, tiếp tục lưu lại, cảm thấy chúng ta lâm thị không có thành ý, bên ngoài đã an bài hảo xe chuyên dùng, khoang hạng nhất vì thời có thể đính hảo, ta sẽ không cưỡng bách các vị lưu lại. Trương Huyền này một phen lời nói, trực tiếp đem phía trước ba người chế tạo khí thế đánh vỡ, tưởng nói liền nói, không nghĩ nói liền đi, liền thật sao trực tiếp. Đầu tóc hoa dâm nữ nhân sắc mặt có chút khó coi. Hảo, các vị khai chút vui đùa lời nói, chúng ta vẫn là tới nói chuyện chính sự đi. Một nam nhân trung niên ra tiếng, không biết Trương Tổng hôm nay đem chúng ta tất cả mọi người ước đến một chỗ, là muốn làm chút cái gì đâu. Nói chuyện hợp tác bái, Trương Huyền lấy một cái thoải mái tư thế dựa vào ghế dựa thượng, các vị như vậy nhiều kế hoạch hư, từng bước từng bước xem, lại chậm rãi hồi phục, Ta tưởng ít nhất yêu cầu nửa tháng thời gian, đại gia thời gian đều thực quý giá, vậy không bằng cùng nhau ngồi xuống nói chuyện hảo. "Hảo a." Họ Đồng nữ nhân mở miệng, kia Trương Đồng liền nói ra tới, "Chúng ta tán gẫu một chút hảo, đây là chúng ta tập đoàn cấp ra hợp tác kế hoạch, Thỉnh Trương Đồng xem qua." Họ Đồng nữ nhân vừa nói, một bên đem một phần kế hoạch thư chia Trương Huyền, này kế hoạch thư sẽ trực tiếp hiện ra ở Trương Huyền sở ngồi ghế dựa màn hình thượng. Trương Huyền lại lần nữa sốc lên màn hình mặt trên liên tiếp thu được gần 30 phong bất đồng biêu kiện. Họ đồng nữ nhân ha hả cười, trương đồng, chúng ta công ty tổng cộng có 3 cái hạng mục tưởng cùng quý công ty hợp tác, nội dung làm một ít sửa chữa, trương đồng ngươi đến một lần nữa thẩm duyệt một chút. Trương đồng, chúng ta công ty hai cái hạng mục cũng là như thế này. Chúng ta công ty ba cái hạng mục cũng là. Đang ngồi mấy người mở miệng, bọn họ đồng thời đem nhiều như vậy đồ vật chia trương huyền, mục đích, chính là tưởng cấp trương huyền tạo thành tâm lý thượng áp lực, giống trương huyền loại này người trẻ tuổi, bọn họ thấy được nhiều, tâm lý thừa nhận năng lực phá lệ yếu ớt, hơi chút áp bách liền sẽ lâm vào hỏng mất táo giận bên cạnh. Một phong lại một phong kế hoạch thư bãi ở trương huyền trước mặt, mỗi một phong kế hoạch thư đều có mấy chục điều ích lợi phân phối chế độ, thả mỗi một chữ mắt đều phá lệ quan trọng, toàn bãi ở bên nhau, chỉ là liếc thượng liếc mắt một cái, đều sẽ làm người cảm thấy một trận đầu đại. Người phục vụ, này nhà ở như thế nào như vậy lạnh a, à, đem điều hòa khai khai, điều đến nhất nhiệt. Tên kia hơn 30 tuổi nam nhân mở miệng. Một người xinh đẹp sườn xám mỹ nữ lập tức chạy đến một bên, mở ra điều hòa. Lục Hà khách sạn may lại lúc sau, sở hữu phương tiện đều là đứng đầu, đương điều hòa mở ra lúc sau, phòng họp nội độ ấm lập tức liền thăng đi lên. Có thể nhìn đến, những cái đó đứng ở ghế dựa phía sau, ăn mặc mát lạnh sườn xám các mỹ nữ, trên mặt đều ngăn không được chảy xuống mồ hôi. Tại đây Đại Hạ Thiên lại đem điều hòa khai nhiệt, làm cho cả phòng họp nội cùng lồng hấp giống nhau. Phòng họp nội còn lại người cũng đều nhiệt mồ hôi đầy đầu, nhưng không một người ra tiếng, đều ở chịu đựng. Ngồi ở khoảng cách Trương Huyền gần nhất người, yên lặng cho chính mình điểm thượng một cây thuốc lá, hút xong sương khói lúc sau, hướng Trương Huyền sở ngồi địa phương phun ra. Bọn họ làm nhiều như vậy, đơn giản chính là tưởng tăng thêm Trương Huyền nội tâm giữa bực bội. Thử nghĩ một chút, một đống lớn số liệu tinh tế, liền chữ đều phải nhất nhất thẩm tra đối chiếu văn kiện bãi ở trước mắt, thân ở hoàn cảnh lại phá lệ khô nóng, còn có yên không ngừng bay tới, như vậy căn bản là làm người không có tâm tư đi xử lý trước mắt sự. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đãi ở cái này phòng giữa, chính là một loại dày vò. Mọi người ở chịu đựng loại này dày vò đồng thời, trong lòng cũng ở cười lạnh, bọn họ suy nghĩ, cái này họ Trương có thể căng bao lâu, hiện tại, bãi ở cái này họ Trương trước mặt, chỉ có hai con đường. Đệ nhất, không xem văn kiện, lập tức liền đi, nói cho tất cả mọi người không hợp tác. Đệ nhị, qua loa xem xong mấy thứ này, sau đó ký kết xuống dưới. Đến nỗi đem sở hữu kế hoạch thư đều tỉ mỉ xem xong, bọn họ không tin có người có thể đủ tại đây loại hoàn cảnh hạ hoàn thành như vậy công tác. Mà cái thứ nhất lựa chọn, nếu không xem văn kiện lập tức liền đi, như vậy Lâm Thị sẽ từ bỏ cùng này đó công ty hợp tác cơ hội, mà Trương Huyền kiêu ngạo thái độ truyền ra đi, lại bị nhiều như vậy công ty tìm được lấy cớ tới tập thể công kích, này sẽ khiến cho Lâm thị cổ phiếu đã chịu đánh sâu vào cùng ảnh hưởng, mà Lâm thị danh dự cũng sẽ xuống dốc không phanh, hiện tại Lâm thị một sớm quật khởi, muốn nhằm vào Lâm thị người có quá nhiều quá nhiều. Mà điểm thứ hai, Trương Huyền nếu qua loa xem xong mấy thứ này, lựa chọn thiêm hiệp nghị, như vậy chẳng khác nào đem Lâm thị đưa vào vạn kiếp bất phục nơi, này đó văn kiện giữa có quá nhiều quá nhiều văn tự bẫy dập. Thời gian trôi qua, những người này ở trong lòng mặc đếm thời gian, bọn họ cũng không cho rằng Trương Huyền có thể căng bao lâu. Mỗi người đều mồ hôi ướt đẫm, đang lúc bọn họ cho rằng Trương Huyền muốn chịu đựng không nổi thời điểm, đột nhiên, tại đây yên tĩnh hoàn cảnh giữa, vang lên một trận xả tiếng hô. Hô, tương đương tương đương nói nhiều tương đương tương đương. Này xả tiếng hô vang lên phá lệ đột ngột, nghe thấy thanh âm này, là có thể phân biệt ra tới, này tiếng ngáy chủ nhân, nhất định ngủ phá lệ thơm ngọt mà này tiếng ngáy, đúng là từ trương huyền sở ngồi kia trương ghế dựa thượng truyền đến. Tiếng ngáy liên tiếp vang lên, tại đây phòng họp nội có vẻ phá lệ trói tai. Một người trung quy nhịn không được, đứng dậy, hắn nhìn đến, trương huyền đang nằm đang ngồi ghế, nhắm mắt nặng nề ngủ, ở trương huyền khóe miệng, còn treo một chuỗi nước miếng. Thấy như vậy một màn người, trên mặt tức khắc sinh ra tức giận, hắn hít sâu một hơi, hét lớn, họ trương. Người quá mức, Tại đây một tiếng giống to chung, tiếng ngáy đột nhiên im bặt. Ân, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Trương Huyền giống như bị sợ hãi giống nhau, vội vàng từ ghế dựa ngồi thẳng, vẻ mặt mơ hồ lau hạ khóe miệng nước miếng. Vừa mới phát ra tiếng hô nhân khí thân thể phát run, Trương Đồng. Chúng ta tại đây chờ người cấp kết quả, người lại ở kia hô hô ngủ nhiều, không khỏi cũng quá không đem chúng ta để vào mắt. Hay là Lâm Thị hiện tại làm đại, liền thật cảm thấy toàn bộ hè oi bức thương giới đều phải lấy các ngươi lâm thị vì lão đại sao. Các ngươi lâm thị, đây là ở xem thường toàn bộ hè oi bức người làm ăn. Trương Huyền nghe lời này, trong lòng cười lạnh liên tục, hắn tự ở lâm thanh hạm văn phòng nhìn đến nhiều người như vậy đồng thời hướng lâm thị cấp ra hợp tác kế hoạch thư thời điểm, liền biết không thích hợp, những người này trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn lại rõ ràng bất quá, hiện tại tùy tùy tiện tiện liền tưởng cho chính mình trên đầu chụp mũ, này đơn giản chính là tưởng làm số Lâm thị sao?" Trương Huyền trong lòng cùng gương sáng dường như, trên mặt còn bày ra một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng, liên tục phất tay, "Đừng, các vị ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta Lâm thị nào dám ở các vị đại lão trước mặt nhảy nhót a." À? "Ha ha, vừa mới người nọ cười lạnh, "Vậy ngươi Trương Đồng phóng chúng ta tại đây, chính mình hô hô ngủ nhiều, lại là có ý tứ gì?" "Cái này sao?" Trương Huyền cười hắc hắc, "Các vị cấp gia kế hoạch thư ta đều xem xong rồi." Xem xong rồi, họ đồng nữ nhân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau khinh thường, nàng tự nhiên không tin Trương Huyền có thể xem xong, chỉ là những cái đó số lượng từ, đều đủ người coi trọng mấy cái giờ. Họ đồng nữ nhân nói, kia Trương Đồng nói nói, đối chúng ta hợp tác kế hoạch, có cái gì kiến nghị sao? Trương Huyền lắc lắc đầu, kiến nghị nhưng thật ra không có, chỉ là có mấy nhà công ty thật sự cùng chúng ta lâm thị kinh doanh lý niệm không hợp, cho nên liền không cần hợp tác rồi, ân. Trương Huyền nói đến lúc này, ánh mắt ở mỗi người trên người từng cái đảo qua, theo sau rũi tay, trong miệng toái toái niệm chứ, chọn binh chọn đem ai là ta hảo binh. Trương Huyền trong miệng toái toái niệm, bị người nghe được rành mạch. Vài giây sau, Trương Huyền ngón tay liền điểm mấy người, ngươi, 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 còn có ngươi cùng ngươi, xin lỗi, chúng ta kinh doanh lý niệm không hợp, Lâm Thị đem vĩnh viễn bất hòa vài vị hợp tác. Trương Huyền lời này vừa ra, ở đây người đồng thời trong lòng giật mình vĩnh viễn không hợp tác. Cái gì kinh doanh lý niệm không hợp, ở đây người đều là cáo giả xảo quyệt, ai đều minh bạch cái gọi là kinh doanh lý niệm chỉ là một cái cớ mà thôi, huống hồ, vừa rồi trương huyền kia trong miệng toái toái niệm bọn họ tất cả đều nghe được danh mạch, đó chính là hài đồng chơi tùy cơ chọn lựa trò chơi, vừa mới hắn điểm ra tới những người này, hoàn toàn chính là hắn lâm thời tùy cơ quyết định A. Bị điểm ra tới mấy người, sắc mặt biến ảo phá lệ xuất sắc, bọn họ trên mặt đầu tiên là cả kinh, không nghĩ tới trương huyền sẽ làm ra như vậy quyết định theo sau là phẫn nộ bọn họ cho rằng trương huyền như vậy là không đem bọn họ để vào mắt cuối cùng lại có chút hối hận phải biết rằng lâm thị vốn lưu động chính là làm rất nhiều người mắt thèm có thể cùng lâm thị lấy được hợp tác kia tuyệt đối là chuyện tốt ha chẳng sợ không gồm thâu lâm thị chỉ là đại gia song thắng cũng so cùng mặt khác ai muốn hợp tác đều hảo nhưng hiện tại lại bị báo cho vĩnh viễn không hợp tác này nói cách khác bọn họ có một cái rất lớn con đường, bị cắt đứt. Thả này con đường, là hè oi bước trong khoảng thời gian ngắn không có bất luận cái gì công ty so được với. Trương Huyền không để ý tới kia mấy người trong lòng tưởng cái gì, hắn ngáp một cái, còn lại các vị, các người hợp tác phương án ta đều nhìn, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tỉ vết, nhưng cũng may chúng ta kinh doanh lý niệm là tương đồng, này kế hoạch thư lại sửa liền phiền toái, không bằng chúng ta hiện trường miệng tán gẫu một chút hảo, các vị nói, ta tới tìm người nhớ, nói thông, chúng ta ký hợp đồng, như thế nào? Trương huyền hành vi này, hoàn toàn quấy dày những người này trong lòng kế hoạch, hơn nữa này nhất chiêu giết gà dọa khỉ, cũng đích đích xác xác làm còn lại người, thu liếm rất nhiều. Trương huyền búng tay một cái, hảo, ta tưởng các vị cũng đều không nghĩ tiếp tục chịu đựng đi xuống, đem độ ấm khống chế một chút đi. Những cái đó thân xuyên sườn xám mỹ lệ các cô nương nghe được lời này, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, một người lập tức chạy đến điều hòa khống chế cái nút bên, đem nhiệt độ không khí khống chế đi xuống. Thực mau, toàn bộ phòng họp nội độ ấm hoàn toàn hàng xuống dưới, mọi người kia đầy đầu hãn cũng đều biến mất không thấy, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Mọi người ngồi ở chỗ kia, chờ đợi Trương Huyền ra tiếng. Bất quá Trương Huyền lại là một tiếng đều không cổ họng, ánh mắt nhìn về phía một bên. Chờ đợi hơn 20 phút, toàn bộ phòng họp, như cũ là một mảnh trầm mặc. Có người nhịn không được, hướng vừa mới bị Trương Huyền điểm danh mấy người ra tiếng nói, vài vị, nếu lâm thị đã không quyết định cùng các người hợp tác, các người cũng không thích hợp tiếp tục đái ở chỗ này đi. Mấy người vừa nghe lời này, trên mặt đốn lộ tức giận, vừa mới bọn họ còn đứng ở một cái chiến tuyến, thương lượng như thế nào chia cắt lâm thị, nhưng hiện tại, cái kia chiến tuyến, liền như vậy tan vỡ. Trương Huyền cười ngâm ngâm ngồi ở chỗ kia, cũng không hé răng. Hảo, họ Trương xem như ngươi lợi hại hy vọng các ngươi lâm tổng trở về biết ngươi làm quyết định ngươi còn có thể cười được một người phẫn nộ chụp vang trước mặt bàn bản đứng dậy đi nhanh rời đi có người đi đầu còn lại người cũng đều đứng dậy nói chút trường hợp lời nói sau bước nhanh đi ra phòng họp phòng họp nội một chút liền ít đi mấy người gặp người ra cửa trương huyền lúc này mới một lần nữa mở miệng hảo các vị ta tưởng chúng ta nên tâm sự về hợp tác sự con người của ta chán ghét phiền toái, cho nên ở sinh ý thượng sự, cũng thích bằng mau tốc độ tới làm ra quyết định, ta cũng không nghĩ chậm trễ đại gia quý giá thời gian, kế tiếp, ta sẽ đưa ra vài giờ, các vị chỉ cần nói cho ta đồng ý không đồng ý liền có thể, đồng ý, chúng ta tiếp tục lưu đi xuống, không đồng ý, ta chỉ có thể nói, chúng ta kinh doanh lý niệm, vẫn là có không nhỏ khác biệt. Trương Huyền đang nói lời này thời điểm, vô luận là thần thái thượng, vẫn là ngữ khí giữa, đều tràn ngập cường đại tự tin. Ở đây những người này, tuy rằng ở người khác xem ra, kia đều là cửa phú, nhưng ở quang minh đảo loại này quái vật khổng lồ trong mắt, những người này, bất quá là khá giả mà thôi, đối mặt bọn họ, Trương Huyền căn bản không cần làm bộ làm tịch, có thể hợp tác liền hợp tác, hợp tác không được, Trương Huyền có rất nhiều lựa chọn. Ở Trương Huyền loại này cường đại khí chẳng hạ, những người này lại khó có thể nắm giữ quyền chủ động. Hảo, nếu các vị không có gì nghị, ta đây liền nói, điểm thứ nhất, ở kế tiếp hợp tác giữa, chúng ta Lâm Thị yêu cầu bắt được báo cáo, ít nhất muốn nửa năm thị trường đánh giá, cùng với các người chính xác đến số lẻ ích lợi phân phối, chúng ta Lâm Thị sở gánh vác nguy hiểm, không vượt qua 37%, nếu lớn hơn cái này chỉ số, hoặc là các người đổi phương án, hoặc là các người thay đổi người, có vấn đề sao? Ở đây người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không có người ta nói lời nói. Kế tiếp là đệ nhị điều, mỗi một cái hợp tác hạng mục, Chúng ta Lâm thị đều có tùy thời triệt tư quyền lực, thả chúng ta người, yêu cầu từ đầu tới đuôi, theo vào sở hữu hạng mục, hơn nữa phải có tuyệt đối quyết sách quyền. Có người nghe thế, lập tức phản bác về điểm này. Xin lỗi, Trương Huyền trực tiếp ra tiếng đánh gãy, chúng ta hợp tác lý niệm bất đồng, nhìn dáng vẻ cùng quý công ty hợp tác vô pháp tiếp tục. Vừa mới mở miệng người, thần sắc sững sốt, hắn không nghĩ tới, Trương Huyền thế nhưng bá đạo đến loại trình độ này, chính mình lời nói cũng chưa nói chỉ là khai hạ khẩu, hắn liền nói cho chính mình, vô pháp hợp tác. Không riêng gì người này không nghĩ tới, còn lại người, cũng đều không nghĩ tới, trương huyền bá đạo đến loại trình độ này, nguyên bản bọn họ chỉ đương trương huyền vừa mới đem mấy cái xí nghiệp đá ra cục, là cho mọi người xem, nhưng hiện tại xem ra, người này, căn bản là không phải làm cho ai xem, mà là thật liền như vậy cuồng A. À. Còn lưu lại người, hiện tại bắt đầu hảo hảo xem kỹ hiện trường tình thế, hiện tại, căn bản là không phải bọn họ kết phường đối phó Lâm Thị thời điểm. Lâm Thị người này, thủ đoạn cao minh, khí thế cường đại, này hiển nhiên là Lâm Thị một nhà, cưới ở bọn họ mọi người trên đầu A. Kế tiếp ta nói đệ tam điểm, Trương Huyền không cho bọn họ thở dốc cơ hội, tiếp tục ra chiêu. Toàn bộ phòng hội nghị nội, chỉ có Trương Huyền một người ở mở miệng, còn lại người yên lặng nghe, hiện tại liền dám ra tiếng đánh gãy Trương Huyền người đều không có, bởi vì Trương Huyền thái độ quá quả quyết, người nếu không hợp tác, đi liền xong việc, nói lại nhiều vô dụng, người cũng đừng nghĩ từ ta này nhiều tranh thủ đến cái gì chỗ tốt, người dám mở miệng tranh thủ, ta liền dám để cho ngươi cút đi. Nửa giờ sau, phòng họp đại môn mở ra, bí thư lý mang theo đã sớm ở cửa chuẩn bị tốt nghiệp vụ các tinh anh đi vào phòng họp giữa, đi ký kết một ít hợp đồng. Có thể nhìn đến, còn ngồi ở trong phòng hội nghị, từ lúc ban đầu 20 cá nhân, đến bây giờ chỉ còn 8 người, trước hết tên kia nhằm vào lâm thị họ đồng nữ nhân, còn lưu tại phòng họp giữa, nàng không dám rời đi, bởi vì nàng hiện tại yêu cầu lâm thị này thật lớn tài chính liên tới cấp sư giúp đỡ. Đương nhiên, nàng trả giá đại giới, cũng là siêu đại, nàng công ty 20% cổ phần, ở vừa mới đàm phán chung, đã thuộc về lâm thị. Mà còn lại 7 người, trên mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không cam lòng, lần này hợp tác giữa, lâm thị hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, mà bọn họ ở Lâm thị này khổng lồ tài chính liên hạ, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Trương Huyền đi ra phòng họp, hôm nay đàm phán, đối hắn mà nói, cũng không có cái gì khó khăn. Phòng họp nội, một người nghiệp vụ tinh anh đi đến bí thư Lý bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Bí thư Lý, hôm nay này hợp đồng không thích hợp a." À? "Không thích hợp? Như thế nào không thích hợp?" Bí thư Lý nghi hoặc, "Này đó hợp đồng đều là Trương Huyền làm nàng dẫn người tiến vào thiêm, đối với Trương Huyền" Bí thư lý có thể nói là trăm phần trăm tín nhiệm cùng phục tùng, này hợp đồng là kinh trương tổng tay, như thế nào sẽ không thích hợp đâu. Tên này nghiệp vụ tinh anh đem hợp đồng bắt được bí thư lý trước mặt, chỉ vào mặt trên mấy cái hiệp ước nói, bí thư lý ngươi xem, này đó đều là hoàn toàn làm lợi cho chúng ta a. À, ta trước nay chưa thấy qua loại này hiệp ước, có phải hay không có trá a? À, không phải có trá. Một người ngồi ở ghế dựa thượng thương nghiệp cá sấu khổng lồ vẻ mặt bất đắc dĩ nói đây là các ngươi trương tổng nói xuống dưới, những cái đó hoàn toàn làm lợi cho các ngươi, không riêng gì ta một nhà, còn lại tam gia cũng đều là như vậy, Huệ Thành thực nghiệp hiệp ước làm lợi so này khủng bố nhiều, mau ký đi, lại ở Ngân Châu nhiều đãi một giây, ta đều cảm thấy nháo tâm. Tên này nghiệp vụ tinh anh phóng nhãn nhìn lại, còn lại các xí nghiệp lớn cá xấu khổng lồ, đều là vẻ mặt khổ tướng. Nhìn trong tay này phân hợp đồng, tên này thương nghiệp tinh anh trong lòng chấn động, này Trương Tổng, rốt cuộc là cái gì năng lực A? Loại này hợp đồng đều có thể nói xuống dưới, phải biết rằng, ngồi ở chỗ này, cũng không phải là bình thường nhân vật, mỗi một cái đều là nhân tinh A. Cho dù là Lâm Tổng lại đây, cũng tuyệt đối không có khả năng đem hợp đồng nói thành như vậy. Này năng lực nghịch thiên A? Lúc này Trương Huyền, đang ở nhà hàng buffet tìm kiếm toàn len keng thân ảnh. Buổi chiều 3 giờ Trương Huyền mang theo vẫn luôn ở nhà hàng buffet lại đến lúc này mới bằng lòng đi toàn len ken, ra lục hà khách sạn Đại Môn. Trương Huyền nhìn toàn len ken kia một bộ chưa đã thèm bộ dáng, thật hoài nghi thứ này trong bụng có phải hay không ẩn giấu cái hắc độc, như thế nào ăn đều ăn không đủ no giống nhau. Mang theo toàn len ken trở lại công ty, vừa muốn lên lầu. Ca, người đi lên đi, ta còn có việc đâu. Toàn len ken đứng ở lâm thị tập đoàn trước Đại Môn, có việc, Trương Huyền Hồ Nghi đánh giá Toàn Len Ken. Ân, Toàn Len Ken trịnh trọng gật gật đầu, ca, vừa mới ăn cái gì thời điểm, ta đặc biệt có chịu tội cảm, trong thôn tiểu hoa còn ăn trứng gà đâu, ta liền ở kia ăn đùi gà, ta phải làm tiểu hoa cũng ăn thượng đùi gà, cho nên ta muốn đi tìm người đầu tư. Chịu tội, Trương Huyền trợn trắng mắt, hắn như thế nào cũng chưa từ vừa mới Toàn Len Ken kia cuồng nhiệt ăn tương đương trông được ra chịu tội cảm giác. Ca, ta đi trước. Toàn len ken phất phất tay, quay đầu liền đi nhanh chạy đi. Trương Huyền lắc lắc đầu, không hề để ý đến hắn, lo chính mình đi vào công ty, còn có một ít đồ vật, yêu cầu hắn đi xử lý. Buổi chiều 4 điểm, hạ ngọt ngào thân xuyên thương vụ chế phục, thương vụ váy hạ kia một cái thon dài bạch chân chọc người trong mắt. Hạ ngọt ngào bước thon dài hai chân, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt tự tin đi vào lâm thị cao ốc giữa. Hôm nay, hạ ngọt ngào có bị mà đến. Tối hôm qua phát sinh sự, làm hạ ngọt ngào cả đêm đều khó có thể đi vào giấc ngủ, bị người như thế hù dọa nhục nhã, còn ăn từ nhỏ đến lớn cũng chưa ai quá bàn tay, cái này làm cho hạ ngọt ngào đối trương huyền hận, đã thâm nhập cốt tủy, nàng hôm nay tiến đến, chính là muốn trả thù. Hạ ngọt ngào tuy rằng tuổi trẻ, không có gì kinh nghiệm, nhưng nàng cũng không ngốc, nàng biết, này Ngân Châu là lâm thị địa phương, muốn ở chỗ này thông qua màu đen thế lực làm trương huyền, nàng không có thực lực này, nàng phải làm, là từ thương nghiệp thủ đoạn thượng áp đảo Lâm Thị, này họ trương không phải thực hà khắc sao? Không phải động bất động liền đề điều kiện sao? Vậy làm hắn đề. Hạ ngọt ngào đã liên hệ ít nhất 7 cái đoàn đội, này 7 cái đoàn đội, đều là trong nghề nổi danh lòng giả hiểm độc, chuyên môn làm một ít bẫy dập hợp đồng. Hạ ngọt ngào đã hao phí vốn to, làm này 7 cái đoàn đội liên hợp, chuẩn bị làm Lâm Thị một tay. Đến nỗi kiếm không kiếm tiền, hạ ngọt ngào đã không nghĩ, nàng hiện tại, chính là không nghĩ làm Trương Huyền hảo quá. Hôm nay buổi sáng, hạ ngọt ngào chuyển ra 7.000 vạn, kia phân nhìn như bình thường bẫy dập hợp đồng, đã trang tới rồi hạ ngọt ngào túi sách chung, hạ ngọt ngào tìm công ty rất nhiều người tới xem này phân hợp đồng, không ai từ này phân hợp đồng trông được ra cái gì vấn đề, hạ ngọt ngào có tự tin, cái này Trương Huyền, tuyệt đối sẽ thượng câu. Hạ ngọt ngào đi vào lâm thị, nàng thực thu liếm chuyên môn đến trước đài hẹn trước một chút, theo sau kiên nhẫn chờ đợi. Lập tức ngọn 5 giờ, có người tới thông chi Hạ Ngọt Ngào, có thể đi thấy Trương Huyền. Cảm ơn, Hạ Ngọt Ngào cấp ra một cái thiện ý mỉm cười, như tắm mình trong gió xuân, đi vào thang máy, ấn xuống tầng cao nhất cái nút. Nhìn thấy Trương Huyền sau hẳn là nói như thế nào, Hạ Ngọt Ngào đã ở chính mình trong lòng diễn luyện không biết bao nhiêu lần, nàng có tự tin, có thể làm kia họ Trương thượng câu, đều là người trẻ tuổi, Hạ Ngọt Ngào không cho rằng chính mình sẽ so cái này họ Trương kém cái gì đinh tương đương. Một tiếng vang nhỏ, thang máy tới rồi lâm thị đỉnh tầng. Hạ ngọt ngào sửa sang lại một chút chính mình trên chán tóc mái, theo sau bước nhanh đi ra thang máy, sau đó nhẹ nhàng gõ vang trương huyền văn phòng môn. Tiến, trương huyền thanh âm vang lên. Hạ ngọt ngào đẩy cửa ra đi vào, không chờ trương huyền mở miệng, hạ ngọt ngào liền trước ra tiếng, trương tổng, ngày hôm qua sự, là ta có chút không hiểu chuyện, hôm nay riêng tới cấp ngươi nói lời xin lỗi hạ ngọt ngào mặt mang mỉm cười nàng nói những lời này thời điểm bắt lấy túi sách mang ngón tay không tự giác phát lực chứng minh nàng nội tâm giữa có bao nhiêu không tình nguyện hạ ngọt ngào trên tay này rất nhỏ động tác tự nhiên không thể gạt được trương huyền đôi mắt trương huyền ha hả cười vẫy vẫy tay không có việc gì người trẻ tuổi sao khó tránh khỏi có hồ đồ thời điểm biết sai có thể sửa liền hảo hạ ngọt ngào cố nén trong lòng lửa giận trên mặt bồi tươi cười đa tạ trương tổng đại nhân đại lược không cùng ta cái này tiểu nữ nhân so đo, lần này tới đâu, vẫn là tưởng cùng Trương Tổng tâm sự về hợp tác sự. Nga, Trương Huyền này một tiếng Nga kéo lão trường, này xin lỗi ta tiếp nhận rồi, hợp tác liền miễn đi. Hạ ngọt ngào đã sớm dự đoán được Trương Huyền sẽ nói như vậy, nàng biết, cái này họ Trương, nhất định sẽ cùng chính mình phô Trương. Hạ ngọt ngào lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt nói, Trương Tổng, ân tình này tự, trước sau là cảm xúc cá nhân, ta cho rằng, chúng ta vẫn là từ đại cục suy xét tương đối hảo, lúc này đây, ta hạ thị lấy ra rất nhiều thành ý, trương tổng ngươi. Hạ tổng, có chuyện, người khả năng hiểu lầm, trương huyền hơi hơi mỉm cười, ta chính là từ đại cục suy xét, vì không chậm chế công ty phát triển, cấp công nhân cung cấp càng nhiều cơ hội, cho nên ở các ngươi rời đi thời điểm, chúng ta lâm thị miếng đất kia, cũng đã tìm được hợp tác đồng bọn, cho nên, hạ tổng, chúng ta lâm thị, chỉ sợ là vô pháp cùng các ngươi hạ thị tiếp tục hợp tác đi xuống thật sự xin lỗi hạ tổng ngươi chuyên môn đi một chuyến, đến nỗi xin lỗi sự, hạ tổng ngươi kỳ thật gọi điện thoại là được. Cái gì, hạ ngọt ngào thần sắc sừng sốt, Lâm Thị đã tìm được hợp tác rồi. Sao có thể, hắn vì cái gì có thể nhanh như vậy tìm được người hợp tác? Chính mình trong bao tỉ mỉ chuẩn bị thứ này, còn chờ hắn đi thượng câu, hắn đã tìm được người hợp tác rồi. Trương Huyền từ ghế dựa thượng đứng dậy, sửa sang lại hạ trên bàn văn kiện, hảo lạc, tan tầm lạc, đúng rồi, Hạ Tổng, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Hạ ngọt ngào còn có chút phát ngốc, theo bản năng mở miệng, ngươi muốn nói cái gì? Trương Huyền đi đến Hạ ngọt ngào bên cạnh, đột nhiên dừng lại bước chân, nhỏ giọng nói, chế tạo bẫy dập hợp đồng loại chuyện này, nếu bị trước tiên phát hiện, có thể định nghĩa vì thương nghiệp lừa dối, muốn ngồi tù Nga, cho nên Hạ Tổng, nhân sinh có rất nhiều con đường, không cần đi nhất nhảm chán kia một cái sao. Trương Huyền nói xong, hướng Hạ ngọt ngào lộ ra một cái mỉm cười, theo sau bước nhanh đi ra văn phòng. Hạ ngọt ngào thân thể bỗng nhiên chấn động, xứng sờ ở tại chỗ, sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Bấy dập hợp đồng, hắn như thế nào biết? Trương huyền nhàn nhã đi ra văn phòng, lấy hắn xã hội kinh nghiệp, từ nhìn đến hạ ngọt ngào kia vẻ mặt giả dối tươi cười thời điểm, hắn liền biết, này hạ ngọt ngào là muốn làm gì? Ra lâm thị sau, Trương huyền nghĩ nghĩ, cũng không có về nhà, mà là chuẩn bị chiều tân khải khách sạn mà đi, hắn tưởng hướng toàn len keng nhiều hiểu biết một ít về lâu lan tổ địa tin tức. Trương Huyền mới vừa mở ra chính mình cửa xe, ngồi xuống, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lùng, nhiều năm chiến đấu bản năng, làm Trương Huyền nhanh chóng làm ra phản ứng, một tầng cái lồng khí bao trùm toàn thân, Trương Huyền thân thể cũng bỗng nhiên chiều phía sau ninh đi, đồng thời ôm đồm hướng phía sau. Trương Huyền phản ứng tốc độ cực nhanh, ra tay động tác, cũng như tia chớp giống nhau tấn mãnh. Ai, ở Trương Huyền xe ghế sau, thình lình ngồi một bóng người, lúc này thực lực khủng bố, ở Trương Huyền lên xe trước tiên, cũng chưa cảm nhận được hắn tồn tại, nếu không có nhiều năm ở sinh tử gian đua ra chiến đấu bản năng, Trương Huyền chỉ sợ vẫn luôn đều sẽ không phát hiện người này. Trương Huyền quay người, bàn tay thành chảo, thẳng tắp chiều hậu nhân cổ chộp tới. Đối mặt Trương Huyền động tác, đối phương không có bất luận cái gì phản ứng, tùy ý Trương Huyền bàn tay bắt lấy chính mình ít hầu. Là ngươi, Trương Huyền cũng vào lúc này thấy rõ đối phương là ai, vừa muốn phát lực bàn tay tức khắc buông ra. Ha ha, đối phương phát ra khàn khàn tiếng cười, không nghĩ tới ta sẽ xuất hiện tại như vậy. Đích xác không nghĩ tới, Trương Huyền lắc lắc đầu, quanh thân khí mà cũng tản mất, hắn nhìn ghế sau người, rất kỳ quái, ở trên người của ngươi, ta cảm thụ không đến một chút khí tồn tại, áo tang, thực lực của ngươi, lại tiến bộ. Này xuất hiện ở Trương Huyền xe ghế sau người, đúng là áo tang, Năm đó ba ngày tinh chi nhất thất sát. Áo Tang lắc lắc đầu, mở miệng nói, thực lực đích xác có biến hóa, bất quá không phải tiến bộ, mà là lui bước. Trương Huyền mày nhân lại, duỗi tay bắt được áo Tang thủ đoạn, đem ngón tay đỗ ở áo Tang mạch đập chỗ, mười mấy giây sau, Trương Huyền sắc mặt mãnh biến, trong mắt tràn ngập kinh hãi, sao có thể? Người trong cơ thể một chút khí đều không có, mạch đập nhảy lên cũng phi thường thong thả, người hiện tại thân thể trạng huống đã biến thành một cái bình thường lão nhân đúng không? Áo tang lộ ra một bộ tươi cười. Trương Huyền hít sâu một hơi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bị võ đế phế đi, áo tang sắc mặt nhẹ nhàng nói, ngày đó võ đế xuất hiện, ngươi hẳn là biết. Hắn phế đi ngươi. Ân, áo tang gật gật đầu, đại nhân ra lệnh cho ta, không tiếc tánh mạng, ngăn cản Tây Hạ truyền thừa xuất thế, võ đế khuyên không được ta, liền phế đi ta, bảo hạ Tây Hạ truyền thừa, ta hiện tại, phế nhân một cái, hôm nay lại đây, tưởng cùng ngươi tâm sự, ngươi hiện giờ đã là phú thần chiến lực, bước vào đệ tứ thê đội, hẳn là thực mau, thần ẩn hội vị kia, liền sẽ làm ngươi xuất phát đi trước thần ẩn giới. Thần ẩn giới, trương huyền nghi hoặc, cũng là tiểu thế giới sao? Đúng vậy, áo tăng gật gật đầu, kia xem như một cái phát triển tương đối hoàn thiện tiểu thế giới, ở nơi đó, đã hình thành một bộ luật rừng, cái kia tiểu thế giới người, gần 30 vạn, ở nơi đó cũng là phe phái rõ ràng, cụ thể, chờ ngươi đến vậy ngươi liền sẽ đã biết. Trương Huyền như suy tư gì, ngươi lần này tới tìm ta, sẽ không chính là vì cho ta giới thiệu một chút cái kia thần ẩn dưới đi. Đương nhiên không, áo tang lắc lắc đầu, ta chỉ là tưởng nói, ngươi khi còn nhỏ đã làm những cái đó sự, thần ẩn hội, đã an bài người đi tra xét, có thần ẩn hội cao tầng ở nhầm vào ngươi, ngươi lần này tiến đến, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, ta kiến nghị, ngươi tốt nhất có thể trước tiên qua đi, nơi đó thủy rất sâu, Trương Huyền sắc mặt tức khắc khói mù xuống dưới, "Cha ta trước kia sự." "Đúng vậy, chính là người trước kia đã làm những cái đó, có người sẽ lấy những việc này tới nhằm vào ngươi, ngươi yêu cầu mau chóng ngưng tụ ngươi thành viên tổ chức, ta hiện tại phế nhân một cái, ở chuyện khác thượng, cũng vô pháp giúp ngươi." Áo Tang lắc lắc đầu, nhìn hạ chính mình đôi tay, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. "Ngươi giúp ta đã đủ nhiều." Trương Huyền phun ra một ngụm trọc khí, "Yêu cầu ta cho ngươi an bài cái gì sao?" Không cần, áo tang vẫy vẫy tay, có chút địa phương, ta đã thật lâu không đi trở về, hiện tại cũng là thời điểm trở về nhìn xem, khí hải bị phế, ta cũng sống không được bao lâu, hiện tại ta, cũng tưởng khai, thời trẻ tạo nghiệt quá nhiều, hiện tại có thể làm ta trở về quê cũ, cũng coi như là đối ta một loại ban ân, đúng rồi, ta có một vấn đề, thật sự rất tò mò. Ngươi nói, mẫu thân ngươi qua đời năm ấy, 14 tuổi ngươi, thật sự giết người nọ một nhà bảy khẩu. Tân Khải khách sạn dưới lầu, Trương Huyền đem xe đình hảo, dò hỏi một chút trước đài, toàn len ken đã đã trở lại. Hắn cực kỳ không có chui vào nhà ăn chung, mà là thành thành thật thật về tới phòng. Trương Huyền đối này rất là kinh ngạc, tìm được toàn len ken sở trụ phòng sau, cửa phòng hờ khép, Trương Huyền đẩy cửa đi vào, còn không có nhìn đến toàn len ken người, liền nghe một đạo thanh âm vang lên, nói người nọ mẫu thân đều không phải là u tử vong, mà là bị người bức bách từ cao lầu nhảy xuống. Năm ấy 14 tuổi thiếu niên, ở cái kia ban đêm, hóa thân địa ngục ác quỷ, giết hết người nọ một nhà bảy khẩu. Mới vừa vào cửa Trương Huyền nghe đến mấy cái này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn một đi nhanh bước vào trong phòng, nhìn đến toàn len keng chính dựa nằm ở trên sofa, trong miệng nhắc mãi này đó. Câm miệng Trương Huyền hét lớn một tiếng. Chính phủ di động tập trung tinh thần toàn len keng bị Trương Huyền này tiếng quát hoảng sợ, ca, 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 ngươi làm sao vậy a à? toàn len keng nhìn đến Trương Huyền kia đầy mặt sát khí, nói chuyện thanh âm đều có chút phát run. Trương Huyền một bước mại đến toàn len keng trước người, thần sắc trịnh trọng quát hỏi nói, người vừa mới nói những cái đó, từ nào nghe tới. Vừa mới những cái đó, toàn len keng mặt lộ nghi hoặc, sửng sốt hai giây, hắn giơ lên trong tay di động, ca, ta đang xem tiểu thuyết A, một ly bát bảo trà viết, vừa mới những cái đó đều là ở hắn uy tín công chúng hào phát biểu. Hắn viết cái gì, Trương Huyền một phen lấy quá toàn len keng di động, tiểu thuyết. Hắn không tin trên thế giới có như vậy xảo sự. Ca chính người xem bái, liền ở công chúng hào, công chúng hào toàn xưng kêu tác giả một ly bát bảo trà, người lục soát một chút là có thể lục soát, ta còn xem đâu. Toàn len keng nói, liền đem điện thoại từ Trương Huyền trong tay đoạt lại đây, người nếu muốn xem chính mình đi uy tín công chúng hào lục soát bái. Trương Huyền sắc mặt khó coi lấy ra di động, tìm tòi công chúng hào, thấy được một cái Long Vương Điện lại danh tới cửa cuồng tế phiên ngoại lựa chọn, click mở sau, bên trong quả nhiên có toàn len keng vừa rồi theo như lời nội dung. Trương Huyền sắc mặt khói mù, bá ra một cái dãy số, đi, cho ta tra hạ cái kia một ly bát bảo trà, hắn viết đồ vật, rốt cuộc là từ đâu biết đến. Đường Trương Huyền cắt đứt điện thoại sau, hắn bắt lấy toàn len keng cổ áo, được rồi, đồ vật trước đừng nhìn, đi theo ta nói nói về các ngươi tổ địa sự. Chúng ta tổ địa không gì sự a, à ca, ta còn xem tiểu thuyết đâu, hôm nay một buổi trưa cũng chưa tìm được đầu tư, ta cảm thấy ta khả năng không thích hợp làm này hành, ta tân mục tiêu là muốn làm một cái người kể chuyện. Người vẫn là tiếp tục đầu tư đi, trương huyền sách theo toàn len ken cổ áo, không phải do toàn len ken phản kháng, đem hắn túm ra khỏi phòng, đi vào nhà ăn. Vừa thấy đến ăn, toàn len ken lập tức liền ngoan xuống dưới, một bên ăn, một bên trả lời trương huyền vấn đề. Trương Huyền đem chính mình muốn biết đến đồ vật Toàn hỏi một lần, Toàn Len Ken tuy rằng có tuyệt đại bộ phận trả lời không lên, nhưng như cũng làm Trương Huyền minh bạch lâu lan tổ địa đại khái. Lâu lan tổ địa, cũng là ở kia một mảnh hoang mạc giữa, bọn họ chiếm cứ một chỗ hiếm thấy ốc đảo, hiện tại tổ địa cùng sở hữu 1.700 nhiều người, cơ hồ không cùng ngoại giới giao lưu. Toàn Len Ken nói cho Trương Huyền, bọn họ xưa nay nhiệm vụ, chính là bảo hộ lâu lan truyền thừa, nghe tộc lão nói ở truyền thừa phía dưới có cái gì đặc biệt khủng bố đồ vật, cùng quỷ hồn giống nhau, nhát gan toàn len keng cũng chưa bao giờ dám hỏi nhiều này đó, vô pháp cấp trương huyền càng sâu giải đáp. Lâu lan tổ địa sinh hoạt nghìn bài một điệu, thẳng đến phản tổ minh đã đến, đưa bọn họ sinh hoạt hoàn toàn quấy dày. Trương 1233 đi trước thần ẩn giới. Toàn len keng nói cho Trương Huyền, kỳ thật cho tới nay, đều có người ở nhìn trộm lâu lan tổ địa, loại này nhìn trộm đã tồn tại quá dài thời gian, nhưng này vẫn là, có người đối lâu lan xuống tay. Trương Huyền minh bạch, phản tổ minh đây là có tuyệt đối tin tưởng lúc sau, mới có thể động tay, bọn họ phía trước, vẫn luôn đều ở chuẩn bị cái gì. Trương Huyền cùng toàn len keng hàn huyên trong chốc lát, lưu toàn len keng ở nhà ăn, hắn tắc trước rời đi. Ra tân khải khách sạn, Trương Huyền nhận được điện thoại. Trương Huyền tiếp khởi điện thoại ra tiếng, tra được sao. Đại nhân, đã điều tra xong cái kia một ly bát bảo trà chính là cái viết thư, hắn viết rất nhiều đồ vật, các loại nội dung đều có, đều ở hắn uy tín công chúng hào, yêu cầu đem hắn chôn sao. Trương Huyền trầm mặc một phen, theo sau ra tiếng, không có việc gì, các ngươi trở về đi. Trương Huyền cắt đứt điện thoại, lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, là ta quá nhạy cảm sao? Khả năng thật sự chỉ là trùng hợp đi. Trương Huyền đi vào xa tiền, mở cửa xe, đánh xe về nhà. Nương đem xe nghe được tắc tiếp nước hương trong viện thời điểm, Trương Huyền ở trước cửa phòng bậc thang, thấy được một cái phong thư, phong thư thượng viết có Trương Huyền khải ba cái chữ to. Trương Huyền đem phong thư mở ra, phong thư giữa, phong có một trương giấy trắng, trên tờ giấy trắng, chỉ có một số điện thoại. Cố lộng huyền hư, Trương Huyền bĩu môi, bắt thông mặt trên số điện thoại. Trong điện thoại chờ đợi thanh ước chừng vang lên hơn 30 giây, bên kia mới có người đem điện thoại tiếp khởi. Trương Huyền, phương đông lục địa cho tuyển giáo chủ, mệnh ngươi với 7 tháng 20 hào, phía trước thần ẩn giao diện thấy hội trưởng, từ hội trưởng quyết định ngươi hay không có thể đảm nhiệm phương đông lục địa giáo chủ một vị, thần ẩn giới ở vào. Điện thoại giữa thanh âm có vẻ phi thường cơ giới hóa. Đương nói xong thần ẩn giới mà đơn thuốc vị sau, điện thoại trực tiếp cắt đứt, Trương Huyền lại đánh qua đi khi, đã biến thành không hào. Dựa, trực tiếp đem muốn nói đồ vật viết thư mất mặt sao. Trương Huyền vô ngữ, đem phong thư chiều thùng rác một ném. 7 tháng 20 hào, khoảng cách hiện tại, còn có 20 ngày A, à, một khi đã như vậy nói, liền ở hôm nay xuất phát đi, thông qua hôm nay cùng áo tang một phen lời nói, Trương Huyền cũng rất tò mò, kia thần ẩn giới, rốt cuộc là như thế nào một phen bộ dáng. Trương Huyền trở lại phòng trong, biên tập một phong bưu kiện chia bí thư lý, là về lâm thị gần đoạn thời gian phát triển phương hướng, cùng với một ít về điểm mấu chốt quyết sách, thu phục này đó sau, Trương Huyền liền hoàn toàn thả lỏng lại, không hề suy nghĩ về công ty sự, kế tiếp, hắn toàn bộ thể xác và tinh thần đều phải đầu nhập đến mặt khác một việc giữa đi. Trương Huyền lại một lần bắt thông Lâm Thanh Hạm điện thoại, điện thoại như cũ là đánh không thông. Trương Huyền lắc lắc đầu, thu hồi một ít đồ vật, nghĩ nghĩ, lại chạy đến tân khải khách sạn kêu lên vừa mới từ nhà ăn ra tới toàn len keng, cùng đi trước thân ẩn giới. Đối với toàn len keng cái này lâu lan người thừa kế, Trương Huyền không có phát hiện này mập mạp trên người có bất luận cái gì loang loáng điểm, bất quá, Trương Huyền chịu, thứ này nếu có thể trở thành người thừa kế, khẳng định không phải mặt ngoài xem đơn giản như vậy, thực trực quan một chút, quang hắn có thể ăn nhiều như vậy, đã nói lên, này mập mạp thân thể, tuyệt đối không bình thường. Trương Huyền tìm được mập mạp, chỉ nói một câu mang người đi có ăn, có xinh đẹp nữ hài tử địa phương sau, toàn len keng liền chảy nước miếng, tung ta tung tăng đi theo Trương Huyền phía sau. Một trận phi cơ từ Ngân Châu sân bay cất cánh, bay đi châu Âu. Nhật Nguyệt Luân phiên giữa, phi cơ rơi xuống đất. Trương Huyền mang theo trong túi nhét đầy sandwich toàn len keng đi xuống phi cơ, loại này quốc tế chuyến bay thức ăn còn là phi thường không tồi. Chờ toàn len keng đi xuống phi cơ khi, có thể nhìn đến, những cái đó xinh đẹp tiếp viên hàng không nhóm trên mặt, đều lộ ra một bộ xả hơi biểu tình, các nàng sợ trên phi cơ chuẩn bị sandwich không đủ, này mập mạp đem ghế dựa đều ăn từ thượng phi cơ kia một khắc mập mạp liền ồn ào chính mình sắp đói chết, xuống phi cơ khi, trong miệng hắn tác đến tràn đầy, như cũ lẩm bẩm những lời này. Trương Huyền lần này tới đến châu Âu, cũng không có cùng bất luận kẻ nào liên hệ, lúc này đây, hắn là muốn mai danh ẩn tích tiến vào thần ẩn giới, nhìn xem nơi đó, rốt cuộc là địa phương nào, có thể làm áo tang cố ý tìm được chính mình cùng chính mình để một miệng địa phương, Trương Huyền tuyệt đối sẽ không đơn thuần cho rằng, nơi đó chỉ là một cái làm tụ tập điểm tiểu thế giới đơn giản như vậy. Trương huyền đầu tiên mang theo toàn len ken, đi vào phố người Hoa, từng người mua một thân phục cổ siêm y, quần áo bộ dáng, liền giống như cổ trang kịch bên trong đại hiệp giống nhau. Ta dựa, bạch y thắng tuyết, ta thích này giọng. Toàn len ken theo dõi một thân màu trắng áo dài, ở nhìn đến này màu trắng áo dài nháy mắt, toàn len ken đã ảo tưởng tới rồi kia một thân bạch y bạch vỡ, bạch dày, màu trắng đấu lạp, màu trắng trường kiếm, đứng đỉnh núi, gió nhẹ phất tới, áo dài bay phất phới xoái khí cảnh tượng. Bất quá, đương dáng người tròn xoe toàn len keng thay như vậy một thân áo dài lúc sau, hắn sở hữu ảo tưởng, liền toàn bộ tan biến. Hai người mua quần áo xong, liền xuất phát. Về thân ẩn giới nhập khẩu, Trương Huyền đã nhớ dục trong lòng. Hai người đi ở này tràn ngập châu Âu kiến trúc đầu đường, toàn len keng hai tay các bắt lấy một cái sandwich, một bên không ngừng hướng trong miệng tắc, một bên mọi nơi quan khán. Oa, ca, nữ hài từ kia đầu tóc là màu vàng. Oa, nữ hài từ kia làn da là màu đen. Toàn len keng vừa nói, còn chạy đến phía trước, túm túm nhân ra đầu tóc, bị mắng một tiếng đâm me phốt sau, toàn len keng còn mang theo vẻ mặt ngây ngô cười. Trương huyền vô ngữ kéo qua toàn len keng, gắt gao nhìn hắn, không cho hắn lại nơi nơi chạy loạn. Hai người đi tới một nhà bổ tiệm giày, này mặt tiền cửa hàng ở toàn bộ trên đường phố ở vào nhất không chớp mắt một góc. Giải rác ánh mặt trời sái tiến miếng độn dày giữa, cho người ta một loại phi thường cổ xưa cảm giác. Trong tiệm, một người lão thợ đóng giày mang một bộ kính viễn thị ngồi ở trước quầy, đương trương huyền cùng toàn len canh tiến vào sau, lão thợ đóng giày nhìn thoáng qua, hai vị, muốn đi đâu? Tới ngồi xe, trương huyền lấy ra một khối chỉ có ngón út tiết lớn nhỏ linh thạch bầy biện ở quầy thượng. Lão thợ đóng giày lắc lắc đầu, ngồi xe nói nhưng không nên tới tiệm giày người vui đùa cũng không tốt cười giày hỏng rồi trương huyền tiếp tục ra tiếng theo sau dùng ngón tay ở quầy thượng tiến hành quy luật đánh đây là kia thông điện thoại chung nói cho trương huyền mật hào lão thợ đóng giày nghe trương huyền gõ ra ám hiệu hơi hơi mỉm cười buông trong tay đóng đế giày công cụ nếu giày hỏng rồi liền trước không cần đi rồi tới nghỉ ngơi một chút đi lão thợ đóng giày đứng dậy mang theo trương huyền cùng toàn len kem đi vào phía sau một gian phòng trong, phòng trong tổng cộng có 5 chương ghế dựa, lão thợ đóng giải ý bảo Trương Huyền cùng toàn len keng ngồi trên đi sau, liền rời đi này gian phòng, đồng thời đóng lại cửa phòng. Toàn len keng mọi nơi nhìn xung quanh, ca, nơi này không có ăn hòa hảo xem nữ hài. A, à, toàn len keng lời nói còn chưa nói xong, liền phát ra một trận tiếng thét chói tai, bởi vì hai người bọn họ hiện tại, chính lấy một cái bay nhanh tốc độ, hướng phía dưới rơi đi. Nói đúng ra, là này bầy biện ghế dựa mặt đất, chỉnh thể hướng phía dưới rơi xuống. Mà lão thợ đóng giày, tắc một lần nữa ngồi ở trước quầy, cầm lấy hắn công cụ cùng giải rách, tiếp tục làm vừa mới sự tình. chương 1234 đến thần ẩn giới. Oa nha 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 nha, đây là thứ gì a a a a, a. mụ mụ cứu ta. Cùng với toàn len keng chói tai tiếng thét chói tai, một trận không trọng cảm vẫn luôn bao phủ Trương Huyền. Trương Huyền làm lơ rất toàn len ken tiếng thét chói tai, hắn nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng mặc số. 1697 Đương Trương Huyền trong lòng mặc đếm tới cái này con số thời điểm, thân thể chung quanh không trọng cảm bỗng nhiên dừng lại. Trương Huyền như cũng nhắm mắt lại, hắn ở hồi ức vừa mới, tuy rằng cả người đều bị không trọng cảm bao phủ, nhưng Trương Huyền vẫn là chú ý tới này trong đó vi diệu phương hướng biến hóa, tại đây gần nửa giờ giữa, chỉnh thể phương hướng biến hóa ít nhất có 7 lần, cái này làm cho hắn không có biện pháp chuẩn xác tới phỏng đoán phương vị. Toàn len keng tiếng thét chói tai còn ở tiếp tục. Trương Huyền lắc lắc đầu, đứng dậy, đẩy ra trước mặt cửa phòng. Đường cửa phòng đẩy ra trong nháy mắt kia, một mặt ánh mặt trời chiếu vào Trương Huyền trên mặt. Ngoài cửa phòng, lão thợ đóng giày vẫn như cũ ở trước quầy ngồi, nạp đế giày. Mà toàn len keng tiếng kêu cũng vào giờ phút này đột nhiên im bặt, hắn một chút từ ghế dựa thượng nhảy lên, đi theo Trương Huyền phía sau đương toàn len ken nhìn đến ngoài cửa cảnh tượng khi, vẻ mặt buồn bực, ca, người vừa mới mang ta chơi chính là các ngươi này tàu lượn siêu tốc sao. Ta như thế nào không thấy được sơn đâu. Trương huyền nghi hoặc nhìn ngoài cửa, hắn vốn tưởng rằng, chính mình sẽ đi đến một cái tân địa phương, tỉ như trực tiếp xuất hiện ở thần ẩn giới, nhưng hiện tại xem ra, sự tình đều không phải là chính mình tưởng như vậy. Trương huyền hướng ngoài cửa đi đến, toàn len keng vẻ mặt mộng bức từ trong túi móc ra một khối sandwich nhét vào trong miệng, Mặt khác một bàn tay lấy ra di động Muốn mở ra một ly bát bảo trà cá nhân công chúng hào nhìn nhìn lại Mỗi ngày đều sẽ đổi mới nội dung Kết quả phát hiện di động một chút tín hiệu đều không có Một trận ô lý quang quác thanh âm truyền tiến toàn len keng trong tai Toàn len keng hai mặt mộng bước đem ánh mắt từ trên màn hình di động rời đi Nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương Cũng chính là tiệm giày ngoài cửa Phi hè oi bức ngôn ngữ toàn len keng nghe không hiểu Nhưng Trương Huyền lại bởi vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hắn rõ ràng nghe được, ngoài cửa vang lên thanh âm nói chính là cái gì. Ta đánh tới một khối yêu thú nội đan, còn mang theo linh khí. Yêu thú, yêu thú, còn không phải là thần ẩn hội tiểu thế giới trung nguyên trụ dân, đối phản tổ minh thực nghiệm thể xương hô sao. Trương huyền nhìn thoáng qua quầy phía sau lão thợ đóng giày, lão thợ đóng giày chỉ chỉ trương huyền cùng toàn len keng đi ra phòng, mí mắt cũng chưa nâng một chút ra tiếng nói, trở về đem nên đổi quần áo đổi hảo, người có thể tới này, quy củ hẳn là đều thông chi tới rồi đi. Trương Huyền nhìn mắt chính mình trong tay phía trước lấy lòng quần áo, theo sau xoay người, trở về phòng. Vài phút sau, Trương Huyền cùng toàn len keng đổi hảo quần áo. Trương Huyền sợ tuyển quần áo, là thực bình thường hán phục, vải dệt cũng đều thực bình thường. Mà toàn len keng, tuy rằng khí chất không hợp, nhưng khăng khăng xuyên kia một thân tơ lụa màu trắng áo dài, bởi vì muốn thỏa mãn hắn dáng người, toàn len ken chỉ có thể lựa chọn đại hào, mặc ở trên người phá lệ buồn cười, hai điều cổ tay áo muốn bao lớn có bao nhiêu đại, dư thừa ra tới khe hở có thể tắc tiếp theo cái bóng bầu dục. Đương hai người thay này thân quần áo, đi ra tiệm giày sau, nhìn đến ánh mắt đầu tiên cảnh tượng, làm toàn len ken há to miệng. Ở toàn len ken trước mặt, vô số nam nữ qua lại xuyên qua, mỗi người đều ăn mặc thời cổ quần áo, không riêng có hẻ oi bức phong cách, phương Tây phong cách cũng có rất nhiều, mỗi người đều là một bộ sát khí thật mạnh bộ dáng, trong đó có ba người, kết phường nâng một cái thật lớn quái vật thi thể, này quái vật thi thể là cái sơn dương hình dạng, bất quá thân thể lại có 4 mét trường. Trương Huyền nhìn kỹ liếc mắt một cái, phát hiện toàn len keng không phải bị này quái vật bộ dáng dọa tới rồi, mà là nhìn này quái vật thi thể, chảy xuống nước miếng. Thật lớn sơn dương A, hầm nhất định thực mỹ vị. Toàn len keng ánh mắt gắt gao tỏa định ở sơn dương trên người muốn hay không cho ngươi thêm chút thì là a à, trương huyền tức giận trợn trắng mắt toàn len keng chảy nước miếng gật đầu kia tốt nhất trương huyền không ở để ý đến hắn ánh mắt mọi nơi đánh giá cái này tiểu thế giới đây là kia thần ẩn hội quan trọng nhất một cái tiểu thế giới thần ẩn giới cái này thần ẩn giới sau trương huyền phía trước đi cái kia tiểu thế giới khổng lồ không biết nhiều ít trên đường phố tiếng người ồn ào làm gì đó đều có đã hình thành một cái tự nhiên xã hội hơn nữa nơi này người cũng có đa dạng gương mặt, từ phương đông đến phương tây, tổng bạch nhân đến người da đen, có nam có nữ, có già có trẻ. Trương Huyền nhìn quét một vòng, nơi này kiến trúc phong cách đều có khuynh hướng cổ phong. Không đúng. Trương Huyền đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tiểu thế giới đều là chôn giấu dưới nền đất phía dưới không gian, lấy độc đáo phương pháp làm nơi này sinh ra không khí lưu thông, nhưng không chung cái kia Thái Dương, là chuyện như thế nào? Dưới nền đất như thế nào sẽ có Thái Dương tồn tại? Đang lúc Trương Huyền còn ở vì cái này vấn đề nghi hoặc thời điểm, năm sáu cá nhân, đột nhiên chiều bên này vào tới, bọn họ mục đích thực minh xác chính là tìm Trương Huyền cùng toàn len keng. Thiếu hiệp, người là tới nơi này đi, một người phương đông gương mặt trung niên nam nhân, thao một ngụm lưu loát hẻ oi bức lời nói, hướng Trương Huyền nói. Trương Huyền bị đối phương này một câu thiếu hiệp nói sừng sốt. Đối phương cũng nhìn đến Trương Huyền phản ứng, hắn xin lỗi cười, xin lỗi, ở chỗ này ngốc lâu rồi, đã thói quen nơi này xưng hô, mong rằng thiếu hiệp ngươi không cần để ý, ta cho ngươi giới thiệu một chút thân ẩn giới. Thiếu hiệp, theo ta đi, một người kiều Mỹ tiểu cô nương giữ chặt trương huyền ống tay áo, này tiểu cô nương cũng là hẻ oi bức người, nhìn qua mới 18 chín tuổi bộ dáng, phá lệ thanh thuần khả nhân nhi. Đồng thời vây lại đây, còn có một ít quốc gia khác người, màu da bất đồng, cũng sôi nổi hướng trương huyền mở miệng, phải cho Trương Huyền giới thiệu thần ẩn giới, loại này trường hợp, làm Trương Huyền có một loại vừa đến nơi khác hạ ga tàu hỏa đụng tới kiếm khách giống nhau. Trương Huyền nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là lựa chọn trước hết cùng chính mình nói chuyện tên kia trung niên nam nhân. Còn lại người thấy Trương Huyền làm ra như vậy lựa chọn, đều không cấm lắc lắc đầu, đồng thời còn lộ ra một bộ cổ quái biểu tình. Tên kia thanh thuần tiểu cô nương tác chút nào không che giấu nói một tiếng, cái gì nhãn lực sao, nhìn dáng vẻ là cái ngu xuẩn tuyển như vậy một cái phế vật. Trung niên nam nhân nghe được tiểu cô nương nói, cũng không phản bác, run run cười, theo sau hướng Trương Huyền nói, hai vị xin theo ta tới. Trung niên nam nhân nói xong, mang theo Trương Huyền chiều một phương hướng đi đến. Trương Huyền đi theo trung niên nam nhân phía sau, toàn len canh tự nhiên là toàn bộ hành trình đều đi theo Trương Huyền. Thiếu hiệp, này thần ẩn dưới ngươi là tới, có một số việc, cần phải chú ý a, à, người ở đây nhiều mà thiếu, hơn nữa không có pháp luật ước thúc ai nắm tay đại ai liền có quyền lên tiếng ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận không cần chọc tới một ít đại nhân vật trừ phi ngươi ở bên ngoài có lục địa giáo chủ cái kia cấp bậc chỗ dựa nếu không nhưng không ai giữ được ngươi trung niên nam nhân nhắc nhở một tiếng đúng rồi ta kêu vương giản một tuổi sau các ngươi đại các ngươi kêu ta lão vương hoặc là kêu ta vương ca liền hảo trương huyền gật gật đầu vậy kêu vương ca đi lão vương cái này xưng hô tại ngoại giới thanh danh cũng không như thế nào hảo. Vương giản một có chút nghi hoặc, hắn ở chỗ này đợi đến thời gian dài, không biết lão vương ngạnh. Trường 1235 bên trong quy củ. Vương giản một cấp trương huyền giới thiệu cái này thần ẩn giới cơ bản tình huống. Ở thần ẩn giới, ngoại giới tiền là không có một chút tác dụng, nơi này có chuyên trúc tiền. Ở thần ẩn giới giữa, có ba loại người tồn tại, đệ nhất loại là người thường, phần lớn đều là nơi này nguyên trụ dân, bọn họ phần lớn đều có được chính mình đồng ruộng, thông qua trồng trọt lương thực tới đổi lấy tiền. Đệ nhị loại đâu, chính là nhà thám hiểm, bọn họ sẽ ra khỏi thành, săn giết yêu vật, cũng chính là phản tổ minh thực nghiệm thể, tới đổi lấy tiền cùng với công tích. Loại thứ ba, còn lại là có được công tích người, ở chỗ này, đương có được nhất định công tích sau, liền có thể nhậm chức trở thành quản lý tầng, quản lý tầng có phần xứng lãnh địa cùng nơi, cũng sẽ có được chính mình tùy tùng trở thành vì quản lý tầng sau, bọn họ nhiệm vụ cũng chỉ có một cái, chưa nạp tùy tùng, tùy tùng công tích sẽ rút ra một chút phần ở quản lý tầng trên người, đương tùy tùng càng nhiều, bắt được công tích càng nhiều, quản lý tầng tấn chức tốc độ cũng liền càng nhanh, đương quản lý tầng hoàn toàn tấn chức đi lên sau, là có thể đến ngoại giới thần ẩn hội giữa đổi lấy nhất định chức vị. Trương Huyền nghe thế, không sai biệt lắm minh bạch, cái này thần ẩn giới kỳ thật cũng là thần ẩn hội một cái làm người rèn luyện địa phương chẳng qua so với khác tiểu thế giới tới nói, nơi này quy tắc càng thêm hoàn thiện. Vương giản một tướng Trương Huyền cùng toàn len keng đưa tới một quán ăn chung, nơi này là đồ ăn Trung Quốc phong cách, trang hoàng bộ dáng, là dựa theo cổ đại hè oi bức khách điếm tới trang hoàng, khách điếm đã ngồi không ít người, mọi người đều một thân cổ trang, nhìn qua một chút đột một cảm giác đều không có, hoảng hốt gian, thật làm người cảm giác về tới cái kia một người một kiếm, một con con ngựa trắng liền buồn cười ngạo giang hồ thời đại. Vương giản một đầy mặt thịt đau muốn hai cân thịt bò cùng một hồ rượu trắng, từ vẻ mặt của hắn có thể thấy được, vương giản một ở chỗ này sinh hoạt cũng không như ý. Ngồi ở bàn gỗ bên, Trương Huyền vẻ mặt nghi hoặc nói, vương ca, ta có một chút không rõ. Vương giản một mở miệng, người nói. Trương Huyền tò mò hỏi, vương ca, ngoại giới bảy đại châu giáo chủ, đối nơi này cũng có ảnh hưởng sao? Bọn họ hẳn là quản không đến nơi này đi, hơn nữa ta xem, bảy đại châu giáo chủ thực lực, ở chỗ này hẳn là chỉ có thể tính làm giống nhau đi vương giản lay động lắc đầu người không hiểu bảy đại châu giáo chủ chỉ là bên ngoài thượng người phát ngôn mỗi một người giáo chủ phía sau đều đứng một người đại nhân vật hiện tại nơi này thế lực rắc rối phức tạp nhưng ngược dòng đến ngọn nguồn đều cùng bên ngoài bảy đại châu có quan hệ toàn bộ thần ẩn trong giới địa vị tối cao bảy người đều là năm đó bảy đại châu giáo chủ phái tiến vào thân tín bọn họ một mạch truyền một mạch người hẳn là biết nơi này là một chỗ thực tốt luyện binh mà. Nơi này người, mỗi ngày đều ở cùng yêu thú sinh tử tương bác, đặt ở cùng cấp bậc giữa, các đều xem như cường giả, bọn họ sau khi rời khỏi đây, có thể trực tiếp tăng cường các lục địa thực lực A. Trương Huyền hỏi, kia cũng liền nói nói, bảy đại châu giáo chủ, ở chỗ này quyền lực rất lớn lạc. Vương giản thở dài một hơi, nguyên bản nơi này là bảy đại thế lực, nhưng hiện tại đã biến thành sáu thế lực lớn. Sáu thế lực lớn, vì cái gì, Trương Huyền khó hiểu. Thiếu hiệp, người hẳn là thuộc về phương đông lục địa đi. Trương Huyền gật gật đầu. Vương giản một mặt lộ bi phẫn, ta tới nơi này thời điểm, còn thực tuổi trẻ, so người bây giờ còn nhỏ một chút, hẳn là 19 tuổi, lúc ấy, chúng ta phương đông lục địa, có thể nói là ngạo thị quần hùng, bao gồm ở chỗ này, phương đông lục địa thế lực, kia cũng là nổi bật, nhưng sở tranh đại nhân vẫn luôn ở Côn Luân Sơn bế quan, dẫn tới thần ẩn dưới chung. Phương Đông Lục Địa bên trong phát sinh một ít khác nhau. Trương Huyền Minh Bạch, phương giản một khu nhà nói khác nhau, kỳ thật chính là bên trong phân liệt, đừng nói cái này cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách thần ẩn giới, chính là tại ngoại giới, Phương Đông Lục Địa, hiện tại cũng là năm bè bảy mảng, chính mình nhâm mệnh giáo chủ là lúc, nhưng có không ít người âm thầm phát lực, tuy rằng hiện tại tiết ra quy phục, nhưng còn lại tổ chức nhưng không có quy phục ý tứ, đảo quốc tám kỳ bộ, thậm chí đều cùng Mại Lạc giao hảo. Vương Giản một tiếp tục nói, phương đông lục địa bên trong xuất hiện khác nhau, một bộ phận người trốn đi, một bộ phận người lưu lại, bất quá này cũng chỉ là phương đông lục địa bên trong sự tình, nhưng gần đoạn thời gian truyền đến một cái tin dữ, nghe nói sở tranh đại nhân hắn. Vương Giản vừa nói đến lúc này, thân thể chấn động, hốc mắt phiếm hồng. Trương Huyền hít sâu một hơi, theo sau lắc lắc đầu. Vương Giản nhéo khởi nắm tay, hung hăng chùi một chút mặt bàn, đưa tới không ít người ánh mắt. Vương giản vung tay áo lau một phen đôi mắt, thanh âm run rẩy tiếp tục nói, tin giữ không ngừng một cái, có người nói, sở tranh đại nhân người phát ngôn, áo tang đại nhân bởi vì chọc giận võ đế, bị phế đi cả người tu vi, mà hiện tại phương đông lục địa tân nhiệm giáo chủ Trương Huyền, cũng trọng thương bỏ chạy, không dám lộ diện, còn có đồn đái sưng, này Trương Huyền cấu kết những cái đó yêu thú, muốn niên đảo toàn bộ thần ẩn hội, hiện tại phương đông lục địa người ở thần ẩn giới phi thường đã chịu xa lánh. Mà Trương Huyền là sở tranh đại nhân lựa chọn người thừa kế, hiện tại ra những việc này, chúng ta này đó vẫn luôn đứng ở sở tranh đại nhân bên này, càng thêm không có địa vị. Trương Huyền cấu kết yêu thú, Trương Huyền sắc mặt biến đổi, lời này là ai nói? Vương giản lay động lắc đầu, không biết, ta cũng là từ người khác trong miệng nghe tới, nói Trương Huyền đã thương tam đại hồng y giáo chủ chi nhất xài cửu minh giáo chủ, nhưng cũng bị xài cửu minh giáo chủ trọng thương. a à, Trương Huyền cười lạnh một tiếng, quả nhiên có người đang âm thầm nhầm vào chính mình, nhìn dáng vẻ, đây là tưởng đem chính mình bài trừ thần ẩn hội A. Vương giản lần nữa thứ lau một phen nước mắt, điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc, theo sau hỏi, đúng rồi, tiểu huynh đệ, còn không có thỉnh giáo hai người tên họ. Nga, ta kêu Trương ức thanh, đây là ta huynh đệ, toàn len keng. Trương huyền vỗ vỗ toàn len keng bả vai. Toàn len keng xúc đầu ngồi vào một bên, hắn một đôi mắt cùng tặc giường như mọi nơi trộm ngắm, thấy không ai chú ý tới chính mình, chạy nhanh từ ống tay áo móc ra một khối sandwich toàn bộ nhét vào trong miệng, sau đó vẻ mặt tiện cười câm miệng nhấm nuốt. Vương Giản Một đã nói với bọn họ, ở chỗ này không thể bày ra ngoại giới mang đến đồ vật, bởi vì ở nguyên trụ dân trong mắt, nơi này chính là toàn bộ thế giới, bao gồm ở đại bộ phận chiến sĩ trong mắt, bọn họ cũng là sinh hoạt ở chỗ này, từ ngoại giới tiến vào người, chỉ là thiếu bộ phận, nơi này có quy củ, không thể để lộ ngoại giới sự tình, cho nên, liền dẫn tới nơi này có rất kỳ quái hiện tượng, mặc kệ có phải hay không ngoại giới tiến vào, ở chỗ này, đều sẽ lấy nơi này miệng lưỡi tới nói chuyện làm việc. Bởi vì ai cũng không biết đối phương thân phận là cái gì, một khi bị phát hiện cấp nguyên trụ dân nói ngoại giới sự, kia đổi lấy kết quả, trừ bỏ chết bên ngoài, không còn có khác, cái này quy củ, cho dù là bảy đại châu giáo chủ thân tín phá hủy, cũng đến chết. Trường ức thanh huynh đệ, từ từ ta sẽ mang hai người đi gặp chúng ta giáo chủ đại biểu, Tuy rằng hiện tại phương Đông lục địa thế lực bạc nhược, nhưng ta còn là hy vọng các ngươi có thể gia nhập tiến vào. Đương nhiên, này sẽ không cưỡng bách các ngươi. Hảo, đồ ăn tới, trước điền điền bụng đi, ta xem vị này toàn huynh đệ đã đói chịu không được. Một phần thịt bò thượng bàn, Vương Giản cười một chút, đem đầu vặn đến một bên, cầm lấy một đôi chiếc đúa, lại đem đầu xoay qua tới khi, vừa mới thượng bàn một mâm thịt bò, Vương Giản một liền nhìn không tới. Chương 1236 thế cục Vương giản vừa thấy trên bàn không bàn, tư duy tại đây thịt bò rốt cuộc thượng vẫn là không thượng chi gian qua lại dãy dụa. Toàn len keng đánh cái cách, chưa đã thèm vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Vương giản một còn tưởng lại muốn một phần thịt bò, bất quá sờ sờ túi số lượng không nhiều lắm tiền, cười gượng một tiếng, ha ha, uống rượu, chúng ta uống rượu. Trương huyền đến không thèm để ý ăn cái gì, hơn nữa hắn cũng biết, vô luận hôm nay vương giản một muốn nhiều ít, có toàn len keng ở, kia đều là không đủ, đúng rồi vương ca ta còn có cái vấn đề đó là sao lại thế này trương huyền nói duỗi tay chỉ chỉ khách điếm ngoài cửa nghiêng phía trên nơi đó mặt trời lên cao tưới xuống ánh sáng vương giản lay động lắc đầu không biết từ ta đi vào này thời điểm nơi này liền có thái dương nghe có chút tiền bối nói đây là lấy nào đó nguồn sáng kỹ thuật chiết xạ lại đây nhưng cụ thể sao lại thế này không ai có thể giải thích trương huyền nghi hoặc nói bằng vào người ở đây thực lực nếu tưởng đi lên xem cái minh bạch, hẳn là rất đơn giản đi. Những cái đó nguyên trụ dân thực lực, cũng không kém. Không, vương giản một trịnh trọng lắc lắc đầu, nhớ thanh, người ngàn vạn không cần xem thường cái này thần ẩn giới, nơi này tồn tại rất nhiều cấm chế, hơn nữa truyền thuyết, này chỗ thần ẩn giới, là đã từng một chỗ cổ chiến trường, bên trong tồn tại rất nhiều cấm chế, đảo không phải nói không có nguyên trụ dân tưởng bay đến trên không một truy cứu thế nhưng, nhưng phía trên vô cùng cực nóng, kia nguyên trụ dân còn không có bay đến đỉnh không, liền bị cực nóng nóng chảy, liền thi cốt cũng chưa lưu lại. Cấm chế sao, Trương Huyền sờ sờ môi, hắn sớm đã phi lúc trước cái kia tay mơ, trong lòng biết cấm chế lợi hại chỗ, ngay cả huyền thiên bọn họ, đều bị cấm chế vây khốn, cổ đại người rốt cuộc có gì chờ thủ đoạn, Trương Huyền hiện tại căn bản vô pháp tưởng tượng, kia đối với hắn tới nói, chính là một cái mê, liền cùng nhân loại đối ngoại vũ trụ lý giải giống nhau, biết thần bí, biết cuồn cuộn, lại chỉ có thể tưởng tượng khó có thể phỏng đoán hai hồ rượu gạo xuống bụng vương giản một ở trên bàn triển khai một loạt đồng tiền xem như đài thọ nơi này tiền liền cùng thời cổ giống nhau chẳng qua làm được trung quốc và phương tây kết hợp mặt giá trị nhỏ nhất là đồng tiền theo sau là tiền bạc sau đó là kim chế tiền tệ trừ bỏ tài chất không giống nhau bên ngoài ngoại hình đều là hoàn toàn tương đồng vương giản một cấp trương huyền giới thiệu xong nơi này tiền sau Trương Huyền hỏi. Nếu từ bên ngoài mang chút vàng lại đây, hay không có thể ở chỗ này sử dụng? Không được, vương giản lay động đầu, nơi này chủ yếu là cổ vũ người đi đánh chết yêu thú tới đổi lấy tiền tệ, trọng ở luyện binh, nơi này tiền tệ đều có đặc thù ký hiệu, nếu bị người phát hiện tiền tệ tạo giả, đó là trăm phần trăm muốn chém đầu. Trương Huyền gật gật đầu. Vương giản một tính tiền sau, mang theo Trương Huyền đi ra khách điếm. Nhớ thanh, ở cái này tiểu thế giới, thành trấn dân cư đạt tới 30 vạn, nhưng lại không phải nơi này tổng cộng dân cư, nếu tính thượng giã ngoại nhà thám hiểm nói, dân cư tiếp cận 50 vạn, những cái đó giã ngoại nhà thám hiểm đều là tàn nhẫn độc ác hạng người, chấp hành săn giết yêu thú nhiệm vụ thời điểm, người tốt nhất đi theo đại gia cùng nhau đi, ngàn vạn không cần đơn độc hành động, nếu bị những cái đó giã ngoại nhà thám hiểm theo dõi, có thể so bị yêu thú theo dõi còn muốn khủng bố a à. Giã ngoại nhà thám hiểm, này có cái gì khác nhau sao? Trương huyền nghi hoặc, đương nhiên là có vương giản gật đầu một cái ở thần ẩn dưới giữa tổng cộng có bảy đại thành trấn phân biệt lấy bảy đại châu tới mệnh danh mỗi một tòa thành trấn sau lưng cũng chính là ngoại giới bảy đại giáo chủ thành trấn thành chủ đều là giáo chủ người phát ngôn giống chúng ta hiện tại vị trí thành trấn này đều không phải là thuộc về bảy đại thành trấn chi nhất thành trấn này tên là hỗn độn trấn là chuyên môn tiếp nhận ngoại giới người tới địa phương đồng thời cũng là làm nhà thám hiểm một cái trạm trung chuyển mà những cái đó dã ngoại nhà thám hiểm, đều là từ bảy đại thành trấn trốn chạy đi ra ngoài, quy phục yêu thú, bọn họ cùng yêu thú làm bạn, săn giết đồng loại, từ yêu thú kia đổi lấy cường đại căn nguyên, ở bọn họ trong mắt, chúng ta chính là bọn họ cường đại đá kê chân. Trương Huyền gật gật đầu, đem vương giản một nói ghi nhớ, hắn cũng không có ngoại ý muốn có người sẽ đầu nhập vào yêu thú, trên thế giới này, có người địa phương liền có giang hồ, mỗi người đều có chính mình nhu cầu, quy phục yêu thú tàn hại đồng loại loại sự tình này, mặt ngoài nhìn qua không thể tưởng tượng, nhưng tinh tế tưởng tượng, đảo cũng không khó lý giải, huống hồ, này yêu thú người chế tạo, bản thân cũng là nhân loại không phải sao. Đi thôi, nên lên đường, trên đường ta lại cho các người nói một chút nơi này sự tình, nếu không có ngoài ý muốn, tương lai rất dài một đoạn thời gian, các người đều phải sinh hoạt tại đây thần ẩn giới chung, kiếm đủ cũng đủ công tích lại đi ra ngoài, là có thể ở sẽ mưu thượng chức vị tiêu tiêu sái sái sinh sống. Vương giản một phách chụp quần áo. Này hỗn độn chấn cũng không lớn, cũng không có tường thành linh tinh đồ vật. Trương Huyền đi theo vương giản một thân sau đi rồi mười mấy phút, chung quanh phòng ốc liền dần dần thưa thất lên, bóng người cũng ở giảm bớt, một cái đường đất xuất hiện ở Trương Huyền dưới chân, đường đất chung quanh lơ lỏng mấy cây làm, này thuyết minh, bọn họ đã ra khỏi thành trấn. Nhớ thanh, ta trước mang người đi chúng ta phương đông lục địa thành trấn xem một chút, chúng ta tuy rằng hiện tại thực lực không phải mạnh nhất, cũng là nhất chịu xa lánh, nhưng tuyệt đối không có thế lực khác như vậy nhiều tranh đấu gay gắt. Hiện tại phương Đông Lục Địa tổng cộng có bao nhiêu người? Trương Huyền hỏi. Đại khái tam vạn người đi. Vương giản một hồi đáp, gần mấy năm qua không biết ra cái gì nguyên nhân, ngoại giới tiến vào phương Đông Lục Địa thành viên rất ít, xa xa không kịp còn lại Lục Địa, đây cũng là chúng ta phương Đông Lục Địa hiện tại thế nhược một nguyên nhân. Trương Huyền gật gật đầu. Theo mấy người đi tới, treo ở trên bầu trời Thái Dương, chậm rãi trách đi phương hướng, liền giống như ngoại giới giống nhau, hoàng hôn tây lạc. Đại địa cũng trải lên một tầng bóng ma. Vương giản một nói cho Trương Huyền, lại đi ba cái giờ lộ trình, là có thể đến Đông Phương thành trấn. Đại thúc, ta mới vừa xem người khác đô kỵ mã, ta không thể cũng kỵ một con sao. Toàn len keng đi theo phía sau, cổ túi miệng. Vương giản một chút ý thức sờ sờ trước ngực trang tiền địa phương, mặt lộ vẻ một mặt xấu hổ. Trương Huyền vỗ vỗ vương giản một bả vai, vương ca, đi nhanh đi, một hồi thiên liền đen. Ân, vương giản một chút gật đầu, theo sau có chút mất tự nhiên nói, nhớ thanh, thật sự ngượng ngùng, gần nhất chúng ta phương đông lục địa. Ha ha, đều là quê nhà người, nói nhiều như vậy làm gì? Trương Huyền không để bụng vẫy vẫy tay, nếu không phải vương ca ngươi, chúng ta liền đệ nhất bữa cơm đều ăn không đến. Vương giản một biết, Trương Huyền đây là cố ý ở hóa giải chính mình xấu hổ, ngoại giới tới người chính là phi thường nổi tiếng vương giản một cảm kích nhìn trương huyền liếc mắt một cái tiếp tục dẫn đường hai cái giờ sau sắc trời đã hoàn toàn tối sầm đi xuống lấy ba người sức của đôi bàn chân tới nói tốc độ thực mau nhanh lại có một giờ cước trình liền đến địa phương vương giản vừa thấy mắt phương xa đột nhiên một đạo nữ tính tiếng thét chói tai từ nơi không xa vang lên sư muội cẩn thận đồng thời lại có hét lớn một tiếng vang lên. Nghe thế tiếng quát, vương giản vẻ mặt sắc biến đổi, là tiểu sư muội đã xảy ra chuyện. Vương giản một tiếng nói vừa dứt, cả người bộc phát ra một cổ cực nhanh tốc độ, hướng phía trước phương phóng đi. Trương huyền nheo lại đôi mắt, này vương giản một, ít nhất có ngưng khí lúc đầu thực lực, bực này thực lực, đặt ở ngoại giới, đã có thể ở thần ẩn hội đảm nhiệm khống chế sử chức, nhưng ở chỗ này, phá lệ thất vọng, nhìn dáng vẻ, hoặc là chính là nơi này thủy quá sâu, hoặc là chính là ngoại giới thần ẩn hội thủy, quá sâu a. À. Trương Huyền cũng không có sốt ruột, hắn mang theo toàn len ken, chiều vương giản một tiếng lên phương hướng chậm rãi đi đến. Có một tòa thổ bao che đậy Trương Huyền tầm mắt, ở thổ bao phía sau, Trương Huyền nghe được từng trận hét lớn một tiếng. Trương Huyền ghé vào thổ bao mặt sau, nheo lại đôi mắt, nhìn về phía trước. Toàn len ken vẻ mặt đáng khinh đi theo Trương Huyền bên cạnh, cũng bỏ xuống dưới, cười hắc hắc, ca, không nghĩ tới người còn thích đương Voldemort a. À. Trương Huyền đối với toàn len ken cái ót chính là một cái tát qua đi. Toàn len ken vẻ mặt u oán nhìn Trương Huyền, xoa chính mình cái ót, không hé răng. Trương Huyền nhìn về phía trước, hơn nữa vừa mới tiến lên vương giản một, ở kia tổng cộng có bảy đạo thân ảnh. Trong đó bốn người, thân xuyên màu đen đêm hành phục, cầm trong tay cương đao, lập lòe hàn mang, bọn họ cũng không có che đậy khuôn mặt, đều là nam tính, tuổi nhìn qua cũng đều ở hơn 30 tuổi tả hiếu. Này bảy người giữa, chỉ có một người nữ tính, hẳn là chính là bị vương giản một gọi là tiểu sư muội. Nữ nhân tuổi 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, một đầu đen nhánh tóc dài, lớn lên cũng là ngọt thanh khả nhân, thân xuyên một cái trầu bà váy dài, nàng che lại chính mình cánh tay trái, nhìn kỹ dưới, cánh tay trái có huyết lưu lại, xem nữ nhân bộ dáng, làm nhân tâm chung không cấm dâng lên bảo hộ dục vọng. Ở nữ nhân phía sau, đứng một người hơn 20 tuổi thanh niên, cầm trong tay một phen trường kiếm, thanh niên đồng dạng người mặc áo dài, khóe miệng quải huyết. Vương giản một tiếng lên sau, đứng ở nữ nhân trước người, nhìn chằm chằm trước mặt bốn người, trầm giọng nói, chúng ta đều là phương đông lục địa thành viên, các ngươi làm như vậy, là có ý tứ gì? Thật sự muốn nội đấu, để cho người khác chế diễu sao? Ha ha, vương giản một, tưởng nội đấu chính là các ngươi đi. Một người Hắc Y nhân cười lạnh ra tiếng, "Chúng ta thiếu thành chủ tưởng cùng Sở cô nương liên hôn, này vốn là chuyện tốt, một khi liên hôn, chúng ta đây lại lần nữa biến thành người một nhà, nhưng các ngươi nhưng vẫn cự tuyệt, đây là có ý tứ gì?" Vương Giản lay động lắc đầu, "Tiểu sư muội cũng không thích nhà các ngươi thiếu thành chủ, ta tưởng lời này, hẳn là đã sớm cho các ngươi đưa tới đi." "Ha ha," vừa mới người nọ tiếp tục cười lạnh, "Sở cô nương có thích hay không chúng ta thiếu thành chủ, đó là các ngươi sự." Nhưng chúng ta thiếu thành chủ, chính là phi thường thích Sở cô nương a, à, huống hồ, Sở cô nương cùng chúng ta thiếu thành chủ lại chưa thấy qua vài lần, làm sao có thể nói được thượng không thích đâu. Ta tưởng có một số việc, vẫn là làm Sở cô nương giáp mặt cùng chúng ta thiếu thành chủ nói rõ ràng hảo. Người này nói, giơ lên trong tay cương đao. "Nằm mơ, Vương giản giận dữ quát một tiếng, ở trong tay hắn, một phen khí nhận ngưng tụ ra tới. Trương Huyền xem này khí nhận ngưng thật trình độ, này vương giản một, hẳn là cũng chỉ là vừa mới bước vào ngưng khí lúc đầu không lâu. Ha ha, vương giản một, thật không biết ai cho ngươi dũng khí, dám cùng chúng ta động thủ. Nói chuyện người nó cánh tay chấn động, một đạo khí mang nháy mắt bao trùm trong tay hắn cương đao, ngay sau đó, người này cánh tay múa may, một đạo đao mang thẳng đến vương giản một mà đi. Vương sư huynh cẩn thận, họ sở nữ nhân kinh hô một tiếng, hắn đao mang có chút quỷ dị. Quỷ dị, vương giản một lòng đầu cả kinh tại đây trong quá trình đối phương đao mang đã chạm đến hắn trước người vương giản hoảng hốt vội gian ngăn cản đối phương đao mang lại ở nháy mắt biến ảo hình thái rõ ràng là đao mang lại hóa thành một chương bồn máu mồm to chiều vương giản một cắn tới vương giản một thần sắc mãnh biến bước chân liên tục lui về phía sau lại như cũng bị đối phương này nhất chiêu đứng tiện nghi trực tiếp đem vương giản một tay trung kiếm mang đánh tan đây là yêu vương thủ đoạn Vương giản một hét to ra tiếng, các người thế nhưng quy phục yêu vương. Vương giản một, lời nói đừng nói đến như vậy khó nghe sao. Đối phương cười lạnh, chúng ta này không phải quy phục, mà là hợp tác, chúng ta cho nó yêu cầu đồ vật, hắn cho chúng ta yêu cầu đồ vật. Chẳng lẽ người muốn nhìn chúng ta phương đông lục địa vẫn luôn đều bị còn lại sáu lục địa áp bách sao? Chúng ta đây cũng là vì toàn bộ phương đông lục địa hảo A, người loại người này, làm sao có thể hiểu chúng ta thành chủ khổ tâm đâu? Ngươi đánh giám, vương giản giận dữ quát, các ngươi cấu kết yêu thú. Chúng ta phương đông lục địa, không có các ngươi người như vậy. Ai nha nha, vương giản một, người thật đúng là rõng rạc đâu. Đối phương cười khẽ ra tiếng, tiếng cười giữa tràn đầy đều là khinh thường, người cho rằng ngươi là thứ gì. Chỉ bằng ngươi có thể đại biểu phương đông lục địa, hiện tại các ngươi liền tiến vào đông phương thành tư cách đều không có. Các ngươi sẽ bị người phỉ nhổ, vương giản vừa vỡ một ngụm nước bọt, các người cấu kết yêu thú, đem sẽ không bị thần ẩn giới thừa nhận, các người loại người này, không có tư cách ở tại Đông Phương thành nội. Đó là cấp anh hùng trụ địa phương, không phải cho các người này đó bại hoại. Đối phương đề đao, chậm rãi hướng vương giản vừa đi tới, vương giản một, người dựa vào cái gì nói chúng ta cấu kết yêu thú. Chẳng lẽ người thấy, một cái không có hai mắt người, như thế nào có thể thấy mấy thứ này đâu, người nói, đúng hay không? Đương đối phương trong miệng đối tự rơi xuống nháy mắt, một đạo hàn mang thẳng đến vương giản một đồng tử mà đi, này hàn mang tốc độ mau đến mức tận cùng, vương giản một cây bổn phản ứng không kịp. phốc, một đạo trầm đục thanh đột nhiên vang lên, cái này làm cho nguyên bản ra tay người ngừng tay chung động tác, chiều trầm đục thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. ai, ra tới, thổ bao phía sau, toàn len canh ngưỡng ngùng gãi gãi đầu, ca, hôm nay ăn có điểm nhiều, này thì phóng ngăn không được, ta đã vẫn luôn ở nhịn. Trương Huyền trợn trắng mắt. Ta làm ngươi ra tới, không nghe thấy sao. Hắc y nhân múa may đau mang. Trương Huyền sở trốn tránh thổ bao phanh một tiếng nổ tung, đầy trời bụi đất, Trương Huyền cùng toàn len keng tức khắc trở nên mặt xám mày cho. Vương giản vừa thấy đến Trương Huyền hai người thân ảnh, lập tức phát ra hét lớn một tiếng, nhớ thanh, chạy mau. Chạy, Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, hắn phía sau đồng bạn, một cái lắc mình, liền xuất hiện ở Trương Huyền cùng toàn len keng phía sau, ngăn trở hai người đường lui. Trương Huyền nheo lại đôi mắt, quang thông qua đối phương sở bày ra ra tốc độ, hắn là có thể nhìn ra thực lực của đối phương, ngưng khí trung kỳ. Nha, nhìn dáng vẻ, đây là tới tân nhân a. Hắc Y nhân cầm đao đánh giá Trương Huyền cùng toàn len keng hai người, trên người một chút yêu thú khí vị đều không có, đây là hôm nay mới vừa tiến vào thần ẩn giới. Trương Huyền xem đối phương một chút đều không kiêng kỵ nói ra mấy thứ này, liền minh bạch đối phương thái độ. Căn bản là không nghĩ làm chính mình đám người tồn tại, bằng không hắn sẽ không trắng ra nói ra mới vượt tiến vào thần ẩn giới loại này lời nói, loại này lời nói chính là phá hư quy củ. Trương Huyền đơn giản gật gật đầu, "Ân, hôm nay vừa tới." "Ai, kia thật sự chỉ có thể nói các ngươi mệnh không tốt." Hắc Y nhân vẻ mặt tiếc núi lắc lắc đầu, theo Vương Giản một cái này phế vật, cho các ngươi vừa tới đến thần ẩn giới ngày đầu tiên, sẽ phải chết ở chỗ này. Chết toàn len keng mập mạp gương mặt kia tức khắc lộ ra khổ sắc, hắn hai chân run lên. Ca, ta còn không có cùng tiểu hoa sinh hoa đâu, ta không muốn chết a, bất tử được chưa? Ta xin tha còn không được sao? Toàn len keng này phục yếu đuối biểu hiện, làm bốn gã hắc y nhân phát ra một trận cười to. Mà tên kia họ sở nữ nhân, tắc vẻ mặt thất vọng lắc lắc đầu, hướng đầu nhập vào yêu thú người đầu hàng xin tha, loại người này, nàng khinh thường. Vương giản một trên mặt toàn là xin lỗi, hắn biết là chính mình liên lụy này hai cái mới vừa tiến vào thần ẩn giới. Trương Huyền không nói gì, hắn đánh giá bốn người này, từ trong đó một người trên người, Trương Huyền thấy được tám kỳ bộ công pháp bóng dáng, này cũng là nói rõ, ngoại giới thế cục ảnh hưởng tới rồi thần ẩn giới bên trong, Trương Huyền suy đoán, này phương đông lục địa bên trong phân liệt, hẳn là cùng tám kỳ bộ có phần không khai quan hệ. Thấy Trương Huyền lời nói đều không nói, tên kia đứng ở sở họ nữ nhân phía sau cầm kiếm nam nhân không cấm lắc đầu, vương sư huynh, ngươi lần này tìm tới này hai người, không có thực lực, can đảm cũng không được, mập mạp bị dọa đến xin tha, mặt khác người kia, cũng không dám nói chuyện. Này đều do ta, vương giản hung ác tàn nhẫn nhất quyền, chúng ta phương đông lục địa thật vất vả rót vào mới mẻ máu, lại bởi vì ta hại bọn họ. Vương sư huynh, không cần cấp, thanh niên thấp giọng mở miệng, hắn thanh âm thực mỏng manh, chỉ có vương giản một có thể nghe được, lúc này đây ta cùng sư muội ra tới, là sư phụ bày mưu đặt ghế, vì chính là dẫn ra những người này, lập tức sư phụ liền sẽ đổi tới. Thật sự, vương giản vẻ mặt sắc vui vẻ, bất quá chợt hắn liền thầm kêu một tiếng không tốt, chính mình biểu hiện quá rõ ràng. Quả thực, vừa mới tên kia đối vương giản vừa ra tay hắc y nhân vừa thấy vương giản vẻ mặt thượng thần biến sắc hóa, lập tức ý thức được không thích hợp, hét lớn một tiếng, mau ra tay, sở các thịnh khả năng muốn tới, giết bọn họ, đem họ sở nữ nhân mang đi. Không xong, cầm kiếm thanh niên thầm hô một tiếng, theo sau một phen kéo lên họ sở nữ nhân cánh tay, sư muội đi mau. Nhưng bọn họ, họ sở nữ nhân nhìn mắt trương huyền cùng toàn len ken nơi phương hướng. Hai người bọn họ đi không được, lại không đi, chúng ta cũng đến chết ở này, chạy mau. Cầm kiếm thanh niên mặc kệ nhiều như vậy, lôi kéo họ sở nữ nhân liền chạy các ngươi đi trước, vương giản cùng nhau không có đi ý tứ, trong tay hắn lại lần nữa ngưng tụ kiếm mang, ánh mắt kiên định là ta mang nhớ thanh huynh đệ cùng len khen huynh đệ tới này, ta sẽ không tha hạ bọn họ mặc kệ. trương huyền nhìn nhiều vương giản một hai mắt, những năm gần đây trương huyền gặp qua quá nhiều người lừa ta gạt, thậm chí có thân bằng phản bội, vương giản một hành vi thực sự làm hắn không nghĩ tới. sư muội đi rồi, cầm kiếm thanh niên rõ ràng thực lực muốn cao không ít lôi kéo họ sở nữ nhân, động tác nhanh chóng biến mất. Đi, giết lưu tú, đem họ sở mang về tới. Hướng vương giản vừa động thủ hắc y nhân thét ra lệnh một tiếng, hắn hiển nhiên là bốn người này giữa tiểu thủ lĩnh, hắn vừa ra thanh, có hai gã hắc y nhân lập tức phóng đi, mà hắn tắc cùng mặt khác một người hắc y nhân, một trước một sau, đem trương huyền ba người lấp kín. Vương giản vừa thấy đối phương đã nhìn thấu, cũng không che giấu, hướng trương huyền hô, nhớ thanh, Sư phụ ta hắn lập tức liền sẽ đuổi tới, chỉ cần chúng ta có thể bám trụ thời gian, hôm nay đều không phải là là hẳn phải chết chi cục. Hắc Y nhân thủ lĩnh cẩn thận quan sát bốn phía, theo sau đột nhiên cười, "Vương Giản một a vương Giản một, người người này, thật đúng là ngu xuẩn về đến nhà, thực hiển nhiên, kia Lưu Tú rõ ràng là đang lừa ngươi, dẫn ngươi làm mồi dụ, ngươi còn thật sự cảm thấy Sở Cát Thịnh sẽ đến. Nếu Sở Cát Thịnh liền ở phụ cận, lại như thế nào sẽ tùy ý hắn nữ nhi bị thương đâu?" Ngươi thiếu tại đây hồ ngôn loạn ngữ, vương giản căng thẳng nhìn chằm chằm hắc y nhân thủ lĩnh, chúng ta sư huynh đệ tình như thủ túc, lưu sư đệ lại như thế nào lấy ta đương mồi. Sư phụ lập tức liền đến, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng yêu thú làm bạn, là không có kết cục tốt. Ngươi đã quên lúc trước chúng ta ở một khối đem rượu ngôn hoan nhật tử sao? Ngươi đã quên. Đủ rồi, hắc y nhân thủ lĩnh hét lớn một tiếng, đánh gãy vương giản một nói, theo sau cười lạnh một tiếng, a. À, bỏ gian tả theo chính nghĩa. Vương giản một, người nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi, cái gì là ám, cái gì là minh. Thế giới này, nào có cái gì chính nghĩa đáng nói. Lập trường bất đồng mà thôi, ngươi không cần lại cho ta nói cái gì dĩ vãng, dĩ vãng cảm tình, từ kia một ngày bắt đầu, cũng đã không có. Hiện tại, chúng ta điểm bất đồng trận doanh, ngươi cũng chưa có trách ta, thân thủ làm thịt ngươi. Hắc y nhân tay cầm nói, múa may trong tay cương đao, khí mang phun ra nuốt vào mà đến. Trương Huyền nhìn ra, người này thực lực, liền tính không đến ngưng khí hậu kỳ, cũng không hạn tiếp cận cái này cảnh giới, căn bản là không phải vương giản một loại này mới vào ngưng khí trung kỳ người có thể chống lại. Tuy rằng Trương Huyền không nghĩ quá sớm bại lộ chính mình, Mai danh ẩn tích mới là hắn hiểu biết cái này thần ẩn giới lựa chọn tốt nhất, nhưng vương giản một vừa mới lựa chọn cùng cách làm, làm trương huyền vô pháp tận mắt nhìn thấy người này đi tìm chết màu tím quang mang ở Trương Huyền trong tay ngưng tụ, đang lúc Trương Huyền chuẩn bị động thủ khi. Giống, một đạo thật lớn tiếng hô truyền đến, liền thấy một đạo cự hình hắc ảnh nhào hướng hắc y nhân thủ lĩnh, này hắc ảnh tốc độ cực nhanh. Ta má ơi, toàn len keng la lên một tiếng, thật lớn lang a. À. Nhào hướng hắc y nhân thủ lĩnh cự hình hắc ảnh, đúng là một đầu thanh lang, này lang chiều cao 2 mét, trong miệng răng nanh đã mọc ra miệng ngoại, xanh mượt đôi mắt tại đây trong bóng đêm phá lệ thấm người. Này cự lang toàn thân thanh hắc, tứ chi thô tráng hữu lực, hiển nhiên là trải qua nào đó cường đại biến dị. Yêu bầy sói, một khắc danh lấp kín trương huyền cùng toàn len keng đường lui hắc y nhân kêu sợ hãi một tiếng, sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Vương giản một, tính người vận khí tốt, chúng ta đi. Hắc y nhân thủ lĩnh tránh thoát yêu lang một phát, căn bản không có bất luận cái gì do dự, lưu lại một câu tàn nhẫn lời nói sau, bay nhanh rời đi. Vương giản một cũng vào lúc này giống to, nhớ thanh, chạy mau. Đây là yêu bầy sói. Ngao ô, từng đợt tiếng sói chu vang lên. Này, này, nhiều như vậy, toàn len keng sắc mặt trắng bệch, môi phát run. Ở cách đó không xa trong bóng đêm, một đôi lại một đôi xanh mượt đôi mắt trong bóng đêm lập lòe, định nhãn nhìn lại, không dưới trăm một mình trường hai mét yêu lang. Nhìn dáng vẻ, biến dị cũng không thay đổi bầy sói đặc thù A. Trương huyền tản mất trong tay vừa mới ngưng tụ linh khí, có thể không động thủ, hắn tận lực vẫn là sẽ không động thủ. Ca, chạy mau a, à, toàn len ken quỷ kêu một tiếng, nhanh chân liền chạy. Trương Huyền cũng không do dự, đồng dạng nhanh chóng rời đi, ba người lúc này căn bản bất chấp cái gì đích đến là nào, tùy tiện chọn cái phương hướng, bắt đầu chạy như điên. Ngao ô, thượng trăm đầu yêu lang đồng thời phát ra một tiếng chu lên, theo sau chiều ba người điên cuồng phóng đi, chúng nó chính là ra tới săn thú, nhìn thấy con mồi chạy trốn, nào có không truy đạo lý. Ba người ước chừng chạy như điên hơn nửa giờ, phía sau bầy sói mới dần dần không có bóng dáng. Mệt, mệt chết ta, toàn len keng mồm to thở hổn hển, ngã ngồi đến trên mặt đất, không ngừng xoa trên đầu mồ hôi. Vương giản một cũng là kiệt lực bộ dáng, nhân cơ hội nghỉ ngơi. Trương huyền nhìn về phía phương xa minh mông vô bờ màu đen bình nguyên, hắn phát hiện, cái này thần ẩn giới, giống như còn có điểm ý tứ, phản tổ minh thực nghiệm thể ở chỗ này hoành hành, không riêng gì bảy đại châu thế lực tranh đấu gay gắt, yêu thú cũng có một cổ không nhỏ thế lực, thả vương giản một ngụm chung theo như lời yêu vương, hẳn là cụ bị linh trí thực nghiệm thể, hoặc là cùng loại với liệp báo cái loại này vốn là đạt tới ngưng khí cảnh người nhân bản. Khó trách áo tang làm chính mình trước tiên tới thần ẩn giới làm quen một chút, nơi này, so bên ngoài thần ẩn hội, càng thêm phức tạp a. À. Ba người hơi làm một phen nghỉ ngơi, vương giản một phân biện một chút phương hướng, Mang theo Trương Huyền hai người tiếp tục lên đường. Lúc này đây, Vương Giản cùng nhau không có lại đi đại lộ, hắn nói cho Trương Huyền, những cái đó yêu lang đều cụ bị nhất định trí tuệ, chúng nó sẽ ở trên đường lớn tiến hành săn giết. Vừa mới hơn nửa giờ liều mạng chạy như điên, làm ba người khoảng cách mục đích địa lại xa rất nhiều, lại hướng mục đích địa đi thời điểm, tốc độ cũng chậm lại rất nhiều, để ngừa gặp được cái gì ngoài ý muốn. Này thần ẩn dưới chung, địa mạo kỳ lạ, đi qua một mảnh bình nguyên là có thể thấy chót vót núi cao, ngọn núi loan khởi, liên nguyên thành phiến. Dọc theo đường đi, ba người cũng gặp được quá vài lần yêu thú, cũng may yêu thú thực lực không cường, vương giản một đều có thể ra tay giải quyết. Vương ca, vừa mới những cái đó, cũng là phương đông lục địa người đi. Trương Huyền làm bộ vô tình hỏi. Ân, vương giản một chút gật đầu, hiện tại đông phương thành chủ, nguyên bản cũng cùng chúng ta là một mạch, bất quá 7 năm trước, đông phương thành chủ trưởng tử đột nhiên thân chết. Từ ngày đó bắt đầu, đông phương thành chủ liền cùng chúng ta hoàn toàn nháo bẻ, hắn mang theo đông doanh tám kỳ bộ cầm đầu ninja, còn có cao ly tu sĩ, cùng chúng ta chia làm hai cái phe phái. Đông phương thành chủ là họ phương đông, Trương Huyền nghi hoặc một tiếng. Đúng vậy, đông phương thành chủ là ngoại giới đông phương gia ở chỗ này người phát ngôn. Trương Huyền mày nhăn lại, theo ta được biết, ngoại giới đông phương ra cùng tám kỳ bộ hẳn là thuộc về hai cái phe phái đi như thế nào ở chỗ này liền liên hợp vương giản lay động đầu này ta cũng không rõ ràng lắm rất nhiều đồ vật ta còn tiếp xúc không đến nhớ thanh tiểu huynh đệ ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy đây đều là mặt trên sự kỳ thật hiện tại đối với ta tới nói có thể hảo hảo tồn tại liền không tồi mà ngươi cùng vị này toàn huynh đệ mới là mới vừa tiến vào thần ẩn giới không nhất định một hai phải cuốn vào cái này lốc xoáy giữa tới nhớ thanh tiểu huynh đệ chúng ta tới rồi Vương giản nhất giấm thượng dưới chân ngọn núi này đầu, xa xa nhìn lại, một tòa tràn ngập hè oi bức cổ phong cách thành trì xuất hiện ở chân núi. Thành trì bốn phía, đều là cao lớn tường vây, lúc này đêm đen, cửa thành nhắm chặt, có thể nhìn đến, có tướng sĩ thân xuyên khôi giáp, eo đừng bội đao, đứng trên tường thành. Đây là mộng hồi đại đường A, Trương Huyền không cấm cảm thán một tiếng, chưa bỏ ở điện ảnh bên ngoài, khi nào có thể nhìn thấy như vậy một bức cảnh tượng. Cổ đại hè oi bức giang hồ, là làm rất nhiều nam nhi hướng tới một chỗ, kia bạc khôi kim giáp, chỉ là nhìn đến, cũng đã cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào. Nhớ thanh tiểu huynh đệ, hạ ngọn núi này, ta liền đến địa phương, các ngươi cũng là có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vương giản một không không biết xấu hổ hướng trương huyền cười cười, cho các ngươi vừa tới ngày đầu tiên liền trải qua này đó, thật sự là làm khó các ngươi. Ha ha, trương huyền không thèm để ý vẫy vẫy tay, sớm trải qua sớm được chứ, dù sao sớm hay muộn đều là muốn đối mặt. Nhớ thanh tiểu huynh đệ người có này phân giác ngộ chính là tốt, chúng ta đi thôi. Vương giản vừa nói xong, đi đầu đi đến. Trương huyền bán ra một bước, phát hiện toàn len ken còn đứng tại chỗ, quay đầu vừa thấy, liền thấy toàn len ken trước ngực phát ra một mặt ánh sáng, hắn kia một trương béo trên mặt tràn ngập nôn nóng, trong tay phủng một cái di động, ngón tay không ngừng ấn. Làm gì đâu ngươi, Trương huyền đi ra phía trước, che khuất toàn len keng trong tay di động phát ra ánh sáng, nếu bị người nhìn đến, mặc kệ có phải hay không nơi này nguyên trụ dân, chỉ sợ đều phải lấy cái này đương lý do tới làm ngươi một chút, di động từ từ tìm một chỗ chôn Ca, nơi này sao không tín hiệu A, à? toàn len keng vẻ mặt nôn nóng, ta còn chờ đi một ly bát bảo trả uy tín công chúng hào xem hắn phát tiểu thuyết nhân vật tranh minh họa đâu. Xem ngươi muội à? A, trương huyền một cái tát chiều đến toàn len keng cái ót, chờ từ thân ẩn dưới sau khi rời khỏi đây, ta mang ngươi đi tìm hắn, ngươi giáp mặt hỏi hắn muốn. Toàn len keng vỗ tay một cái, này tốt nhất, hắn đổi mới như vậy chậm, ta thấy đến hắn, trước chiều hắn một đốn. Được rồi, di động không cần lại lấy ra tới, đừng bị người tìm được cái gì lấy cớ. Trương Huyền nhắc nhở một tiếng, đuổi kịp vương giản một. Ba người tốc độ cực nhanh hạ sơn, chiều kia chân núi thành trì đi đến. Ở giữa sườn núi, Trương Huyền đại khái quan sát một chút này đông phương thành nội diện mạo, cùng thời cổ hè oi bức thành trì hoàn toàn tương đồng, ít có cao lầu, nhiều là nhà trệt, càng là tới gần thành trì trung tâm, kia sân càng lớn, sắc thái cũng càng nhiều, chứng minh này trang hoàng tráng lệ. Này đông phương thành rất lớn, Trương Huyền liếc mắt một cái nhìn lại, ánh mắt còn vô pháp nhìn đến thành trì trung tâm vị trí. Chờ hạ sơn, tới gần thành trì, nhìn kia chiều cao 20 mét tường thành, Trương Huyền cảm thấy một loại cảm giác áp bách ập vào trước mặt, cao lớn tường thành phẳng phất có thể ngăn trở trước mặt hết thảy đi ở tường thành phía dưới, trương huyền nhìn trên vách tường những cái đó từ lợi trảo cùng binh khí lưu lại hoa ngân, mặt trên còn có thời trẻ tàn lưu vết máu, đã cùng tường thành gạch thạch hỗn hợp đến cùng nhau. vương ca, thành trì khóa cửa, chúng ta còn có thể đi vào sao? vương giản một mặt lộ một mặt xấu hổ, cái kia nhớ thanh tiểu huynh đệ là cái dạng này, chúng ta cũng không phải ở tại bên trong thành, chúng ta là vương giản vừa nói đến này, xấu hổ cười theo sau ở tường thành tiếp theo sử tử giác dừng lại bước chân, liền thấy hắn loan hạ lưng đến, ở tường thành căn chỗ dọn khai mấy khối gạch thạch, lộ ra một cái tường động tới. Vương giản một hướng trương huyền xấu hổ cười cười, nhớ thanh tiểu huynh đệ, chúng ta hiện tại ở tạm này đông phương thành phía dưới, hoàn cảnh hơi chút có chút đơn sơ, ha ha. Trương huyền nhìn vương giản một thuần thục chui vào tường động bên trong, từ này có thể thấy được, vương giản một bọn họ này một mạch tình cảnh hiện tại như thế nào, cùng là phương đông lục địa người, giờ phút này lại liền đông phương thành còn không thể nào vào được. Trương Huyền vừa mới chuẩn bị không người chui vào tường trong động, đã bị phía sau người một phen kéo ra. Ca, làm ta trước toàn, ta cho ngươi làm mẫu một chút. Toàn len keng vẻ mặt hưng phấn vào tới tường trước động, ta cho ngươi nói, loại này lỗ chó, ta trước kia lão toàn đâu, tiểu hoa ra tường hạ lỗ chó chính là ta đào. Toàn len keng nói, xoắn chính mình phì mông, chen vào tường động giữa. Chờ Trương Huyền tiến vào sau, phát hiện này tường trong động không gian rất lớn, Vương Giản một liền ở bên trong chờ, đương toàn len canh cùng Trương Huyền chui vào tới sau, Vương Giản một thuần thục đem tường thành khôi phục thành nguyên dạng. Tường động hạ là một cái kéo dài thông đạo. Toàn len keng một bộ người thạo nghề bộ dáng đánh giá liếc mắt một cái, theo sau ra tiếng, ta nói, này lỗ chó đảo không sao tích sao, căn bản là không lãnh hội đến lỗ chó tinh túy, lỗ chó mục đích là cái gì? Đó là rình coi, không phải, lẻn vào. Người này hầm ngầm khai lớn như vậy, người đạp lên mặt trên là có thể nghe ra tới. Audio điện tử võ tấn bền Trương huyền phiên toàn len ken liếc mắt một cái, hợp lại người còn rất có kinh nghiệm bái. Đó là, toàn len ken tự hào dựng thẳng ngực, muốn nói toàn lỗ chó, ta nhận đệ nhị, chúng ta thôn không ai dám nhận đệ nhất. Hiện tại này chỗ lỗ chó A, còn có rất nhiều địa phương yêu cầu cải tiến, tỉ như hiện tại cái này thông đạo, góc độ có thể làm lớn hơn nữa một ít, tuy rằng dưới chân sẽ có điểm đầu, nhưng là... Toàn len keng còn ở khen khen mà nói, Trương Huyền đã đi nhanh về phía trước. Ca, người nghe ta nói a, à, ta tuyệt đối chuyên nghiệp. Toàn len keng bước nhanh theo đi lên. Nhớ thanh, người đừng ghét bỏ cái này địa phương đơn sơ, nơi này có thể nói so đông phương thành còn muốn an toàn. Vương giản vừa đi ở phía trước dẫn đường, hướng Trương Huyền mở miệng. Này địa đạo hắc ám chật trội, tuy là có thể làm người đứng thẳng hành tẩu, nhưng không gian đều không phải là rất lớn, hơn nữa chiều dài cũng hữu hạn, Trương Huyền đi theo vương giản một thân sau đi rồi vài phút, liền phát hiện phía trước đã phong kín, không đường có thể đi. Vương giản vừa đứng ở thông đạo cuối, theo sau tại thân thể bên trái nham thạch trên vách tường nhẹ gõ vài cái, tần suất là tam trường một đoạn, theo sau đợi 5 giây, lại tam đoạn một trường, lại chờ 5 giây sau, vương giản quính lên xúc gõ vách tường. Ca, một tiếng đến từ chính nham thạch trên vách tường phát ra trầm đục. Liền thấy vương giản một khu nhà gõ này khối vách đá, đột nhiên mở ra, đây là một phiến cửa đá, canh giữ cửa mõ thượng sau, có thể cùng chung quanh vách đá hoàn toàn ăn khớp, nhìn không ra một chút tỉ vết. Mở cửa chính là một cái nhìn qua 17 đến 18 tuổi thanh niên, trên mặt còn có vẻ thực non nớt, đương nhìn đến vương giản một sau, đối phương trên mặt phát ra ra kinh hỉ thần sắc, vương sư huynh, người còn sống. Lưu Sư Huynh bọn họ mới trở về, nghe Lưu Sư Huynh nói, các người gặp được yêu lang tập kích, đã chết, hắn dùng hết trọng thương cũng không có thể đem người cứu, người còn sống thật sự là thật tốt quá. Vương giản cùng nhau không có chú ý tới thanh niên mặt sau nói cái gì, đường hắn nghe được thanh niên nói Lưu Sư Huynh sau khi trở về, trên mặt tức khắc xuất hiện vui vẻ thần sắc, Lưu Sư để cùng sở sư muội đã đã trở lại. Bọn họ không có việc gì đi. Thanh niên trên mặt có chút bi thương, Lưu sư huynh hiện tại thân bị trọng thương, sư phụ đang ở cho hắn chữa thương, ngươi trở về liền hảo, sở sư muội còn vẫn luôn ở lo lắng ngươi đâu, gì, hai vị này là. Thanh niên lúc này mới chú ý tới vương giản một thân sau đứng trương huyền hai người. Nga, đây là trương ức thanh, cùng với toàn len keng, là ta ở bên ngoài gặp được thiếu niên anh hùng. Vương giản vừa đến hiện tại, đã bắt đầu chú ý khởi chính mình lời nói tới, sẽ không tùy tiện nói trương huyền hai người là tân tiến vào thần ẩn giới thanh niên vội vàng ôm ôm quyền, nguyên lai là Trương Sư Huynh cùng Toàn Sư Huynh, cửu ngưỡng đại danh. Trương Huyền cũng ôm ôm quyền. Vương Sư Huynh, mau vào đi thôi, sở sư tỷ vẫn luôn nhắc mãi người đâu. Thanh niên tránh ra thân vị. Vương giản vùng Trương Huyền cùng Toàn len keng hai người đi vào cửa đá giữa, theo sau lại nghe anh một tiếng, cửa đá một lần nữa khép lại. Cửa đá giữa, có khắc động thiên. Trương Huyền tiến vào sau, đánh giá chung quanh hết thảy, nơi này, thật giống như là 18 tầng địa ngục phiên bản, bên trong cánh cửa là một chỗ thật lớn ngầm không gian, mọi người đều ở tại ngầm giữa, phóng nhãn nhìn lại, chỉ là đập vào mắt nhân số, liền không dưới 3.000, bọn họ phòng ốc, chính là một chỗ chỗ mở ra tới huyệt động, mỗi một cái cửa động chỗ, đều có khác một con số, ở cửa động trước, bày một ít nồi chén, đều là thiết chế phẩm. Những người này, nam nữ lão ấu, giờ phút này đều đem ánh mắt tập trung đến trương huyền ba người trên người. Vương Sư Huynh, ngươi đã trở lại lão vương ngươi không có việc gì thật tốt quá lão vương a à, thật là lão vương sao lưu tú nói người chết ở yêu lang trong miệng hắn tưởng cứu các ngươi nhưng yêu lang thật sự quá nhiều tận mắt nhìn thấy người bị bầy sói vây quanh ha ha vương giản một cười lớn một tiếng đa tạ các vị quan tâm lúc ấy tình huống khẩn cấp khả năng lưu sư đệ cũng không thấy rõ chúng ta chạy ra bầy sói vây quanh vương sư huynh một đạo giọng nữ vang lên theo thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, liền thấy phía trước nhìn thấy tên kia họ sở thiếu nữ, đi nhanh chạy tới, đương chạy đến vương giản một phụ cận khi, đột nhiên thả chậm bước chân, nguyên bản kinh hỉ thần sắc, cũng trở nên phức tạp lên. Trương huyền quang xem này họ sở nữ tử thần sắc, cũng có thể đoán ra, nàng cùng cái kia lưu tú trở về thời điểm, khẳng định bịa đặt một ít đồ vật. Sở sư muội người không có việc gì thật tốt quá. Vương giản cùng nhau không có phát giác cái gì không thích hợp, bước đi tiến lên đi, vẻ mặt quan tâm nhìn họ sở nữ tử, sở sư muội, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, chỉ là bị khí thương đến, đã hảo. Họ sở nữ tử quơ quơ chính mình cánh tay. Đúng rồi, sở sư muội, mau cấp nhớ thanh huynh đệ cùng len ken huynh đệ an bài một chút đi, hai vị huynh đệ đi theo ta bị không ít khổ, đến bây giờ cơm cũng không ăn thượng, trước an bài bọn họ rửa mặt một phen. Ân, họ sở nữ tử gật gật đầu, theo sau đi ra phía trước, hướng Trương Huyền hai người nói, hai vị thiếu hiệp, xin theo ta tới. Trương Huyền hai người, đi theo họ sở nữ tử hướng này hầm ngầm chỗ sâu trong đi đến, càng đi, Trương Huyền càng là lý giải đến này hầm ngầm có bao nhiêu đại, nơi này không gian, so 18 tầng địa ngục hạ còn muốn khoa trương. Họ sở nữ tử dẫn đường khi mở miệng nói, hai vị thiếu hiệp, tiểu nữ tử sở ngưng, hai vị thiếu hiệp nếu không chê, kêu ta một tiếng tiểu ngưng liền hảo, ta trước mang hai vị thiếu hiệp đi dùng cơm đồ ăn, chờ hai vị thiếu hiệp rửa mặt xong sau, sẽ mang hai vị đi tiến hành tiềm lực đánh giá. Tiềm lực đánh giá, Trương Huyền tò mò nhìn sở ngưng, sở cô nương, này đánh giá là có ý tứ gì? Sở lắng nghe đến Trương Huyền đối chính mình xưng hô, ánh mắt lộ ra một mặt ảm đạp, nàng biết là chính mình cùng lưu sư huynh cách làm, chọc đến hai vị này thiếu hiệp bất mãn, đối với chính mình hôm nay cách làm, sở ngưng chính mình cũng cảm thấy phi thường tự trách. Sở ngưng giải thích nói, Trương Đại ca, này đánh giá, là thí nghiệm một người ở khí phương diện tiềm lực, nếu tiềm lực cũng đủ cao nói, sẽ trực tiếp phân phối đến thám hiểm đội, đi ra ngoài săn giết yêu thú, đổi lấy công tích, nếu tiềm lực quá thấp, cũng chỉ có thể đảm nhiệm một ít hậu cần công tác, tuy rằng kiếm lấy công tích tốc độ sẽ chậm rất nhiều, nhưng thắng ở an toàn. Thì ra là thế, Trương Huyền gật gật đầu, vậy làm phiền sở cô nương, ta này huynh đệ một đường tới, đã đói đến không được. Hai vị đại ca thình Sở ngưng mang theo Trương Huyền hai người đi vào hầm ngầm chỗ sâu trong, một cái thật lớn cửa động, thượng viết có tụ hiền thính ba chữ, chính là sở ngưng mục tiêu lần này. Trương Đại ca, vừa mới đã phân phó đi xuống, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, hai vị thỉnh dùng đó là, bên trong sẽ có nhân vi hai vị an bài nơi, chờ hai vị nghỉ ngơi tốt, nhưng tới này tìm ta. Đa tạ sở cô nương, Trương Huyền ôm ôm quyền, mang theo toàn len keng, chiều tụ hiền trong phòng đi đến tụ huyền thính bề ngoài là một chỗ huyền động, nhưng bên trong tu, cùng bình thường phòng ốc vô dị, một chương bàn bát tiên bãi ở tụ huyền thính ở giữa, trên bàn đã chuẩn bị tốt tám đạo hảo đồ ăn. Toàn len keng hai mắt đăm đăm, nước miếng chảy ròng. Cẩn thận một chút, trước nhìn xem này đồ ăn có hay không vấn đề. Trương huyền cẩn thận đánh giá một chút bốn phía. Trương huyền quan sát này tụ hiền thính, bốn phía không có gì khác thường. Toàn len keng vào tới bên cạnh bàn, vẻ mặt say mê hít sâu một hơi, ca, này ăn có thể có gì vấn đề a? À? Toàn len keng nói, nắm lên trên bàn một cây đùi gà, trực tiếp nhét vào trong miệng. Trương Huyền nhìn chầm chầm toàn len keng, cố ý hù dọa nói, này đùi gà bên trong bị người hạ độc. Không có khả năng, toàn len keng tự tin vung tay lên, có độc ta đã sớm đoán được, chúng ta tộc lão từ nhỏ khiến cho ta ăn không dưới 300 loại độc dược, gì độc có thể hạ độc được ta a? Trương Huyền nhìn chầm chầm toàn len keng nhìn mấy giây, theo sau vươn một cây ngón tay cái, như bức. 300 loại độc dược cũng chưa độc chết này mập mạp, này mập mạp rốt cuộc là cái cái gì kỳ ba a Trên bàn đồ ăn nhìn như rất nhiều, nhưng ở toàn len keng càn quét dưới, thực mau đã bị ăn xong. Một nam nhân trung niên, từ tụ hiền thính bên thính đi ra, cao giọng cười to nói, ha ha ha. Nghe nói tới hai vị tiểu huynh đệ, vừa mới có một số việc chậm trễ, còn thỉnh hai vị không cần để ý a à, chúng ta vừa ăn biên. Này trung niên nam nhân, nói còn chưa dứt lời, người liền sửng sốt, bởi vì hắn nhìn đến, này nguyên bản chuẩn bị tốt một bàn mỹ thực, đã bị ăn xong rồi, tuy rằng chuẩn bị vội vàng, nhưng lượng cũng không ít a à. Toàn len keng của túi vài cái miệng, phun ra một cây xương gà, vẻ mặt nghi hoặc nhìn tên này trung niên nam nhân, đại thúc, người nói cái gì? Ha ha, hai vị tiểu huynh đệ ăn uống không tồi a. À trung niên nam nhân cười gượng một tiếng tự giới thiệu một chút ta họ sở sở cắt thịnh toàn len keng sắc mặt biến đổi vội vàng ôm quyền nguyên lai là sở tiền bối cửu ngưỡng cửu ngưỡng người nhận thức trương huyền hồ nghi nhìn về phía mập mạp nhỏ giọng hỏi không quen biết a à, mập mạp lắc đầu làm như vậy không phải đủ trang bức sao trương huyền trợn trắng mắt theo sau cũng giống như mập mạp giống nhau ôm quyền ca ngươi không cần bắt trước ta a à toàn len keng nhỏ giọng phun tào. Trương Huyền chính là nhớ rõ sở cát thịnh tên này, phía trước gặp được kia bốn cái hắc y nhân khi, đối phương cũng nhắc tới quá, này sở cát thịnh, hẳn là chính là nơi này đương ra. Sở cát thịnh cười nói, hai vị tiểu huynh đệ, nơi đã cấp nhị vị chuẩn bị tốt, nếu nhị vị không ngại nói, có thể ở ở bên nhau, lẫn nhau gian cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trương Huyền mở miệng, vừa định nói để ý, này toàn len keng có bao nhiêu ghê tởm, hắn kiến thức quá, sợ lại bị toàn len keng hồ một thân nước mũi. Không ngại, không ngại, toàn len keng liên tục xua tay, theo sau nhỏ giọng đối trương huyền nói, ca, ta biểu hiện đại khí không? Chưa cho ngươi mất mặt đi. Trương huyền khóe miệng trừ trừ, không có ra tiếng. Ha ha, sở các thịnh cười lớn một tiếng, nếu hai vị không ngại, vậy đi theo ta, nước ấm đã cấp hai vị chuẩn bị tốt, bên này thỉnh. Sở cát thịnh làm cái thỉnh thủ thế sau, dẫn đầu đi vào bên thính. Vào bên thính, Trương Huyền mới phát hiện, này bên thính trên thực tế chính là một cái thông đạo, thông đạo nội bốn phương thông suốt, có thể thông hướng bảy cái bất đồng phương hướng, liền giống như đại thụ khai chi tán diệp giống nhau. Trương Huyền yên lặng nhớ kỹ nơi này lộ, đồng thời mở miệng nói, sở tiền bối, nơi này tổng cộng có bao nhiêu người. Gần một vạn người đi, sở các thịnh đáp, còn có một bộ phận đi ra ngoài rèn luyện, tổng cộng nhân số thêm lên đạt tới một vạn nhị. Một vạn nhị, kia nói cách khác, cùng đông phương thành người không sai biệt lắm. Đúng vậy, sở cát thịnh gật đầu. Trương huyền kỳ quái nói, nếu nhân số tương đồng, vì sao không được vào thành nội? Sở cát thịnh lắc lắc đầu, ở đại nghĩa thượng không cho phép. Đại nghĩa? Đúng vậy, đại nghĩa. Sở cát thịnh đột nhiên ngừng bước chân, trương tiểu huynh đệ, các người đều là từ ngoại giới tới, có chút lời nói, ta cứ việc nói thẳng, người cũng biết ngoại giới đông phương ra. Trương huyền gật đầu, nghe nói qua một chút. Đông phương gia, nãy này thiên hạ đệ nhất cường giả lục tiên người theo đuổi. Sở Cát Thịnh đang nói đến lúc này, mắt lộ ra cung kính, tận trời ôm quyền, cho tới nay, Đông phương gia đều chiếm cứ chủ đạo vị trí, năm đó Đông phương thành chủ trưởng tử thân chết, cha được manh mối, nói chúng ta sở ra cấu kết yêu thú, hại chết phương đông thiếu chủ, lấy Đông phương gia lục tiên người theo đuổi thân phận, tức khắc khiến cho vô số người vây công chúng ta sở ra, cũng may chúng ta sở ra những năm gần đây, cũng có chút đáy, nếu không lúc trước có thể hay không trốn ra Đông Phương Thành lại hay nói. Chúng ta vốn định chậm rãi thay đổi thế nhân đối chúng ta cái nhìn, hóa giải cùng Đông Phương Thành chủ chi gian mâu thuẫn, nề hà gần nhất, lại ra một ít sai lầm, về phương Đông Lục Địa Tân nhiệm giáo chủ Trương Huyền, người hẳn là nghe nói qua đi. Trương Huyền gật đầu, ân, nghe nói qua một chút. Hiện tại mãn thần ẩn giới đều ở truyền, phương Đông Lục Địa Tân nhiệm giáo chủ Trương Huyền cấu kết yêu thú thủ lĩnh, bị thương nặng xài cửu minh đại nhân, tuy rằng nguyên trụ dân cũng không biết này nói cái gì, chỉ cho là nhà thám hiểm công hội một ít mâu thuẫn, nhưng biết được ngoại giới người, đều minh bạch này đại biểu cho cái gì, mà chúng ta này một mạch, lại vẫn luôn là đi theo phương đông lục địa giáo chủ, cho nên lại lần nữa bị đánh vào cấu kết yêu thú hàng ngũ. Sở Cát Thịnh nói đến lúc này, cười khổ một chút, tiểu huynh đệ, này ngoại giới sự, rốt cuộc là thế nào? Sở Cát Thịnh người ở thần ẩn dưới nội, đoạt được biết ngoại giới tin tức đều là một ít tiểu đạo tin tức hơn nữa vẫn là trải qua hơn thứ truyền bá này tin tức truyền qua ba người trong miệng vậy biến vị cho nên hắn tưởng từ trương huyền cái này mới từ ngoại giới tiến vào người trong miệng biết trực tiếp nhất tin tức trương huyền lắc lắc đầu xin lỗi ta còn tiếp xúc không đến vài thứ kia cho nên cũng không rõ ràng nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào ai sở cát thịnh thở dài một hơi ta liền hy vọng kia trương huyền ngàn vạn không cần cùng yêu thú làm bạn a. Hai vị tiểu huynh đệ, phía trước chính là vì ngươi hai chuẩn bị phòng, chờ các ngươi rửa mặt xong sau, ta an bài Ngưng Nhi mang hai ngươi đi tiến hành thí nghiệm. Đa Tả, Trương Huyền ôm ôm Quyền. Sở Cát Thịnh vì Trương Huyền hai người chuẩn bị phòng, từ bên ngoài xem cũng là một cái huyệt động, tiến vào bên trong liền phát hiện, đây là một cái hai phòng một sảnh phòng ở, thả phòng rất lớn, mỗi người trong phòng đều phóng một cái thùng gỗ, bên trong đã phóng hảo nước ấm. Toàn ninh ninh giang chàng cởi ra quần, trực tiếp nhảy vào thùng gỗ giữa, bắn khởi tảng lớn bọt nước. Ca, muốn cùng nhau tới chơi đùa sao? Trương huyền hít sâu một hơi, toàn len keng, từ hôm nay trở đi, ngươi là ta ca. Ta chỉ là cái đệ đệ. Nửa giờ sau, Trương huyền cùng toàn len keng hai người xuất hiện ở cửa động. Sở ngưng đã chờ ở nơi này. Hai vị đại ca, làm xong tiềm lực bình chắc, liền có thể nghỉ ngơi, còn phải làm phiền hai vị đại ca một chút sở ngưng hơi hơi mỉm cười nhà đầu này cười thời điểm thật đương làm người có một loại như tắm mình trong gió xuân cảm toàn len ken vẻ mặt heo ca tương nhìn chằm chằm sở ngưng không nhọc phiền không nhọc phiền trương huyền thần sắc bình thường sở cô nương dẫn đường đi sở ngưng thần sắc buồn bã theo sau xoay người dẫn đường đi ở trên đường sở ngưng đột nhiên mở miệng trương đại ca về hôm nay bên ngoài sự